siêu cấp bảo an tại đô thị, La Quân. Tập 81 Sau đó, ngay tại cái kia lôi điện cuồn cuộn bên trong, một tòa xích hắc sắc vương tỏa xuất hiện. Vương tỏa tản mát ra vô cùng xích hắc sắc khí hơi thở, những thứ này đỏ xương mù màu đen đen vô dục thiên bao phủ lại. Một cỗ mặt nhật thiên tai khí tức cũng liền theo lan tràn đi ra. Những lôi điện đó thần quang hung hãn chém giết tiến đến, nhưng là chỉ cần vừa tiến đến, lập tức liền hóa thành xích hắc sắc thủy dịch. Toàn bộ lôi long chi thủ, trong nháy mắt liền bị cái kia mạt pháp vương tỏa chỗ ăn mòn. Mạt pháp chi pháp, vô dục thiên thi triển ra toàn bộ lực lượng, cái kia mạt pháp vương tỏa vô hạn banh ra, hư không bên trong, mạt pháp vương tỏa mở ra miệng lớn. Miệng lớn cao có ngàn trượng, tựa như là A tị chi môn. Theo cái kia cự trong miệng, cấp tốc tuôn ra vô số đỏ xương mù màu đen, những thứ này đỏ xương mù màu đen hình thành 10 vạn đạo thủ trưởng ấn những thứ này thủ trưởng ấn mỗi một trong lòng bàn tay đều ẩn chứa to lớn vô cùng mạt pháp thiên tai quy tắc cùng cường hãn vô cùng ăn mòn lực lượng mỗi một trưởng đều có thể đem một ngọn núi trong nháy mắt san thành bình địa ầm ầm tựa như là một trăm ngàn tuyệt đỉnh cao thủ đồng loạt ra tay đánh giết hướng minh nguyệt tiên tôn minh nguyệt tiên tôn trong nháy mắt liền bị ngàn vạn trưởng ấn bao phủ lại lúc này minh nguyệt tiên tôn thu nhiếp lôi long lĩnh vực cái kia như lai áo cả sa vỗ động lên Minh Nguyệt Tiên Tôn thân thể chuyển một cái, Phật giới chi môn mở rộng. Rất nhiều lôi long ngưng tụ, cùng Phật giới chi khí dung hợp ở. Lập tức, nhất tôn to lớn vô cùng thiên long Bồ Tát xuất hiện. Ngày này long Bồ Tát xếp bằng ở một đầu thái cổ thiên long trên thân. Cái này thái cổ thiên long dài đến 3.000 trượng, vắt ngang nửa cái chân trời. Long uy cút cút, thiên long Bồ Tát một trường vỗ ra. Oanh, tất cả thủ trưởng ấn tại mạnh đại Phật Pháp phía dưới, cấp tốc bị hòa tan thành chất lỏng màu đen. Mạt pháp thiên tuyệt trưởng, vô dục thiên phát hung ác, nhất trưởng hung hăng bổ ra. Cái kia chất lỏng màu đen cấp tốc hình thành một đạo cự đại vô cùng trưởng ấn, cái này trưởng ấn ở trong hư không một trào, trực tiếp liền đem ngày đó long bồ tát bắt lấy. Cái kia màu đen cự thủ chấn động, vô cùng mạt pháp thiên tai khí tức rót vào đi vào. Vô số quy tắc chi lực giống như ba sơn hổ một dạng, trong nháy mắt đem thiên long bồ tát thân thể xé rách thành vô số toái phiến hư vô dục thiên nhất chiêu thấy hiệu quả cười lạnh một tiếng nhưng vào lúc này vô số thiên long kim sắc toái phiến đột nhiên dung hợp càng thêm cường đại phật giới lực lượng thế mà hình thành ngàn tôn thiên long bồ tát mỗi một vị thiên long bồ tát đều cao đến mấy chục trượng bên trong thiên địa một mảnh kim sắc nghiêm chỉnh ở giữa long giới cùng phật giới tựa hồ cũng xuất hiện thiên long bồ tát trải rộng cái này địa ngục bên trong, trong nháy mắt thì hình thành một mảnh Phật quốc tường và bầu không khí. Thiên Long thần âm, Minh Nguyệt tiên tôn lực lượng phát động, hét lớn một tiếng. Ngàn tôn Thiên Long Bồ Tát cùng kêu lên ngâm sướng. Minh mông bành trướng Long âm trong nháy mắt thì trấn vào đến màu đen cự trong tay. Âm, um, màu đen cự thủ trực tiếp vỡ vụn thành cho tàn. Đón lấy, Minh Nguyệt tiên tôn trong tay pháp quyết liền bóp. Áo nàng không gió từ trống, bay phất phới thiên long gào thét, minh nguyệt tiên tôn hét lớn một tiếng. Giống, ngàn tôn thiên long bồ tát cùng nhau trợn mắt tròn xoe, tiếp lấy cùng một chỗ hô lên một tiếng. a à, vô dục thiên cảm giác được cường hãn vô cùng thiên long tiếng gầm gừ chấn vào đến hắn trong não vực. Ngày này long thần âm vừa mới nhập não vực, vô dục thiên thân thể liền nhanh chóng di động. Cả người hắn chui vào đến mặt pháp vương tỏa bên trong, vượt qua đếm cái vị diện không gian, như thế mới đưa ngày đó long thần âm cho tránh đi người tốc độ, siêu việt thanh âm tốc độ. Theo sau, vô dục thiên theo mặt pháp vương tỏa bên trong đi ra. Cả người hắn thì đứng tại mặt pháp vương tỏa cự trong miệng. Giống, thiên long bồ tát nhóm cùng nhau phát ra một tiếng giống. Sóng âm kia lại cấp tốc hướng vô dục thiên tập giết tới. Hừ, lần này, vô dục thiên có chuẩn bị tâm lý. Cái kia to lớn âm ba gào thét mà đến, vô dục thiên lập khắc xuất thủ, hắn thi triển ra hắn một môn bản mệnh thần thông đại phong ấn thuật vô dục thiên thủ trung pháp ấn một kết đón lấy phun ra ra một đạo mù xương khí tức đạo này mù xương khí tức biến hóa cực nhanh trực tiếp đem cái kia cô âm ba bao lấy theo sau mù xương khí tức kịch liệt biến hóa ở giữa sóng âm kia lực lượng bị phong ấn ở bên trong không ngừng nhảy công kích tựa như là ẩn chứa sinh mệnh nhưng vô dục thiên lại đưa tay chộp một cái sóng âm kia lực lượng trực tiếp bị phong ấn co nhỏ lại thành một khỏa linh lợi kim sắc đan hoàn thì theo đậu phộng một kích cỡ tương đương. Tốt thuốc bổ, vô dục thiên cười lạnh một tiếng, đem cái kia kim sắc đan hoàn nuốt đi vào. Ừm, Minh Nguyệt Tiên Tôn thấy thế, cũng là bị kinh ngạc. Hảo lợi hại đại phong ấn thuật, lại là ba nghìn đại đạo bên trong một loại. Minh Nguyệt Tiên Tôn ám đạo. Vô dục thiên tiếp tục xuất thủ, cái kia mạt pháp phương tỏa bên trong, đỏ xương mù màu đen ngưng tụ, cuối cùng nhất hóa thành thập vệt cầu vồng, tia chớp chém tới Minh Nguyệt Tiên Tôn. Mỗi một đạo cầu vồng, dài đến ngàn trượng, trong nháy mắt bức xiết tới Minh Nguyệt Tiên Tôn nơi cổ họng. Minh Nguyệt Tiên Tôn thân thể chuyển một cái. Ngàn Tôn Thiên Long Bồ Tát đem nàng vây quanh. Vạn Phật Triều Tông, Thiên Long Bồ Tát cùng nhau niệm kinh, âm tiết hóa thành kim sắc lực lượng. Ánh sáng màu vàng phổ chiếu thiên địa, toàn bộ địa ngục biến thành an lành Phật quốc. Cỗ này kim sắc lực lượng cùng cái kia thập vệt cầu vồng đụng giết cùng một chỗ. Phanh phanh phanh. Theo sau kim sắc lực lượng đem cái kia thập vệt cầu vồng vỡ vụn thành cho tàn. Ngay sau đó, kim sắc lực lượng trong nháy mắt hóa thành một nói kim sắc kiếm quang. Kiếm quang trong nháy mắt xiết ra ngàn trượng bên ngoài, đem cái kia mạt pháp phương tỏa chém chúng. Mạt pháp phương tỏa há miệng ra, đem kiếm quang nuốt vào bên trong. Ta để ngươi nuốt, minh nguyệt tiên tôn ngón tay động liên tục. Cái kia kim sắc kiếm quang tại mạt pháp phương tỏa bên trong kịch liệt oanh giết, trong nháy mắt, lôi đỉnh gào thét thiên long lĩnh vực tại mặt pháp phương tỏa bên trong hình thành mặt pháp phương tỏa bên trong mặt pháp khí thức bị phật quang bao phủ vô số mặt pháp quy tắc bị phật quang tiêu trừ cái gì vô dục thiên bị kinh ngạc lão hổ không phát huy coi ta là mèo bệnh minh nguyệt tiên tôn thể hiện ra nàng siêu cường vô cùng thực lực tới mặt pháp phương tỏa kết cấu bên trong tiếp tục bị phá hư đáng giận vô dục thiên nộ hắn chợt lách người cũng tiến vào mặt pháp phương tỏa bên trong theo sau hắn cấp tốc đem đại phong ấn thuật thi triển đi ra. Mù sương khí tức cấp tốc đem ngày đó long lĩnh vực bao phủ lại, đồng thời bắt đầu phong ấn. Cái kia đại phong ấn thuật lợi hại vô cùng, nhưng là lúc này, bị phong ấn lại thiên long lĩnh vực cũng bắt đầu biến hóa, lại là hóa thành đại thôn vệ thuật. Hai loại ba nghìn đại đạo kịch liệt va chạm lên. Thu, Minh Nguyệt Tiên tôn ngón tay kích động, cái kia đại thôn vệ thuật đem đại phong ấn thuật thần thông bản nguyên thôn vệ đi vào. Một giây sau, Minh Nguyệt Tiên Tôn đã học hội đại phong ấn thuật. Đại phong ấn thuật có thể đem một cái sống sờ sờ người, phong ấn thành một quả to bằng hạt lạc bộ dáng. Thậm chí có thể đem lực lượng để luyện ra, sau đó một miệng thôn phệ hết. Đại phong ấn thuật so với đại thôn phệ thuật, chính là chỉ có hơn chứ không kém. Đồng thời, đại phong ấn thuật cùng đại thôn phệ thuật, hai loại ba nghìn đại đạo chính là có một loại nào đó kỳ diệu liên hệ. Minh Nguyệt Tiên Tôn lúc này học hội đại phong ấn thuật, lấy đại phong ấn thuật đến luận chứng đại thôn phệ thuật, nàng lực lượng lập tức lại lần nữa gia tăng. Vô dục thiên đại phong ấn thuật thần thông bản nguyên bị minh nguyệt tiên tôn tước đoạt một bộ phận đi qua, hắn không khỏi tức giận dị thường. Tiện ti, ngươi triệt để chọc giận bản điện hạ, vô dục thiên nghiêm nghị gào thét, hắn nói ra, ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết, ngươi biết không? Mau đầu tiểu xúc sinh, nói nhảm còn thật nhiều, có cái gì bản sự, ở trước mặt ta thì thỏa thích thi triển đi ra đi. Minh Nguyệt Tiên Tôn cười lạnh liên tục. Vô dục thiên bạo giống một tiếng, nói, ngươi cho rằng, bản điện hạ cũng chỉ có như thế một chút thủ đoạn sao. Hắn đột nhiên phun ra ra bốn chiếc khắc khí tại cái kia mạt pháp vương tỏa phía trên. Mạt pháp vương tỏa bên trong, mạt pháp khí tức tràn ngập ra, nồng đậm đến thần thông chi nhãn đều không thể xem thấu cấp độ. Cũng là tại lúc này, bốn tiếng gào thét truyền tới. Theo sau, bốn tôn mạt pháp chi vương chạy giết ra đến, Đem minh nguyệt tiên tôn bao bọc phây quanh. Cái này bốn tôn mặt pháp chi vương chính là thiên yêu thần hoàng vì vô dục thiên luyện chế. Mỗi một đầu mặt pháp chi vương uy lực đều là hư tiên cảnh. Đương nhiên, mặt pháp chi vương loại này hư tiên cảnh cùng minh nguyệt tiên tôn hư tiên cảnh vẫn là có rất lớn khác biệt. Cái kia chính là loại này mặt pháp chi vương chẳng qua là trên lực lượng đạt tới. Nhưng là đối thần thông lý giải, cùng vận dụng, cái kia là xa xa không thể cùng minh nguyệt tiên tôn so với nghĩ. Nếu là Minh Nguyệt Tiên Tôn chỉ đối mặt nhất tôn mặt Pháp Chi Vương, như vậy Minh Nguyệt Tiên Tôn vẫy tay một cái, liền có thể đem đánh giết. Nhưng lúc này, Minh Nguyệt Tiên Tôn lại muốn đối mặt bốn tôn mặt Pháp Chi Vương, còn muốn đối mặt vô dục thiên. Như vậy kể từ đó, Minh Nguyệt Tiên Tôn tình huống thì rất không ổn. Bốn tôn mặt Pháp Chi Vương, toàn bộ đều là mặt mũi hung dữ, mắt không biểu tình. Trên dưới quanh người đều tản ra một loại tận thế khí tức, tựa như bọn họ là chúng sinh kẻ hủy diệt. Mạt pháp thiên tuyệt trưởng. Mạt pháp vương tỏa ở trong hư không vô hạn banh ra, đem cả mảnh trời hư không bao phủ, vô hạn mạt pháp khí tức dâng trào, hình thành cường hãn vô cùng mạt pháp lĩnh vực. Toàn bộ bầu trời, phạm vi ngàn dặm, toàn bộ đều là mạt pháp khí tức. Nồng đậm đỏ xương mù màu đen, dâng trào chập trùng, giống như tiền đường xem chiều. Tứ đại mạt pháp chi vương cùng vô dục thiên, năm người cùng một chỗ thi triển ra một nghìn nói mạt pháp thiên tuyệt trưởng tới. Trong nháy mắt, trường ấn đầy trời trời long đất nở đồng dạng đánh giết hướng trong gió lốc minh nguyệt tiên tôn. Đây là mặt pháp phương tọa một kích mạnh nhất, chính là thập vạn đại sơn cũng có thể muốn bị dạng này công sát nghiền thành vỡ nát. Cái này bên trong áp lực, cũng liền có thể nghĩ. So đại trí nguyện thuật lực đo còn cường đại hơn, minh nguyệt tiên tôn thấy thế, lập tức trong lòng không sai. Trước đó nàng tiêu trừ đại trí nguyện thuật, bạo một kiện đạo khí. Mà sau đó đối mặt ngôi sao hư ảnh, cũng là không địch lại. Nhưng đến bây giờ, Minh Nguyệt Tiên Tôn thực lực cũng đã khác biệt. Nàng hoàn thiện đại phong ấn thuật cùng đại thôn phệ thuật, mặt khác, tại đối phó rất ngôi sao hư ảnh lúc, nàng là vừa gầm như lai áo cà sa. Mà bây giờ, nàng đối như lai áo cà sa vận dụng đã là uyển chuyển như ý. Trong chấp nhóm này, Minh Nguyệt Tiên Tôn lông mày nhướn lên, cái kia như lai áo cà sa lập tức liền khoác ở trên người nàng. Theo sau, trên người nàng như lai áo cà sa bên trong, Phật giới chi cửa mở ra. Phật giới cánh cửa bên trong, một đầu dòng sông màu vàng óng dâng trào mà ra. Cái này dòng sông trong nháy mắt đem phương viên trăm dặm vây lại, dòng sông màu vàng óng dâng trào không thôi, giống như kim sắc thần long tung hoành ngang dọc. Con sông này, tại Phật giới bên trong, thì kêu làm thỏa thích bờ sông, phong tình thủy chuyên môn ngột rửa tâm linh người. Đối với tu luyện công pháp, loại này nước sông có lớn lao thần diệu dùng chung có thể đem rất nhiều tạp chất cùng nhau thối luyện sạch sẽ. Tất cả mặt pháp thiên tuyệt trưởng giết vào đến thỏa thích trong sông, thỏa thích trong sông cũng bộc phát ra cường hãn vô cùng thỏa thích quy tắc tới. Âm âm, vô cùng mặt pháp khí tức bị thỏa thích trong nước sông nóng hổi pháp lực gột rửa sạch sẽ, đồng thời tiêu trừ sạch sẽ. Đây là cái gì pháp bảo? Vô dục thiên thấy thế, không khỏi nổi trận lôi đình. Đại nhật như lai, minh nguyệt tiên tôn đột nhiên pháp tướng trang nghiêm lên cái kia thỏa thích nước sông tại nàng cường hãn pháp lực thôi động dưới, lập tức biến hóa. Đồng thời, thiên long lĩnh vực tiếp tục nở rộ, thiên long ngao du, nước sông lao nhanh, Phật giới chi khí trùng trùng điệp điệp. Cái kia là một bộ trấn hám nhân tâm tràng diệt. Từ xưa Phật quốc, thiên long cùng Phật tổ một mảnh an lành. Đó là trong lý tưởng tránh thức Phật quốc. Giờ khắc này, Minh Nguyệt Tiên Tôn làm đến. Tất cả thiên long cuối cùng nhất hội tụ thành nhất tôn thiên long, ngày này long dài đến 30 ngàn trượng, uốn lượn xoay quanh, giống như một tòa vô pháp tưởng tượng đại sơn bàn trên không trung. Thỏa thích nước sông cùng Phật giới chi khí hội tụ thành nhất tôn Bồ Tát. Tôn này Bồ Tát cao có 10 ngàn trượng. Cả tòa bầu trời cũng chỉ còn lại có cái này nhất tôn Thiên Long Bồ Tát. Mặt Pháp Vương tọa bị Thiên Long Bồ Tát khẽ vươn tay thì nắm trong tay, cái kia to lớn vô cùng mặt Pháp Vương tỏa vô hạn thu nhỏ, cuối cùng nhất trực tiếp bị Thiên Long Bồ Tát nuốt vào trong bụng. Giờ này khắc này, Minh Nguyệt Tiên Tôn đã dung nhập vào Thiên Long Bồ Tát bên trong. Nàng, cũng là Thiên Long Bồ Tát. Theo sau, Thiên Long Bồ Tát lại nhất trưởng chân áp xuống. Vô dục thiên lập khắc cảm giác được chỗ có không gian đều bị đè ép ở, hắn chỗ có thần thông đều khó mà thi triển đi ra, không cách nào đào thoát, không cách nào siêu thoát. a à, vô dục thiên phát ra dọa người kêu thảm tới. Cái này một cái chớp mắt, hắn cảm giác được tử vong khí tức mắt thấy vô dục thiên liền bị thiên long bồ tát một trưởng vỗ chết đúng lúc này kim bàn nhược quát nói chậm đã hắn cấp tốc xuất thủ trực tiếp tế ra truy nguyên thần kiếm lại là một kiện hạ phẩm đạo khí một đạo hung hãn kiếm quang trong nháy mắt xé rách cả mảnh trời tế tựa như là bàn cổ thần tôn một búa muốn đem trước mắt đần độn bổ ra kim bàn nhược vừa ra tay lập tức liền biết có hay không cũng là tại lúc này làm tử y cũng xuất thủ Lam tử y ngũ sắc thần quang cấp tốc quyển ra ngoài, ngũ sắc quang mang lóe lên, lập tức liền đem đạo kiếm quang kia thu như đến ngũ sắc thần quang bên trong. Mặc cho truy nguyên thần kiếm như thế nào hung mãnh, thế nhưng một đạo kiếm quang đều tại ngũ sắc thần quang bên trong tiêu trừ ở vô hình. Truy nguyên thần kiếm chính là đạo khí, mà Lam tử y ngũ sắc thần quang lại là theo nàng tu vi mà tiến bộ. Bây giờ ngũ sắc thần quang cũng đã đưa thân vì hạ phẩm đạo khí. Oanh, vô dục thiên tại nguy hiểm nhất thời điểm, dùng hết toàn thân pháp lực, ngăn cản hướng lên trời long Bồ Tát. Trường lực bành trướng, âm âm, cuối cùng nhất sốt cục nổ tung. Vô dục thiên mãnh nôn một ngụm máu tươi, nội tạng lệch vị trí, ngũ tạng đều tổn hại. Đồng thời, thiên long Bồ Tát thi triển ra đại phong ấn thuật. Mù xương khí thức đem vô dục thiên trong nháy mắt thì bao phủ lại. Theo sau, thiên long Bồ Tát vô hạn thu nhỏ. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng thu hồi Thiên Long Bồ Tát, không chung Thiên Long lĩnh vực lấy đi, bên trong thiên địa khôi phục vốn có hắc ám. Vô dục thiên thảm bại. Mà lại, cái này còn không phải thảm nhất. Thảm nhất là, hắn đã bị minh nguyệt tiên tôn một chút nắm trong tay. Thân thể của hắn thu nhỏ đến chỉ có một tấc lớn nhỏ. Tựa như là tiểu nhân trong nước tiểu nhân nhi. Ngươi, ngươi cái này tiện tì, ngươi đối với ta làm cái gì? Vô dục thiên cảm giác được trong thân thể pháp lực toàn bộ biến mất, hắn hoảng sợ không thôi. Đây chính là ngươi đại phong ấn thuật, Minh Nguyệt Tiên Tôn cười lạnh một tiếng, nói ra: Thiên Long Bồ Tát thi triển Đại Phong ấn Thuật, trong nháy mắt đem ngươi huyết nhục thần thông toàn bộ phong ấn. Làm sao vị đạo cũng không tệ lắm phải không? Tiện Tì, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Vô Dục Thiên giống giận, ngươi lại kêu một tiếng Tiện Tì thử nhìn một chút. Minh Nguyệt Tiên Tôn ánh mắt bên trong xuất hiện hàn ý, một cỗ sát khí tràn ngập ra. Vô Dục Thiên lập tức liền cảm nhận được tử vong hoảng sợ hắn nhất thời lạnh gan, một chữ cũng không dám nói. Hắn có chút giải minh nguyệt tiên tôn tinh khí, nữ tử trước mắt, đây chính là cái không sợ trời, không sợ đất chủ A. À. Minh Nguyệt Tiên Tôn đem vô dục thiên ném vào đến như lai bên trong áo cả sa nhốt lại, theo sau thì trở lại Lam Tử Y cùng La Quân bên người. Lúc này, Lam Tử Y sắc mặt rất lạnh, nói ra, Kim Bàn Nhược, song phương giao chiến, người lại xuất thủ, là ý gì? Kim Bàn Nhược sắc mặt cũng rất khó coi, đối mặt Lam Tử Y chất vấn, hắn nói ra, tiểu điện hạ chính là thiên yêu thần hoàng thương con, làm cô nương, ngươi tranh thủ thời gian thả hắn. Không phải vậy lời nói, các ngươi là không chịu nổi thiên yêu thần hoàng lửa giận. Ít cầm cái gì thiên yêu thần hoàng tới dọa chúng ta. Minh Nguyệt Tiên Tôn trước giận, nói ra, kim bàn nhược, nếu không phải là chúng ta không muốn đem sự tình làm tuyệt, làm đến mọi người không có quay lại chỗ trống. Người chết sớm một ngàn lần, một vạn lần ngươi những thứ này ác tha tâm tư làm chúng ta không biết sao thiên yêu thần hoàng đến lại như thế nào hắn lợi hại đến mức qua rất lợi hại đến mức qua hades sao không xuất thủ không phải sợ ngươi sợ cái gì thiên yêu thần hoàng chúng ta tại cố kỵ cái gì trong lòng ngươi cũng rõ ràng kim bàn nhược tâm như gương sáng hắn hiểu được minh nguyệt tiên tôn ý tứ ý là bọn họ muốn giết hắn kim bàn nhược sát thiên yêu thần hoàng đều không phải là việc khó mà lại, nếu như cái kia bất hủ chi thành là chân thật, Kim Bàn Nhược biết mình thật đúng là không có phần thắng. Minh Nguyệt Tiên tôn ý là, các nàng là sợ sử dụng bất hủ chi thành sau, sẽ gặp phải Hades, thậm chí đại địa chi mẫu gai à ám sát. Đây mới là các nàng không nguyện ý vạch mặt nguyên nhân vị trí. Kim Bàn Nhược vốn là sắc mặt khó coi, muốn nổi giận. Nhưng là giờ này khác này, tại Minh Nguyệt Tiên tôn tức giận dưới, sắc mặt hắn ngược lại hòa hoãn lại. Minh Nguyệt cô nương, làm cô nương, ta nhìn trong lúc này, chúng ta nhất định là có chút hiểu lầm. Kim bàn nhược nói ra. Làm tử y lạnh lùng nói ra, hiểu lầm không hiểu lầm, trong lòng ngươi rõ ràng. Yến không tốt Yến, tán, nàng nói xong cũng phải tay áo bỏ đi. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng La Quân lập tức đi theo Lam Tử Y phía sau. Lam Tử Y cũng chưa rời đi, mà chính là lại lần nữa trở về Đại Thánh trong động phủ. Lúc này rời đi, hiển nhiên là không sáng suốt. Còn chưa tới tránh thức vạch mặt thời điểm, huống hồ, tránh thức vạch mặt, Lam Tử Y bên này phần thắng cũng không lớn. Bởi vì Kim giống như nếu thực lực còn tại Lam Tử Y phía trên. Kim Bàn Nhược cũng không có tiến đại thánh động phủ, hắn thì đứng ở bên ngoài, toàn thân khí phát run. Thiên Hương đại nhân cùng hắn tiểu thánh Bồi ở bên người, không dám thở mạnh. Cái kia vô dục thiên hai tên tiểu thiếp tiến lên. Kim đại thánh, ngài không có ý định cứu chúng ta điện hạ sao? một tên gọi là mang nguyệt tiểu thiếp lạnh giọng chất phấn kim bàn nhược nhìn về phía cái kia mang nguyệt mang nguyệt trong mắt hắn tuy nhiên không có ý nghĩa nhưng là chuyện này truyền đến thiên yêu thần hoàng chỗ đó lại có không nhỏ phiền toái hắn hít sâu một hơi nói ra hai vị cô nương an tâm chớ vội chuyện này ta hội xử lý mang nguyệt nói ra hừ kim đại thánh chuyện này chúng ta sẽ như thực hướng đi thiên yêu cung bẩm báo nàng nói xong sau khi đối bên người một vị khác tỉ muội nói ra, chúng ta đi. Tốt, cái kia tỉ muội hồi đáp, hai người này lập tức chuẩn bị rời đi. Kim bàn nhược sắc mặt biến hóa lấp lóe, cái này hai tỷ muội vừa hóa thành lưu quang chuẩn bị bay đi, mà kim bàn nhược đột nhiên xuất thủ, hắn vẫy tay một cái, một đoàn động quang đem hai người này bao lấy, sau đó liền thu nhiếp tiến trong tay áo. Hai vị cửu trọng thiên cao thủ, tại kim bàn nhược trước mắt, đã là như thế không chịu nổi một kích, Lam Tử Y bọn người về đến phòng bên trong. Theo sau, Lam Tử Y đem động thiên pháp tắc tế ra, sau đó trong phòng liền bị động thiên quy tắc chỗ tràn ngập. Bên ngoài bất luận cái gì ý niệm đều không thể chảy vào. Động thiên quy tắc bên trong, vô số không gian dày đặc. Ngoại nhân ý niệm muốn chảy vào, liền phải xuyên qua xé rách vô số không gian. Đó là một kiện rất chuyện khó. Minh Nguyệt Tiên Tôn vội ho một tiếng, nàng lộ ra có chút xấu hổ, sự tình đã dạng này, vô dục chăn trời ta bắt. Tiếp đó, cần phải làm sao đây? Làm tử y, người cứ nói đi. Làm tử y còn chưa lên tiếng, là quân trước khi nói ra, cái này vô dục thiên có biết hay không thế nào rời đi cái này địa ngục tầng 18 đâu. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng làm tử y đôi mắt sáng lên, Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ta bắt hắn đi ra hỏi một chút. Theo sau, Minh Nguyệt Tiên Tôn đem vô dục thiên cho kéo ra đến, nhét vào bàn. Gia hỏa này theo tây du ký bên trong, thu nhỏ tôn ngộ không một dạng. Hắn đứng tại bàn, tức giận không, nhưng là khiếp sợ minh nguyệt tiên tôn uy nghiêm, lại lại không dám nổi giận. Ngẫm lại, vô dục thiên thực lực, cái kia là có thể tùy tiện phá hủy sơn hà thành trì. Nhưng bây giờ, lại bị phong ấn thành bộ dáng này, chính là đến con chuột cũng có thể làm cho vô dục thiên quá sức. Vô dục trời mặc dù có tuyệt thế thiên phú, còn có phong phú tư nguyên, nhưng nói cho cùng, vẫn không thể cùng la quân dạng này thiên mệnh chi vương chống lại tối thiểu là quân đối mặt minh nguyệt tiên tôn hắn nếu là sử dụng tiểu túc mệnh thuật thêm hơn hai vạn năm thọ mệnh chỉ sợ minh nguyệt tiên tôn đều có vẫn lạc nguy hiểm nhiệt xúc minh nguyệt tiên tôn lông mày nhướn lên nói chuyện không chút khách khí nói ta hỏi ngươi lời nói ngươi nếu là dám có nửa câu nói ngoa cùng trần chờ bổn tọa lập tức đưa ngươi triệt để giết chết để linh hồn ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh nếu là giết ta phụ hoàng ta sẽ không bỏ qua ngươi vô dục thiên run rẩy nói ra Minh Nguyệt Tiên Tôn cười ha ha một tiếng, nói ra, quả thực là chuyện cười lớn, ta phát hiện đang cung kính thả ngươi rời đi, ngươi sẽ bỏ qua ta. Ngươi phụ hoàng sẽ bỏ qua ta, ngươi phụ hoàng hội sẽ không bỏ qua ta, đây không phải ngươi muốn quan tâm sự tình. Bởi vì ngươi chết, bất kỳ người nào ở giữa ân oán đều muốn không có quan hệ gì với ngươi. Mà ngươi, hội triệt để vĩnh viễn biến mất giữa thiên địa, ngươi không còn là thiên tri kiêu tử, không còn là vô pháp vô thiên điện hạ, người đem cái gì đều không phải là. Từng từ đâm thẳng vào tim gan. Vô dục thiên thân thể run lẩy bẩy. Hắn rất nhanh khuất phục. Thực tế, đây là không có bất kỳ cái gì lo lắng sự tình. Apollo trải qua mấy ngàn năm, còn nhìn không thấu sinh tử. Mà vô dục thiên từ nhỏ kiêu xa cùng cực, loại người này càng không có dũng khí mặt đối với sinh tử. Các ngươi, đến cùng muốn làm cái gì? Muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Vô Dục Thiên nói ra, Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, chúng ta muốn rời khỏi cái này địa ngục tầng 18, đến cùng mặt đất đi. Chỉ cần ngươi đem chúng ta đưa tới mặt đất đi, như vậy, ta lập tức giải trừ ngươi phong ấn, thả ngươi tự do thân, quyết không nuốt lời. Mà lại, ngươi mạt pháp phương tỏa, ta cũng có thể về trả lại cho ngươi. Thật chứ? Vô Dục Thiên kinh vui cùng cực. Minh Nguyệt Tiên Tôn mấy người cũng là vui vẻ, nhưng các nàng đều là vô cùng có loại người khôn ngoan, mặt lại là bất động thanh sắc. Ngươi có biết đường đi tuyến? Minh Nguyệt Tiên tôn hỏi. Ta đương nhiên không biết đường tuyến. Vô Dục Thiên rất lẽ thẳng khí hùng nói ra. Minh Nguyệt Tiên tôn lạnh hừ một tiếng, nói ra, ừm. Vô Dục Thiên cảm nhận được Minh Nguyệt Tiên tôn sát cơ, nhất thời giật mình, nói ra, ta tuy nhiên không biết đường tuyến, nhưng là Kim bản nhược biết a. À. Ta có thể mệnh lệnh hắn đem bọn ngươi mang đi ra ngoài, hắn cô dám không cho ta mặt mũi này. Lam Tử Y ở một bên nói ra. Ngươi chỉ sợ vẫn là không quá giải kim bàn nhược người này. Có lẽ, hắn sẽ làm giòn giết ngươi diệt khẩu. Vô dục thiên nói ra, hắn dám. Làm tử y nói ra, nếu như ta không có đoán sai, hiện tại ngươi cái kia hai cái tiểu thiếp khẳng định đã bị kim bàn nhược bắt lại. Hắn dám, vô dục thiên lần nữa giận tím mặt. Minh Nguyệt tiên tôn cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cái này nhiệt xúc, ỉ vào ra thế cùng một chút bản lãnh, thật đem chính mình làm một bình trà cái kia kim bàn nhược thể hiện rõ là muốn đối trả cho chúng ta nhưng là hắn e ngại chúng ta cho nên một mực không dám ra tay lúc này hắn nghĩ tới ngươi sau đó đem ngươi lừa qua tới hắn tài liệu cho phép ngươi hội ra tay với chúng ta chính là cần nhờ ngươi đến sỏ xét chúng ta cơ sở thương hại ngươi bị hắn coi như quân cờ lại không tự biết còn từ cho là mình tài trí hơn người cái này vô dục thiên nói ra cái này cái gì cái này Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, không có não tử đồ, vật. Vô dục thiên dù sao không phải chân chính ngu ngốc, Minh Nguyệt Tiên Tôn lời mặc dù thật không tốt nghe. Nhưng vô dục thiên suy nghĩ kỹ một chút, cũng biết, Minh Nguyệt Tiên Tôn lời nói là tuyệt đối có đạo lý. Ta tha cho không hắn, vô dục thiên nộ nói. Làm tử y nói ra, vô dục thiên, ta cũng lười cùng ngươi long versus kém dù thiểu diên hoành các bô xít COH chám điều phu này át đùa nghịch ất sợ yêu nấm mốc ben vạn cây dâu trung nguyên di khiển hoành dơ diên hoành điệp. Vô dục thiên nói ra, tốt. Theo sau, làm tử y triệt hồi động thiên pháp tắc. Kim bàn nhược một mực tại dùng thần niệm quan sát, nhưng là hắn cũng thủy chung không cách nào xem thấu làm tử y động thiên pháp tắc. Lúc này, làm tử y triệt hồi động thiên pháp tắc, kim bàn nhược cũng mới nhìn đến trong phòng tình huống. Lam Tử Y cùng La Quân còn có Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng đi gặp Kim Bàn Nhược. Lúc này, La Quân là giữ yên lặng, hắn cũng không có cái gì muốn xen vào chỗ trống. Loại này giao phong, xác thực không phải hắn cấp độ này. Theo sau, bọn họ tại trong thiên điện nhìn thấy Kim Bàn Nhược. Kim Bàn Nhược sắc mặt rất khó nhìn, làm cô nương. Lam Tử Y một đoàn người mới vừa vào đến, Kim Bàn Nhược mở miệng trước, làm cô nương, tiểu điện hạ chính là thần hoàng sủng ái nhất hoàng tử các ngươi cùng hắn khó xử, chuyện này với các ngươi tới nói, một điểm chỗ tốt đều không có. Huống chi, cái này địa ngục tầng 18 bên trong, các ngươi chả không có lộ tuyến có thể rời đi. Các ngươi đắc tội Minh Vương Hades, chẳng lẽ lúc này còn phải lại đắc tội Thiên Yêu Cung sao? Lam Tử Y từ tốn nói, Kim Bàn Nhược, việc đã đến nước này, nói những lời nhảm nhí này còn có cái gì tác dụng đâu. Kim Bàn Nhược, vô dục trời cũng mở miệng, hắn nổi giận mắng, ngươi tên xúc sinh này, Ngươi là xúc sinh, ngươi biết không? Hai người này lợi hại như thế, ngươi sớm không nói với ta. Hết lần này tới lần khác nói cho ta biết, nói là có hai cái Đông Phương mỹ nữ. Ngươi cố ý hại ta, đúng hay không? Tiểu Điện hạ, Kim Bàn nhược sắc mặt lập tức khó nhìn lên, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói không thể nói lung tung a. À. Ban đầu, ta nói qua cho ngươi, hai cái này Đông Phương mỹ nữ tu vi rất là lợi hại. Thế nhưng là ngươi lúc đó thế nào nói? ngươi nói càng lợi hại ngươi càng thích a. À. Ta đi mẹ ngươi, vô dục thiên mắng, ngươi không có não tử a, à. lão tử có thể thích ta còn lợi hại hơn. Kim bàn nhược bị vô dục thiên ngay trước mặt mọi người như thế nhục mạ, hắn mắt lóe qua rét lạnh sát ý tới, tiểu điện hạ, ta xem ở ngươi phụ hoàng mặt mũi, đối ngươi tôn kính hữu ra. Có thể ngươi nói chuyện, cũng cần phải chú ý chút phân tắc. Lão tử không chú ý phân tắc, kim bàn nhược, người đồ chó hoang, người chờ, Ta cái này truyền tin cho phụ hoàng ta. Nói cho ta biết phụ hoàng nơi này hết thảy, nhìn phụ hoàng ta thế nào đối phó ngươi." Vô Dục Thiên nói xong từ bên hông lấy ra một dạng sự vật, cái kia là một cái suy nghĩ. Thần hoàng suy nghĩ, Kim Bàn Nhược bị kinh ngạc. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Lam Tử Y còn có La Quân cũng bị kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Lam Tử Y còn có La Quân hiểu được. Gia hỏa này thế nào khả năng có thần hoàng suy nghĩ? Hắn nếu là có Sớm lặng lẽ thông báo thần hoàng, còn dùng chờ tới bây giờ. Bất quá Kim Bàn Nhược nhưng lại không biết Minh Nguyệt Tiên tôn các nàng cùng Vô Dục Thiên chi ở giữa đến cùng nói cái gì a. À? Hắn cảm thấy Vô Dục Thiên là cùng Lam Tử Y các nàng đạt thành một loại hiệp nghị. Cho nên giờ khắc này, Kim Bàn Nhược là không chắc Vô Dục Thiên cái này mai suy nghĩ là thật là giả. La Quân ở một bên thầm cười một tiếng, cái này Vô Dục trời cũng không ngốc nha. Tiểu Điện Hạ, chậm đã kim bàn nhược đột nhiên mở miệng vô dục thiên cười lạnh một tiếng nói ra ngươi sợ kim bàn nhược nói ra tiểu điện hạ có chuyện ngươi không muốn lầm ta cũng không phải là ngươi địch nhân ngươi bây giờ là bị các nàng khống chế lại ta hoàn toàn có thể đem ngươi trực tiếp giết sau đó nói là các nàng giết ngươi cứ như vậy người phụ hoàng tuy nhiên uy nghi khắp nơi nhưng ta chiêu thiên đại thánh cũng không phải mặc người chém giết người phụ hoàng không thể là vì một cái chết đi nhi tử Đến cùng ta trở mặt thành thù. Điểm này, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ngươi muốn giết hắn, ta chỉ sợ ngươi làm không được. Làm tử y tiến lên trước một bước, cười lạnh một tiếng, nói ra, kim bàn nhược, ngươi cho ta là bùn nắn hay sao? Tin hay không, chúng ta bây giờ mang theo vô dục thiên đi thiên yêu cung. Đến lúc đó, ta là thiên yêu thần hoàng hiệu lực, sau đó giúp hắn tới giết ngươi. Nói không chừng, ngày sau, thế lực của ngươi, thần hoàng cũng nguyện ý giao cho ta tới quản lý ngươi cho rằng ngươi là không thể thay thế sao lam tử y nói vừa xong đôi mắt bỗng nhiên sáng lên ám đạo đúng vậy a à, ta tại sao không như thế làm đâu trợ giúp thiên yêu thần hoàng đến chu sát kim bàn nhược đây cũng là một đầu rất không tệ kế có thể thành a à. kim bàn nhược nghe vào trong tai nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra lam cô nương chúng ta không cần thiết đi đến một bước này ngươi nói có đúng hay không kim bàn nhược vội vàng nói Minh Nguyệt Tiên Tôn ở một bên nói ra, Kim Bàn Nhược, ta không biết ngươi còn có cái gì bí mật. Chúng ta cùng ngươi không cừu không oán, còn có tâm hợp tác với ngươi. Nhưng ngươi lại nhiều lần hết hy vọng không thay đổi muốn muốn đối phó chúng ta. Không chút nào chịu thỏa hiệp, ngươi quá quái lạ, ngươi đến cùng còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hôm nay ngươi không đem cái này nói chuyện rõ ràng, chúng ta lập tức đi, sau đó đầu nhập vào thiên yêu thần hoàng. Vô dục thiên ở một bên nói ra, không sai, chúng ta lập tức đi. Cần gì cho hắn cái mặt này, muốn rời khỏi địa ngục tầng 18, chẳng lẽ phụ hoàng ta còn làm không được sao? Dù sao hiện tại ta đã bị hai vị cô nương khống chế lại, trở về sau khi, ta nói cho ta biết phụ hoàng, các ngươi là ta rất khỏe bằng hiếu. Mà lại kim bàn nhược ý đồ bất chính. Không thể không nói, vô dục thiên lúc này rất biết làm người. Làm tử y theo cười lạnh một tiếng, nói ra, các loại đi thiên yêu cung, ta còn có thể hướng thần hoàng yêu cầu, chủ động tấn công kim bàn nhược. Hắn chỉ cần phái một số cao thủ cho ta được, chỗ có phong hiểm, ta đến gánh chịu. Đến lúc đó, kim bàn nhược, ta chính là không dùng bất hủ chi thành, liền chỉ sợ ngươi cũng là khó có thể chịu đựng. Kim bàn nhược nhất thời kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt súng cả người tới. Hắn nhìn về phía Lam Tử Y, lại nhìn Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng vô dục thiên các nước một chút. Thật lâu sau, Kim Bàn Nhược thu hồi nhãn thần hắn nói ra, tốt, làm cô nương, minh nguyệt cô nương, ta hướng các người cam đoan, thề, từ đó sau này, tuyệt không lại đối với các người có thừa hại chi tâm. Chúng ta cùng một chỗ chung sức hợp tác, đánh giết minh vương Hades. Muộn, làm tử y nói ra, trước đó đánh giết minh vương Hades, là cho ngươi một cái cơ hội, bán ngươi một bộ mặt. Hiện tại, chúng ta muốn trực tiếp rời đi cái này địa ngục tầng 18. Nếu như ngươi không nguyện ý, chúng ta lập tức đi. Vô dục thiên nói ra, kim bàn nhược, bản điện hạ mệnh trong tay các nàng. Chỉ cần các nàng rời đi nơi này, lập tức sẽ thả bản điện hạ. Nếu như ngươi dám không đáp ứng, ngươi là muốn ra hại bản điện hạ. Kim bàn nhược sắc mặt biến hóa bất định, hắn cũng không để ý tới vô dục thiên, mà chính là nói với Lam tử y, Lam cô nương có thực lực như thế, lại có bất hủ chi thành, dùng cái gì phải gấp lấy rời đi. Lòng hắn lần nữa sinh nghi. Lam tử y từ tốn nói, ngươi thích nghĩ như thế nào nghĩ như thế nào đi." Kim Bàn Nhược hơi hơi ngẩn ngơ. Hắn cảm thấy Lam Tử Y là càng ngày càng kiên cường. "Tốt, Kim Bàn Nhược theo sau nói ra, ta cái này đưa các ngươi ra ngoài." Lam Tử Y bọn người nghe vậy không khỏi đại hỉ, nhưng là các nàng đều kềm chế tâm hỷ vui mừng. Đồng thời, Kim Bàn Nhược như thế đáp ứng, Lam Tử Y bọn người tâm lại là không thể tự giác sinh ra một tia hồ nghi. Nhưng đến cùng chỗ nào không đúng? nhưng lại không hợp ý nhau vô dục thiên hung dữ nói ra tính ngươi thức thời kim bàn nhược nói ra tốt ga à, cái kia chư vị đi theo ta phía sau đi ta mang chư vị tiến vào thông đạo hắn nói xong sau khi ngón tay búng một cái cái kia truy nguyên thần kiếm lập tức tế ra tới kim bàn nhược lấy truy nguyên thần kiếm làm bút cấp tốc tại không khí chi trảm ra một cái thông đạo hư không một đạo thông đạo chi môn xuất hiện thông đạo trong cánh cửa nhất thời tuôn ra vô cùng sương mù màu đen tới. Sương mù màu đen tràn ngập băng hàn chi khí. Ta truy nguyên thần kiếm nắm giữ không năng lực trinh thám cùng trí tuệ, cho nên ta mới có thể tìm kiếm được đạo này thông đạo. Kim Bàn Nhược nói ra, địa ngục tầng 18 bên trong, mỗi một tầng chi đô có chớ đại cấm chế cùng quy tắc. Loại cấm chế này chính là đại địa chi mẫu gai A vận chuyển cả tòa địa ngục chi môn bản nguyên lực lượng thiết chí mà thành. Đây cũng không phải là gai A một người lực lượng, cho nên cho dù là thần hoàng, cũng căn bản không có khả năng phá vỡ loại cấm chế này. Mà lối đi này là rời đi địa ngục lối đi duy nhất. Cho dù ta muốn làm giả lừa gạt các ngươi, vậy cũng là không thể nào. Điểm này, ta tin tưởng tiểu điện hạ muốn ta càng rõ ràng hơn. Vô dục Thiên gật gật đầu, nói ra, xác thực như thế. Làm tử y bọn người tâm an tâm một chút. Đi, kim bàn nhược lập tức tiến vào trong thông đạo. Lam Tử Y bọn người lúc này đã lui không thể lui, không có khả năng nói một người đi trước, một người khác thủ tại chỗ này. Bởi vì nếu như bên trong có nháy, đi trước người cùng lưu lại người, đều chỉ sẽ chết thảm hại hơn. Lam Tử Y cũng tài liệu cái này Kim Bàn Nhược hiện tại không dám làm cái gì eo thiêu thân. Bởi vì Kim Bàn Nhược hiện tại hoàn toàn ở vào hạ phong, hắn càng phải sợ hãi Lam Tử Y bất hủ chi thành. Cũng muốn kiêng kỵ vô dục mặt trời sau trả thù. La Quân cũng không có nói cái gì, hắn tuy nhiên tâm vẫn bất an. Nhưng đến lúc này, cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Theo sau, một hàng ba người mang vô dục thiên, lập tức bước vào trong thông đạo. Vừa vào thông đạo, vậy bên ngoài thông đạo chi môn cũng theo biến mất. Lối đi này chi, một mảnh hư vô, bên ngoài địa ngục càng thêm hắc ám. Đầu đầu cũng có ma vụ dâng trào, ngược lại là có chút giống như là minh vương Hades, minh vương điện Kim Bàn Nhược trầm giọng nói ra, thông đạo chi, tràn ngập vô cùng không gian mê chướng cùng thời gian mê chướng, hơi không cẩn thận, liền có thể có thể vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong. Mọi người theo sát, nếu như một khi mất dấu, lẫn nhau đều sẽ tìm không thấy lẫn nhau. Hắn thốt ra lời này xong, mọi người tâm đều là siết chặt, liền toàn bộ đem Kim Bàn Nhược chết theo ở. Làm Tử Y cũng biết Kim Bàn Nhược nói không giả, nàng cũng cảm nhận được không gian này mê chướng cùng thời gian mê chướng lam tử y nói thầm ta tuy nhiên hiểu rõ không gian quy tắc nhưng trong này không gian quy tắc cuồn cuộn như tinh hà người tại thực sự quá nhỏ bé đây quả nhiên là thật thông đạo loại thông đạo này không có người có thể giả tạo đi ra kim bàn nhược là quyết định không có bản sự này la quân đến chủ công kiếp suy nghĩ bên trong đến miễn cho làm mất lam tử y đồng thời tay vồ một cái lập tức đem la quân vồ bắt đi vào la quân liền từ cũng không kịp thốt một tiếng liền bị bắt vào đi. Không có cách, Lam Tử Y tại La Quân trước mặt, tựa hồ mãi mãi cũng là như vậy cao sơn ngưỡng chỉ tồn tại. Linh Tuệ Hòa Thượng một mực tại La Quân đỉnh đầu, giờ phút này tự nhiên cũng tiến chủ kiếp suy nghĩ bên trong. Thông đạo chi, không gian biến hóa, thời gian chuyển đổi. Kim bàn nhược tốc độ dần dần vui vẻ, bốn phía ma khí tại bọn họ nhanh chóng phía dưới, hình thành rất nhiều rượu lốc xoáy. Mỗi một cái lốc xoáy, đều có thể đem một đầu cử thú cắn nuốt không còn sót lại một chút cặn liên tiếp chạy vội hơn ba vạn dặm dần vào thông đạo chỗ sâu cái này thời điểm đã đi qua hai giờ minh nguyệt tiên tôn cùng lam tử y cũng phát giác không đúng chúng ta đi vào thời điểm tựa hồ không có dùng như thế thời gian dài kim bản nhược đang làm trò quỷ minh nguyệt tiên tôn trầm giọng nói ra lam tử y định ra thân hình nàng nói ra ta cũng phát giác không đúng minh nguyệt tiên tôn cũng theo định ra thân hình nàng ngắm nhìn chung quanh, phát hiện bốn phía ma vụ lại lần nữa ngưng tụ. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía tựa hồ có mấy trăm vạn cây số không gian, thiên địa hết thảy, tựa hồ cũng chỉ còn lại có cái này hắc sắc ma vụ. Ma vụ chi, không gian pháp tắc san sát, một cái tiểu không gian, có thể là một tòa đại thiên địa. Làm tử y chủ kiếp suy nghĩ, cái này một cái suy nghĩ bên trong, đều có thể tạo thành mấy trăm vạn giảm không gian ảo giác. Huống chi là đầu này thiên địa sinh ra diệu thông đạo lĩnh vực, cũng là tại lúc này, kim bàn nhược xuất hiện. Thân hình hắn lóe lên, rất nhanh lại không vào đến ma vụ chi. Minh Nguyệt Tiên tôn cười lạnh một tiếng, đem vô dục thiên kéo ra tới. Vô dục thiên, ngươi xem một chút, tựa hồ hắn là muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết ở chỗ này. Vô dục trời cũng là người thông minh, hắn ngắm nhìn bốn phía, lập tức minh bạch đến cùng phát sinh chuyện gì. Kim bàn nhược, ta đi mẹ ngươi, ngươi thật là hung ác. Lại muốn sát nhân diệt khẩu, con mẹ nó ngươi là cái xúc sinh a à. vô dục thiên lập khắc chửi ầm lên hắn lời nói một mắng xong kim bàn nhược rét lạnh thanh âm theo bốn phương tám hướng ma vụ truyền lại mà đến vô dục thiên cái này thế vẫn chưa có người nào dám ngay mặt mắng ta ngươi là người thứ nhất cho nên ngươi phải chết kim bàn nhược nói ra người vĩnh viễn không biết thân là một tên động tiên cảnh cường giả tôn nghiêm ở trước mặt ta ngươi cũng bất quá là một đầu mạnh một chút con kiến hôi a à. Ngươi lại dám mạo phạm ta thiên uy, ngươi chết một trăm lần, cũng không đủ. Vô dục thiên đạo, kim bàn nhược, ngươi cái xúc sinh, lão tử mắng ngươi. Ngươi chờ, lão tử luôn có để ngươi khóc quỷ xuống đất cầu xin tha thứ thời điểm. Tốt, minh nguyệt tiên tôn quát lớn vô dục thiên, nói ra, đừng nói chút không dùng lời nói, đối với nơi này, ngươi có giải sao? Không hiểu, vô dục thiên mã nói ra, ta cũng là lần đầu tiên đến nơi này tới. Hắn đón đến lập tức nói ra, Minh Nguyệt cô nương, người đem ta phong ấn giải khai, ta và ngươi kể vai chiến đấu. Xuất sinh này, ta muốn giết hắn. Minh Nguyệt tiên tôn cười lạnh một tiếng, nói ra, nằm mơ. Theo sau đem vô dục thiên tiếp tục phòng ấn tại như lai bên trong áo cả xa. Tuy nhiên vô dục thiên khôi phục thực lực sau khi, cũng là một cánh tay đắc lực. Nhưng Minh Nguyệt tiên tôn có thể không thể tin được vô dục thiên trung thành, cái này vô dục thiên nhược là khôi phục tự do, làm không tốt chạy đến kim bàn nhược bên kia đi. Chỉ cần Vô dục ngây thơ chính chịu thua, kim bàn nhược cũng khó nói cùng Vô dục thiên ký kết bí mật khế ước, sau đó bảo thủ bí mật, cuối cùng nhất bắt sống Minh Nguyệt tiên tôn các nàng. Loại này đần độn sự tình, Minh Nguyệt tiên tôn cũng sẽ không làm, cũng sẽ không làm. Kim bàn nhược, tuy nhiên nơi này là thời gian mê chướng cùng không gian mê chướng. Lam Tử Y lạnh lùng nói ra, nhưng một mình ngươi, căn bản giết không chúng ta. Chẳng lẽ ngươi muốn đem chúng ta vĩnh viễn bị nhốt ở đây? Lam Tử Y cha hỏi chi, lại là đang tìm kiếm sơ hở. Kim Bàn Nhược ha ha lệ cười, hắn nói ra, "Lam Tử Y, ngươi nhìn tính vạn tính, lại vĩnh viễn cũng không tính được, lối đi này chỉ có một bí mật lớn, mà lại, bí mật này chỉ có ta một người biết." Lam Tử Y nói ra, "Ồ." Kim Bàn Nhược tiếp tục nói, "Cái này trong thông đạo bị nhốt một tên viễn cổ ma thần." Này ma thần gọi là Hỗn Thế Ma Quân, tuy nhiên hắn đã bị thương nặng, lực lượng chỉ có 10%. Nhưng là tính toán cái này 10%, các ngươi cũng xa xa không phải là đối thủ. Lập tức, Bản Đại Thánh lại ở chỗ này làm ra động tĩnh, sau đó liền mượn nhờ Truy Nguyên Thần kiếm trốn đi thật xa. Hỗn Thế Ma Quân nghe được động tĩnh sau, lập tức hội tìm kiếm đến các ngươi. Đến lúc đó, liền là các ngươi tử kỳ. Bản Đại Thánh mặc kệ người bất hủ chi thành là thật là giả nhưng là hôm nay, bổn tọa để cho các người vĩnh thế không được siêu sinh. Kim bàn nhược hung giữ nói ra. Lam tử y cùng Minh Nguyệt Tiên tôn tâm dung mạch, nhưng hai người đều bất động thanh sắc. Lam tử y hít sâu một hơi, nói ra, Kim bàn nhược, người ta không cừu không oán, người tội gì bức ta như vậy. Tránh thức hợp tác, đối với người mà nói, có như thế khó sao. Lời nói này đi ra sau khi, ra ngoài ý định là, Kim bàn nhược trầm mặc đi xuống. Thật lâu sau, Kim Bàn Nhược mở miệng. "Đây là một bí mật lớn, vốn là không nên nói." Kim Bàn Nhược đột nhiên cười lạnh một tiếng, hắn nói tiếp, "Đó là bởi vì Minh Vương Hades." "Đó là bởi vì Minh Vương Hades nắm giữ ta trái tim. Ta trái tim bị hắn chôn tại địa ngục Bổn Nguyên bên trong, cứ như vậy, ta sẽ trở nên rất cường đại, tùy ý hấp thu địa ngục Bổn Nguyên lực lượng. Nhưng là ta trái tim bị Hades dùng một loại bí pháp khống chế lại." Nếu như ta không nghe theo hắn, hắn liền sẽ muốn giết ta. Kim bàn nhược chậm rãi nói ra. Làm tử y bọn người không khỏi rung mạnh. Lại là cũng không nghĩ tới, cái này bên trong thế mà còn có dạng này bí ẩn. Tức là như thế, nếu là Hades vừa chết, người chẳng phải là thì có thể khôi phục tự do chi thân. Làm tử y nói ra, hắn bí pháp lợi hại hơn nữa, nhưng hắn người mà chết. Căn bản vô dụng, kim bàn nhược nói ra, Hades nói nếu là hắn một khi bỏ mình ta trái tim bên trong bí pháp liền sẽ thôi động trong nháy mắt đem ta trái tim nổ tung thành cho tàn bất quá là một bộ trái tim mà thôi thiếu một bộ trái tim chẳng lẽ ngươi không thể dài ra lại minh nguyệt tiên tôn nhíu mày nói ra thoát ly thân thể lấy ngươi tu vi như cũ có thể sống sót kim bàn nhược nói ra bộ kia trái tim chính là bản đại thánh câu thông vạn giới vị trí cũng là bản đại thánh bất tử bất diệt căn nguyên nếu là tổn thất bộ kia trái tim, bản đại thánh thực lực trí ít tổn thất một nửa, cho đến lúc đó, cái này địa ngục tầng 18 bên trong, nơi đó còn có bản đại thánh chỗ dung thân. Cho nên, các ngươi phải chết, đây là Hades mệnh lệnh. Đã như vậy, ngày đó, ta đột phá động tiên cảnh thời điểm, ngươi vì sao không xuất thủ? Lam Tử Y gấp hỏi tiếp. Kim Bàn nhược cười lạnh một tiếng, nói ra, nhật bản này không có ý định giết các ngươi bản đại thánh một mực đối với các người bất hủ chi thành còn có lo nghĩ tại không có biết rõ ràng người bí mật trước đó tuyệt sẽ không tùy tiện xuất thủ bản đại thánh có thể còn không đến mức muốn vì hades làm một chuyện mà nỗ lực nặng nề đại giới liền là có hỗn thế mà quân bí mật người vì sao không sớm một chút dẫn chúng ta qua đến cũng là lam tử y tiếp tục nói kim bàn nhược nói ra thứ nhất trực tiếp mang các người tới các người cũng sẽ sinh nghi thứ hai nếu như phối hợp Hades đưa người cùng tiêu minh nguyệt bắt, phối hợp bản đại thánh đến luyện công, đó là không thể tốt hơn thuốc bổ. Cho nên, bản đại thánh ban đầu vốn không muốn tùy tiện đi đến một bước này. Nhưng là hôm nay, các người thế mà đem bản đại thánh bước đến nước này. Lam tử y cùng minh nguyệt tiên tôn hai mặt nhìn nhau. Hai người đều ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Kim bàn nhược đã chịu đem những bí mật này nói ra, vậy liền đại biểu cho, hắn có tuyệt đối nắm chắc làm cho các nàng đều chết ở chỗ này. Cũng là tại lúc này, Kim Bàn Nhược đột nhiên thét dài lên tiếng. Thanh âm hắn chấn động đi ra, đem bốn phương tám hướng ma vụ chấn động ra cao ba trượng bọt nước tới. Tựa như là một trận cự biển cả rít gào bị ấp ủ ra tới. Kim Bàn Nhược thét dài liên tục, ý đang kinh động hỗn thế ma quân. Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng không vội mà động thủ, lúc này, động thủ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hai người cũng đã khóa chặt lại Kim Bàn Nhược chính là muốn muốn lần theo kim bàn nhược tung tích theo rời đi nhưng là kim bàn nhược biến hóa cực nhanh rất nhanh liền biến mất tại ma trong sương mù mặc cho làm tử y cùng minh nguyệt tiên tôn như thế nào truy tung đều rốt cuộc tìm tìm không được kim bàn nhược vô dục thiên người biết ra ngoài đường sao minh nguyệt tiên tôn lạnh giọng hỏi trên bàn tay vô dục thiên vô dục thiên không khỏi kêu khổ liên tục nói ra minh nguyệt cô nương ta là thật không biết nơi này ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này a à. ta càng không biết cái gì hỗn thế ma quân dưới gầm trời này thế nào còn sẽ có hỗn thế ma quân cái này nhân vật có tiếng tăm a à? hỏi ngươi cũng là cái gì đều hỏi không ra đến muốn ngươi có cái gì dùng minh nguyệt tiên tôn không khỏi giận trong mắt nàng sát ý lập tức băng hiện ra vô dục thiên không khỏi tim mật muốn nứt nói gấp minh nguyệt cô nương tha mạng a à. ngươi giữ lấy ta có lẽ ta còn có thể tạo được tác dụng Người giết ta, đối với các ngươi tới nói, không có một chút giá trị cùng chỗ tốt a. Hừ, Minh Nguyệt Tiên Tôn không tiếp tục để ý vô dục thiên, lại đem vô dục thiên ném vào đến như lai bên trong áo cà sa, sau đó phong ấn. Cũng là tại lúc này, ma trong sương mù bắt đầu sinh ra biến hóa. Cái gì người, lại dám quấy dày bổn tọa nghỉ ngơi? Một cái tang thương cổ lão thanh âm theo ma sương mù ở trong chỗ sâu truyền tới. Thanh âm này nghe bình bình đạm đạc, nhưng cũng cẩn trọng vô cùng, một nghe thanh âm, liền có thể cảm giác được chủ nhân trải qua vô số năm tháng tang thương, có được vô cùng trí tuệ. Tiền bối ở trên, Lam Tử Y lập tức khách khí vô cùng nói ra, vãn bối bọn người, lầm bị kẻ trộm lừa gạt nhập nơi đây. Vừa mới cái kia kẻ trộm cố ý phát ra âm thanh, muốn tiền bối giận cho đánh mèo chúng ta. Còn xin tiền bối rõ ràng xoa từng ly từng tí. Tuy nhiên Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn đều có được vô thượng thần thông, nhưng là Lam Tử Y đáng kể có thể cảm giác được vị này trong ma vụ tiền bối, thật là thâm bất khả chắc. Có thể làm cho Lam Tử Y cảm thấy thâm bất khả chắc người, quá ít. Cái kia hỗn thế ma quân trầm mặc đi xuống, tựa hồ là đang lắng nghe cái gì. Thật lâu sau, hỗn thế ma quân nói ra, cái kia người đã đào tẩu, rời đi này thông đạo. Bất quá, cũng không cần gấp, bồn tỏa tại cái này vô tận gông xiềng bên trong, đã bị nhốt quá lâu quá lâu. Các ngươi hai nữ tử này, tuy nhiên tu vị yếu một chút, nhưng là bổn tỏa hấp thu các người tinh khí nguyên thần, cũng có thể miễn cưỡng bổ hạ thân. Hắn đón đến, nói ra, các ngươi là muốn bổn tỏa xuất thủ, còn là mình ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, dâng lên tánh mạng. Đáng giận, Minh Nguyệt Tiên Tôn không khỏi giận tím mặt. Làm tử y sắc mặt cũng lạnh đi xuống. Xem ra hôm nay, nhất định là không cách nào thiệt. Cái này hỗn thế ma quân, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì người hiền lành. Liền cũng tại lúc này, hỗn thế ma quân xuất thủ. Cái kia ma vụ chỗ sâu, đột nhiên hiện ra một cỗ cường đại năng lượng ba động. Theo sau, một đầu toàn thân vảy giáp màu đen cự mãng xuất hiện. Cái này cự mãng khoảng chừng 3.000 trượng dài, chiều rộng 100 trượng. Tại ma trong xương mù phun trào, tựa như là thái cổ cự thú. So với thiên long, cũng chỉ tiểu không lớn. Cái này cự mãng xuất hiện sau khi, cũng không công kích, lại là trực tiếp đem Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn đoàn đoàn quấn chặt lấy. Minh Nguyệt Tiên Tôn lạnh hừ một tiếng, ra tay trước, lôi long chi thủ, phá cho ta. Nàng cấp tốc thi triển ra lôi long chi thủ. To lớn lôi long chi thủ đột nhiên vồ bắt mà ra, liền đem cự mãng đầu chết bắt lấy. Cái kia cự mãng đột nhiên thân thể động, đột nhiên ở giữa, đem cái kia lôi long chi thủ quấn chặt lại ở. Lần này quấn quanh, cực tinh diệu, mà lại trong nháy mắt liền đem lôi long chi thủ rào sát thành phấn vụn. Cùng lúc đó, bốn phía ma trong sương mù, cấp tốc xuất hiện ba 000 con cự mãng. Cự mãng tràn ngập tại toàn bộ không gian bên trong, hình thành tường đồng vách sắt. Lam tử y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn lập tức liền bị vây ở dạng này một tòa thịt cự mãng trong trận. Lam tử y mày nhân lại, nàng và Minh Nguyệt Tiên Tôn nhìn chăm chú liếc một chút, theo sau đồng thời xuất thủ. Thiên Long Bồ Tát, Minh Nguyệt Tiên Tôn vận chuyển như lai áo cà sa, lập tức, thỏa thích nước sông dâng trào mà ra. Cuối cùng nhất cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn Thiên Long lĩnh vực cùng một chỗ, hình thành nhất tôn to lớn Thiên Long Bồ Tát. Ngày này Long Bồ Tát chống lên thiên đình, đem chọn tòa thịt cự mãng trận banh ra. Theo sau, Minh Nguyệt Tiên Tôn một trưởng vỗ ra. Chính là như vậy nhất trưởng, chính là đem vô dục thiên mạt pháp phương tỏa thu nhiếp, cũng luôn như vậy nhất trưởng, đem vô dục thiên triệt để đánh bại dạng này nhất trưởng, lực lượng cùng quy tắc áo nghĩa, chính là là không gì sánh được, không thể tưởng tượng. Nhưng cũng chính là như vậy nhất trưởng đánh giết ra ngoài, cái kia thịt mãng đại trận lại chỉ là không nhúc nhích tí nào. Thậm chí là liền lắc đều không có lắc một chút. Rất không tệ lực lượng, hỗn thế mà quân thanh âm lập tức truyền đến, nói ra, nghĩ không ra ngươi nữ hoa hoa này lực lượng còn rất không tệ, nhiều đánh một chút, để cho bổn tỏa tòa này hỗn nguyên ma thai càng thêm cường đại. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng liền lập tức cảm nhận được chính mình lực lượng bị cái này hỗn nguyên ma thai hoàn toàn hấp thu đi vào. Thật kỳ diệu ma thai, thế mà so đại thôn phệ thuật còn tinh diệu hơn. Tựa hồ ta lực lượng càng mạnh, nó hấp thu thì càng vui sướng. Minh Nguyệt Tiên Tôn liên tục mấy cái dưới lòng bàn tay đi, cái này hỗn nguyên ma thai lực lượng ngược lại càng mạnh. Lẽ nào lại như vậy, Minh Nguyệt Tiên Tôn không khỏi giận dữ. Nàng mặc dù lớn giận, nhưng lại cấp tốc thu nhiếp thiên long Bồ Tát. Sau đó trở về bản thể. Lam Tử Y cũng tương tự thi triển ra không chết thần mang, nhưng một dạng không làm gì được Hỗn Nguyên Ma Thai. Lúc này Lam Tử Y đã là động tiên cảnh cao thủ, quen thuộc quy tắc, xem thấu không gian pháp tắc. Trong nháy mắt có thể xuyên qua vô số không gian, nhưng nàng cũng liền lập tức cảm giác được, cái này Hỗn Nguyên Ma Thai đem hết thảy đều ngăn cách. Nàng và Minh Nguyệt Tiên Tôn bị triệt để bị nhốt ở đây, căn bản không có biện pháp có thể ra ngoài. Lam Tử Y lập tức đem rớt, còn có Apollo, cùng La Quân, Linh Tuệ Hòa Thượng đều kêu đi ra. La Quân nhìn thấy bốn phía cự đại hỗn nguyên ma thai lúc, hắn lập tức cau mày. Thần Vương, người có thể nhìn ra đây là cái gì sao? Lam Tử Y hỏi rớt. Rớt cũng là cho mày, theo sau, hắn lắc đầu, nói ra, ta không nhìn ra được. Apollo thì nói ra, đây là thế nào chuyện, cái này là ở đó. Nghĩ không ra, lúc này, hỗn thế mà quân thanh âm truyền đến, muốn không đến trong này còn có khắp nơi thiên quân hậu duệ tồn tại, rất tốt rất tốt, bổn tỏa thì đem bọn ngươi cùng nhau thôn phệ, cũng coi là ăn no nê. Khắp nơi thiên quân, Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, chẳng lẽ hắn nói là đại địa chi mẫu gai ha? Rất cũng là không rõ ràng cho lắm, làm tử y càng là không biết bắt đầu nói từ đâu. Mà hỗn thế mà quân thì nói ra, gai a thời điểm nào thành đại địa chi mẫu? Nàng không phải vẫn luôn là trong tiên giới, chí cao vô thượng thiên quân sao quả nhiên là nói đại địa chi mẫu làm tử y ám đạo la quân ở một bên lại là đôi mắt sáng lên bởi vì hắn rất nhanh liền đạt được một chút tin tức thứ nhất gaia là khắp nơi thiên quân đến từ tiên giới cho nên nàng người đời sau cũng đều là nhân xà tộc cho nên mình có thể đối phó rất bọn họ thứ hai hỗn thế mà quân chỉ sợ cũng đến từ tiên giới chỉ là không biết tại sao hội bị vây ở cái địa phương quỷ quái này nếu là tiên giới, như vậy La Quân thì cảm thấy mình có biện pháp. Cùng lúc đó, Lam Tử Y, Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng liền bắt được cái tin này. Ở trong hư vô, Kim Bàn Nhược Thực một mực không có rời đi. Hắn mượn nhờ truy nguyên thần kiếm ẩn tàng trụ khí hơi thở, đem hỗn thế ma quân đều cho lửa gạt. Hỗn thế ma quân hiện tại chỉ có 10% lực lượng, cho nên Kim Bàn Nhược mới có thể lừa gạt đến hắn. Không phải vậy lời nói, chỉ dựa vào truy nguyên thần kiếm, đó là tuyệt không đáng chú ý. Hỗn nguyên ma thai, kim bàn nhược nói thầm, cái này hỗn nguyên ma thai lại là hỗn thế ma quân 3.000 sợi tóc biến thành, một cái sợi tóc chính là một đầu hung mãnh. 3.000 sợi tóc, 3.000 hung mãnh tạo thành cái này một tòa thịt mãng đại trận. Dạng này đại trận, liền xem như ta bị vây ở bên trong, truy nguyên thần kiếm cũng không có khả năng thương tổn tòa này thịt mãng đại trận. Kim bàn nhược lại nhìn kỹ, tiếp lấy lại bị kinh ngạc thịt này mãng đại trận, cư nhiên như thế to lớn vô biên, 3.000 hung mãng tạo thành trận pháp, độ dày đạt tới 10 vạn .000 mét. Hừ hừ, kim bàn nhược cười lạnh liên tục, làm tử y, bản đại thánh liền mặc kệ người bất hủ chi thành là thật là giả. Hôm nay người rơi vào đến hỗn thế ma quân trong tay, vậy liền đều là một con đường chết. Cái kia rất cùng Apollo một mực dấu ở người pháp khí bên trong, người nói ta là thật không biết hiểu sao. Chỉ muốn các người chết ở chỗ này, ta liền xem là khá hướng Hades giao nộp. Đến lúc đó, Hades hứa hẹn ta chỗ tốt, một dạng cũng không thể thiếu. Còn này xui xẻo vô dục thiên, liền coi như mạng hắn khổ tốt. Thiên yêu thần hoàng nếu là hỏi tới, bản đại thánh liền nói ngươi tham luyến sắc đẹp, cuối cùng nhất cùng bọn này đông phương mỹ nữ đến trong thông đạo, bị hỗn thế ma quân giết chết. Còn ngươi cái kia hai cái tiểu thiếp, hừ hừ, bản đại thánh hấp thu các nàng nguyên âm, liền đem triệt để giết chết thiên yêu thần hoàng tuy nhiên lợi hại, có thể bản đại thánh cũng không sợ hãi, huống chi, bản đại thánh phía sau còn có Hades chỗ dựa. Nói trở lại, kim bàn nhược nếu như là thật sợ vô dục thiên, đó cũng là quyết định không dám tới tính kế vô dục thiên. Lúc này, tại cái kia hỗn nguyên ma thai bên trong. Lam tử y, Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng La Quân, còn có rớt, Apollo đều đang quan sát tòa này hỗn nguyên ma thai. Linh tuệ hòa thượng cũng tại La Quân trên đầu tỉ mỉ quan sát kỹ. La Quân thử mấy lần cảm thấy đều có chút xấu hổ, bởi vì hắn tầm thường đối phó nhân xa tộc, vậy cũng là thôn vệ đối phương pháp lực cùng nguyên khí. Nhưng là lúc này hỗn nguyên ma thai lại là một tòa đại trận, trận pháp này hắn không có cách nào hấp thu, cho nên giờ này khắc này hắn cũng có chút không thể làm gì. Linh Tuệ Hòa thượng thì nói ra, wow, thế mà ở chỗ này sẽ có nhất tôn ma quân tồn tại. Không được, không được a, à. Lam tử y lập tức nói ra người biết ma quân tồn tại linh tuệ hòa thượng lập tức nói bần tăng năm đó thế nhưng là tại tiên giới ngang dọc qua cái kia trong tiên giới chia làm ma quân cùng thiên quân vô luận là ma quân vẫn là thiên quân cái kia tại trong tiên giới đều là tuyệt đỉnh cao thủ nhất tôn ma quân tu vi đã là đến tạo hóa cảnh người tiểu gia hỏa này thế mà liền tiên giới những bí mật này đều biết còn biết tạo hóa cảnh hỗn thế ma quân thanh âm truyền đến không tệ không tệ người đến cùng là cái gì địa vị linh tuệ hòa thượng nói ra a di đà phật bần tăng năm đó ở tiên giới cũng là có cái tên tuổi gọi là trùng hoàng trùng hoàng hỗn thế ma quân cũng bị kinh ngạc linh tuệ hòa thượng ngạo nghễ nói ra không tệ muốn đến người cũng nghe qua bần tăng một chút danh tiếng hỗn thế ma quân trầm mặc nửa ngày sau bỗng nhiên cười ha ha nói ra ha 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 bổn tọa đương nhiên nghe qua trùng hoàng danh tiếng trùng hoàng năm đó tạo hóa vô song, tu luyện thiên phú, không ai bằng. Mắt thấy ngươi liền muốn dòm vào tay vận mệnh đại đạo, kiến thức vĩnh sinh chi môn lúc, đột nhiên gặp đại kiếp, mới lại đột nhiên biến mất. Liền xem như năm đó, bổn tỏa cũng không phải đối thủ của ngươi. Linh tuệ hòa thượng nói ra, a di đà Phật, bần tăng năm đó chấp mê bất ngộ, một lòng cầu lấy vĩnh sinh đại đạo. Không để ý thương sinh thương hại, thật sự là trừng phạt đúng tội. Bây giờ, bần tăng quy y là quân đạo hiếu, nội tâm mới được đại an ninh. Đây là thả ngươi mẹ cầu thí, hỗn thế mà quân nói ra, nếu không chấp nhất, làm sao có thể đắc đạo? Ngươi đường đường trùng hoàng, bây giờ sao biến thành như vậy bộ dáng? Ừm, hỗn thế mà quân đột nhiên phát hiện không đúng, nói ra, nguyên lai like ngươi là bị người dùng thuật pháp cho độ hóa, thật sự là mất mặt. Đường đường trùng hoàng thế mà bị như thế một con run dế chỗ độ hóa, đối cái này con kiến hôi nói gì nghe nấy, quả thực cũng là sỉ nhục là chúng ta tiên giới vô cùng lớn sỉ nhục bổn tọa trước giúp ngươi giết cái này con kiến hôi lại để cho ngươi hoàn tục hắn nói được sau đó đã là sát khí đằng đằng làm tử y bọn người là bị kinh ngạc hỗn thế ma quân lập tức xuất thủ cái kia hỗn nguyên ma thai trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái màu đen cự thủ cái này màu đen cự thủ trong nháy mắt thì vồ bắt hướng la là quân làm tử y bọn người chính muốn xuất thủ la quân khẽ quát một tiếng nói ra để cho ta tới. Cái này một cái chớp mắt, là quân lập tức liền thi triển ra đại thôn vệ thuật tới. Hắn trong mi tâm, xích hắc sắc lốc xoáy cấp tốc hình thành. Chuyện cười lớn, người cái này còn kiến hôi, không quan trọng pháp lực, cũng dám chống lại bổn tỏa uy nghiêm. Hỗn thế ma quân cười ha hả. Hỗn thế ma quân cái này đơn giản một chảo, lực lượng vô cùng. Cho dù là Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng khó có thể chống lại. Trong tiên giới ma quân, đó cũng không phải là lúc này Lam Tử Y các nàng có thể chống lại. Cho dù là hỗn thế ma quân chỉ có 10% tu vi. Có điều rất nhanh, hỗn thế ma quân thì phát hiện không đúng. Hắn pháp lực biến thành cự thủ bắt bỏ vào đến đại thôn vệ thuật bên trong, vốn là hắn là chuẩn bị trực tiếp phá mất cái này đại thôn vệ thuật, sau đó đem la quân giết chết. Thế nhưng là, hắn pháp lực đi vào, lập tức cũng cảm giác được không ổn. Bên trong có rất kỳ quái đồ, vật, cấp tốc đem hắn pháp lực hấp thu đi qua. Trời ạ, à, thật là khủng khiếp nguyên khí. La quân không khỏi cuồng hỉ, hắn cảm giác được vô cùng vô tận nguyên khí bị huyền hoàng thần cốc hạt giống hấp thu đi vào. Bất quá một lát, cái này màu đen cự thủ liền bị la quân thôn phệ sạch sẽ. Đáng giận, hỗn thế mà quân hét lớn một tiếng, người cái này con kiến hôi. Người cái này con kiến hôi, trên thân lại có ngũ cốc xá tắc thần thụ, không được, không thể để cho cây này một lần nữa sinh trưởng bổn tọa giết ngươi, hỗn thế ma quân xuất thủ lần nữa. Cái kia hỗn nguyên ma thai trên không, một nói cự đại hắc thủ xuất thủ lần nữa, hung hăng chảo nhiếp tới. Linh tuệ hòa thượng lập tức quát nói, không được, là quần đạo hữu ngươi ngăn cản không nổi, tiên giới tiên nhân, sớm có khắc chế ngũ cốc xá tắc thần thụ công pháp. Đạo này cự thủ, đã đáng kể khác biệt. Nhưng là, so sánh đạo thứ nhất cự thủ, đã yếu rất nhiều. Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn lập tức đồng thời xuất thủ. Lôi Long chi thủ, Minh Nguyệt Tiên Tôn nhất trưởng vô bắt đi qua, Lôi Long cự chảo bắt lấy màu đen cự thủ, đồng thời điện quang liên tiếp nổ tung. Ầm ầm. Lôi Long chi thủ luân phiên nổ tung, lại là không có nổ tung màu đen cự thủ, ngược lại bị màu đen cự thủ nhất trưởng chấn vỡ. Quả nhiên lợi hại, Minh Nguyệt Tiên Tôn bị kinh ngạc. Lam Tử Y cũng xuất thủ, nàng trong nháy mắt đem động thiên pháp tắc tế ra, để màu đen cự thủ tại vô số trong không gian xuyên thẳng qua. Những thứ này không gian chính là không gian pháp tắc hình thành, bất kể như thế nào biến hóa, đều tại Hỗn Nguyên Ma Thai bên trong. Cho nên Lam Tử Y cũng không có cách nào mượn nhờ không gian rời đi. Nhưng là, trong không gian thế giới, khoảng cách vẫn là tồn tại. Cho nên có thể trì hoãn màu đen cự thủ đến đến lúc. Đồng thời, Lam Tử Y tuôn ra Không Chết Thần mang tới. Oanh không chết thần mang đột nhiên đã bắn giết qua đi. Cùng lúc đó, Minh Nguyệt Tiên Tôn liên tiếp đánh ra 10 đạo lôi long chi thủ. Ầm ầm, màu đen cự thủ rốt cục bị Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn hợp lực đánh tan. Đáng giận, Hỗn Thế Ma Quân cả giận nói, hắn đồng thời nói ra, người cái này côn trùng lại là không biết tốt xấu, bổn tỏa có ý cứu ngươi, ngươi thế mà ngược lại giúp bọn hắn. A Di Đà Phật, Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, bần tăng năm đó sở tác sở vi, thật sự là lớn sai đặc biệt sai. Bây giờ Bần Tăng có thể quy y tại La Quân đạo hữu bên người, chính là Bần Tăng tạo hóa cùng vinh hạnh. Hỗn thế ma quân, Bần Tăng nhìn ngươi mới là quả thực đáng thương a. À. Bồn tọa đáng thương, hỗn thế ma quân cười ha hả. Linh tuệ hòa thượng nói ra, bởi vì cái gọi là khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Trong lòng người chấp nhất cùng dục vọng quá nhiều, cho nên người mới hội thống khổ như vậy. Không bằng buông xuống chấp nhất, buông xuống dục vọng, cùng bần tăng cùng một chỗ quy y tại la quân đạo hữu bên người, dạng này, người sẽ nhận được tránh thức đại an ninh. Cút, hỗn thế ma quân nói ra. Hỗn thế ma quân, làm tử y trầm giọng nói ra, chúng ta cùng ngươi không cứu không oán, đã ngươi lúc này còn giết không chúng ta. Chẳng bằng thả chúng ta, kết một thiện duyên, có lẽ ngày sau, chúng ta còn có thể giải cứu ngươi thoát ly cái này vô tận gông xiềng. Hỗn thế ma quân cười lạnh một tiếng, nói ra, ai nói ta giết không các ngươi, bổn tọa hiện tại mặc dù đại bộ phận pháp lực bị giam cầm, nhưng nếu không phải sợ các người phân tán đào tẩu, mới bày xuống tòa này hỗn nguyên ma thai. Không phải vậy lời nói, bổn tọa sớm đem bọn ngươi giết. Hiện tại các ngươi ngay tại cái này hỗn nguyên ma thai bên trong, các loại vây khốn các ngươi cái 8 năm 10 năm, các ngươi lại hấp thu không đến nguyên khí của tiên giới cùng bên ngoài tinh hoa. Đến lúc đó, các ngươi tự nhiên sẽ suy yếu đi xuống. Cho đến lúc đó, bổn tọa lại đến thải bổ các ngươi. Lam tử y trong lòng trầm xuống. Cái này hỗn thế mà quân lời nói này thật đúng là không phải không có lý, cũng không phải nói ngoa đe dọa. Nếu quả thật bị nhốt cái 8 năm 10 năm, cái kia Lam tử y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng chống đỡ không được. Bởi vì nơi này hết thảy nguyên khí đều bị ngăn cách ở bên ngoài. Nàng và Minh Nguyệt Tiên Tôn đều chống đỡ không nổi, thì không nói tới La Quân. Và lại, Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn tuy nhiên lợi hại vô cùng, nhưng mỗi ngày chỗ tiêu hao nguyên khí đó cũng là cực kỳ khủng bố. A-di-đà à, Phật, Linh Tuệ Hòa Thượng lại mở miệng, hỗn thế ma quân, ngươi chính là đường đường ma quân, như thế nào bị vây ở nơi đây? Gì người đem ngươi pháp lực giam cầm chín phần 10? Hỗn thế ma quân nói ra, ngươi nếu là cái kia trùng hoàng, bổn tỏa còn có hứng thú cùng ngươi giảng phía trên một giảng. Ngươi bây giờ bộ dáng này, có cái gì tư cách cùng bổn tỏa đối thoại? Chúng sinh bình đẳng, chúng sinh đều có thích. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, chúng sinh đều là nhanh nhạy, Hỗn Thế Ma Quân thí chủ, trong lòng ngươi chấp niệm thật sự là quá sâu. Này nhân gian si độc là đáng sợ nhất, ngươi như không nhanh chóng quy y, tương lai khẳng định là muốn thân tử đạo tiêu. Cút, Hỗn Thế Ma Quân chỉ kém không có thổ huyết. Tuy nhiên trước mắt tình cảnh không tốt lắm, nhưng là La Quân nghe được Linh Tuệ Hòa thượng thuyết phục Hỗn Thế Ma Quân như thế nhất đại phần lời nói, hắn vẫn là kém chút cười ra tiếng bởi vì cái này thật là tràn ngập kịch vui tính cùng buồn cười tính lúc này la quân cũng không tiếp tục để ý hắn hắn bắt đầu nghiên cứu lên tòa này hỗn nguyên ma thai tới nếu là đem cái này hỗn nguyên ma thai đánh xuyên qua vậy chúng ta không chính là có thể thông qua không gian xuyên toa rời đi nơi này sao la quân đột nhiên nói ra linh tuệ hòa thượng nói ra la quân đạo hiếu tuy nhiên đây bất quá là một tòa nhục thai nhưng là thịt này thai nhưng so sánh tường đồng vách sắt lợi hại hơn nhiều. Các ngươi công kích, căn bản không có khả năng đem đánh xuyên qua. Đừng nói là đánh xuyên qua, cũng là bắt khối thịt xuống tới, đều là không thể nào. Audio điện tử võ tấn bền Bắt khối thịt, làm tử y nghe nói như thế, lại là nhãn tình sáng lên. Đồng thời, nàng hung hăng nhất chảo hướng cái kia nhục thai chộp tới. Ừm, làm tử y một chảo phía dưới, cái kia nhục thai sừng sững bất động. Sau đó, Lam Tử Y càng phát ra vận kình, phanh một tiếng, nàng rốt cục bắt phía dưới một đoàn huyết nhục. Động tiên cảnh cao thủ, một chảo này phía dưới, vận dụng 6 tỷ liệt mã bôn đằng lực lượng, như thế nào hội liền một cục thịt đều bắt không dưới đây. Đừng nói là thịt, là một tòa kim cương sơn, đó cũng là chiếu bắt không lầm. Đoàn kia huyết nhục tại Lam Tử Y tay, giống như là trái tim một dạng, còn tại cuồn cuộn nhảy lên lam tử y lập tức lấy pháp lực thấm vào lập tức cảm giác được trong máu thịt có vô cùng pháp lực cùng không gian cái này huyết nhục thế mà pháp lực vô hạn chi những cái kia thần đan cũng còn muốn nắm giữ nhiều lớn như vậy một tòa huyết nhục đại trận dinh dưỡng pháp lực càng là vô hạn khó trách ngay cả chúng ta đều không thể đem oanh mở lam tử y nói với minh nguyệt tiên tôn minh nguyệt tiên tôn nói ra cái này có thể ăn sao lam tử y nói ra ta nhìn không có gì không thể nàng sau khi nói xong vận dùng pháp lực tinh luyện chỉ chốc lát về sau cái này đoàn huyết nhục bị tinh luyện thành một khỏa linh lợi như to bằng hạt lạc đan hoàn khụ khụ người ăn trước đi ta cũng không dám minh nguyệt tiên tôn cười ha ha một tiếng nói ra lúc này cái kia hỗn thế mà quân không nói một lời la quân ngẫm lại nói ra để cho ta tới ăn đi ngươi minh nguyệt tiên tôn nhìn la quân liếc một chút rất hiển nhiên có chút không quá coi trọng. Nàng đều không dám tùy tiện nếm thử đồ, vật, là quân lại còn nói muốn nếm thử, nói đùa cái gì. Làm tử y vốn là cũng có chút do dự, gặp la quân mở miệng, liền cười một tiếng, nói ra là quân phúc lớn mạng lớn, loại sự tình này, hắn tới đi. Là quân ngay sau đó tiếp nhận đan hoàn, một miệng nuốt vào bụng. Đây cũng không phải là quân khinh thường, lấy tính mạng mình làm trò đùa mà chính là hắn tự tin bằng vào huyền hoàng thần cốc hạt giống, là có thể ứng phó loại biến hóa này. Mặt khác, là quân cũng muốn nhìn một chút, phải chăng có thể thông qua cái này đan hoàn tìm tới phá giải tòa này hỗn nguyên ma thai biện pháp. Cái kia đan hoàn vào bụng về sau, cũng không có như thần đan một dạng, hóa thành dinh dưỡng. Đan hoàn cũng không có hòa tan, ngược lại đột nhiên bắt đầu bành trướng. Đáng giận, là quân thầm kêu một tiếng, hắn lập tức vận chuyển pháp lực tiến vào bụng bên trong, đem cái này đoàn huyết nhục ngăn chặn. Nhưng cái này đoàn huyết nhục đã cấp tốc đem làm tử y pháp lực đánh tan, mà lại, cũng ngay tại đánh tan là quân pháp lực. Là quân pháp lực tại cái này đoàn huyết nhục trước mặt, quả thực là không chịu nổi một kích. Ha ha ha, hỗn thế ma quân tiếng cười to truyền đến, không biết tự lượng sức mình con kiến hôi, tòa này nhục thai huyết nhục, chính là bổn tỏa theo ba nghìn thế giới, vạn vật sinh linh thân thể mang tới, tại tiên giới thuần dương chi hải bên trong gột rửa, thối luyện, chính là có hay không tạo hóa. Ngươi lại dám thôn phệ đi vào, quả thực là muốn chết. Nếu không phải là bổn tọa lực lượng bị giam cầm ở, đã khó có thể phát huy ra Hỗn Nguyên Ma Thai diệu dụng, hôm nay há tha cho các ngươi những thứ này con kiến hôi cản rỡ. Ngươi cho dù có Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ thì tính sao? Hỗn Thế Ma Quân tiếp tục nói, Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ chỉ có thể đối phó bên ngoài lực lượng, cái này Hỗn Nguyên huyết nhục tiến vào ngươi bụng, ngươi là một con đường chết. Ngũ Cốc Xá Tắc Thần Thụ chỉ làm cho tiên giới mang đến tai nạn, bổn tọa há lại cho ngươi còn sống rời đi nơi này. Chịu chết đi. Là quân sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lam tử y cùng minh nguyệt tiên tôn, còn có linh tuệ hòa thượng cũng đều là bị kinh ngạc. Cái này, minh nguyệt tiên tôn nói ra, hắn sẽ không như thế chết đi. Đây chính là Lam tử y người hại chết a. Lam tử y trầm mặc đi xuống. Hắn chết chắc, hỗn thế mà quân lập tức nói ra. Cũng là tại lúc này, La Quân đột nhiên bình tĩnh trở lại, sắc mặt hắn một mảnh hồng nhuận phơn phớt, tiếp lấy còn đánh ợ no nê. Đồng thời, hắn cảnh giới cũng theo tăng lên. Trong nháy mắt, La Quân tu vi đến cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi. Hắn lực lượng đạt tới 500 triệu liệt mã bồn đằng chi lực, tế bào não khai phát số lượng đạt tới 500 triệu mai. Thật sự là dễ chịu, cái này Hỗn Nguyên huyết nhục quả nhiên là diệu dụng vô cùng. Thuần dương chi lực chính là nguyên khí của tiên giới la quân nhịn không được mừng rỡ nói ra cái này hỗn thế ma quân thấy thế không khỏi nổi trận lôi đình cái này sao có thể ngươi làm sao có thể tiêu thụ đến bổn tỏa hỗn nguyên huyết nhục ngươi cái này còn kiến hôi lam tử y cùng minh nguyệt tiên tôn thấy thế các nàng tuy nhiên không rõ ràng cho lắm nhưng cũng từ là theo chân vì la quân vui vẻ linh tuệ hòa thượng cười ha ha nói ra la quân đạo hiếu người quả nhiên không hổ là khí vận nồng đậm người Bần tăng minh bạch là chuyện gì xảy ra. La quân mỉm cười, hắn sau đó lại lần nữa ra tay. Hắn xuất thủ chụp vào cái kia hỗn nguyên huyết nhục, một chảo phía dưới, tự nhiên là sừng sững bất động. Nhưng La quân lập tức vận dụng ra tiểu túc mệnh thuật. Cái kia tiểu túc mệnh thuật lực lượng lập tức đem hỗn nguyên huyết nhục rất nhiều quy tắc thối luyện sạch sẽ. Nhưng là đồng thời, La quân cũng tiêu hao 100 năm thọ mệnh. La quân liên tục bắt động, trong nháy mắt vồ xuống 10 đám huyết nhục sau đó, hắn đem những thứ này huyết nhục trước ném vào đến đại thôn vệ thuật bên trong. Đại thôn vệ thuật cấp tốc đem những thứ này huyết nhục thôn vệ, sau cùng tại huyền hoàng thần cốc hạt giống trợ giúp dưới, biến thành 10 khỏa thanh sắc trái cây. Tiên tôn, áo tím, các ngươi một người ba khỏa. Ta được bốn khỏa, là quân lập tức phân phối. Làm tử y cùng Minh Nguyệt tiên tôn tự nhiên vui vẻ nhận. Minh Nguyệt, người đem ăn, sau đó chúng ta nhiều bắt một chút huyết nhục. Có lẽ, ở chỗ này có thể giúp ngươi đột phá đến động tiên cảnh. Lam Tử Y nói ra, ta trước hộ pháp cho ngươi. Tốt, Minh Nguyệt Tiên Tôn vui vẻ đáp ứng. Các ngươi hỗn thế mà quân thấy thế, tức giận đến toàn thân phát run. La Quân cười ha ha một tiếng. Cái kia bốn quả trái cây tại La Quân tay, hắn tiếp lấy đem một hơi nuốt xuống đi. La Quân, ngươi, Lam Tử Y thấy thế bị kinh ngạc, nói ra, dục tốc bất đạt, như thế cuộn trào pháp lực, người tiêu hóa không. La Quân nói ra, không sao, ta có thể dùng tiểu túc mệnh thuật đem chuyển hóa thành thọ mệnh. Ta hiện tại lực lượng tuy nhiên đến cửu trọng thiên đỉnh phong, nhưng thọ mệnh có chỗ thiếu hụt. Tiểu túc mệnh thuật thiêu đốt là thọ mệnh. Hắn sau khi nói xong, lập tức thôi động tiểu túc mệnh thuật. Tại tiểu túc mệnh thuật điều trị dưới, loại này thần quả tử quả nhiên là thật có thể chuyển hóa thành thọ mệnh. Bốn quả trái cây vào trong bụng, là quần thọ mệnh tăng trưởng một ngàn năm. Cho lúc trước thiên hương đại nhân gieo xuống số mệnh, còn có bắt cái này huyết nhục, hết thảy dùng 1.500 tuổi thọ mệnh. Hiện tại la quân trong nháy mắt tăng 1.000 năm thọ mệnh. Hừ hừ, quả nhiên là đồ tốt, thiên nhiên bảo khố A. À. La quân vui mừng quá đỗi, hắn lại lần nữa thôi động tiểu túc mệnh thuật, lại trong nháy mắt vồ xuống 10 đám huyết nhục. Đồng thời, la quân lại tổn thất 1.000 năm thọ mệnh. Nhưng cái này đều không muốn gấp, la quân lập tức đem cái này 10 đám huyết nhục dùng đại thôn vệ thuật thôn phệ sau cùng tại huyền hoàng thần cốc hạt giống trợ giúp dưới, hóa thành trái cây màu xanh. Là quân một hơi đem thôn phệ, hắn thọ mệnh lại lần nữa tăng trưởng 2.500 năm. Là quân liên tiếp bắt lấy huyết nhục, vài lần thối luyện phía dưới, rất nhanh, hắn thọ mệnh đạt tới 3 vạn năm. Tại thọ mệnh đạt tới 3 vạn năm về sau, chính là đến một cái cực hạn. Vô luận là quân lại như thế nào hấp thu huyết nhục quả thực, thọ mệnh đều không thể lại đi tăng trưởng. Ừm, ta hiểu ba vạn năm chính là thọ mệnh một cái cực hạn, ta trước mắt còn đột phá không cực hạn này. Nói cái gì thọ cùng trời đất, căn bản không có khả năng. Là quân cũng không lại mạnh mẽ tăng lên thọ mệnh. Nhưng là, hắn vẫn là lập tức để Lam Tử Y cũng tới thu lấy hỗn nguyên huyết nhục. Mà Minh Nguyệt Tiên Tôn liên tục nuốt 10 khỏa huyết nhục quả thực, trong cơ thể nàng pháp lực giá trị đã đạt tới một loại cuồng bạo trạng thái. Lĩnh ngộ động tiên chi cảnh, chỉ ở trong chớp mắt muốn lĩnh ngộ động tiên chi cảnh cần cực lớn đại tích lũy làm tử y là tích lũy sớm đã đầy đủ cho nên một bước lên trời mà minh nguyệt tiên tôn thì còn kém rất nhiều tích lũy nhưng là lúc này nàng chẳng khác gì là một đêm chợt dầu. hỗn thế mà quân mắt thấy đám người này thế mà tại hắn hỗn nguyên ma thai chi như thế cướp bóc không khỏi nổi giận hắn lại nhìn minh nguyệt tiên tôn sắp đột phá càng thêm giận không nhịn nổi lẽ nào lại như vậy hỗn thế ma tôn lần nữa vồ bắt xuống tới. Lam tử y lập tức xuất thủ, lấy ngũ sắc thần quang ngăn cản. Đáng thương hỗn thế ma quân tuy nhiên thân thể là một đời ma quân, nhưng là đại bộ phận lực lượng đều tại hỗn nguyên ma thai chi. Lúc này lại là căn bản đánh tan không Lam tử y ngũ sắc thần quang. Đáng giận, đáng giận cùng cực, hỗn thế ma quân nhìn lấy la quân không ngừng cướp bóc hắn hỗn nguyên huyết nhục, không khỏi mắng to, người tên súc sinh này. Thế mà cướp bóc bổn tọa nhiều như thế nguyên khí là quân cái kia quản hỗn thế mà quân nghĩ như thế nào, hắn tiếp tục gấp tốc hấp thu huyết nhục, sau đó luyện hóa. Cái này nhưng đều là an thân lập mệnh tiền vốn A. Oanh! Tại lúc này, Minh Nguyệt Tiên Tôn rốt cuộc đột phá, nàng tại đường thẳng song song, nhìn thấy rất nhiều không gian chiết điệp. Nàng lĩnh ngộ được không gian pháp tắc sự ảo diệu. Cái này một cái chớp mắt, Minh Nguyệt Tiên Tôn pháp lực bạo tăng, cũng trở thành động tiên cảnh cao thủ. Cùng một chỗ cướp bóc hắn hỗn nguyên huyết nhục, cái này có thể là đồ tốt lam tử y lập tức nói ra minh nguyệt tiên tôn vật đầu sau đó ba người này nhanh chóng vổ bắt hỗn nguyên huyết nhục hỗn thế ma quân nhìn lấy chính mình hỗn nguyên huyết nhục bị mấy người kia cường đạo giống như đánh cướp nhưng hắn lại là không thể làm gì đáng giận đáng giận hỗn thế ma quân rốt cuộc chịu không được trực tiếp đem hỗn nguyên ma thai lấy đi la quân bọn người trước mắt nhục thai cấp tốc hóa thành cự mãng, sau đó cự mãng theo ma sương mù chi biến mất hầu như không còn. Hỗn thế ma quân, còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc thi triển đi ra đi, ha 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 ha. Là quân tại hư không chi, cuồng cười ra tiếng. Chết, hỗn thế ma quân nổi giận, sau đó, ma vụ chi, một nói to lớn bàn tay cuốn tới. Cái này to lớn bàn tay chính là ba nghìn sợi tóc ngưng tụ mà thành, đồng thời tất cả lực lượng đều đã ngưng luyện đặc thù công pháp. Chính là là thuần túy công kích, lực lượng không thể bị hấp thu. Trùng trùng điệp điệp, rồi rào bành trướng lực lượng dâng trào mà đến. Đây là một loại áp bách tính lực lượng kinh khủng. Đi à, Lam Tử Y thấy thế, lập tức bắt La Quân, sau đó cùng rớt, Apollo còn có Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng một chỗ xuyên toa hư không, lập tức rời đi nơi này. Cái kia hỗn thế mà quân bản thể bị giam cầm ở thời không một chỗ nào đó, căn bản không thể truy kích. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đám người này đào tẩu. Rớt, Apollo, làm tử y đám người này toàn bộ đều lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Cho nên, cho dù là Hỗn Thế Ma Quân, hắn tại dưới tình huống như vậy, cũng là khó có thể đem bọn hắn chặn lại. Đây cũng là Hỗn Thế Ma Quân vì cái gì vừa ra tay dùng Hỗn Nguyên Ma Thai đến vây khốn bọn họ nguyên nhân. Hỗn Thế Ma Quân duy nhất có thể vây khốn bọn họ biện pháp, đó là trong nháy mắt thi triển ra Hỗn Nguyên Ma Thai, đem chỗ có không gian pháp tắc ngăn cách ở bên ngoài. Nhưng là chỗ của hắn còn dám tiếp tục dùng hỗn nguyên ma thai đến vây khốn những người này a à. Là quân tại hỗn thế ma quân trước mặt, mặc dù là con kiến hôi một cái. Nhưng là, là quân cũng là hỗn thế ma quân thật to khắc tinh. Vô luận là tiểu túc mệnh thuật, vẫn là ngũ cốc xá tắc thần thụ, cái này đều bị hỗn thế ma quân bị triệt để ngăn chặn. Đương nhiên, ngũ cốc xá tắc thần thụ mặc dù là nhân xà tộc thật to khắc tinh. Nhưng cũng không phải là nói, ngũ cốc xã tắc thần thụ vừa ra, có thể đem nhân xà tộc triệt để nghiền ép. Nếu thật là như thế lời nói, năm đó các tiên nhân cũng không có khả năng tiêu diệt hết ngũ cốc xã tắc thần thụ. Năm đó ngũ cốc xã tắc thần thụ chủ nhân, tu vi kia thế nhưng là thông thiên triệt địa hạng người. Hắn trưởng khống ngũ cốc xã tắc thần thụ, còn bị đánh bại. Huống chi là tu vi yếu kém la quân đây. Kim bàn nhược tại hư không chi, mắt thấy làm tử y một đoàn người rời đi. Hắn không khỏi bị kinh ngạc, thầm nghĩ làm sao có thể thế mà theo ma quân tay đào tẩu chẳng lẽ cái này bất hủ chi thành là thật hư bất hủ chi thành cho dù là thật giờ phút này bọn họ đã dùng ra bất hủ chi thành như vậy lam tử y cần ba ngày mới có thể khôi phục lúc này chính là các nàng suy yếu thời điểm ta muốn thầm tìm cơ hội xuất thủ sau đó kim bàn nhược lập tức lặng lẽ đuổi theo lam tử y một đoàn người trong nháy mắt xuyên thẳng qua ra ngoài các nàng rất nhanh rời xa cái kia hỗn thế ma quân bị giam cầm vị trí, nhưng là các nàng nhưng vẫn là bị vây ở mảnh này mê loạn ma vụ chi. Tầng tầng lớp lớp, tựa hồ là cả mặt đất đều không có. Không gian trồng lên, ma vụ trùng điệp, căn bản tìm không đến bất luận cái gì giới hạn. Làm sao rời đi nơi này? Lam tử y hỏi rớt, nói ra, ngươi chính là thần vương, chẳng lẽ đối với nơi này không có chút nào giải sao? Rất trầm giọng nói ra, Tại Olympia châu địa ngục chi, thông đạo lộ tuyến tại tay ta, mà lại cũng còn lâu mới có được nơi này hung hiểm. Nơi này lộ tuyến, ta xác thực không biết. Apollo nói ra, ta cũng là lần đầu tiên đến loại địa phương này tới. Làm tôn quý thần, bọn họ cũng luôn luôn đều là khinh thường tại đến chỗ này ngục loại địa phương này. Cho nên hai vị này thần, thời khắc mấu chốt, quả nhiên là một điểm bận bịu đều giúp không. Là quân thì là tại cái kia hỗn nguyên ma thai chi đến không ít chỗ tốt. Giờ này khắc này, hắn huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong, còn có 300 quả huyết nhục quả thực. Là quần đem loại trái cây này gọi là hốn nguyên quả. Một quả quả thực có thể tăng trưởng 250 tuổi thọ mệnh, 300 quả hốn nguyên quả, liền có thể tăng trưởng hơn 7 vạn năm thọ mệnh. Đây là một khoản tài phú khổng lồ. Mặt khác, hỗn nguyên quả diệu dụng cũng không chỉ là tăng trưởng thọ mệnh. Nếu là cầm tới tu luyện, càng là làm ít công to. Các loại la quân tu luyện, lĩnh ngộ, tích lũy tới trình độ nhất định. Cũng có thể cầm hỗn nguyên quả đến đột phá tu vi. La Quân cũng là khẳng khái, cho Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Lam Tử Y các cho 50 quả hỗn nguyên quả. Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng không khách khí, trực tiếp tiếp thu. Đây cũng là các nàng nên được thù lao. Không có các nàng trèo chống cùng trợ giúp, là quân khả năng đã chết không còn sót lại một chút cạn. Cho nên, vậy cũng không có khả năng là quân một người đến độc chiếm chỗ tốt. Minh Nguyệt Tiên Tôn cao hứng không? Thế nào, Lam Tử Y hướng Minh Nguyệt Tiên Tôn cười một tiếng, nói ra, ngươi lần này hành tẩu, không tính ăn thiệt thòi đi. Đến như lai áo cả sa, lại đột phá động tiên chi cảnh. Bây giờ còn có cái này 50 mai hỗn nguyên quả. Ngày sau chỉ sợ lại tầng lầu, cũng không là vấn đề. Minh Nguyệt Tiên Tôn mỉm cười, nàng tâm tình xác thực rất tốt, xác thực thu hoạch phong phú, ta tại cái này hư tiên cảnh dừng lại quá lâu, cũng coi như qua ta thân này cơ duyên, khả năng ở chỗ này ngừng bước. Không nghĩ tới lần này trải qua sinh tử đại kiếp, ngược lại giúp ta thuận lợi vượt qua tầng này ràng buộc. Là quân nghe hai người trò chuyện, lòng hắn cũng là vui mừng. Có thể đến giúp bằng hữu của mình, đây là một loại rất không tệ cảm giác. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến đại ca, nhị ca, còn có địa tàng vương Bồ Tát, cùng trầm mặc nùng các nàng. Loại này chỗ tốt, hắn là quả quyết sẽ không quên rơi bọn họ. Tuy nhiên cùng trầm mặc nùng có chút không thoải mái, nhưng vậy cũng là việc nhỏ. Trầm mặc nùng không chỉ có là chính mình nữ nhân, vẫn là nhi tử mụ mụ. Là quân như thế nào đi nữa, cũng sẽ không hẹp hòi đến một mực ghi hận. Cũng là tại lúc này, là quân lại nghĩ tới linh tuệ hòa thượng. Tuy nhiên, hắn là độ hóa linh tuệ hòa thượng. Nhưng La Quân hiện tại đối với hắn cũng không phải là không có cảm tình có thể nói, hắn đem Linh Tuệ Hòa Thượng hô một tiếng, nói ra, Linh Tuệ Hòa Thượng, cái này hỗn nguyên quả thật không tệ, chính là tiên giới chi vật, người ăn một chút, nhìn có thể khôi phục hay không một chút thực lực. Ừm, Linh Tuệ Hòa Thượng nghe vậy hơi hơi ngẩn ngơ, nói ra, đạo hiểu, ngươi. Hắn lập tức kích động lên, nói ra, ngươi nói ngươi cho bần tăng ăn hốn nguyên quả. La Quân nói ra, đúng a, à, làm sao? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, a di đà Phật, bần tăng bất quá là một giới tội nhân. Đạo hữu thế mà đối bần tăng như thế khẳng khái, bần tăng thật sự là vô cùng cảm kích, la quân cười một tiếng nói ra nhanh nhạy ngươi mặc dù là bị ta độ hóa nhưng ta thủy chung nhớ đến ngươi dùng tánh mạng cứu ta mấy lần không có ngươi ta sớm liền chết cho dù ngày khác ngươi thoát đi ta độ hóa chỉ cần ngươi nguyện ý ta vẫn coi ngươi là bạn đương nhiên nếu như ngươi muốn tiếp tục hủy diệt thế giới vậy ta tuy nhiên năng lực yếu kém nhưng cũng muốn cùng ngươi liều mạng linh tuệ hòa thượng nói ra a di đà phật bần tăng tự biết trước kia nghiệp chướng nặng nề Tuy nhiên bần tăng tại lúc trước pháp lực ngập trời, nhưng nội tâm nhưng lại chưa bao giờ từng chiếm được tránh thức an bình. Ngẫm lại cả đời này, tránh thức an bình vui vẻ thời gian chính là bị đạo hữu độ hóa về sau những thứ này thời gian. La quân cười một tiếng, liền cũng không nói thêm lời. Muốn đột phá vùng hư không này, ta cũng không phải là không có biện pháp. Nửa ngày về sau, La quân bỗng nhiên nói ra. Làm tử y cùng minh nguyệt tiên tôn, còn có rất cùng Apollo đều là nhãn tình sáng lên. Tuy nhiên là quân tu vi yếu kém nhất, nhưng con hàng này thật là tại thời khắc mấu chốt mỗi lần đều đưa đến tác dụng cực lớn. Là quân nói ra, ta có thể dùng tiểu túc mệnh thuật tìm kiếm ra một cái thông đạo tới. Lấy thọ mệnh làm khế ước, không có tiểu túc mệnh thuật làm không được sự tình. Làm tử y nao nao, theo rồi nói ra, như thế cái biện pháp. Tốt, ngươi thử một chút xem sao. Là quân gật gật đầu. Sau đó, là quân khu động não vực chi số mệnh phù lục rất nhanh, số mệnh phù lục cùng thọ mệnh đạt thành khế ước. Hắn thọ mệnh lập tức bốc cháy lên, trong nháy mắt, là quân thiêu đốt 3.000 năm thọ mệnh. 3.000 năm thọ mệnh thiêu đốt về sau, một đầu thông hướng địa ngục mặt thông đạo xuất hiện. Làm tử y bọn người nhìn ở trong mắt, không khỏi đại hỷ. Là quân trước đó ngược lại không nghĩ tới có thể dùng tiểu túc mệnh thuật đến tìm kiếm thông đạo, là tại hắn nuốt hỗn nguyên máu thịt về sau, nguy cơ chi mới phát hiện, tiểu túc mệnh thuật thế mà còn có dạng này thần lực đo. Đương nhiên, nếu như là tại thông suốt bên ngoài dưới tình huống đó vận dụng tiểu túc mệnh thuật, cũng thật sự là rất khó khăn. Sẽ không đầu tiêu hao ra quá nhiều thọ mệnh đến, bởi vì đây không phải để tiểu túc mệnh thuật biến thành lực lượng. Mà là tại minh mông thiên đạo hư không chi đi tìm một thứ nào đó. Không đến bị bất đắc dĩ, là quân tính toán biết con đường này, cũng sẽ không dễ dàng đi cùng là quân tuy nhiên không nghĩ tới muốn sống vạn thọ vạn năm, nhưng hắn cũng biết, ngày sau nguy cơ quá nhiều. Những thứ này thọ mệnh đều là thật sự tư bản cùng lực lượng A. Lối đi kia xuất hiện về sau, là quân bọn người lập tức nhảy vào đi vào. Bọn họ bắt đầu ở hư không chi tia chấp xuyên thẳng qua, liền muốn rời đi nơi này. Mọi người tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt, ghé qua hơn nghìn dặm. Có thể tại lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên hung hăng chém tới. Ầm ầm, thông đạo lập tức vỡ vụn thành cho tàn. Các người muốn đi, không dễ dàng như vậy, kim bàn nhược thanh âm tại ma vụ chi xuất hiện. Đáng chết, la quân thấy thế, không khỏi giận tím mặt. Làm tử y lập tức tìm kiếm được kim bàn nhược tung tích, nàng thân hình lóe lên, cấp tốc tìm tới kim bàn nhược. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng theo ở phía sau, bao quát rớt, Apollo cũng toàn bộ vây quanh kim bàn nhược. Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên tôn cấp tốc thi triển ra mỗi người động thiên pháp tác lĩnh vực đem kim bàn nhược bao phủ lại. Kim bàn nhược, người là muốn chết. Lam Tử Y nghiêm nghị nói ra. Kim bàn nhược lại là cười lạnh một tiếng, nói ra: Lam Tử Y, người thiếu giả vờ giả vịt. Người đã vận dụng bất hủ chi thành, bây giờ thực lực đại tồn. căn bản là không đủ gây sợ. Cái này Tiêu Minh Nguyệt bất quá là vừa mới đột phá, càng là không đủ gây sợ. Mà cái này Thần Vương rớt, cũng là tàn phế. Còn lại Apollo, hư tiên chi cảnh, không đủ gây sợ. Hôm nay, bản đại thánh nhìn xem rốt cuộc là ai đang tìm cái chết. Hắn sau khi nói xong, liền xuất thủ. Cái này nhóm cao thủ, mỗi lần đều một cách tự nhiên xem nhẹ la quân tồn tại, làm la quân là giống như con kiến đồ, vật. Nhưng bọn hắn lại coi nhẹ cái này con kiến chỗ lợi hại. Làm tử y nghe được kim bàn nhược lời nói, cũng là ngốc ngẩn ngơ. Nàng lòng có như vậy một sát là muốn cười nàng biết, từ với mình một nhóm người này thuận lợi theo hỗn nguyên ma thai đột phá đi ra. Cái này khiến Kim Bàn Nhược càng thêm khẳng định nàng là có bất hủ chi thành. Lam tử y cũng rất cho Kim Bàn Nhược mặt mũi, nàng lập tức sắc mặt biến hóa một cái chớp mắt. Kim Bàn Nhược càng thêm khẳng định. Ha ha ha, Kim Bàn Nhược lập tức xuất thủ, hắn tuy là một người một kiếm, nhưng nhưng lại có tuyệt đối nắm chắc đến chân áp trước mắt đám người này. Cái kia truy nguyên thần kiếm ở trên không tiểm hiện, La Quân, tiến đến, làm tử y một chảo, đem La Quân bắt vào chủ kiếp suy nghĩ bên trong. La Quân tuy nhiên có rất nhiều thủ đoạn, nhưng Kim Bàn Nhược cũng không phải nhân xà tộc. Cho nên lấy La Quân tu vi đối mặt Kim Bàn Nhược, đó còn là căn bản không thể chống đối. Đương nhiên, La Quân cũng có tiểu túc mệnh thuật một chiêu này vương bài. Nhưng là, cái này sử dụng tiểu túc mệnh thuật giá quá lớn. Nếu là không chân quý điểm dùng, La Quân cũng là sống không bao lâu. Dùng tiểu túc mệnh thuật, vẫn có chút uống chậm chỉ khát vị đạo. Truy Nguyên Thần Kiếm ở trên không lóe lên, lập tức hóa ra thập đạo kiếm quang tới. Cái này thập đạo kiếm quang chính là tựa như tia chấp tinh mang. Thập đạo kiếm quang trong nháy mắt đem hắc ám ma sương mù xua tan, chiếu sáng bốn phía. Đồng thời, Kim bàn nhược động thiên pháp tác cùng lĩnh vực cũng thi triển đi ra. Hắn động thiên pháp tác càng thêm lợi hại trong nháy mắt đem Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn động thiên pháp tắc toàn bộ trấn áp xuống dưới. Không gian trồng lên, pháp tắc cuồn cuộn. Kim Bàn Nhược vừa ra tay, lập tức nắm giữ quyền chủ động. Truy nguyên gây nên dùng, nhân đạo thiên đạo, đều là tại tay ta. Kim Bàn Nhược nghiêm nghị uống lớn, thủ pháp ấn liên kết. Lấy truy nguyên thần kiếm làm kiếm nói tổng cương. Cái kia truy nguyên thần kiếm bốc lên mà ra, hóa thành một đạo thiên kiếm, dài đến ngàn trường tại truy nguyên thần kiếm thân kiếm có rất nhiều phù lục cùng thần thông lúc này truy nguyên thần kiếm tại kim bàn nhược cuồn cuộn pháp lực thôi động dưới trùng trùng điệp điệp sát lục khí tức lan tràn mà ra cái kia vây quanh truy nguyên thần kiếm thập đạo kiếm quang cũng to lớn vô cùng sau đó kim bàn nhược ngón tay gảy gảy pháp ấn liên kết thập đạo kiếm quang trí tuệ suy luận nhân đạo thiên đạo tất cả pháp tắc đều ẩn chứa sau đó Thập đạo kiếm quang mang theo một mảnh giết hại hải dương đem mọi người bao phủ ở bên trong. Đó là một mảnh tràn ngập sát lục pháp tác động thiên, giết hại chi, có vô cùng trí tuệ, còn có đối tương lai suy luận, cùng nhân đạo cùng thiên đạo đại thế. Thập đạo kiếm quang ẩn chứa vô cùng nhỏ bé kiếm quang, những thứ này kiếm quang là pháp tác lực lượng, những lực lượng này vượt qua không gian, giết hại vô cùng. Làm tử y lập tức cảm nhận được kim bàn nhược lợi hại quả nhiên không hổ là yêu tộc tứ đại thánh thủ lĩnh. Lam tử y âm thầm nói ra, nàng lập tức hiện ra cố hết sức biểu lộ, đồng thời cũng đem ngũ sắc thần quang tế ra. Ngũ sắc thần quang liên tục đem những cái kia kiếm quang thu nhập. Lam tử y cái chán mồ hôi chảy ròng ròng, nàng cố ý giả bộ như không thể đem hoàn toàn tiêu hóa bộ dáng. Kim bàn nhược cũng cảm giác được chính mình tựa hồ mắc lấy đánh tan Lam tử y phòng thủ, kém một chút như vậy. Kim bàn nhược cười lạnh liên tục, đồng thời hắn phân ra ba đạo kiếm quang chém tới minh nguyệt tiên tôn mặt khác bốn đạo phân biệt chém tới rất cùng apollo sau cùng ba đạo là chuyên môn công sát lam tử y kim bàn nhược đối lam tử y kiêng kỵ rất sâu không kịp chờ đợi muốn đem lam tử y bắt lấy hắn cũng muốn lấy được bất hủ chi thành món kia rượu pháp bảo bối lam tử y cho kim bàn nhược một loại lúc nào cũng có thể bị công phá ảo giác nhưng là lại để kim bàn nhược cảm thấy tổng kém như vậy một hơi Mặc cho kim bàn nhược như thế nào thôi động lực lược, nắm giữ nhân đạo đại thế, nhưng Lam Tử Y vẫn luôn tại chết phòng thủ. Kim bàn nhược truy nguyên thần kiếm cùng hắn tự thân lực lược, quả thực là khủng bố tới cực điểm. Minh Nguyệt Tiên Tôn vừa mới tấn thăng động tiên cảnh, nàng một người ứng phó kim bàn nhược ba đạo kiếm quang, có chút cố hết sức. Có thể nói, Minh Nguyệt Tiên Tôn nếu là không có như lai áo cả xa cái này cực phẩm đạo khí, nàng lúc này cho dù là động tiên cảnh, cũng là đã sớm bị thua. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Lam Tử Y bạn tốt nhiều năm, ăn ý vô cùng. Đương nhiên biết Lam Tử Y đang tính toán cái gì. Nàng lập tức thi triển ra Như Lai Áo Cả Sa Trung Cực ảo nghĩa. Cái kia một đầu thỏa thích nước sông tràn ngập đi ra, sau cùng cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn Thiên Long lĩnh vực cùng Phật giới chi khí dung hợp lại cùng nhau. Sau đó, nhất tôn to lớn Thiên Long Bồ Tát xuất hiện tại kim bàn nhược động thiên pháp tác chi. Tôn này Thiên Long Bồ Tát ngạo thị thiên địa, hết thảy pháp tắc không gian quy tắc đều đã không làm gì được hắn. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng trời Long Bồ Tát hợp hai làm một, những cái kia kiếm quang chém giết tiến đến, toàn bộ đều bị thỏa thích nước sông gột rửa, thối luyện. Sau đó, Minh Nguyệt Tiên Tôn ngón tay kích động, sau đó, ngày này Long Bồ Tát nhất trưởng vồ xuống đi. Trong nháy mắt, Thiên Long Bồ Tát đem cái kia ba đạo kiếm quang chộp vào tay. Kim bàn nhược không khỏi hoảng sợ, hắn tại nguy cơ chi, cấp tốc lại triệu tập hai đạo kiếm quang tới sau đó, kim bàn nhược lưu lại một đạo kiếm quang tới đối phó Lam Tử Y. Kim bàn nhược dùng năm đạo kiếm quang đến ứng phó Minh Nguyệt Tiên Tôn, trong nháy mắt, năm đạo kiếm quang dẫn dắt cùng một chỗ, trực tiếp thoát ly Thiên Long Bồ Tát trưởng khống. Đại lục tuyệt thuật, giết hại hết thảy, kim bàn nhược lệ quát một tiếng, năm đạo kiếm quang phát ra rồi rào sát lục chi lực đến, trong nháy mắt đem Thiên Long Bồ Tát bao phủ lại. Cái kia giết hại kiếm quang đem thỏa thích nước sông đâm xuyên, thẳng lâm thiên long bồ tát bản thể. Minh Nguyệt Tiên Tôn thầm thầm kinh hãi, nàng cấp tốc thi triển ra đại thôn vệ thuật cùng đại phong ấn thuật, không ngừng đem cái này giết hại kiếm quang thôn vệ đồng thời phong ấn chặt. Minh Nguyệt Tiên Tôn chẳng khác gì là một người ứng phó nửa cái kim giống như nếu thực lực. Cho nên giờ phút này, nàng đồng thời không thoải mái. Nàng tuy nhiên cũng là động tiên cảnh, nhưng bất quá là mới lên cấp. Mà kim bàn nhược lại sớm đã là động tiên cảnh kỳ. Nếu không phải Minh Nguyệt Tiên Tôn như lai áo cả sa thần cùng cực, nàng đã sớm bị thua. Đương nhiên, Kim Bàn nhược chỗ lấy lợi hại như vậy, cũng là bởi vì hắn có truy nguyên thần kiếm cái này đạo khí. Có đạo khí cao thủ cùng không có đạo khí cao thủ, cái kia khác nhau thế nhưng là một trời một vực. Đương nhiên, tu vi yếu người cầm đạo khí, cũng chẳng khác gì là phế vật. Như thiên mệnh chi vương, la quân. Nói trở lại, Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Kim Bàn Nhược, đều còn không có hoàn toàn tương đạo khí uy lực phát huy ra. Riêng là cái này như lai áo cà sa, như lai áo cà sa còn có vô cùng huyền bí. Thỏa thích bờ sông là một kiện bí mật, mặt khác, như lai áo cà sa bên trong còn có nại hà kiều, cái kia nại hà kiều phát động về sau, có thể để hết thảy quy tắc lực lượng quên mất quy tắc, đọa vào luân hồi. Đó là một kiện thiên đại sát khí. Nhưng Minh Nguyệt Tiên Tôn tạm thời là không có năng lực thôi động nại hà kiều. Như lai áo cà sa danh xưng có thể vượt qua bỉ ngạn, tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Minh Nguyệt Tiên Tôn kiềm chế lại kim bàn nhược đại bộ phận thực lực, mà Apollo cùng rất đối mặt kim bàn nhược các hai đạo kiếm quang lại cố hết sức tới cực điểm. Bọn họ đã nhanh muốn chống đỡ không nổi. Nếu như kim bàn nhược đem Apollo cùng rất xử lý, cái kia kim bàn nhược có thể thêm ra bốn đạo kiếm quang đến chân áp Minh Nguyệt Tiên Tôn. Cho đến lúc đó, mới thật sự là lam tử y các nàng bên này một trận đại tai nạn nhưng là vấn đề mấu chốt là lam tử y thực lực là đỉnh phong trạng thái kim bàn nhược thế mà chỉ dùng một đạo kiếm quang đến chấn áp lam tử y đây là kim bàn nhược lớn nhất tính sai lam tử y sớm tại tính kế kim bàn nhược cũng là tại lúc này nàng rốt cuộc xuất thủ cái kia một cái chớp mắt lam tử y trong nháy mắt thi triển ra đại thôn phệ thuật thêm ngũ sắc thần quang trực tiếp đem kim bàn nhược đạo kiếm quang này thôn phệ hết. đạo kiếm quang này đối lam tử y tới nói lại là chứa đại bổ phẩm, còn có thể trợ giúp lam tử y học hội đại lục tuyệt thuật. sau đó lam tử y tia chớp xuất thủ, cái này một cái trước mắt, lam tử y trực tiếp hiện ra bất tử thần hoàng bản thể. liệt diễm nhảy lên, to lớn liệt diễm đem phương viên trăm dặm ma vụ trong nháy mắt đốt cháy thành cho bụi, giống như là toàn bộ địa ngục đều đã bị đốt cháy bất tử thần hoàng đứng ngạo nghễ hư không chi, cao đến mấy trăm trượng, giống như là một tòa nguy nga phượng hoàng sơn. Đón lấy, Lam tử y há mồm phun ra ra một miệng ngọn lửa màu vàng. Hỏa diễm một tiếng ẩm vang, bạo liệt mà ra, trong nháy mắt hóa thành một đóa to lớn liên hoa. To lớn liên hoa tại hư không chi lại biến thành một đạo cự đại thủ ấn. Cái kia sáu mảnh liên biện là sáu ngón tay. Đạo này cự thủ có sáu ngón tay. Kim bàn nhược lập tức cảm nhận được cự đại nguy cơ, hắn không khỏi hoảng sợ thất sắc đồng thời kim bàn nhược lập tức câu thông địa ngục bổn nguyên trái tim trong nháy mắt vô cùng địa ngục bổn nguyên ma khí lao nhanh mà ra hình thành trăm ngàn không gian chặn lại lam tử y nhưng đòn công kích này chính là lam tử y tấn thăng làm động tiên cảnh về sau đem tự thân lực lượng phát huy đến cực hạn nhất trường lam tử y thiêu đốt vô cùng sinh mệnh bản nguyên ngưng tụ ra một trường này chi lực lam tử y biết cơ hội chỉ có một lần mà lại là trước mắt là qua. Cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không cho Kim Bàn Nhược lật bàn cơ hội. Cái kia địa ngục bổn nguyên lực lượng đi ra, làm tử y cự thủ nhưng cũng trong nháy mắt xé rách trăm ngàn không gian, trong nháy mắt đến Kim Bàn Nhược sau lưng. Oanh nhất trưởng, trực tiếp khắc ở Kim Bàn Nhược sau lưng. Kim Bàn Nhược thân thể trong nháy mắt bị nhen lửa. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng cảm nhận được áp lực giảm nhiều, nàng trong nháy mắt đánh giết Kim Bàn Nhược năm đạo kiếm quang. Rớt cùng Apollo cũng giải thoát đi ra. Kim bàn nhược quanh thân bị Lam tử y bất tử hỏa diễm đốt, mặc cho hắn thần thông ngập trời, giờ phút này lại là không thể làm gì. Lam tử y một trường kia, trực tiếp phá hủy hắn toàn bộ kinh mạch. Bất luận cái gì pháp tắc lực lượng, pháp lực cũng đều áp chế không nổi cái này lấy Lam tử y sinh mệnh bản nguyên vì nhiên liệu, thiêu đốt đi ra bất tử hỏa diễm. Minh Nguyệt Tiên Tôn càng không khách khí, trực tiếp thi triển ra đại phong ấn thuật. Cái kia kim bàn nhược lập tức bị phong ấn đến mù xương khí thức chi, tại cái kia đoàn khí thức chi, hỏa diễm cùng kim bàn nhược hòa làm một thể, không ngừng nhảy. Kim bàn nhược thân thể càng ngày càng nhỏ, sau cùng trực tiếp bị ngưng luyện thành một khỏa linh lợi như to bằng hạt lạc đan hoàn. Mạnh tuyệt không ai bị nổi chiêu thiên đại thánh kim bàn nhược, cuối cùng vẫn mua dây buộc mình, làm nhiều chuyện bất nghĩa phản từ đánh chết. Minh Nguyệt Tiên Tôn đem cái kia đan hoàn ngoác để vào đến phòng bị tu di chi. Đồng thời, cái kia truy nguyên thần kiếm tại hư không chi lại muốn đào tẩu. Loại này đạo khí, chính là đều có khí linh tồn tại. Kim bàn nhược vừa chết, khí linh đạt được tự do, lập tức muốn rời khỏi. Chạy đi đâu, làm tử y há lại cho khẩu này tuyệt thế thần kiếm thoát đi, lập tức hóa thành bản thể, đồng thời nhất trưởng cầm ra. Làm tử y nhất trưởng tại hư không chi, trực tiếp phá vỡ không gian quy tắc, trong nháy mắt vổ lấy đến truy nguyên thần kiếm chui kiếm. Cũng là tại lúc này, hắc ám ma sương mù chi lại nổi lên biến hóa. Đồng thời, có một cái tay khác trưởng cũng theo không gian quy tắc bên trong chui ra, đồng thời nhất chỉ chém tới Lam Tử Y cổ tay. Lần này chém tới, vô cùng vô tận sát khí ngang dọc, sắc bén tới cực điểm. Lam Tử Y vội vàng không kịp chuẩn bị, đành phải lập tức buông tay, theo không gian quy tắc quay trở về. Bàn tay kia lập tức bắt truy nguyên thần kiếm, sau đó biến mất tại không gian pháp tắc chi. Người nào, lam tử y mắt thiểm hiện tàn khốc thả người tại lúc này một đạo lạnh lùng không âm thanh truyền đến nghe thanh âm chính là thanh âm nam tử sau đó bàn tay kia lại từ hư không chi chui ra trực tiếp đánh giết hướng minh nguyệt tiên tôn minh nguyệt tiên tôn ánh mắt lạnh đi xuống nàng đã sớm chuẩn bị lập tức lấy lôi long chi thủ đụng giết đi qua bàn tay kia vốn là không lớn có thể một chảo phía dưới thế mà đem to như vậy lôi long chi thủ chộp vào mà đến lòng bàn tay chi chỉ là tùy tiện bóp lôi lòng chi thủ liền nổ tung đồng thời bàn tay này lại một chút đánh tại minh nguyệt tiên tôn thân thể minh nguyệt tiên tôn thân thể cấp tốc biến hóa xuyên thẳng qua vô số không gian quy tắc cùng đại na di thuật hết thảy thi triển đi ra nhưng bàn tay này càng nhanh cũng lập tức xuyên thẳng qua vô số không gian đồng thời trong nháy mắt còn nắm giữ thời gian quy tắc một giây sau minh nguyệt tiên tôn liền cảm giác thân thể đầy ánh sáng cái kia mặt pháp phương tỏa bị bàn tay này thu nhiếp đi qua, đồng thời vô dục trời cũng bị bàn tay này theo như lai áo cả xa bên trong vơ vét đi. bao quát phiên kia luyện hóa kim bàn nhược đan hoàn cũng bị nắm tới. minh nguyệt tiên tôn giận tím mặt, nhưng nàng đang muốn phản ứng, bàn tay này đã biến mất. minh nguyệt tiên tôn thấy thế, không khỏi vừa kinh vừa sợ. cũng là tại lúc này, cái kia hư không sự lạnh lùng thanh âm lại lần nữa truyền đến. các ngươi thật lớn mật lại dám như thế đối đãi bản hoàng nhi tử hôm nay không giết các ngươi các loại mấy ngày nữa tự nhiên muốn để thiên nhi tới tìm các ngươi tính toán bút chướng này hiện tại đều thành thành thật thật đợi ở chỗ này mặt trời chết đi sau đó thanh âm kia liền biến mất từ đầu đến cuối lam tử y bọn người không thấy đến người chân dung nhưng tuy nhiên không có gặp lại cũng đã không cần nhiều đoán người đến chính là thiên yêu thần hoàng không thể nghi ngờ minh nguyệt tiên tôn còn muốn đuổi theo lam tử y nói ra không dùng truy minh nguyệt ngươi truy không hắn hắn đã lĩnh ngộ thời gian pháp tắc tu luyện tới không trung cảnh không trung cảnh minh nguyệt tiên tôn âm thầm líu lưỡi nghĩ không ra thiên yêu này thần hoàng thế mà đến trình độ như vậy lam tử y nói ra bất quá ta nhìn hắn tựa hồ cũng là vừa tu luyện thành công không lâu theo sát kiếp buông xuống những người này nguy hiểm cùng cơ duyên hết thảy buông xuống hiện tại ta nhóm làm sao bây giờ? Rất trước, sắc mặt hắn rất là khó coi. Thân là thần vương, chật vật như thế, đây là một cái vô cùng lớn sỉ nhục. Minh Nguyệt Tiên Tôn nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, rất, người tốt xấu là phía Tây Vương giới chúng thần chi vương. Tu vi cái này kim bàn nhược, thiên yêu thần hoàng tựa hồ cũng kém một chút a. Đây có phải hay không là quá mất mặt một chút? Rất không khỏi mặt mo đỏ ửng, sau đó oán hận nói ra, nếu là ta tạo hóa vương quan vẫn còn, há lại cho thiên yêu này ở trước mặt ta cản rỡ. Nếu là còn tại Olympia, lại há tha cho các ngươi. Lam tử y từ tốn nói, vậy xem ra, chúng ta muốn là rơi vào tay ngươi, chỉ sợ là muốn xuống chàng thê thảm. Chúng ta là không phải phải thừa dịp ngươi còn tại chúng ta tay, trước tiên cần phải đưa ngươi giết. Rất lập tức kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người tới. Lam tử y lạnh hừ một tiếng. Rất lập tức cái rắm cũng không dám lại thả một cái. Apollo ở một bên cũng lúng túng không thôi. Toàn bộ địa ngục có tầng 18, ra một cái hố tiên cảnh kim bàn nhược, cái này cũng không lưa thưa. Tại Tây Phương Thế Giới bên trong, Zeus, Athena, Hades, Poseidon những người này đều là ở vào khoảng động tiên cảnh ở giữa cao thủ. Mà thiên yêu thần hoàng lịch luyện vạn năm, rốt cục tại cái này sát kiếp phủ xuống thời giờ đợi, tu luyện tới không trung cảnh, cái này cũng quả thực không dễ. La Quân cùng Linh Tuệ Hòa thượng cũng theo Lam Tử Y chủ kiếp suy nghĩ bên trong đi ra. Đối với tình huống bên ngoài, hắn đồng thời không rõ ràng lắm. Lam Tử Y thì lập tức tình huống nói rõ, La Quân nghe không khỏi giật mình. Một là không nghĩ tới ngang dọc cả đời Kim Bàn Nhược, loại này ngập trời cự bá chết như vậy. Kim Bàn Nhược, cuối cùng vẫn là nên cái này vô lượng sát kiếp, ngẫm lại Kim Bàn Nhược, đó cũng là tại địa ngục chi, lịch luyện mấy ngàn năm, kinh lịch vô tận tang thương thế sự nhân vật cả đời đều là gặp vô số, cơ duyên vô số. Nếu là đem hắn kinh lịch viết ra, cái kia cũng có thể trở thành một bộ sách lịch sử. Nhưng kim bàn nhược, cuối cùng vẫn là, vẫn lạc, sát kiếp phía dưới, mặc cho người thần thông ngập trời, vẫn khó thoát thiên đạo. Động tiên cảnh cao thủ, chính là một cái truyền, nghĩ không ra, truyền cũng sẽ vẫn lạc, là quần nhịn không được khe khẽ thở dài. Làm tử y ngược lại là nghĩ thoáng, nàng từ tốn nói, hiện tại có rất nhiều truyền nhân vật, núp trong bóng tối không dám xuất hiện là muốn tránh thoát trận này sát kiếp nhưng là nguy hiểm cùng cơ hội luôn luôn đều xem trọng càng là sợ hãi ngược lại càng hội buông xuống chẳng bằng tích cực ứng kiếp có lẽ sẽ có một đường sinh cơ hôm nay chết là kim bàn nhược có lẽ ngày mai chết là ta là minh nguyệt có thể cái này lại như thế nào kinh lịch nhiều như vậy năm tháng cái này sinh tử ta cũng coi là nhìn thấu nếu thật là mệnh như thế phản kháng vô dụng không bằng tiếp nhận Minh Nguyệt Tiên Tôn không khỏi cười khổ nói ra làm Tử Y ta trung quy là không bằng ngươi thoải mái. Làm Tử Y nói ra không thoải mái cũng không có cách nào không phải. rất đối với cái này cũng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ. Hắn nói ra ta vốn cho rằng ta tại cái này Olympia đã là không chết bất hủ tồn tại. Nghĩ không ra kiếp số này thứ nhất tránh cũng không thể tránh. Lúc này chúng ta nên làm cái gì? Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ta không tin, thiên yêu này thần hoàng thật có nắm chúng ta bản sự. Còn nói cái gì để vô dục thiên đến báo thù, hắn đến cùng lưu giữ là tâm tư gì? La Quân thì nói ra, ta có thể lại thi triển tiểu túc mệnh thuật, tìm ra thông đạo. Lam Tử Y nói ra, ta nhìn vô dụng, thông đạo sau khi đi ra, thiên yêu thần hoàng nhất định sẽ xuất thủ hủy đi ngươi thông đạo. Ngươi khác qua loa tiêu hao người thọ mệnh. La Quân nói ra, cái này chẳng lẽ một mực ngốc như vậy chờ lấy? Lam tử y nói ra, muốn đi chỉ sợ rất khó, không biết muốn rời khỏi cái thông đạo này, lần nữa hồi tới địa ngục tầng 18 bên trong, có thể hay không dễ dàng chút. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, trở về, trở về chẳng phải là lại rơi vào đến hang sói hổ trong miệng. Chúng ta thật vất vả mới. Lam tử y nói ra, cái thông đạo này bên trong, hiện tại ngược lại là nguy hiểm nhất. Chúng ta đã bị thiên yêu thần hoàng khóa chặt. Thiên yêu thần hoàng tu vi lại không chung cảnh, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc người xuất thủ, nhanh cùng chậm đều tại hắn một ý niệm. Rất khó đối phó, loại cảnh giới này tranh lệch, không phải dựa vào một chút pháp bảo có thể đền bù. Huống chi, Thiên yêu thần hoàng khả năng có lợi hại hơn pháp bảo. Cho nên, hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, thực sự không thích hợp đợi ở chỗ này mặt. Nàng đón đến, tiếp tục nói, hồi tới địa ngục tầng 18 bên trong, chúng ta có thể trưởng khống kim bàn nhiều thế lực có lẽ còn có thể tìm tới hắn cơ hội. Lam tử y phân tích là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, canh giữ ở cái này trong thông đạo, nhìn như cách ra ngoài cũng không xa. Nhưng thực tế, nơi này càng thêm hung hiểm, bây giờ liền tốt nhất là lấy lui làm tiến. Là quân bọn người đồng ý Lam tử y ý, ý kiến. Sau đó, là quân cấp tốc thi triển ra tiểu túc mệnh thuật. Hắn thiêu đốt một ngàn năm thọ mệnh, tìm tới hồi địa ngục tầng 18 lộ tuyến. Muốn rời khỏi, chính là phải đi qua chớ nguy hiểm lớn cùng không gian. Nhưng muốn về tới địa ngục bên trong, lại chỉ là cách xa một bước. Giống như là từ phía tây vương giới bên trong xé rách ra ngoài một dạng đơn giản. Là quân bọn người ở tại thông đạo sau khi đi ra, nhanh chóng nhanh rời đi. Sau đó, ngày đó yêu thần hoàng muốn ngăn cản đều đã không kịp. Tại một mảnh hư vô chi, thiên yêu thần hoàng hiểu rõ đến la quân bọn người hồi tới địa ngục tầng 18 bên trong sắc mặt hắn nhỏ hơi biến hóa một cái trước mắt. Thiên yêu thần hoàng là cái mặt ngọc thanh niên, xem ra chỉ có hơn 20 tuổi. Hắn khí chất nho nhã, ôn nhuận, khiến người ta gặp một lần muốn thân cận. Đỉnh đầu hắn tử kim vương quan, cái này khiến hắn lại thêm ra mấy cái phần uy nghiêm. Phụ hoàng, làm sao? Vô dục thiên vấn. Lúc này vô dục trời đã khôi phục bản thể, mặt pháp vương tỏa cũng trở về đến trong thân thể của hắn hắn thực lực ở trên trời yêu thần hoàng trợ giúp dưới, đã khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Không có gì, mấy người kia đã hồi tới địa ngục tầng 18 bên trong đi. Thiên yêu thần hoàng đón đến, nói ra, chỉ cần bọn họ không hề rời đi cái này địa ngục, người có rửa nhục cơ hội. Lần này lịch luyện, là cha hy vọng người có thể tốt nhớ kỹ cái này giáo huấn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Vô dục thiên nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, nói ra, phụ hoàng, hài nhi biết. Hài Nhi trước kia, vô pháp vô thiên, không biết trời cao đất rộng. Lần này, Hài Nhi nhận hết khuất nhục, nếu không phải có phụ hoàng ngài xuất thủ, Hài Nhi chỉ sợ. Thiên yêu thần hoàng khoát khoát tay, nói ra, Thiên Nhi, người thiên phú là là cha tất cả hài tử, lớn nhất tốt một cái. Tương lai có cái gì kiếp số, có lẽ là cha cũng còn muốn dựa vào lấy ngươi. Hiện tại, người trải qua kiếp nạn mà không chết, lúc có hậu phúc ta đem cái này mai ngưng tụ kim bàn nhược nguyên khí đan hoàn cho ngươi phục dục, hắn tại địa ngục bổn nguyên chi tâm bẩn, là cha cũng cho ngươi bắt tới. Ngươi đem cùng nhau ăn, nhìn có thể hay không trùng kích đến động tiên cảnh. Đúng, phụ hoàng, vô dục thiên nói ra. Thiên yêu thần hoàng nói ra, cái này, cũng có chứa nguy hiểm lớn. Ngươi nếu là không chịu nổi trong này bá đạo lực lượng, cũng có khả năng sẽ vẫn lạc. Ngươi cần nghĩ kỹ. Vô dục thiên nghiến răng nghiến lợi, nói ra, cái kia minh nguyệt tiện tỷ cùng lam tử y nhục hải nhi quá đáng hải nhi nhất định muốn ma luyện tu vi đem hai nàng này thu nhập dưới trướng. hải nhi muốn cả ngày lẫn đêm tra tấn hai cái này tiện tỷ thiên yêu thần hoàng nói ra vậy được rồi người bắt đầu ăn đi là cha cho ngươi hộ pháp vô dục thiên gật gật đầu nói ra ừm sau đó vô dục thiên tướng cái kia đan hoàn nuốt cuồng bạo năng lượng cùng không gian pháp tắc chờ một chút toàn bộ tại vô dục thiên trong đầu đánh tung mãnh liệt nổ lên. Thiên yêu thần hoàng bình tĩnh nhìn lấy đây hết thảy. Vô dục thiên đang chịu đựng từng đợt từng đợt trùng kích, đó là kinh khủng nhất nung nấu cùng thống khổ. Muốn niết bàn, tại niết bàn trước đó, tổng có vô tận thống khổ. Không trải qua mưa gió, làm sao có thể gặp cầu vồng. Liên tiếp ba ngày đi qua, vô dục thiên thân thể từng khúc máu tươi bạo liệt đi ra, hắn cơ hồ là tại thời khắc sinh tử, không ngừng chuyển hóa nếu không phải hắn tức giận vận nồng đậm mấy lần tránh thoát nguy cơ sinh tử sớm cũng nên chết nghìn lần trăm lần vô dục trời mặc dù không phải thiên mệnh giả nhưng hắn vận khí lại là vô cùng tốt thuộc về là ra ngoài có thể nhặt tiền ngã cũng vẫn có thể đả thông nhâm đốc nhị mạch vận may như thế này vận may như thế này người trời sinh mang theo căn bản là không có thể ngang hàng trừ phi là có một ngày vận khí rời đi hắn mới có thể chết cho nên lần này vô dục trời mặc dù kinh lịch sinh tử gặp trắc trở. Hắn tại Minh Nguyệt Tiên tôn thủ hạ cầu xin tha thứ, cho hề xong ra. Nhưng là, hắn nhưng vẫn là đạt được càng lớn cơ duyên. Nếu không phải kinh lịch cái này một gốc dạ, hắn mặc dù là thiên tài, thiên phú hơn người. Nhưng muốn tu luyện tới động tiên cảnh, cũng không biết còn cần trải qua bao nhiêu năm tháng. Bởi vì loại cảnh giới này vượt qua, nhất định phải đại lượng năm tháng, kinh nghiệm, trí tuệ tích lũy không là có thể trong nháy mắt đến. Vô dục thiên tiếp lấy lại luyện hóa kim bàn nhược trái tim. Bất chi bất giác, vô dục thiên cư không sai vượt qua hư tiên cảnh đỉnh phong, đến động tiên cảnh. Mà lại, hắn tu vi còn tiếp tục tại kéo lên. Sau cùng, dừng lại tại động tiên cảnh kỳ mặt. Vô dục thiên thực lực, cơ hồ bị tăng lên gấp 4 lần. Hắn lực lượng đạt tới khủng bố 11 tỷ liệt mã bôn đằng chi lực. Lần này chịu nhục, thế mà thành vô dục thiên lớn nhất lần trọng đại này cơ duyên. Ha ha ha, vô dục thiên nhịn không được cười như điên. Như vậy, giờ này khắc này hắn, đã là địa ngục chi, phụ thân chi dưới đệ nhất người. Từ nay về sau, hắn tính toán đối mặt phụ thân, cũng có sức liều mạng. Hồi lâu sau, vô dục thiên mở to mắt, hướng lên trời yêu thần hoàng cười một tiếng, nói ra, phụ hoàng, ta thành công. Là quân một đoàn người trở lại kim bàn nhược trong động phủ. Chiêu Thiên Đại Thánh trong động phủ đã là quần Long vô thủ, là quân trước gọi ngày nữa thơm. Nói thẳng nói ra, Kim Bàn Nhược đã bị chúng ta giết. Thiên Hương nghe vậy không khỏi hoảng sợ thất sắc. Ngươi nói là thật, Thiên Hương sau đó hỏi. Là Quân nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra Kim Bàn Nhược không biết tự lượng sức mình, nhiều lần dụng kế muốn giết ta nhóm. Hắn mang bọn ta rời đi cũng không phải là thật rời đi, mà chính là đem chúng ta dẫn vào một vị ma quân trong cảm bẫy nếu không phải là chúng ta tự có thủ đoạn, cũng đã đầu một nơi thân một nẻo. Sau đó, Kim Bàn Nhược cho là chúng ta thủ đoạn dùng hết, liền tới bắt giết. Lại không nghĩ, sau cùng chết tại chúng ta tay. Hắn thi thể đâu, Thiên Hương hỏi. La Quân nói ra, thi thể bị luyện hóa, chỉ bất quá, Thiên Yêu Thần Hoàng xuất thủ. Đem chúng ta luyện hóa Kim Bàn Nhược tinh nguyên đan hoàn, còn có vô dục thiên đô cướp đi, cứu đi. Chúng ta bây giờ tới, là muốn tiếp nhận Kim Bàn Nhược thế lực. Thiên Hương nhìn một chút la quân bọn người, nàng trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, nếu như các ngươi nói là lời nói thật, sự kiện này xác thực cần phải thật tốt thương lượng. Chúng ta chiêu thiên động phủ, cũng không thể quần long vô thủ. Nếu không có mạnh mẽ thủ lĩnh tồn tại, nhất định bị thiên yêu thần hoàng còn có hắn ba vị đại thánh khi dễ. Làm tử y bọn người nhìn nhau, liền cũng tâm nhiên. Những yêu ma này nhóm, quả nhiên không có bao nhiêu tình cảm có thể nói. Duy nhất khu khiến cho bọn hắn, vẫn là tự thân lợi ích. Không lại bởi vì kim bàn nhược chết, sau đó muốn vì kim bàn nhược kêu đánh kêu giết. La quân liền nói ra, vậy thì tốt, thiên hương, người đem đại thánh phủ nòng cốt toàn bộ triệu tập đủ. Vâng, thiên hương đối la quân chính là nói gì nghe nấy, lập tức đi. Không lâu sau, đại thánh động phủ những cao thủ, nòng cốt nhóm toàn bộ đều tới. Trùng trùng điệp điệp, hết thảy có hơn 300 người. Bất quá những người này, tối cao thực lực cũng là tầng 10 đỉnh phong, một cái hư tiên cảnh đều không có. Lam tử y lấy thực lực tuyệt đối, cùng động thiên pháp tác trần nhiếp quần ma. Tiếp nhận quá trình, không có một chút độ khó khăn. Thuận lợi đến để Lam tử y bọn người cảm thấy có chút không chân thực. Sau đó, là quân đề nghị Lam tử y đem kim bàn nhược bảo khố mở ra, mà lại đem thuần âm sông bên trong thuần âm đan đại lượng cấp cho. Tân quân vị, tự nhiên muốn cho thủ hạ đủ tốt chỗ, làm tử y đối với cái này đại thánh vị trí cũng không có cái gì lưu luyến đồng thời làm tử y để đại thánh động phủ tám vị tiểu thánh cùng một chỗ hợp lực đem kim bàn nhiều tàng bảo khố mở ra mặt khác trưởng quản thuần âm sông trừng phạt nặng làm tử y đem giao cho thiên hương cùng hồ tộc đại công chúa cái kia đại công chúa một mực tại bế quan vẫn chưa đi ra nhưng là hồ tộc hiển nhiên là đạt được trọng dụng thiên hương đối la quân tình cảm ngầm sinh làn thu thủy nhiều lần đưa cái này khiến La Quân có chút bất đắc dĩ. Tuy nhiên thiên hương chính là là nhân gian cực phẩm, nhưng La Quân hiện tại sớm không phải cái kia hoang đường người, cho nên cũng không muốn lại có cái gì. Sau đó, hắn tìm một cơ hội, trực tiếp trợ giúp thiên hương đem tâm số mệnh hạt giống tiêu trừ. Kể từ đó, lại hao phí La Quân 500 năm thọ mệnh. Thiên hương tâm loại kia không hiểu rung động cũng theo biến mất. Tuy nhiên nàng không hề đối La Quân tâm động, nhưng tình thế biến hóa đến tận đây, nàng tự nhiên cũng tiếp nhận. Mà lại, nàng là đạt được chỗ tốt cực lớn. Tiểu túc mệnh thuật trồng mầm mống xuống cùng đại lôi âm phổ độ Pháp là có bản chất khác biệt. Đại lôi âm phổ độ Pháp chính là Phật giới thuật Pháp, coi trọng tẩy não, coi trọng ba hoa trích trè, địa dũng kim liên biện luận. Chính là muốn để tin tưởng, Phật chính là duy nhất tín ngưỡng. Tin Phật đến an bình, tin Phật có thể miễn trừ hết thảy khổ, Phật không gì làm không được đây là một loại thuật pháp mà tiểu túc mệnh thuật loại này số mệnh hạt giống là tại xuân phong tế vũ nhuận vật im ắng chi nếu như muốn ở trên trời thơm tâm lý gieo xuống thành làm nô tài hạt giống cái này sẽ phi thường khó khăn tâm lý chuyển biến cũng là rất khó đại lôi âm phổ độ pháp lực tin phật như trong hiện thực một loại đối phật cực thành kính tín ngưỡng mà tiểu túc mệnh thuật khác nhau là chúng ta tại trong hiện thực gặp phải vô cùng có mị lực người hội kìm lòng không được ưa thích hắn hoặc nói là muốn trở thành hắn tiểu đệ, đi theo hắn lăn lộn, cảm thấy cùng hắn lăn lộn, chính là có hay không vinh quang. Là Quân có 3 vạn năm thọ mệnh, nhưng là hắn tại một ngày như vậy bên trong, lại tiêu hao 4.500 tuổi thọ mệnh. Cái này thọ mệnh theo tiền tài một dạng, xem ra rất nhiều. Nhưng là như thế vung tay quá chán xài, thật đúng là không có xài a. À. La Quân còn chỗ lấy dám, như vậy vung tay quá chán, rất lớn trình độ, là bởi vì... Hắn có lưu khoản A. Là quân tiếp lấy lại nuốt 14 mai hỗn nguyên quả, đem cái này 4.500 tuổi thọ mệnh bổ đủ. Hắn lại khôi phục lại 3 vạn năm thọ mệnh. Cái kia hỗn thế mà quân hỗn nguyên ma thai thật là đồ tốt A, nếu là ta có thể lại chuẩn bị nhiều hơn một chút tới tay, có thể quá tốt. Là quân nghĩ như vậy, thế nhưng là hắn cũng biết, muốn lại đi làm khó. Tuy nhiên hỗn thế mà quân bây giờ bị nhốt, nhưng là người ta nếu như không thi triển hỗn nguyên ma thai mà lại không chủ động xuất kích, như vậy chính mình những người này là cầm hỗn thế ma quân không có biện pháp nào. Mà lại, hỗn thế ma quân một khi xuất thủ, chính mình bên này còn thật chỉ có đào tẩu phân. Nhanh nhạy, người nói cái kia hỗn nguyên ma thai như thế to lớn, hỗn thế ma quân vì cái gì như vậy hại sợ chúng ta hấp thu hắn hỗn nguyên huyết nhục. La quân đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. Linh tuệ hòa thượng nói ra, một đoàn hỗn nguyên huyết nhục, có thể trợ giúp đạo hữu người đột phá cảnh giới, thần đan còn muốn thần mà lại, còn có thể trợ giúp ngươi kéo dài thọ mệnh. Bởi vậy cũng có thể gặp, cái này một đoàn huyết nhục chi dinh dưỡng cùng lực lượng kinh khủng bực nào. Hỗn thế ma quân cho dù là ma quân, hắn tích xúc cũng đoạn không có khả năng có nhiều như vậy. Cái kia hỗn nguyên ma thai dày đến 10 vạn mét, đây là khái niệm gì? Một người, khả năng nắm giữ nhiều như vậy tích xúc sao? Người ý là, là quân nói ra. Linh tuệ hòa thượng nói ra, Bần Tăng nhớ đến cái kia hỗn nguyên huyết nhục là có thể bành trướng. Cũng là nói, các người bắt lấy là tinh nguyên lực lược, sự thật, hỗn nguyên ma thai nếu là thu nhỏ, đồng thời không có chúng ta tưởng tượng nhiều như vậy. Có đạo lý, là quân bừng tỉnh đại ngộ. Kim bàn nhược tàng bảo khố bên trong, rất nhiều bảo vật, pháp khí đều là địa ngục bên trong chuyên dụng. Là quân bọn người cầm tác dụng cũng không lớn, bất quá, là quân vẫn là tìm được rất nhiều hữu dụng đồ, hắn một mạch toàn bộ gắn với phòng bị tu di bên trong. Mặt khác La Quân cũng đi một chuyến thuần âm sông. Bởi vì Linh Tuệ Hòa Thượng nhắc nhở La Quân, tuy nhiên thuần âm đan chính mình đám người này không cần đến. Thế nhưng U Minh cửu âm đồ bên trong, nhưng có một trăm ngàn quỷ hồn cần phải a. À? La Quân nghĩ cũng phải, cái kia U Minh cửu âm đồ tuy nhiên đưa cho đại ca. Nhưng bây giờ chính mình không có việc gì, khẳng định vẫn là muốn đi muốn trở về. La Quân sau đó đi thuần âm sông bên trong hấp thu đại lượng thuần âm đan. Hắn chọn vẹn hấp thu 100 tỷ thuần âm đan, đã đến để mấy cái phòng bị tu di đều chứ không nổi cấp độ. Sau cùng La Quân mới không thể làm gì thu tay lại. Tiếp đó, Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn còn có rớt, Apollo cũng đều tại khổ tu chi. Vì khôi phục rất thực lực, La Quân cống hiến ba cái hỗn nguyên quả cho rớt. Rớt tại 3 ngày sau đó, khôi phục thực lực đến đỉnh phong trạng thái rất tu vi tại động tiên cảnh sơ kỳ, chỉ là đáng tiếc là, hắn không có tạo hóa vương quan đạo này khí. Mà lại, hắn Olympia cũng vô pháp trợ giúp cho hắn. Cho nên, hắn hiện tại tình huống là, liên minh Nguyệt Tiên Tôn đều đánh không lại. Thần vương chính là chúng thần chi vương, tại không có gặp phải lam tử y các nàng trước đó. Rất bằng vào tạo hóa vương quan cùng Olympia, xác thực là có thể tiếu ngạo toàn bộ phía tây vương giới. Nhưng là hiện tại, hắn là bị bẻ gãy cánh chim chóc. Apollo thì một mực dừng lại tại hư trong tiên cảnh. La Quân cũng không có đưa tặng hỗn nguyên quả cho Apollo, cái này hỗn nguyên quả thế nhưng là chân quý không đồ tốt. La Quân không nỡ cho Apollo, không có cái kia giao tình A. Làm tử y tại hỗn nguyên quả trợ giúp dưới, liên tục 3 ngày trùng kích động tiên cảnh kỳ. Nàng liên tiếp nuốt 30 mai hỗn nguyên quả, sau cùng rốt cục đem động tiên cảnh kỳ bình chướng sông mở. Cái này hỗn nguyên quả chính là vô thần rượu đồ tốt. Lam tử y chọn vẹn ăn 30 mai, đây là một cái rất khủng bố trị số. Nhưng mặc kệ như thế nào, làm tử y lần nữa đột phá. Đáng giá nói chuyện là, theo hư tiên cảnh đến động tiên cảnh, căn này khảm là rất khó qua. Nhưng là từ động tiên cảnh sơ kỳ đến kỳ, thì là một cái dinh dưỡng tích lũy, này lại dễ dàng một chút. Chỉ cần có đại lượng dinh dưỡng tiếp tế, còn có một chút cơ duyên. Cái này chưa chắc là không có thể đột phá. Minh Nguyệt Tiên Tôn thì một hơi đem 50 mai hỗn nguyên quả toàn bộ nuốt, nàng thích lũy không bằng Lam Tử Y. Nhưng là tại toàn bộ nuốt về sau, cũng đến động tiên cảnh kỳ. Đây hết thảy thần diệu, đều là tới từ hỗn nguyên quả. La Quân nhìn thấy loại tình huống này, không khỏi chủ động sách đi ra, lại mỗi người cho hai vị này tỉ tỉ một người 50 mai hỗn nguyên quả. Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn không có tiếp nhận. Thứ nhất, là La Quân càng cần hơn những vật này. Tương lai là quân tu luyện đến nước này, những thứ này Hỗn Nguyên Quả là có thể giúp La Quân một lần hành động đột phá. Thứ hai, cảnh giới tăng lên, tích lũy rất trọng yếu. Chỉ dựa vào dinh dưỡng tăng lên, cũng là có rất lớn tệ nạn. Mà lại, thân thể cũng dễ dàng không chịu nổi. Theo sơ kỳ tăng lên tới kỳ, còn có đỉnh phong, cái này dựa vào dinh dưỡng cùng cơ duyên có thể miễn cưỡng đến. Nhưng là muốn xông ra sau cùng hàng rào, đó là lại nhiều dinh dưỡng đều không được. Đây là một cái thân thể mở rộng, một cái không tốt, có bạo vạc nguy hiểm. Tuy nhiên xem ra, sơ kỳ đến kỳ chỉ cần dinh dưỡng tựa hồ có thể tăng lên. Nhưng là loại này dinh dưỡng cần, là một cái lượng lớn giá trị. Một cái Hỗn Nguyên Quả tương đương với 10 cái thần đan uy lực. Làm Tử Y chẳng khác gì là một hơi nuốt 300 mai thần đan, ngẫm lại đều là khủng bố a. À. Mà lại, chỗ đó có loại này thổ hào, có nhiều như vậy thích xúc đâu. Chỉ là thần đan mà lại cũng không đủ thần đan mặt nhiều ít còn có một số trần thế khí tức khiến người ta dễ dàng nhuộm tâm ma mà hỗn nguyên quả cũng là bị tiểu túc mệnh thuật điều trị chính là trải qua qua thiên đạo cho phép giống như là đi qua quốc gia kiểm nghiệm hợp cách đạt được giấy phép là hợp pháp lại thêm huyền hoàng thần cốc hạt giống cùng đại thôn phệ thuật cải tạo đã để hỗn nguyên quả trở nên độc nhất vô nhị không phải vậy lời nói Lam Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn Tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy đột phá đến đây giống như cảnh giới. Thế gian cơ duyên, nói đến cũng thật sự là huyền diệu vô song. Nhanh nhạy, người nói người đỉnh phong thời kỳ mới 30 tỷ liệt mã bôn đằng chi lực. Là quân nghĩ đến cái gì, hỏi Linh Tuệ Hòa Thượng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không sai a, à. bất quá là quân đạo hiếu, người tại sao muốn dùng một cái mới chữ, 30 tỷ liệt mã bôn đằng chi lực khái niệm, người biết là khái niệm gì sao? La Quân nói ra, không có quá nghĩ tới, khái niệm gì. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, một thất liệt mã bôn đằng lực lượng là 3.000 cân, 100.000 thất liệt mã bôn đằng lực lượng là 30 triệu cân. 300 triệu liệt mã bôn đằng lực lượng đã là hủy thiên diệt địa công hiệu. Đến 30 tỷ, một trong bàn tay có thể tùy tiện đem một quốc gia xé rách thành phấn vụn. Như là liên tục đánh ra 3.000 trường, nhất tôn tinh cầu đều có thể này hủy diệt. Loại này lực lượng vốn không nên bị nhân loại vốn có, Thiên đạo thi triển trời long đất nở, cũng bất quá là như thế. Tuy nhiên, 30 tỷ liệt mã bôn đằng chi lực không phải đỉnh phong lực lượng. Nhưng mặt không gian cũng thật là không nhiều. La Quân nói ra, thế nhưng là, Hỗn Thế mà Quân chỉ dùng ra 10% lực lượng, cũng đã có thể vững vàng ngăn chặn chúng ta. Hắn 10% lực lượng chỉ sợ cũng có 20 tỷ liệt mã bôn đằng chi lực đi. Cái kia toàn bộ lực lượng chẳng phải là chẳng lẽ là 200 tỷ hay sao? Linh Tuệ Hòa thượng chào phúng cười một tiếng. La Quân nói ra, chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, dĩ nhiên không phải, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vạn vật vô cùng vô tận, nhưng chung quy lại sẽ tới trở về đến một cái một. Cũng là nói không có tránh thức vô cùng vô tận, vũ trụ vô biên minh mông, nhưng không có nghĩa là vũ trụ chân vô một bên minh mông. Cho nên, chúng ta pháp lực tu luyện tới trình độ nhất định, cũng sẽ cùng thân thể tu luyện một dạng đến một cái cực hạn giá trị. Cực hạn này giá trị, bần tăng cũng không nói được là ở nơi đó, nhưng bần tăng chỉ ít còn chưa thấy qua lực lượng vượt qua 50 tỷ liệt mã bôn đằng tiên nhân tồn tại. Hỗn thế mà quân năm đó tu vi, cũng bất quá là 30 tỷ liệt mã bôn đằng chi lực. La quân nói ra, cái này. Linh tuệ hòa thượng nói ra, cảnh giới thăng, theo trong thế tục tiền tài một dạng. Đến nhất định giá trị mặt, tiền tài không phải tiền tài, mà chính là con số. Như thế nào vận dụng những chữ số này mới là quan trọng, giống như là động tiên cảnh đỉnh phong là 15 tỷ liệt mã bôn đằng chi lực. Nhưng là đến động tiên cảnh mặt không trung cảnh, lực lượng lại sẽ không gia tăng. Động tiên cảnh, trưởng khống không gian quy tắc, trong nháy mắt xuyên thẳng qua trăm ngàn không gian, giết người vô hình. Đến đỉnh phong thời điểm, tại thân thể huyệt khiếu bên trong, cũng tu thành không gian, chứa đựng lực lượng. Động tiên cảnh sơ kỳ, đánh ra 6 tỷ liệt mã bôn đằng chi lực, bình thường đánh ra tầm 10 trường, thân thể sẽ mỏi mệt. Nhưng là đến kỳ, trong thân thể huyệt khiếu hình thành không gian, chứa đựng vô lượng pháp lực. Trong nháy mắt đánh ra chừng trăm trường, phá hủy quốc gia thành trì, đều tại trong chốc lát. Đây là động tiên cảnh cao thủ lợi hại, bọn họ không gian pháp tác triển khai, khiến người ta không thể trốn đi đâu được. Trăm ngàn dặm bên ngoài, một cái chớp mắt đánh giết mà tới. Đến đỉnh phong, cái kia càng là trăm ngàn trường đánh ra, lực lượng tựa hồ vô cùng vô tận. Tới không chung cảnh mặt, thì là trưởng khống thời gian quy tắc, thời gian này không phải đi nghịch đại đạo bổn nguyên thời gian. Mà chính là để cho mình thuật pháp thoát ly thời gian ràng buộc, tại không gian lĩnh vực bên trong thêm thời gian lĩnh vực, đó là một loại vô cùng nghịch thiên tồn tại. Động tiên cảnh cao thủ, rất khó chống lại không chung cảnh cao thủ. Cảnh giới càng đi tu luyện, chỗ truy cầu đồ, vật tuyệt không phải là lực lượng đơn giản như vậy. Bởi vì pháp lực lực lượng, cũng có ràng buộc, cho nên đối không gian, thời gian có yêu cầu về sau, đồng thời đạt tới loại yêu cầu này kế tiếp là thiên vị cảnh cái gì gọi là thiên vị cảnh người biết không linh tuệ hòa thượng nói ra la quân nói ra ta biết cái đếch gì người đây không phải nói nhảm sao linh tuệ hòa thượng cười ha ha một tiếng nói ra thiên vị cảnh là thiên tâm ý thức cùng thế giới một thể ta tức là thế giới thế giới tức là ta loại cảnh giới này vô cùng huyền diệu thiên vị cảnh cao thủ một khi xuất thủ có thể đem không gian pháp tắc thời gian pháp tắc toàn bộ cải biến. Mà thiên vị cảnh mặt, đó là tạo hóa cảnh, cũng là hỗn thế mà quân trước mắt tu vi. Đương nhiên, bần tăng năm đó cũng là đạt tới tạo hóa cảnh. Là quân nói ra, tạo hóa cảnh, lại là cái gì? Linh tuệ hòa thượng nói ra, tạo hóa cảnh, cải biến sự vật bản chất. Như nói, bần tăng có thể đem đạo hữu người biến thành một con chuột, mà lại là chân chính chuột. Là quân không khỏi líu lưỡi. Hắn chỉ là nghĩ thầm, nguyên lai like cái này thế giới chân thật bên trong pháp lực tu luyện chi huyền diệu thế mà những cái kia thần thoại còn muốn huyền tôn ngộ không bất quá là thất thập nhị biến một cái bổ nhào cách xa vạn dặm nhưng là những thứ này động tiên cảnh cao thủ trong lúc phất tay có thể hủy diệt thế giới đã các ngươi đều có xé rách cái thế giới này năng lực cái kia nhanh nhạy ngươi năm đó vì cái gì không trực tiếp vận dụng cậy mạnh đến đem thế giới này gông xiềng phá vỡ đâu Là quân đột nhiên hỏi Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, không phải nói như vậy, thiên vị cảnh là một cái diệu cảnh giới. Đó là cùng thế giới một thể, đồng thời cũng là thế giới khống chế ngươi. Nếu như làm chúng ta muốn muốn hủy diệt cái thế giới này thời điểm, thế giới lực lượng cũng sẽ phản phệ, để cho chúng ta vĩnh thế không được siêu sinh. Cái thế giới này chi lực, không chỉ là địa cầu lực lượng, cũng là vũ trụ lực lượng. Dù cho thoát cách địa cầu, một khi chúng ta muốn muốn hủy diệt một tòa tinh cầu lúc, thế giới lực lượng hội phản phệ. Cho nên, bình thường chúng ta đấu pháp, đều tận lực sẽ không đi thương tổn thế giới bản chất vật thể. Thì ra là thế, là quân bừng tỉnh đại ngộ. Một khỏa tinh cầu, tại trong vũ trụ nhỏ bé như hạt bụi. Một hạt bụi tại tinh cầu, nhỏ bé đến đếm không hết. Nhưng là, cái này một hạt bụi cùng vũ trụ ở giữa, nhưng vẫn là có liên hệ. Làm chúng ta nắm giữ mối liên hệ này, là thiên vị cảnh lực lượng. Hạt bụi khiên động thế giới chi lực, thế giới chi lực cũng có thể phá hủy hạt bụi. Linh Tuệ Hòa Thượng tiếp tục giải thích, hắn nói tiếp, cho nên, mặc kệ người nào nhiều đại thần thông giả, bản chất, vẫn là hạt bụi, vẫn là sẽ sợ sợ thế gian này vũ trụ. Nhưng là, thế gian vũ trụ cũng có e ngại, cũng sẽ e ngại sẽ bị hạt bụi tiêu diệt hoặc là trọng thương. Đây là một cái đinh ốc cùng một chiếc xe ở giữa quan hệ. La Quân nói ra, ta đại khái hiểu một chút. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đạo hữu người tế bảo não khai phát đo đã đạt tới 500 triệu mai, sau đó lại mở phát, người sẽ phát hiện tăng trưởng lực lượng cũng không có rõ ràng như vậy. Nhưng lại hội hùng hồn rất nhiều, đây là cảnh giới càng đi thăng khác nhau. Tích lũy ban đầu sau đó là nội tình tăng trưởng. La Quân nói ra, có đạo lý. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Trần Thiên Nhai Tu Vi trước đó là tầng 10 kỳ, thế mà chống lại Lam Thí Chủ mà không bị thua. Đó là bởi vì, hắn nội tình sâu đậm dày, người khác tầng 10 kỳ, đánh ra toàn bộ lực lượng, hết thảy đánh ra 10 lần hội cảm thấy mệt mỏi. Gia hỏa này, đánh ra một trăm trưởng vẫn long tinh hổ mãnh. Hắn nơi tu luyện lấy chậm, là bởi vì hắn nội tình quá rộng. Người ta là một cửa tiệm tại thăng cấp, hắn là một trăm cửa tiệm tại thăng cấp. Là quân bị kinh ngạc, nói ra, hắn sao lại biến thành như vậy? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đại khái là bởi vì công pháp đặc thù, cùng mệnh cách hắn đặc thù duyên cớ. Vậy quá ất huyền kim chân kinh, thiêu đốt thái dương chân hỏa, không có mấy người có thể tu luyện thành phần lớn đều bị thật lửa đốt cháy mà chết nhưng trần thiên nhai lại thần sống sót mà lại hắn thân thể bị thái dương chân hỏa thối luyện về sau cơ hồ là bất tử bất diệt cho nên hắn nhưng là đem chính mình thực hạn nhiều lần đánh vỡ hắn sau đó còn nói thêm đương nhiên đây đều là bần tăng phỏng đoán la quân như có điều suy nghĩ lại nói lam tử y cùng minh nguyệt tiên tôn ngày đêm khổ tu la quân cũng không có buông lỏng linh tuệ hòa thượng tuy nhiên giúp không la quân quá nhiều nhưng là tại kinh nghiệm, lại là tuyệt đối cường hãn vô cùng. La Quân tạm thời còn không cần nghĩ lấy đột phá cửu trọng thiên đỉnh phong, đến tầng 10. Hắn tiến triển thực sự đã là quá nhanh, ngắn ngủi mấy năm, theo hóa kính cao thủ đến tình trạng này. Đây đã là thần thoại đồng dạng tồn tại, hắn theo vô dục thiên, Trần Diệt Hàn loại này trời sinh con nhà giàu là không thể. Nhưng là, Trần Diệt Hàn bây giờ đã được vững vàng bị đè ở phía dưới. La Quân Tu Vi tuy nhiên còn chưa tới đạt độ cao nhất định, nhưng là cho dù là Lam Tử Y bây giờ muốn giết La Quân, nhưng cũng là có chút đau đầu. Đây là La Quân hết sức ưu thế. Có nhiều thứ, nhất định phải làm ra làm chơi ra chơi cho thỏa đáng. Nếu là đối cảnh giới, lĩnh vực, quy tắc không có đầy đủ lý giải. Cho dù là đến tầng 10, cũng bất quá là cái kia chúng sinh bị rảo sát con kiến hôi. Tại trận này sát kiếp chi, chết cao thủ quá nhiều. La Quân đêm đó trong phòng khổ tu, đồng thời sắp xếp chính mình thần thông đồng thời đối tiểu túc mệnh thuật có càng sâu lý giải. Hắn lại tính toán phía dưới hỗn nguyên quả, hết thảy còn thừa lại 183 mai hỗn nguyên quả. Nếu như không thể đem hỗn nguyên quả chuyển hóa thành thọ mệnh, như vậy đối với La Quân tới nói, nuốt hỗn nguyên quả không có một chút tác dụng nào. Nếu như đem hỗn nguyên quả trực tiếp hóa thành dinh dưỡng, La Quân não vực bên trong, bởi vì pháp lực đã chứa đầy. Như vậy hậu quả là, hoặc là xông phá hàng rào, hoặc là trực tiếp bạo thể mà chết. Bạo thể mà chết, là quân đương nhiên không muốn, nhưng sông phá hàng rào, còn chưa tới thời cơ, tích lũy không đủ. Cho nên là quân sau đó phải làm là chờ đợi, lịch luyện. Lúc nửa đêm đợi, bên ngoài tiếng bước chân chợt nhớ tới. Là quân nghiêng tai nghe xong, lại là thiên hương. Nàng tới làm cái gì, là quân không khỏi nghi hoặc. Sau đó, tiếng đập cửa truyền đến. Là quân nói ra, tiến đến. Thiên hương đẩy cửa vào la quân vốn là khoanh chân ngồi ở giường mỗi ngày thơm tiến đến liền xuống giường thiên hương cô nương người hôm nay đêm khuya tới đây có chuyện gì sao la quân nói ra thiên hương quan cửa phòng sau đó cười một tiếng nói ra hôm nay đến đây có thể cùng mấy lần trước khác biệt ngươi không cần lo lắng la quân cười một tiếng nói ra ta đương nhiên sẽ không lo lắng bây giờ đã là lúc này không giống ngày xưa là quân đương nhiên sẽ không có bất kỳ lo lắng nào. Thiên hương đại nhân mặc dù là tầng 10 kỳ cao thủ, nhưng đối la quân, có thể cũng chưa chắc sẽ chiếm đến tiện nghi gì. La quân tiểu túc mệnh thuật, chính là bao trùm chư thiên chi lực đo. Thiên hương ngồi xuống, nàng nói ra, ta tới là hàn huyên với người trò chuyện. La quân cũng ngồi xuống, nói, chuyện gì, thiên hương nói ra, ta nhớ được trước đó người đã nói, người có biện pháp mang ta rời đi nơi này, có thể vì ta phá vỡ thân thể quy tắc không biết việc này là thật là giả là quân giật mình khẽ giật mình hắn thực cùng thiên hương ở giữa ban đầu là tràn ngập lừa gạt cho nên trở về sau khi cũng không suy nghĩ nhiều thiên hương vấn đề lúc này thiên hương hỏi tới là quân mới nghĩ đến vấn đề này trong chớp mắt là quân tâm niệm thay đổi thật nhanh tại một phần trăm cái nháy mắt hắn đã bắt đầu đem sự tình lợi và hại cân nhắc một lần thiên hương tại hồ tộc chi rất có uy vọng. Mặc dù bây giờ không thế nào cần dựa vào nàng, nhưng là nếu như không có ý định giết nàng, đến chấn an được nàng. Nếu không lại tiểu đinh tử cũng có thể đâm tới chân. Hiện tại là phi thường thời kỳ, ta không thể không cẩn thận một chút. La quân âm thầm tính toán, đồng thời mở miệng nói ra, ta có một môn thuật pháp gọi là tiểu túc mệnh thuật, chính là bao trùm chư thiên lực lượng. Điểm này tin tưởng ngươi cũng có chỗ trải nghiệm. Thiên Hương gật gật đầu nói ra. Người môn công pháp này xác thực rất là thần, người tu vi ta thấp rất nhiều, ta lại tại bất chi bất giác lấy ngươi đạo. La Quân nói ra, đến mức cái kia quy tắc đối ngươi hạn chế, ta không hiểu nhiều, nhưng là ta tin tưởng đến lúc đó ta vận dụng tiểu túc mệnh thuật, cần phải có thể vì ngươi phá vỡ quy tắc. Nhưng chỉ là cần phải, ta không dám hoàn toàn khẳng định, mà ta duy nhất có thể trả lời chắc chắn ngươi là, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Thật thiên hương không khỏi cảm kích không. Nàng đối thế giới bên ngoài thật sự là quá khát vọng. La Quân nói ra, tuyệt không nói bừa. Thiên Hương lập tức nói ra, như có thể thuận lợi ra ngoài, Thiên Hương sau này nguyện ý làm tiên sinh một cái tiểu thiếp, thường bạn tiên sinh bên người, nghe theo tiên sinh sai sử. La Quân tâm bỗng nhiên nhảy một cái, Thiên Hương thuyết pháp này, xác thực để hắn tim đập rộn lên. Bởi vì Thiên Hương thật là giường vư vật a, à. hắn bây giờ tuy nhiên tu luyện có thành tựu, nhưng nam nhân dục vọng cùng bản năng cũng tại cho nên nhìn trời thơm là rất khó cự tuyệt. Khả La Quân vẫn là cự tuyệt, bởi vì hắn không thể quá có lỗi với Linh Nhi, cũng không thể quá có lỗi với Kiều Ngưng những thứ này thực tình đợi chính mình nữ nhân. Tiểu thiếp sự tình không cần nói nữa, La Quân nghĩa chính từ nghiêm nói ra, ta cũng không phải là vô dục thiên na dạng vì tâm sở dục người, ta tâm cũng có tình chỗ chuông. Trước đó chúng ta phát sinh quan hệ chính là bất đắc dĩ. Sau này ta hy vọng chuyện này thiên hương người có thể làm làm cái gì đều chưa từng xảy ra hắn tiếp lấy còn nói thêm ngày khác nếu có thể ra ngoài người ta từ là bằng hữu thiên hương ngốc ngẩn ngơ lại không nghĩ rằng la quân lại là như vậy phản ứng nàng tâm ngoan hung ác rung động một chút người tu đạo vô tình cùng vô sỉ thiên hương gặp thật sự là rất rất nhiều nàng lần thứ nhất nhìn thấy một người nam nhân lại có thể tìm chỗ chuông lại có thể cự tuyệt nàng Thiên Hương thật sâu nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, ta minh bạch, cũng biết nên thế nào làm. La Quân nói tiếp, chuyện này, người cũng cần giữ bí mật. Thi triển tiểu túc mệnh thuật cũng không dễ dàng, chính là thiêu đốt thọ mệnh mà làm. Muốn đột phá cải biến đại địa chi mẫu quy tắc, hiển nhiên không rất dễ dàng. Ta không có khả năng lại đi cứu cái thứ hai hồ tộc người ra ngoài, người hiểu chưa? Thiên Hương bị kinh ngạc, nói ra, thiêu đốt thọ mệnh. La Quân nói ra, ngược lại cũng không cần lo lắng, ta thọ mệnh có rất nhiều, cũng có bổ sung thọ mệnh đan dược. Thiên hương hơi thoáng an tâm. Theo sau, là quân nói ra, thời gian không còn sớm, ngươi cũng đi về nghỉ ngươi đi. Thiên hương nao nao, theo sau nói ra, tiên sinh, thực tối nay ta có thể lưu lại. Ngươi yên tâm, việc này ta tuyệt sẽ không nói ra đi. Là quân cười ha ha một tiếng, nói ra, đến người ta tình cảnh như vậy, phát sinh cái gì, như thế nào sợ hắn người biết chẳng qua là không muốn đi làm a à. thiên hương nghe vậy nổi lòng tôn kính nói ra tốt ta minh bạch ngay sau đó thiên hương đứng dậy liền muốn rời đi là quần nhớ tới cái gì nói ra đúng thiên hương bây giờ kim bàn nhược đã chết ra ngoài thông đạo lộ tuyến xem như triệt để đoạn người cảm giác cho chúng ta nếu như muốn rời đi nơi này cần phải từ nơi đó vào tay thiên hương nao nao theo sau nói ra áo tím đại thánh cũng hỏi qua vấn đề này cái này địa ngục tầng 18 là địa ngục chi tổng cương. Muốn triệt để rời đi địa ngục, nhất định phải theo địa ngục tầng 18 cái thông đạo này bên trong rời đi. Không phải vậy lời nói, theo địa phương khác, cho dù là tới địa ngục tầng thứ nhất, cũng y nguyên không cách nào rời đi nơi này. Bây giờ, kim bàn nhược chết, biết rời đi lộ tuyến, chỉ có thiên yêu cung nhân. Còn lại ba vị đại thánh là không biết, Minh Vương Hades ngược lại là biết. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt, ta biết. Thiên Hương nói ra, tiên sinh là có cái gì dự định sao? La Quân nói ra, đại chủ ý, hiện tại cũng là áo tím đại thánh các nàng tại làm chủ. Thiên Hương mỉm cười, nói ra, nhưng ta biết, tiên sinh ngươi ở sau lưng, có chớ đại tác dụng. Thật sao, La Quân nào nào, nói ra, dùng cái gì ngươi sẽ như thế cảm thấy? Thiên Hương nói ra, bởi vì áo tím đại thánh cùng minh nguyệt đại thánh ở ngoài sáng, kim bàn nhược tính kế thời điểm, đưa các nàng thực lực đều tính toán đi vào. Nhưng mỗi lần kim bàn nhược đều tính sai, hơn nữa còn đáp tính mạng mình. Cái này là bởi vì hắn tính sót tiên sinh ngươi, cho nên hắn mới có thể bại một lần lại bại. Là Quân hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thiên hương cư nhiên như thế thông tuệ. Sự thật là Quân tại làm Tử Y cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn bên người, thoạt nhìn là như con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Nhưng mỗi lần sự tình chuyển hướng, đều là tới từ La Quân. Đối phó rất, thậm chí hades đều là bởi vì la quân có hiệu quả đối phó kim bàn nhược cũng là la quân tạo ra ra bất hủ chi thành như thế mới khiến cho kim bàn nhược đủ kiểu kiêng kỵ minh vương hades lại là không biết đem chính mình nhược điểm nói cho kim bàn nhược cho nên cũng mới có kim bàn nhược đủ loại ngờ vực vô căn cứ dù sao tất cả mọi người không phải người ngu ngươi không giải quyết được đối thủ sau đó ném cho ta ta đần độn đi làm sao thế nào khả năng mà tại đối mặt hỗn thế ma quân thời điểm cái kia hỗn nguyên ma thai vốn là tuyệt đối có thể vây chết mọi người nhưng la quân tiểu túc mệnh thuật lại có hiệu quả thiên hương theo sau đi la quân cũng bắt đầu chính mình suy tính dựa theo bây giờ tình thế tới nói la quân bọn người muốn rời khỏi cũng không cần dựa vào thiên yêu cung nhân la quân trực tiếp có thể sử dụng tiểu túc mệnh thuật tìm ra thông nói tới tuy nhiên này lại tiêu hao không ít thọ mệnh nhưng rời đi cũng không phải là nan đề khó khó tại, thiên yêu cung thiên yêu thần hoàng khả năng ở trong đường hầm dở cho quỷ. Lối đi kia xuất hiện sau khi, từ bên trong không có cách nào chống lại bên ngoài. Nhưng bên ngoài lại rất dễ dàng phá hủy bên trong thông đạo. Không giải quyết rơi cái vấn đề khó khăn này, là quân tiêu hao lại nhiều thọ mệnh, vậy cũng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhanh nhạy, thiên yêu thần hoàng cùng giữa chúng ta, đồng thời không thâm cửu đại hận. Người nói chúng ta có hay không tiêu trừ khả năng. La Quân ngẫm lại, nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng lắc đầu, nói ra, đạo hữu người vẫn là chết cái ý niệm này đi. Sao có thể nói không có chút nào cừu hận đâu, tối thiểu, vô dục thiên chuyện này, lẫn nhau ở giữa, rất khó từ bỏ ý đồ. Vô dục thiên cũng không có chết, La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, lời nói là nói như vậy, nhưng Bần Tăng luôn cảm giác đến thiên yêu thần hoàng sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. La Quân nói ra, sự tình đồng thời không phải là không có chuyển hoàn chỗ trống, thiên yêu thần hoàng tuy nhiên tu vi đến không trung cảnh. Nhưng chúng ta bên này thực lực cũng không tinh yếu, hắn muốn bắt lại chúng ta, không có như vậy dễ dàng. Theo lý thuyết, hắn không nên tới cùng chúng ta đuổi đánh tới cùng. Cái này với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đạo hữu người nói xác thực có đạo lý, cái kia bần tăng hy vọng, bần tăng cảm giác là sai đi. La Quân hơi hơi thở dài. Ngày thứ hai, Lam Tử Y cùng La Quân cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn còn có rất bọn người cùng một chỗ chuyện thương lượng. Tại Đại Thánh Phủ trong thiên điện mặt, Lam Tử Y bài trước khi nói ra, hiện tại vấn đề lớn nhất là thiên yêu thần hoàng vấn đề, thiên yêu thần hoàng tuy nhiên cảnh giới chúng ta cao. Nhưng là chúng ta bây giờ có tam đại động tiên cảnh cao thủ, còn có Apollo, cùng La Quân bí mật này vũ khí tại, nếu là thật sự đánh sắp nổi đến, chúng ta cũng không thiên yêu cung muốn tới không có nắm chắc. Chỉ bất quá, nếu quả thật đánh lên, biến số, tổn thương là không thể đoán chừng. Đây cũng không phải là ta muốn nhìn đến, chúng ta cũng bây giờ không có thủ kia hận, cần đi đến một bước này tới. Cho nên, ta là nghĩ đến cùng thiên yêu thần hoàng đàm phán một lần. La quân liền nói ra, chúng ta là muốn rời khỏi, cho nên cái này chiêu thiên đại thánh phủ hết thảy, chúng ta đều không có hứng thú. Nếu như thiên yêu thần hoàng nguyện ý thả chúng ta rời đi, chúng ta có thể đem động phủ này chắp tay nhường cho tin tưởng thiên yêu thần hoàng nhất định sẽ đối dạng này một món lễ lớn cảm thấy hứng thú. Lam tử y nói ra, ta cũng là ý tưởng như vậy, chư vị thế nào nhìn đâu. Rất cùng Apollo nói ra, chúng ta không có ý kiến. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, vấn đề bây giờ là, chúng ta như thế nào đi cùng bọn hắn câu thông đàm phán. Lam tử y trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, chuyện này, không cần thiết chúng ta tự mình đi tại đại thánh trong phủ tuyển một vị tiểu thánh đi thuận tiện la quân nói ra cái này có thể phải thật tốt châm trước bởi vì tiểu thánh nhóm cùng những thứ này nòng cốt nhóm đều không hy vọng bị thiên yêu cung tới đón một khi thiên yêu cung nhân nhập chủ khẳng định sẽ trắng trợn bóc lột chiêu thiên động phủ chuyện này đối với bọn hắn lợi ích là rất không ổn nếu như chúng ta nói để chiêu thiên động phủ đưa cho thiên yêu cung cái như vậy đám này tiểu thánh nhóm nói không chừng hội làm ra một chút chúng ta không tưởng được nhiễu loạn tới Lam Tử Y nói ra, cái này thật là cái vấn đề, ngược lại không phải chúng ta không để ý bọn họ lợi ích. Chỉ là chúng ta đã định trước không thể đợi ở chỗ này, chỉ cần chúng ta vừa đi, bọn họ cũng ngăn cản không nổi hắn đại thánh cùng thiên yêu cung bóc lột. Mạnh được yếu thua, đây là không có cách nào sự tình. Nàng theo sau còn nói thêm, ta tuy nhiên không sợ bọn họ làm loạt, nhưng là nếu thật làm một chút tiểu động tác, cũng là để người đau đầu. Như vậy cái này nhân tuyển, ta nhìn để thiên hương đi thôi. La Quân, người cảm thấy thế nào? La Quân nào nào? Hắn tự nhiên biết, thiên hương là cái cực nhân tuyển tốt. Chỉ là, nếu là thiên yêu cung không dễ nói chuyện, thiên hương chuyến đi này cũng có chứa nguy hiểm lớn tồn tại. Càng nàng vẫn là nữ tử, cái kia vô dục thiên càng là sắc ác ma, thiên hương đi, một cái không tốt sau đó chẳng thê thảm. Để thiên hương đi, vẫn là không ổn. La Quân nói ra, có thể dạng này, tuyển cái khác một vị cửu trọng thiên chi cảnh người. Như A Huyền, lần nữa độ hóa hắn, dạng này không có có bất kỳ không ổn nào. Lam Tử Y nghe vậy nao nao, theo sau nói ra, vậy cũng được, như thế xử lý đi. La Quân bọn người mở hết hội sau khi, Lam Tử Y liền triệu kiến A Huyền. Nàng hiện tại độ hóa A Huyền, đó là không hề có một chút vấn đề. Sau khi A Huyền bị phái đi Thiên Yêu Cung đi. Thiên Hương biết sự kiện này sau, Malaysia hỏi La Quân, dù thuyết Thiên Yêu Cung chuyện này tại sao không phái ta đi? Thiên yêu cùng bên kia, lấy A à huyền khẩu tài, chỉ sợ sẽ chuyện xấu. Là quần khoát khoát tay, nói ra, ta xác thực nghĩ tới cho người đi, nhưng là... Hắn theo sau đem vô dục thiên cái này tai họa ngầm nói ra. Thiên hương nghe vậy khẽ giật mình, nàng theo sau mắt lóe qua thần sắc phức tạp. Thật lâu sau, thiên hương nói ra, ta nếu thật là gặp bất chắc, chẳng phải là cũng rất tốt. Người không lại dùng hao phí thọ mệnh giúp ta trừ bỏ quy tắc là quân giật mình khẽ giật mình, hắn nói tiếp, ta đã đáp ứng ngươi, là chân tâm thực ý. Thiên Hương nói ra, tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Một ngày sau khi Thiên Yêu cung bên kia tới một người. Người kia không có dừng lại, chỉ là ném một dạng sự vật tại Đại Thánh bên ngoài động phủ, sau đó nghênh ngang rời đi. Dạng này sự vật không phải khác, chính là A Huyền Đầu. A Huyền thế mà bị Thiên Yêu cung nhân giết hơn nữa còn cố ý đem đầu ném đến đại thánh ngoài động phủ. Đây là thể hiện rõ thái độ, cũng nói, thiên yêu cung căn bản là đối chiêu thiên đại thánh phủ bên này chẳng thèm ngó tới. Lam tử y biết sau, giận tím mặt. Là quần cấp tốc căn cứ A huyền đầu thi triển tiểu túc mệnh thuật. Theo A huyền đầu khí tức chi, tiểu túc mệnh thuật diễn sinh ra một loại khí tức tới. Cái này sợi khí tức chính là đưa A huyền đầu người. Là quần hào phí 30 năm thọ mệnh, truy tung đến người này khí tức. Hắn đem cái này sợi khí tức lập tức truyền lại cho Lam Tử Y. Lam Tử Y cấp tốc xuất thủ. Đại Na Di thuật triển khai, chỉ là một cái nháy mắt đuổi theo tứ đại người. Cái kia đưa a à huyền đầu chính là Thiên Yêu cung một vị cao thủ. Thiên Yêu cung bên trong, thần hoàng phía dưới có tứ đại Huyền Yêu. Vị này đến đưa a à huyền đầu là tứ đại Huyền Yêu, xếp hạng thứ tư côn bằng yêu thú Trần Bắc Huyền. Tứ đại Huyền Yêu, tu vi đều là tại hư tiên cảnh thiên yêu cung sừng sững không ngã, vững vàng đè qua chiêu thiên động phủ, chút thực lực ấy vẫn là có. Lần này, thiên yêu cung bên này giết A Huyền là vô dục thiên hạ lệnh. Mà phái Trần Bắc Huyền tới, cũng là sợ bị Lam Tử Y trả thù. Chỉ ít, Trần Bắc Huyền ném A Huyền đầu sau khi, quay người đi, lượng Lam Tử Y cũng là truy không, tìm không được. Có thể từ nơi nào biết, là quân tiểu túc mệnh thuật lập tức có hiệu quả. Trần Bắc Huyền mỏ nhọn mặt lông, thân hình khôi ngô, phía sau một đôi cánh còn chưa hóa đi. Côn bằng yêu thú là lấy tốc độ tăng trưởng, mà lại có thôn vệ chi thần thông, tuy nhiên không được đại thôn vệ thuật, nhưng cũng là lợi hại phi phàm. Trần Bắc Huyền không nghĩ tới, hắn lại bị Lam Tử Y cản lại. Lan đi, Trần Bắc Huyền lập tức cánh vung lên. Cấp tốc, hai đạo minh mông kiếm khí mãnh liệt vô cùng thẳng hướng Lam Tử Y. Lam Tử Y ánh mắt phát lạnh, nàng cũng không nhiều lời, trong nháy mắt thi triển ra ngũ sắc thần quang ngũ sắc thần quang chi đã hỗn hợp đại thôn vệ thuật, bây giờ Lam Tử Y ngũ sắc thần quang sớm đã nay không phải xưa kia. Cái này hai đạo kiếm khí, trực tiếp bị Lam Tử Y nuốt chửng lấy đi vào. Trần Bắc Huyền mắt lóe qua lệ quang, bạo giống một tiếng, lại lần nữa ra tay. Côn bằng vô cùng, chín ngày thần biến, Trần Bắc Huyền thi triển ra áp đáy hòm công phu. Trong lúc nhất thời, pháp lực tuôn ra. Trần Bắc Huyền liên tiếp phun ra ra tám thanh màu trắng khí kiếm những thứ này khí kiếm ở trên không hấp thu côn bằng pháp lực, theo sau mỗi người hóa thành côn bằng yêu thú. Mỗi một đầu côn bằng yêu thú đều cao đến 100 trượng, một đôi cánh mở ra, lập tức giả thiên tế nhật. Trần Bắc Huyền tự thân cũng hóa thành côn bằng yêu thú. Cửu đầu côn bằng yêu thú đem bầu trời che chắn lên, đem Lam Tử Y cũng bao phủ tại. Bọn họ cự trảo ở phía dưới kết thành lồng giam. Theo sau, côn bằng vũ mau bay ra, ở trên không quyển ra thời không phong bạo tới cổ gió lốc này lốc xoáy đem Lam tử y bốn phía toàn bộ bao phủ lại. Phong bạo van xin, vô hạn không gian lốc xoáy tạo thành, đồng thời hình thành một cỗ mạnh đại thôn vệ lực lượng. Không gian lực lượng cùng pháp tắc, rất tốt, còn không có tu thành động tiên, lại đạt được động tiên cảnh cao thủ không gian toái phiến. Lam tử y cười lạnh một tiếng, lại phối hợp cái này côn bằng thôn vệ đặc tính, rất không tệ. Nếu là tầm thường hư tiên cảnh cao thủ gặp phải ngươi một chiêu này, chỉ sợ thật đúng là ngăn cản không nổi. Côn bằng phong bạo chính là lấy vũ mao toái phiến tạo thành, vô cùng hấp lực, thôn vệ lực lượng bao trùm tới. Là một đầu thái cổ thiên long, cũng có thể trong nháy mắt bị xé nước thành toái phiến. Làm tử y lại là tại phong bạo van xin vững vàng ổn định lại, theo sau, nàng đột nhiên xuất trường. Liên tiếp đánh ra 10 trường. Mỗi một trường đều ẩn chứa 10 tỷ liệt mã bôn đằng lực lượng. Mà lại, Lam Tử Y trực tiếp phá giải côn bằng không gian bão táp pháp tắc. Tại động tiên cảnh cao thủ trước mặt chơi không gian pháp tắc, không là muốn chết à. Mười trường trong nháy mắt đem Trần Bắc Huyền côn bằng phong bạo đánh giết thành vô số toái phiến, mà lại hắn phân thân cũng toàn bộ hóa thành cho tàn. Cuối cùng nhất nhất trưởng dứt khoát đem Trần Bắc Huyền đánh. Lam Tử Y ngón tay vẩy một cái động, lập tức đem Trần Bắc Huyền đầu lấy xuống. Còn Trần Bắc Huyền thân thể toái phiến, Lam Tử Y thi triển ngũ sắc thần quang, cấp tốc đem cuốn vào, sau đó thôn phệ. Cuối cùng nhất, Trần Bắc Huyền thân thể hóa thành một cái linh lợi đan hoàn. Lam tử y đem cái này mai đan hoàn giữ lấy, dự định đi giao cho La Quân. Nàng tuy nhiên cùng La Quân là hảo hữu trí giao, nhưng cũng là nhớ lại báo. Nếu không có La Quân hỗ trợ, nàng đến không cảnh giới này. Lấy một trả một mà. Sau khi, Lam Tử Y một đường bay về phía Thiên Yêu Cung. Thiên Yêu Cung địa điểm, nàng đã sớm biết rõ ràng chỉ một lúc sau lam tử y đi vào thiên yêu cung hư không nàng lập tức cảm nhận được thiên yêu cung hư không có cường hãn kết giới tồn tại loại này chỗ đều là muốn có kết giới không phải vậy lời nói tùy tiện đến theo cửu trọng thiên cao thủ thầm đánh lén đem cung điện cho hủy làm sao xử lý mặc dù mọi người đều là cao thủ nhưng cao thủ am hiểu là hủy diệt mà không phải sáng tạo a à. một tòa cung điện hủy diệt chỉ cần đưa tay ở giữa. Kiến tạo lên, lại cần hao phí quá nhiều thời gian cùng tâm huyết. Lam tử y vốn là tâm cao khí ngạo người, nàng bây giờ căn bản sẽ không sợ sợ cái gì thiên yêu cung. Chỗ lấy lựa chọn hòa đàm, là không muốn lãng phí thời gian. Nhưng là sự tình đến nước này, như vậy rất tốt, người muốn chiến, vậy liền đánh đi. Làm tử y theo sau bay xuống đi, đi vào thiên yêu cung cửa đại điện. Thiên yêu cung cũng là sơn mạch động phủ liên miên mà thành, tại thứ một cái cửa hang phía trước, có yêu binh chấn giữ. Lam tử y mắt lóe qua hàn ý, nàng ngón tay gảy gảy. Lập tức phát ra một đạo tinh mang kiếm khí. Cái này đạo tinh mang kiếm khí ẩn chứa vô cùng không gian pháp tắc, trong nháy mắt đem cái kia 10 cái yêu binh chém giết. Theo sau, Lam tử y hướng lên trời yêu cung bên trong đi đến. Nàng vừa mới tiến cửa động, lập tức cảm nhận được bên trong cường đại trận pháp đã khởi động. Cỗ này trận pháp lực lượng, bành trướng cuồn cuộn. Nếu không có Thiên Yêu Cung nhân cho phép, bình thường người là quyết định không tiến vào Thiên Yêu Cung. Nhưng là loại này lực lượng, lại không làm gì được Lam Tử Y. Lam Tử Y thân thể chấn động, lập tức đem cỗ lực lượng này triệt tiêu. Nếu là theo ngoại giới phá vỡ trận pháp này, xác thực cần hao phí Lam Tử Y không ít công phu. Nhưng như vậy tiến đến, lại cũng không khó. Lam Tử Y bên này dẫn xuất động tính, lập tức kinh động Thiên Yêu Cung cao thủ. Còn lại Tam Đại Huyền Yêu, còn có mặt khác một số cao thủ, chớp mắt đã tới. Lam Tử Y tâm rất rõ ràng, Thiên Yêu Thần Hoàng không tại cung. Đây là Lam Tử Y một loại trực giác, nàng cũng minh bạch, lúc này Thiên Yêu Thần Hoàng chỉ sợ còn tại cái kia trong thông đạo nghiêm phòng tử thủ. Không phải vậy lời nói, Lam Tử Y cũng là quả quyết không dám tùy tiện xông tới. Chỉ cần Thiên Yêu Thần Hoàng không tại, Lam Tử Y có nắm chắc tại giết người sau khi toàn thân trở ra. Đây là một cái cùng loại quảng trường tồn tại, bất quá không được trời cao tông quảng trường rộng lớn. Đại khái cũng là cân nhắc đến trận pháp nồng đậm tính. Nơi này trận pháp linh khí, phá lệ nồng đậm. Nếu không phải Lam Tử Y bây giờ pháp lực đại tăng, vẫn là rất khó mà ở chỗ này xính giết người. Tại quảng trường phía sau, chính là Nguy Nga Sơn Mạch. Sơn Mạch phía dưới chính là Sơn Động, Sơn Động có ngày yêu cung ba cái hùng hồn chữ lớn. Trung quanh yêu binh cấp tốc tuôn đi qua. Tam đại huyền yêu cũng lập tức vây lại Lam Tử Y. Thiên yêu trong cung, cao thủ như mây. Lần này tới, nắm chắc cho tầng 10 cao thủ, còn có 9 tầng vô số cao thủ. Lam Tử Y đứng tại ở giữa. Tam đại huyền yêu cầm đầu là Kim Điêu Minh Vương Lỗ Ất. Mặt khác hai đại huyền yêu vì một nam một nữ. Nam là thao thiết yêu thú, nữ là khổng tước yêu thú. Cái kia khổng tước yêu thú 10 phần diễm lệ, nhưng nói là diễm áp quần phương nàng chi thiên thơm loại này, nhiều mấy phần khí khái hào hùng, thiếu cái kia rất nhiều vũ nghị. Làm tử y tay vừa nhấc cái kia trần bắc huyền đầu người xuất hiện tại tay. Lão tứ, tam đại huyền yêu thấy thế, không khỏi muốn rách cả mí mắt. Làm tử y cười lạnh một tiếng, nói ra, các người đám này thiên yêu cung nhân cho bổn tọa nghe kỹ, cho các người mặt, nói chuyện hợp tác. Thế nhưng là mặt mũi này các ngươi không có muốn, như vậy hiện tại, bổn tọa đem về tận sức tại diệt các người thiên yêu cung. Thật càn dỡ yêu nữ, kim điêu minh vương lỗ ất giận dữ không thôi, hắn lệ hống một tiếng, cấp tốc xuất thủ. Biển cả vân động, kim điêu minh vương lỗ ất toàn thân quần áo, không gió từ trống. Đồng thời tế ra một món pháp bảo, thương hải thần châu. Cái kia thương hải thần châu vừa ra, lập tức phóng xạ ra vô cùng vân hải quang mang tới. Vân hải trong nháy mắt chấn động toàn bộ không gian, không gian bên trong, vân vụ lao nhanh. Theo sau, lỗ ất ngón tay gảy gảy, chỉ gặp biển cả chi, một đạo huyền quang bao lại lam tử y. Huyền quang bên ngoài, vô cùng vân hải hóa thành năng lượng rót đi vào. Huyền quang bên trong, vô cùng tận pháp tắc còn có khủng bố lực sát thương điên cuồng nhìn sát hướng lam tử y. Lỗ ất tự nhiên biết, lam tử y đã dám một mình đến đây, khẳng định là thân thủ bất phàm. Cho nên vừa ra tay, là tuyệt đối sát chiêu. Lam tử y cười lạnh liên tục, theo sau thi triển ra đại thôn vệ thuật. Ngũ sắc thần quang vừa ra, quang mang chi, đại thôn vệ thuật liên tục biến hóa, liền đem cái kia đạo huyền quang thôn vệ sạch sẽ. Bốn phía vô cùng vân hải cũng cấp tốc hướng ngũ sắc thần quang bên trong bay tới. Lỗ ất thấy thế, không khỏi hoảng sợ. Đồng thời, cái kia thao thiết yêu thú còn có khổng tước yêu thú cũng đồng loạt ra tay. Làm tử y thân thể chuyển một cái, nàng cấp tốc thi triển ra động thiên pháp tắc. Pháp tắc bên trong, không gian trồng lên, thao thiết yêu thú thanh sắc cự trảo chộp tới, lại là đắm chìm đến không gian chi, căn bản đến không lam tử y bên người. Khổng tước yêu thú liền ngay cả phát ra kiếm quang, kiếm quang cũng tại không gian trồng lên chi, khó có thể trùng sát đến lam tử y trước mặt. Sau đó, lam tử y lật bàn tay một cái, cấp tốc đánh ra hơn 30 trường. Mỗi một trường lực lượng đều là 10 tỷ liệt mã bôn đằng chi lực. Đây mới thực là trời long đất nở, mọi người công kích khó có thể đến, nhưng lam tử y công kích lại là trong nháy mắt đến cuồng mãnh trưởng lực cùng quy tắc hội tụ thành thiên tai đồng dạng lực lượng bụi mù cuồn cuộn mặt đất vỡ ra ầm ầm lam tử y nổi giận phía dưới toàn bộ thiên yêu cung đều đang run rẩy lên bất quá lúc này thiên yêu cung đã khởi động tự mình phòng ngự trận pháp lam tử y trưởng lực trực tiếp đem tam đại huyền yêu toàn bộ đánh bay ra ngoài cái kia khổng thức yêu thú trực tiếp chết thảm tại chỗ mà lỗ ất người cũng bị thương nặng còn thao thiết yêu thú cũng là hơi thở mong manh. Lam Tử Y trưởng lực chi, sức mạnh còn sót lại cũng là hung mãnh. Trong nháy mắt treo cổ vô số yêu binh, chỉ có những cái kia tầng 10, cửu trọng thiên cao thủ, lập tức bảo vệ thân thể, miễn cưỡng giữ được tánh mạng. Mà Thiên yêu cung phòng ngự trận pháp khởi động, Lam Tử Y trưởng lực đụng đánh tới, lập tức bị hóa giải thành vô hình. Lam Tử Y cười lạnh một tiếng, nàng cái này vừa ra tay, tuyệt đối tiếu ngạo non sông ngay sau đó nàng liền muốn lấy cậy mạnh đem cái này thiên yêu cung hủy đi tại lúc này nàng linh đài chi đột nhiên cảm ứng được nguy hiểm ý vị lam tử y lập tức biết cho dù không phải thiên yêu thần hoàng đến cái kia cũng cần phải là thiên yêu trong cung tuyệt đỉnh cao thủ tới đất khách tác chiến một người xâm nhập cái này có thể không thích hợp ở lâu ngay sau đó nàng quay người trong nháy mắt rời đi thiên yêu cung sau đó nàng triển khai đại na di thuật rời đi. Đại na di thuật xé phá không gian, nửa cái thời gian nháy mắt tại ở ngoài ngàn dặm. Đại ca, vì cái gì không đuổi theo bắt tiện nhân kia? Thiên yêu trong cung, vô dục thiên đối đại ca không bền lòng sinh cả giận nói. Không bền lòng sinh chính là thiên yêu thần hoàng trường tử, bây giờ thần hoàng không tại, hắn chấn thủ trong cung. Không bền lòng sinh tu vi là hư tiên cảnh đỉnh phong, khoảng cách động tiên cảnh chỉ có kém một bước hắn dừng lại tại hư tiên cảnh đỉnh phong đã có rất dài năm tháng vốn là không bền lòng sinh là thiên yêu trong cung thần hoàng chi dưới đệ nhất người nhưng bây giờ vô dục thiên đến động tiên cảnh kỳ như vậy không bền lòng sinh ở vô dục thiên cái này đệ đệ trước mặt cũng là ảm đạm phai mờ không chỉ là không bền lòng sinh ảm đạm phai mờ như hôm nay yêu cung dưới có ai còn dám cùng vô dục thiên chống lại đâu không ít thiên yêu cung lão người cao thủ lão thần tử đều đã bắt đầu nịnh bợ vô dục thiên. Tất cả mọi người cho rằng, vô dục thiên tướng đến sẽ trở thành tân thiên yêu cung chủ nhân. Vô dục thiên tài 19 tuổi, hắn trẻ tuổi như vậy, có tu vi như thế. Liền là năm đó thiên yêu thần hoàng, cũng không có cái này một phần thiên phú. Rõ ràng, vô dục ngày trước đồ là bừng sáng, là bất khả hạn lượng. Lúc này, không bền lòng sinh đối mặt vô dục thiên chất vấn, hắn cảm nhận được một tiêu uy. Cho tới nay, hắn xem cái này đệ đệ vì họa lớn trong lòng. Cũng ghen ghét hắn thiên phú và tài năng, chính mình chăm cây nhìn đắng nỗ lực, khổ tu, nơm nớp lo sợ mới có thể đổi lấy đồ, vật. Cái này tiểu đệ lại là dễ như trở bàn tay có thể tu luyện thành công. Bây giờ, tại chính mình ngàn phòng vạn đề phòng, hắn vẫn là đem chính mình hung hăng bỏ lại đằng sau. Loại cảm giác này, không bền lòng sinh tâm nhưng nói là ngũ vị tạp trần. Người muốn như thế nào, không bền lòng sinh lạnh lùng đáp lại vô dục thiên nhất câu vô dục trời có chút ngẩn ngơ trải qua thời gian dài đại ca uy nghiêm để hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ bất quá bây giờ đã lúc này không giống ngày xưa hắn bị không bền lòng sinh loại này cường ngạnh thái độ chọc giận tâm bốc lên ra một sợi sát ý tới ta muốn như thế nào đương nhiên là đuổi theo đem tiện nhân kia bắt trở lại chẳng lẽ đại ca ngươi không thấy được nàng đều đối với chúng ta thiên yêu cung làm những gì sao đuổi theo thì sao giết đến tóm đến sao không bền lòng sinh lạnh lùng nói ra vô dục thiên phụ hoàng hạ mệnh lệnh tại hắn không có hồi trước khi đến chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ ngươi một mình giết các nàng phái tới sứ thần đây là làm trái phụ hoàng mệnh lệnh xem ra ngươi bây giờ tu vi tiến nhanh đừng nói là ta người đại ca này ngươi không để vào mắt là phụ hoàng ngươi cũng không để vào mắt ta không có vô dục thiên giật mình cái này cái mũ hắn cũng không dám loạn mang a à. sự kiện này ta sẽ như thực bẩm báo phụ hoàng không bền lòng sinh theo rồi nói ra vô dục thiên không nói tiếng nào hắn mắt lóe qua thâm trầm sát cơ tâm nói thầm không bền lòng sinh ngươi là muốn chết a à. ngươi cho rằng ngươi vẫn là ban đầu cái kia thật cao tại đại ca sao hừ làm tử y thuận lợi trở lại chiêu thiên đại thánh phủ nàng biết cái này nháo trò sự tình triệt để không có bất kỳ cái gì chuyển hoàn chỗ trống. Lam tử y cũng không muốn lại chuyển hoàn, minh nguyệt tiên tôn còn có không tiếc tử chiến dũng khí. Nàng Lam tử y tâm sao lại không có điểm ấy huyết tính. Thiên yêu cung cách làm là triệt để chọc giận Lam tử y. Địch nhân như là đã lượng kiếm, như vậy chính mình bên này không có bất kỳ cái gì tất yếu lại lùi bước. Lam tử y sau đó lại lần nữa chịu thấy mọi người. Mọi người tự nhiên là rớt, Apollo, Minh Nguyệt Tiên Tôn, là quân. Mấy người kia là tuyệt đối hạch tâm lực lượng. Lam Tử Y mở miệng nói mình chuyến này sở tác sở vi. Là quân bọn người nghe được nhiệt huyết sôi trào. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, sớm biết người muốn tới cái này một gốc dạ, liền nên đi chung với ngươi. Lam Tử Y nói ra, nói những thứ này đều không ý nghĩa, ta muốn rất rõ ràng. Tuy nhiên ta không biết thiên yêu thần hoàng đến cùng ỷ vào là cái gì, lại dám như thế cả gan làm loạn nhưng là đã hắn đã lượng kiếm, chúng ta đã không còn gì để nói. Chiến liền đánh đi, ta quyết định chủ động xuất kích, chỉ huy chiêu thiên đại thánh phủ một đám cao thủ, tiến đến xé rách thiên yêu cung. Rất nói ra, tốt, ta không có ý kiến. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, sớm nên như thế. Lam tử y ngược lại là rất để ý là quân cùng linh tuệ hòa thượng ý kiến, là quân, nhanh nhạy, các ngươi cảm thấy thế nào? Linh tuệ hòa thượng liền nói ra, thiên yêu thần hoàng đã dám làm như thế, nhất định là có chỗ ỉ lại. La quân nói ra, ta ngược lại thật ra tán thành, đã đối phương tỏ rõ ý đồ muốn chiến, như vậy chúng ta bất kể thế nào trốn tránh đều là vô dụng. Chẳng bằng lôi đình xuất chiến, cũng có thể thu đến hiệu. Lam tử y nói ra, cái kia tốt, chúng ta lập tức điểm tướng, lập tức xuất phát. Ừm, mọi người hẳn là. Lam tử y để mọi người đi xuống an bài, cũng để cho Minh Nguyệt Tiên Tôn đi điểm tướng đồng thời nàng để La Quân lưu lại, La Quân lưu lại về sau hơi nghi hoặc một chút, coi là Lam Tử Y có chuyện gì muốn bản giao hắn. Lam Tử Y thì là đem cái viên kia dùng Trần Bắc Huyền ngưng luyện ra đan hoàn giao cho La Quân. Đây là La Quân hơi nghi hoặc một chút. Lam Tử Y nói ra, đây là ta giết một đầu côn bằng yêu thú, yêu thú này đã tu luyện tới hư tiên cảnh. Ta đem hắn kinh nghiệm, lực lượng, tinh nguyên toàn bộ ngưng luyện thành cái này một khỏa đan hoàn. Là quần nhãn tình sáng lên, nói ra, cái kia cái này có thể là đồ tốt. Làm tử y nói ra, đồ tốt là đồ tốt, người cũng chớ gấp lấy ăn. Là quần tiếp nhận đan hoàn, nói, vì cái gì? Làm tử y nói ra, người tu vi cách hư tiên cảnh còn kém mấy cái cấp bậc, tùy tiện phục dụng, rất khó lĩnh hội tới diệu dụng. Giống như là một cái cấp thấp học sinh đi học cấp cao đồ, vật một dạng, dạng này có lẽ sẽ để ngươi tiến bộ, nhưng là ngươi chưa hẳn có thể lĩnh ngộ được tất cả tinh diệu bất cứ chuyện gì, đều là dục tốc bất đạt, tích lũy trọng yếu nhất, nấu một nồi canh, nấu đi ra, vốn phải cần bột ngọt đổi đi ra thuần hậu. Cái kia vô dục thiên pháp khí, tu vi trước đó đều không kém minh nguyệt, hơn nữa còn có bốn tôn cường đại mạt pháp chi vương tồn tại. Nhưng hắn y nguyên không phải minh nguyệt đối thủ, người có nghĩ qua, đây là tại sao không? Bởi vì hắn nội tình trung quy là mỏng, là quân như có điều suy nghĩ. Lam tử y nói ra, một mực theo dựa vào ngoại lực tăng lên, Tuy nhiên cảnh giới đi, nhưng là đối địch lên, mặc kệ là khí vận vẫn là vận chuyển pháp lực pháp tác năng lực, đều muốn kém rất nhiều. Ta Minh Bạch, La Quân nói ra. Tại thông hướng mặt đất vô tận thông đạo chi, Thiên yêu thần hoàng cùng Minh vương Hades hợp thành hợp lại cùng nhau. Lần này, Hades còn mang tới một người. Người này gọi là Mây đen đại tiên. Mây đen đại tiên một thân pháp sư màu đen áo choàng, hắn đồng dạng cũng là động tiên cảnh cao thủ. Mây đen đại tiên dáng người khô gầy, lông mày rất dài, ánh mắt âm lãnh mà dày đặc, khiến người ta nhìn một chút, cảm thấy người này cay nghiệt đáng sợ. Hades cùng thiên yêu thần hoàng tụ hợp về sau, liền giới thiệu mây đen đại tiên cho thiên yêu thần hoàng nhận biết. Mây đen đại tiên chính là ta theo phía đông một cái tên là van xin thế giới bên trong mời đến cao thủ, thần hoàng, chúng ta lần này hợp tác, nhưng phải lẫn nhau thân cận hơn một chút. Hades cười ha ha một tiếng, nói ra thiên yêu thần hoàng ngược lại là ba người chi xem ra lớn nhất tiên khí phiêu giật người hắn toàn thân áo trắng nho nhã ôn nhuận đối mặt hades lời nói hắn mỉm cười nói ra đó là tự nhiên hades nói ra đi thôi chúng ta cái này đi mở ra ma quân trói buộc chỉ cần ma quân đi ra liền có thể trốn thoát thần hoàng thân ngươi quy tắc hạn chế cho đến lúc đó trời cao mạc chim bay hải khoát bằng ngươi vọt có lẽ ngày sau chúng ta đều có thể lên tiên giới đây. Thiên yêu thần hoàng mắt lóe qua một vệt ánh sáng, hắn nói ra, người cũng yên tâm, địa ngục chi, tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. Địa ngục người, trừ bổn tọa bên ngoài, còn lại người cũng sẽ không tới mặt đất đi. Các loại giải quyết nơi này sự tình, bổn tỏa cũng sẽ không đợi tại cái này tây phương thế giới bên trong. Hades cười ha ha, nói ra, người ta chính là theo như nhu cầu, thống khoái thống khoái. Mây đen kia đại tiên con người đảo một vòng, nói ra, minh vương, thần hoàng, các người đều là theo như nhu cầu, nhưng cũng đừng quên đáp ứng bản đại tiên chỗ tốt ra. Hades hơi hơi ngẩn ngơ, theo rồi nói ra, mây đen đại tiên, ngươi cứ yên tâm. Ta đáp ứng ngươi, để ngươi hấp thu một trăm tỷ địa ngục bổn nguyên chi khí, tuyệt sẽ không nuốt lời. Vậy thì tốt, ha ha ha, mây đen đại tiên cười to lên. Cái này ba đại tuyệt thế cao thủ, đều có mưu tính liền như vậy mưu đồ cùng một chỗ. Sau đó, bọn họ tại vô tận trong đường hầm cấp tốc phi hành. Chỉ một lúc sau, ba người tới vây khốn hỗn thế ma quân chi chỗ địa phương. Vô tận trong đường hầm, đầu đầu cũng có ma vụ vần quanh, khiến người ta thấy không rõ phía trước vị trí. Nhưng là lúc này, Hades, thiên yêu thần hoàng, mây đen đại tiên ba người triển khai thần niệm bắn phá. Lập tức, bọn họ nhìn đến ở phía dưới chỗ, hỗn thế ma quân thân thể bị giam cầm ở nhất tôn bia đá mặt. Bia đá kia mặt chữ cổ hóa thành lít nha lít nhít xiềng xích, đem hỗn thế ma quân thân thể một mực trói lại. Cái này bia là nhân vật gì? Thế mà có thể đem hỗn thế ma quân dạng này tạo hóa cho vây khốn. Mây đen đại tiên mi đầu hơi hơi nhíu lên. Hades nói ra, này bia chính là ta tổ mẫu theo tiên giới chi lấy được, chính là thông thiên tiệt giáo bia. Thông thiên tiệt giáo bia, mây đen đại tiên không khỏi nói ra, nói đùa cái gì, thông thiên tiệt giáo bia, đây không phải thế giới bao la bên trong, một bản phong thần bên trong viết đồ, vật sao. Người đừng nói cho ta, nguyên thủy thiên tôn, thông thiên giáo chủ, đây đều là tồn tại. Hades mỉm cười, nói ra, xem ra mây đen đại tiên người đối thế giới bao la thần thoại hệ thống vẫn là rất rõ ràng mà. Mây đen đại tiên nói ra, ta tu thân này, đến đại thần thông người, tự nhiên sẽ chu du chư thiên thế giới. Chỉ có giải chư thiên thế giới, mới có thể hiểu đại đạo áo nghĩa hades nói ra xem ra thông thiên tiệt giáo bia thật là những cái kia thần thoại truyền thuyết nhưng vốn là minh vương hades không giống nhau là hy lạp thần thoại truyền thuyết sao ta có thể tồn tại thông thiên tiệt giáo bia lại vì cái gì không thể tồn tại đâu cái này mây đen đại tiên nhất thời á khẩu không trả lời được thiên yêu thần hoàng nói ra phong thần bên trong đồ vật có thể là truyền thuyết nhưng đạo gia tôn tam thanh tứ đế thế nhưng là thật sự mà lại, lão tử chỗ lấy đạo đức kinh, bây giờ còn đang thị trường lưu truyền đây. Những thứ này tổng không phải hư vô mờ mịt a. À. Mây đen đại tiên há hốc mồm, lớn nhất rồi nói ra, tốt a. À. Sau đó, hắn còn nói thêm, cái này Thông Thiên Tiệt Giáo bia có thể đem hỗn thế ma quân trấn áp lại. Hades nói ra, Thông Thiên Tiệt Giáo bia chính là Thông Thiên giáo chủ pháp khí, Thông Thiên giáo chủ là chứng hỗn nguyên thánh nhân. Này Thông Thiên Tiệt Giáo bia cũng coi như phải là phẩm đạo khí. Đương nhiên, chỉ dựa vào Thông Thiên Tiệt Giáo bia cũng là không trấn áp được Hỗn Thế Ma Quân. Nhưng là Hỗn Thế Ma Quân đã sớm bị ta tổ mẫu đánh cho trọng thương. Cái này Thông Thiên Tiệt Giáo bia lại khóa lại Hỗn Thế Ma Quân tinh nguyên, cho nên Hỗn Thế Ma Quân một mực không có cách nào khôi phục tự do. Mây đen đại tiên nói ra, một kiện phẩm đạo khí mà thôi, chúng ta hợp lực, tất nhiên không có vấn đề. Bất quá, lời nói nhưng phải sớm nói tốt, nếu là đem Hỗn Thế Ma Quân cứu ra, cái này thông thiên tiệt giáo bia, ta nhưng là muốn định. Hades cùng thiên yêu thần hoàng nhìn chăm chú liếc một chút. Hades nói ra, cái này không tốt lắm đâu, cho người chỗ tốt ta đã đáp ứng. Cái này bia nói thế nào đều là ba người có phần. Mây đen đại tiên nói ra, cái kia nếu như người nói như vậy, ta quay người đi. Thiên yêu thần hoàng nói ra, vậy thì tốt, chúng ta theo ngươi. Hắc hắc, mây đen đại tiên nói ra, cái này còn tạm được sau đó, ba người liền hướng phía dưới bay đi, chỉ chốc lát về sau, đi vào hỗn thế ma quân trước mặt. Hỗn thế ma quân thân thể to lớn, hắn cao có chừng trăm trượng, chiều rộng mười trượng trở lại, giống như là một cái trống trời như người khổng lồ. Đầu hắn có ba nghìn sợi tóc, mỗi cái sợi tóc đều là vừa thô lại lớn mạnh. Những thứ này sợi tóc không ngừng nhúc nhích, giống như là lít nha lít nhít ổ rắn. Lúc này, hỗn thế ma quân cũng mở to mắt. Hắn nhắm hai mắt thời điểm, giống như là ngủ say hùng sư. Nhưng ánh mắt mở ra nháy mắt, nhưng lại có nhiếp nhân tâm phách quang mang. Cái này một cái chớp mắt, mây đen đại tiên bọn người là bị kinh ngạc, lòng sinh ra bản năng hoảng sợ tới. Giống là nhân loại đối mặt cự long một dạng. Ma quân, Hades lập tức nói ra, chúng ta là đến giải cứu ngươi. Giải cứu bổn tỏa, hỗn thế ma quân nao nao, hắn liếc nhìn ba người này, sau đó gật gật đầu, nói ra, không tệ, các ngươi lực lượng đều cũng không tệ lắm nếu là hợp lực tất nhiên có thể đem cái này bia cấm chế giải khai hades tiếp tục nói có điều chúng ta cũng có một chút sự tình muốn cầu ma quân hỗ trợ hỗn thế ma quân ngược lại không phải người ngu hắn nói ra các ngươi nếu có thể giải cứu bổn tỏa bổn tỏa tự nhiên nên có một ít báo đáp ngươi nói đi hades nói ra hy vọng ma quân xuất thủ giúp chúng ta giết mấy người mặt khác cũng hy vọng ma quân khả năng giúp đỡ thần hoàng phá vỡ thân thể quy tắc hạn chế Hades chỉ chỉ thiên yêu thần hoàng. Hỗn thế ma quân cũng nhìn về phía thiên yêu thần hoàng. Thiên yêu thần hoàng tại hỗn thế ma quân trước mặt, cũng đành phải ngoan ngoãn nói ra, vãn bối bái kiến tiền bối. Hỗn thế ma quân nói ra, tốt, các người địa ngục người, bởi vì chưa bao giờ thấy qua ánh sáng mặt trời, trời sinh trí nhu. Đại địa thiên quân vì ngăn chặn các ngươi đem cái này phía tây khí hậu hỏa phong cải biến, đem các ngươi triệt để ngăn chặn trừ phi các người có người tu vi có thể vượt qua nàng, không phải vậy lời nói, đều đột phá không để cho quy tắc. Cái này cũng không trách người một mực đột phá không, bất quá, bổn tỏa tuy nhiên chưa chắc là đại địa thiên quân đối thủ. Nhưng là muốn cải biến thân ngươi một ít quy tắc hạn chế, cũng không khó. Tạo hóa chi cảnh, có thể cải biến vật thể hình thái, bổn tỏa đáp ứng ngươi. Đa tà tiền bối, thiên yêu thần hoàng đại hỷ. Càng là tu vi lợi hại người, bị đại địa thiên quân quy tắc đã đề ra chế càng lợi hại theo mất khống chế xe hơi một dạng tốc độ càng nhanh một khi theo quy tắc va chạm thương tổn cũng càng lớn cái này thông thiên tiệt giáo bia muốn phá vỡ hạn chế cũng không có dễ dàng như vậy hỗn thế ma quân theo rồi nói ra bổn tọa dạy các ngươi làm thế nào hades nói ra xin tiền bối chỉ rõ hỗn thế ma quân nói ra cái này thông thiên tiệt giáo bia có hỗn nguyên trận pháp thông thiên giáo chủ đến thánh vị bên trong hỗn nguyên chi lực nếu như không đem phá vỡ các người rất nhiều lực lượng công kích đều khó mà dung chuyển thông thiên tiệt giáo bia căn bản hiện tại các người trước đem bọn người pháp tác lực lượng cùng hỗn nguyên trận pháp hòa làm một thể hades người dẫn địa ngục bổn nguyên lực lượng đem hỗn nguyên chi khí ô uế còn lại hai người dẫn quy tắc đi vào chỉ cần phá hư hỗn nguyên chi khí bổn tọa chính mình cũng có thể đột phá cái này thông thiên tiệt giáo bia hạn chế đúng tiền bối ba người đáp ứng sau đó ba người đồng loạt ra tay thiên yêu thần hoàng cùng mây đen đại tiên thôi động vô cùng quy tắc lực lượng dung nhập thông thiên tiệt giáo bia cái kia thông thiên tiệt giáo bia vô số chữ cổ lập tức phát ra ánh sáng màu vàng những chữ này bắt đầu hình thành một đoàn kim quang kim quang cực lóa mắt trong nháy mắt như mặt trời gay gắt đem bốn phía chiếu sáng cũng đem ma vụ xua tan kim quang chi hỗn nguyên đại trận khởi động thiên yêu thần hoàng cùng mây đen đại tiên quy tắc lực lượng như thiên ti vạn lũ bay phất phơ, nhu hòa hòa tan vào. Chỉ là một khi tiếp xúc đến hỗn nguyên đại trận, lập tức bị dung hóa thành cho tàn. Hades lập tức thôi động thâm nguyên ma bào, mở ra thâm nguyên vương tọa. Vô cùng màu đen địa ngục bổn nguyên lực lượng bắt đầu hướng cái này hỗn nguyên đại trận bên trong rót đi vào. Màu đen địa ngục bổn nguyên chi khí một khi tiến vào hỗn nguyên đại trận bên trong, cũng lập tức bị hóa thành cho tàn. Nhưng là, địa ngục bổn nguyên lực lượng lại là vô cùng vô tận cuồng mãnh tràn vào lập tức lấy quy tắc lực lượng cùng đi vào chỉ muốn các ngươi quy tắc hòa tan vào hỗn nguyên trận pháp không hề thuần túy như thế mới là phá trận chi đạo hỗn thế ma quân thấy thế điên cuồng hét lên thiên yêu thần hoàng cùng mây đen đại tiên lập tức thôi động quy tắc lực lượng hướng bên trong cuồng mãnh rót đi vào thiên ti vạn lũ bay phất phơ vô cùng tận tràn vào mắt thấy tôn này thông thiên tiệt giáo bia dần dần muốn bị phá mất, hỗn thế ma quân cũng muốn khôi phục toàn bộ thực lực. Tại lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng theo ma sương mù chỗ sâu truyền đến. Hades, người thật lớn mật, đây là một nữ nhân thanh âm. Tổ mẫu, Hades trong nháy mắt bị dọa đến hồn phi phách tán, hắn tại hư không chi chân mềm nhũn, lập tức quỷ đi xuống. Đồng thời, Hades cũng thu thâm nguyên ma bảo cái kia địa ngục bổn nguyên chi khí cũng đình chỉ rót vào hỗn nguyên đại trận lập tức lại lần nữa cường đại lên thiên yêu thần hoàng cùng mây đen đại tiên thấy thế hai người lại là không nói một lời đột nhiên quay người chạy như bay trong một chớp mắt liền biến mất ở ma vụ chi đại địa chi mẫu gai a huy danh đó cũng không phải là hai người này có đảm lượng đến va chạm tổ mẫu tôn nhi hồ đồ cầu tổ mẫu bỏ qua cho tôn nhi hades liên tiếp cầu xin tha thứ gai a vẫn chưa xuất hiện chỉ là lạnh hư một tiếng Nói ra, Hades, nếu không phải ngươi can đảm dám đối với giao tôn này thông thiên tiệt giáo bia, ta còn không biết ngươi cũng làm những thứ gì chuyện hồ đồ. Ngươi cho rằng, ngươi đem cái này mà quân cứu ra, hắn hội cảm tạ ngươi a? À. Hắn như thoát khốn, chuyện thứ nhất là đem bọn ngươi ba người này ăn, đền bù hắn tổn thất nguyên khí. Ha ha ha, hỗn thế Ma Quân cười như điên, gai Gaia, à, ngươi cũng không cần ở chỗ này giả vờ giả vịt. Năm đó ngươi tuy nhiên trấn áp lại bổn tỏa có thể ngươi cũng thương tổn không nhẹ, bổn tọa nếu là không có đoán sai, ngươi bây giờ hẳn là còn ở hỗn nguyên núi tĩnh dưỡng đi. Ngươi khoảng cách nơi đây có trăm ngàn không gian, khoảng cách nghìn vạn dặm. Ngươi muốn chạy tới, có thể phải cần một chút thời gian. Cũng là mấy cái này xuẩn tài bị ngươi giật mình, mất hồn mất vía tử. Gai A lạnh lùng nói ra, mà quân, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ chính ngươi đi. Bây giờ tiên giới chi môn đã mở ra, chỉ cần thông đạo lại lần nữa liên kết lên, ta có thể thuận lợi trở lại tiên giới, đồng thời chữa trị thương thế. Mà ngươi, chờ đợi ngươi sẽ là tử vong. Hỗn thế ma quân không khỏi lệ hống, gai A tiến nhân, ngươi đừng để ta thoát khốn, không phải vậy bổn tỏa sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Bại tướng dưới tay, cũng dám cản rỡ, gai A hừ lạnh, đồng thời, nàng cũng không tiếp tục để ý hỗn thế ma quân, mà chính là đưa tay chụp một cái. Hư không chi, một đạo trắng như tuyết như mỡ dây cự thủ nhô ra đến trực tiếp đem Hades bắt lấy. Hades không dám chút nào phản kháng, sau đó bị bắt cách rời đi tại chỗ. tại vô tận thông đạo hư không chi, cái này tuyết trắng cự thủ buông xuống Hades. Hades quỳ xuống nói ra tổ mẫu. cái kia cự thủ lắc mình biến hóa, hóa thành Gaia bộ dáng. cái này tự nhiên không phải Gaia bản thể, mà chính là Gaia thông qua cường đại pháp lực để cái này pháp lực xuyên thẳng qua trăm ngàn hư không, sau đó đến nơi đây. Cũng nhưng nói là hư không nguyên thần. Gai A một đầu tóc vàng, nàng dung nhan mỹ lệ tuyệt thế, khí chất yêu nhã mà xuất chúng. Nàng con người xanh thẳm, một thân kim sắc váy dài càng làm cho nàng có loại mẫu nghi thiên hạ ung dung tôn quý thái độ. Hades mặt đối trước mắt tổ mẫu, hắn hèn mọn cẩn thận tới cực điểm. Hades, người cũng làm những gì, nói cho tổ mẫu nghe một chút. Gaia từ tốn nói, nàng trong thanh âm nghe không ra bất kỳ buồn vui, cũng không có tiết lộ ra bất kỳ tâm tình gì tới. Hades đối mặt Gaia, nhưng cũng không dám có bất kỳ dấu giếm nào. Hắn nói ra, Tôn Nhi hồ đồ, Tôn Nhi. Hắn ngay sau đó đem hắn chuẩn bị sát hại rớt chờ một chút, hết thảy đều nói với Gaia đi ra. Gaia nghe xong, sắc mặt y nguyên bình tĩnh không. Hades sau khi nói xong, sắc mặt trắng bệch, hắn thân thể run nhẹ nhẹ. Hết thảy, hắn đều chỉ có thể chờ đợi lấy tổ mẫu phán quyết Audio điện tử võ tấn bền Hades, người để cho ta rất thất vọng Gaia sau một hồi khá lâu, chậm rãi nói ra Hades nói ra, tổ mẫu, tôn nhi biết sai Thế nhưng là, tôn nhi lại chỗ đó rất kém Vì cái gì tôn nhi không thể làm chúng thần chi vương Làm chúng thần chi vương, lại như thế nào Gaia nói ra, Hades, người ánh mắt là cực hạn ở phía này một đất sao. Ngươi làm chúng thần chi vương, nếu như hỗn thế ma quân thoát khốn, ngươi là ngồi tại Olympia bên trong, hắn không cách nào dung chuyển ngươi sao. Các ngươi là ta gai a con cháu, các ngươi mục tiêu, không phải là này nhân gian quyền thế. Còn có, ngươi cầm giữ có quyền thế cũng đã đủ nhiều. Chỉ cần ngươi có thực lực tuyệt đối, ngươi còn không có sợ quyền thế sao. Nếu như ngươi có thể, tương lai ngươi có thể chế tạo ngươi thế giới của mình, dùng ngươi động thiên, phúc phận thế giới. Giống người tổ mẫu ta cũng như thế, phúc phận cái này Tây Phương thế giới một dạng. Tôn Nhi ngu muội, Hades thân thể dung mạnh, cái này một cái trước mắt, hắn rốt cục đại thông đại ngộ. Người thực là hồ đồ, tổ mẫu ta nhất định phải thưởng phạt rõ ràng. Như vậy đi, ta phạt ngươi làm ba năm chó, hy vọng trong ba năm này, ngươi có thể có chỗ tỉnh ngộ, đối ngươi cảnh giới cũng có thể có chỗ trợ giúp. Gai A à, sau khi nói xong, ngón tay gảy gảy, đón lấy, một sợi ánh sáng bao trùm Hades. Hades cảm nhận được cái này đoàn ánh sáng choáng tại hướng trong thân thể của hắn đè ép tới. Hades biết, nếu như chính mình chống cự, hoàn toàn có thể đem xua tan. Dù sao, Gaia mặc dù là tạo hóa cảnh cao thủ, tuy nhiên thần thông vô địch. Nhưng trước đây đến bất quá là nhất tôn hư không nguyên thần mà thôi. Hắn đường đường động tiên cảnh cao thủ, không có khả năng liền như thế nhất tôn hư không nguyên thần đều ngăn cản không nổi nhưng là Hades không dám ngăn cản tổ mẫu uy nghiêm đó là một tòa vĩnh viễn không thể leo lên đại sơn đoàn kia ánh sáng tiến vào Hades thân thể về sau Hades lập tức cảm giác được ánh sáng có vô cùng tạo hóa chi lực cỗ này tạo hóa chi lực cấp tốc co vào cải tạo Hades thân thể Hades trơ mắt nhìn lấy chính mình cốt cách đang thay đổi pháp lực tại co vào còn có dây thanh ngũ tạng lục phủ đều tại nhanh chóng cải biến hắn thân thể bắt đầu mọc ra rất nhiều lông tóc tới chỉ một lúc sau, hắn biến thành một đầu màu đen chó săn. Hades muốn muốn nói chuyện, nhưng vừa mở miệng, lại là uông 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 kêu đi ra. Loại biến hóa này, không chỉ là thân thể biến hóa. Là sống ý đặc tính cũng bị thay đổi đến, nếu như Gaia muốn đem Hades biến thành một đầu cự long, như vậy Hades cũng sẽ có được cự long lực lượng. Nhưng cho tới bây giờ, Hades là một con chó. Sau đó, Gaia một chảo Hades, nói ra, đi với ta tiếp rất cùng Apollo. Hades tự nhiên không thể có bất luận cái gì phản kháng. Làm tử y một đoàn người chính đang tấn công thiên yêu cung. Các cao thủ tề tụ thiên yêu cung hư không, còn chưa đi vào tấn công, lúc này vô dục thiên cùng dưới cờ cao thủ hết thảy đi ra nghênh chiến. Vô dục thiên, không bền lòng sinh, còn có dư hoàng tử, những hoàng tử này, toàn bộ đều là cửu trọng thiên, tầng 10 tu vi, lại là không còn hư tiên cảnh. Mà cái kia tứ đại huyền yêu, chết, thương tổn thương tổn, căn bản không có sức tái chiến hùng bá địa ngục thiên yêu cung mạnh mẽ tuyệt đối cả đời nhưng là giờ này khác này không có thiên yêu thần hoàng trèo trống căn bản là không chịu nổi một kích tiện tì các ngươi chả dám tới vô dục thiên ngăn ở phía trước nhất tức giận hô minh nguyệt tiên tôn ánh mắt phát lạnh nói ra vô dục thiên xem ra lần ngươi còn không có hấp thu đến giáo huấn cho nên giờ phút này ngươi còn dám tại cô nãi nãi trước mặt ta như chó giống như sủa inh ỏi Người công lực cũng có tiến bộ, tới đi, để ta xem một chút, người có phải hay không có bản lĩnh cùng cô nãi nãi ta khiêu chiến. Vô dục thiên tâm phát lạnh, hắn vốn cho rằng là có thể dương mi thổ khí. Không nghĩ tới hai cái này tiện tì, thế mà cũng là tu vi tăng nhiều. Phụ hoàng còn chưa trở về, chúng ta căn bản không phải đối thủ, làm sao bây giờ? Vô dục thiên nhịn không được hướng sau lưng không bền lòng sinh truyền âm nhập mật. Không bền lòng sinh cũng là tức giận, nói ra, ngươi còn dám nói, nếu không phải ngươi trước giết các nàng sứ thần, các nàng làm sao đến mức nhanh như vậy đến đây tiến công. Vô dục trời cũng buồn bực, nói ra, lúc này, đùn đẩy trách nhiệm hữu dụng không. Thiên yêu thần hoàng còn chưa trở về, thừa dịp hắn còn chưa có trở lại, chúng ta đem bọn hắn trước toàn bộ giết. Làm tử y sát khí đằng đằng nói ra. Tốt, Minh Nguyệt Tiên tôn cười ha ha. Sau đó, nàng một ngựa đi đầu, nghênh vô dục thiên. Vô dục thiên nhãn lóe qua hàn quang, nói, tiện tì muốn chết. Hai người này cấp tốc thân thể lấp lóe đi thẳng đến bầu trời chi. Lam tử y thì nghinh không bền lòng sinh, không bền lòng sinh tuy nhiên còn chưa tới đạt động tiên chi cảnh, nhưng hắn thân là thiên yêu thần hoàng trường tử, nhưng cũng là có có chút tài năng. Đại chiến phát động, Lam tử y liền vận chuyển động thiên pháp tắc đem không bền lòng sinh bao phủ lại, không bền lòng người mới vào nghề cấp tốc tế ra pháp bảo, tam sinh thạch cái này tam sinh thạch chính là một kiện phẩm đạo khí thiên yêu cung hết thảy ba kiện đạo khí thiên yêu thần hoàng tay có một kiện vì luyện yêu hồ còn lại hai kiện chính là tam sinh thạch cùng mạt pháp phương tỏa không bền lòng người mới vào nghề bày biện ra tam sinh thạch đến cái này tam sinh thạch nhìn như như trứng gà hình dáng tinh thạch chỉ lớn chừng quả đấm nhan sắc có tầng ba làm lam tử y động thiên pháp tác bao phủ xuống về sau tam sinh thạch tại không bền lòng sinh ra pháp lực thôi vận dưới cấp tốc bộc phát ra trăm ngàn ánh sáng tới. Những thứ này nồng đậm ánh sáng chi, tản mát ra vô cùng luân hồi lực lượng tới. Tất cả lực lượng công giết tới, đều phải đi qua trăm ngàn luân hồi, sau cùng bị triệt để luyện hóa. Làm tử y động thiên pháp tác thế mà cũng vô pháp thuận lợi xuyên thấu cái này tam sinh thạch luân hồi chi lực. Ừm, làm tử y nhướng mày, sát cơ đại khí, nàng đột nhiên đem động thiên pháp tác vừa thu lại, sau đó cả người nhảy vào đến cái này trăm ngàn luân hồi chi ngươi oa nhi này tam sinh thạch dạng này pháp bảo tại tay ngươi lại là lãng phí ngươi nếu là có thể đem luân hồi chi lực triệt để phát huy ra hôm nay ta còn thực sự không làm gì được ngươi đáng tiếc ngươi chỉ có thể phát huy ra tầng ba luân hồi lực lượng vậy ngươi chịu chết đi lam tử y sát khí đằng đằng nói ra lam tử y trùng sát tiến luân hồi chi nàng tại cái này luân hồi chi nhìn thấy mình vô số kiếp trước kiếp này tựa hồ là cần trải qua vô cùng năm tháng bị nhiều đời trí nhớ cọ rửa. Dạng này luân hồi, người bình thường đi vào, lập tức bị rửa sạch tất cả trí nhớ, trở thành một sợi du hồn. Mà cho dù là Lam Tử Y dạng này đại thần thông giả, cũng tùy thời có bị cuốn vào luân hồi nguy hiểm. Nói cho cùng, người cùng động vật khác nhau ở chỗ não vực tạo thành. Người hết thảy thần thông, đều là bắt nguồn từ trí nhớ, não vực, tinh thần lực. Vân vân. Mà trí nhớ một khi rối loạn, cái này sẽ là chí mạng. Cũng may lúc, không bền lòng sinh cuối cùng không thể đem tam sinh thạch lực lượng toàn bộ phát huy ra. Mà lại, làm tử y tu vi tại không bền lòng sinh chi, mà càng nguy hiểm hơn lúc, làm tử y là phá giải thai chi mê tuyệt đỉnh tồn tại. Cho nên, làm tử y cho dù ở cái này trùng điệp luân hồi chi, cũng giống vậy đạo tâm kiên định, cấp tốc phá giải trăm ngàn luân hồi, hướng không bền lòng sinh đánh giết tới. Không bền lòng sinh mắt thấy tam sinh thạch pháp bảo, thế mà không ngăn cản nổi lam tử y hắn không khỏi quá sợ hãi, đồng thời, hắn cấp tốc lại lần nữa thôi động pháp lực, cực lực phát huy tam sinh thạch lực lượng. Mà lúc này, rất bọn họ cũng đối thiên yêu cung bên này triển khai tàn khốc đồ sát. Thiên yêu thần hoàng hai mươi cái con gái, thoáng qua ở giữa bị giết mười mấy. Còn lại, cũng nhao nhao đào tẩu, những cao thủ này, tuy nhiên tu vi không tệ, nhưng đối mặt rất cùng Apollo cường giả như vậy, còn có chiêu thiên đại thánh phủ những cao thủ này, bọn họ căn bản ngăn cản không chiêu thiên đại thánh nếu là một người đến đây, tự nhiên không đủ xưng hùng. Nhưng lúc này tình huống nhưng lại là, ba vị động tiên cảnh cao thủ, cùng một tên hư tiên cảnh cao thủ đồng thời xuất động. Càng nguy hiểm hơn lúc, ngày đó yêu thần hoàng còn không tại. Tại dưới tình huống như vậy, thiên yêu cung thảm bại thật sự là quá đương nhiên. Tại lúc này, gai A thanh âm truyền đến rớt cùng Apollo trong lỗ tai. Rớt, Apollo, đi. Tổ mẫu, thái nãi nãi rất cùng Apollo nhất thời thất sắc, cơ hồ là không có chút gì do dự. rất cùng Apollo lập tức nhìn chăm chú liếc một chút, tiếp lấy rời đi chiến trường. Gaia xuất hiện, bọn họ tự nhiên là đại hỷ, mà lại cũng không dám có bất kỳ chống lại cùng trần chờ. chiến trường chém giết vẫn còn tiếp tục, chỉ là rất cùng Apollo như thế rời đi. hư không sâu xa chi, rất cùng Apollo đều quỳ gối Gaia trước mặt. Hades thì đứng tại Gaia bên người. Rất cùng Apollo liếc một chút nhận ra Gaia bên người chó săn chính là Hades. Tổ mẫu, cái này, Hades, rất trái tim run lên, hắn lúc này tâm tình phức tạp tới cực điểm. Gaia nói ra, Hades cấu kết bên ngoài tặc, hãm hại các ngươi. Suýt nữa ủ thành sai lầm lớn, đây là tổ mẫu ta đối với hắn một điểm trừng phạt. Tổ mẫu anh minh, rất lập tức nói ra. Gaia nói ra, rất, sự tình tiền căn hậu quả, ta đã hiểu rõ ràng. Chỉnh chuyện chi, ngươi mặc dù không có quá lỗi lớn sai, nhưng là, người gần đây sở tác sở vi, cũng thật là hoang đường một chút. Xem ở ngươi đã chịu đến giáo huấn phần, tổ mẫu không hề trừng phạt ngươi. Đa tà tổ mẫu, rất nói ra. Đi thôi, gai A theo rồi nói ra. Tổ mẫu, cái kia phía dưới tình hình chiến đấu còn đang kéo dài, tôn nhi muốn. rất bỗng nhiên nói ra. Gai A nói ra, ngươi những đồng bạn kia đúng không? không cần phải để ý đến bọn họ nếu không phải xem ở các nàng còn không có số thấu phần bằng các nàng dám đối người mưu đồ bí mật đồng thời hủy hoại tạo hóa vương quan hai chuyện này tổ mẫu nên làm cho các nàng rơi vào a Tị địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh hiện tại mặc các nàng tự sanh tự diệt đi rất nói ra tổ mẫu còn có một chuyện phía dưới gọi là la quân tiểu tử thân thể nghe nói có một loại thụ này thụ gọi là ngũ cốc xá tắc thần thụ ngũ cốc xá tắc thần thụ Gaia thân thể chấn động mạnh một cái tin tức này hiển nhiên cũng để cho nàng chấn kinh rất nói ra không sai gai a nói ra người chắc chắn chứ rất nói ra hắn thân pháp lực yếu kém nhưng lại có thể thôn vệ tôn nhi cùng hades lực lượng mà lại hôm đó hỗn thế ma quân cũng hắn nói nếu như không phải là bởi vì ngũ cốc xã tắc thần thụ bằng hắn không quan trọng tu vi không có khả năng có bản lãnh như thế cho nên tôn nhi xác định Gai A trầm giọng nói ra, vấn đề này không thể coi thường, tốt, ta biết. Hiện tại, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Đúng, tổ mẫu, rất lập tức nói ra. Cứ việc chiến trường chi, rất cùng Apollo đột nhiên rời đi. Nhưng thiên yêu cung bên này vẫn là binh bại như núi đổ. Lam tử y trực tiếp đột phá không bền lòng sinh tam sinh thái kết giới, đến không bền lòng sinh trước mặt. Chết, Lam tử y lệ quát một tiếng, đồng thời trực tiếp thi triển ra không chết thần mang hai đạo sắc bén thần mang chém giết tới, không bền lòng sinh hoảng sợ thất sắc, hắn lập tức lấy một miệng huyền thiên thuẫn ngăn cản. Thế nhưng huyền thiên thuẫn trực tiếp bị lam tử y thần mang phá vỡ. Không bền lòng người mới vào nghề đoạn cũng rất nhiều, tiếp lấy ném ra tử sa độc châm. Một đoàn độc châm quang mang lấp lóe mà ra, lam tử y nhìn cũng không nhìn, liền đem ngũ sắc thần quang tế ra. Ngũ sắc thần quang quét một cái, liền đem tử sa độc châm toàn bộ quét ra. Oanh, một giây sau, Lam tử y thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên chi lực không chết thần mang chém giết tại không bền lòng ruột. Cái này một cái chớp mắt, không bền lòng sinh trực tiếp bị đốt đốt thành cho bụi. Mặc cho không bền lòng thịt tươi thân thể cường hãn, tu vi vô song. Nhưng cũng ngăn cản không cái này động tiên cảnh kỳ cao thủ bản nguyên chi lực. Lam tử y cũng là chú ý tới rất cùng Apollo rời đi. Nàng biết tình huống sắp có biến, tuyệt đối không thể dây dưa dài dòng. Nếu là thiên yêu thần hoàng thứ nhất, tất cả tình thế đều muốn nghịch chuyển. Lúc này La Quân ngược lại không có phát huy ra tác dụng quá lớn đến, hắn pháp bảo toàn bộ không tại. Nếu như phải nhanh giết địch, muốn vận chuyển tiểu túc mệnh thuật. Giờ này khắc này, thật không có muốn hắn ra sân thiêu đốt sinh mệnh cấp độ. Quý giá này thọ mệnh, vẫn là có thể bớt thì bớt. Cũng là tại lúc này, hư không chi truyền đến thiên yêu thần hoàng tiếng giống giận dữ. Xuất sinh, các người đám này xuất sinh, thế mà giết bản hoàng nhiều như vậy hài nhi. Bản hoàng muốn toàn bộ các ngươi đều chết. Ngập trời tức giận bạo phát đi ra, cả mảnh trời hư không chi, đều bị thiên yêu thần hoàng tức giận tràn ngập. Sau đó, chứa một mảng lớn động thiên đem la quân bọn người toàn bộ bao phủ. Phương viên hơn 10 dặm, đều là thần hoàng động thiên. Động thiên pháp tác chi, đủ mọi màu sắc quang mang tràn ngập, không gian pháp tác, thời gian pháp tắc vận chuyển. La quân lập tức xa vào đến mê chướng chi, Mê trứng bên trong, đâu đâu cũng có không gian bẫy dập, không gian lốc xoáy, không gian lốc xoáy lại ẩn chứa thời gian lốc xoáy. Cái này một mảnh động thiên chi, chính là chi vũ trụ hắc động lốc xoáy, thời không lốc xoáy đều muốn không thua bao nhiêu. La quân lập tức xa vào đến một vùng không gian lốc xoáy bên trong. Tại không gian này lốc xoáy bên trong, La quân không nhìn thấy trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, cũng không cảm giác được thời gian lưu truyền. Không trung cảnh cao thủ là bá đạo như vậy động thiên vừa ra hắn trong thế giới hắn là tạo hóa không được ta không thể hãm ở bên trong chỉ sợ lam tử y cùng minh nguyệt tiên tôn cũng khó có thể ngăn cản nếu là các nàng ra chuyện chúng ta triệt để xong la quân trong lòng lo lắng lúc này không lo được thực lực hắn cấp tốc thi triển ra tiểu túc mệnh thuật lam tử y cũng hãm sâu tại động thiên chi cứ việc nàng biết rõ những thứ này không gian pháp tắc huyền bí nhưng là những thứ này không gian pháp tác bên trong lẫn vào thời gian pháp tắc cái này khiến lam tử y cũng có chút khó có thể siêu thoát đi ra nàng chỉ có thể vận chuyển pháp lực không để cho mình rơi vào đến lúc đó hư không chỗ sâu thiên yêu thần hoàng tự mình đối phó lam tử y mây đen kia đại tiên thì cùng vô dục thiên cùng đi ứng phó minh nguyệt tiên tôn minh nguyệt tiên tôn lập tức cảm nhận được áp lực thật lớn vốn là minh nguyệt tiên tôn đã đem vô dục thiên ngăn chặn nhưng lúc này Mười đen đại tiên vừa ra tay, minh nguyệt tiên tôn tình huống đáng lo. Huống chi, nàng còn bị thiên yêu thần hoàng động thiên pháp tác chỗ công kích. Vô dục thiên nhất tay truy nguyên thần kiếm, một tay mặt pháp phương tọa. Mặt pháp phương tọa bốn đầu mặt pháp chi vương, không ngừng đánh giết gian lận trăm quyền tới. Vô dục thiên y dựa vào mặt pháp phương tỏa cùng đại pháp lực, mỗi một quyền đều có thể đánh ra sáu tỷ liệt mã bôn đằng chi lực tới. Tuy nhiên vô dục thiên có 10 tỷ liệt mã bôn đằng chi lực nhưng nếu là đem hết toàn lực, như vậy nguyên khí tiêu hao đến sẽ rất là khủng bố. Đồng thời, truy nguyên thần kiếm cũng huyễn hóa ra thập đạo kiếm quang, kiếm quang chi, phù lục ngàn vạn, chém xuống một kiếm, có to lớn uy áp cùng pháp tắc chi lực. Tuy nhiên vô dục thiên rất phách lối khủng bố, nhưng là minh nguyệt tiên tôn giống như đến áo cả sa tại, nàng dựa vào vong xuyên hà chi thủy, tạo thành thiên long bồ tát, vẫn là thành thạo tiếp lấy vô dục thiên công sát. Đồng thời, Minh Nguyệt Tiên Tôn lúc mà đánh trả nhất trưởng, nhất trưởng chi lực để vô dục vô cùng lớn vì đau đầu. Lúc này, mây đen đại tiên, mây đen đại tiên động thiên pháp tác hàng lâm xuống, lập tức cùng vô dục thiên nhất lên toàn lực no bạo Minh Nguyệt Tiên Tôn động thiên pháp tắc. Minh Nguyệt Tiên Tôn liên tiếp chân áp, nhưng y nguyên không địch lại. Mây đen đại tiên pháp bảo gọi là phong lôi cắt bỏ, chính là một kiện hạ phẩm đạo khí. Phong lôi cắt bỏ ra, phong lôi nhấp nhô, mỗi một biến dạng lượng chi thiên lôi còn kinh khủng hơn. Mây đen đại tiên phong lôi cắt bỏ, thế công cực sắc bén. Minh Nguyệt tiên tôn đối mặt cái này hai đại cao thủ công kích, nàng pháp lực kịch liệt sói mòn, mắt thấy muốn ngăn cản không nổi. Đại công chúa, ngay vào lúc này, có hồ tộc người bắt đầu gieo hò. Sau đó, Minh Nguyệt tiên tôn cảm thụ một cỗ mạc đại pháp lực rót vào tiến đến, vì nàng ngăn cản đại bộ phận công kích. Minh Nguyệt Tiên tôn lập tức cảm thấy áp lực lần giảm. Cái kia Hồ Tộc Đại Công Chúa bế quan đã lâu, giờ phút này rốt cuộc xuất quan. Hồ Tộc Đại Công Chúa dừng lại tại hư tiên cảnh đã ngàn năm lâu, bây giờ xuất quan, rốt cuộc đột phá hư tiên cảnh đến động tiên cảnh sơ kỳ. Đại Công Chúa gọi là Vân Hương, Vân Hương Công Chúa một tay chèo chống Hồ Tộc, cùng Chiêu Thiên Đại Thánh Kim bàn nhược hợp tác để Hồ Tộc tại mảnh này loạn thế chi được an bình. Cái này Vân Hương công chúa chính là có đại trí tuệ người. Vân Hương công chúa sau khi xuất quan, liền từ thủ hạ miệng biết được bên này tình huống. Vân Hương công chúa nhìn trời yêu cung vẫn là có chỗ giải, biết lần này như là đã mở ra Pandora hộp ma, một khi hồ tộc bị thua. Như vậy lấy Thiên yêu cung tàn bạo, hồ tộc xuống chàng là có thể nghĩ. Cho nên, Vân Hương công chúa lập tức chạy đến tới. Nàng đến một lần nhìn thấy Minh Nguyệt tiên tôn nguy cơ sớm tối. Sau đó lập tức xuất thủ. Như có như không quấn thiên mang, Vân Hương công chúa hạ phẩm đạo khí như có như không quấn thiên mang trong nháy mắt bay ra, trong lúc nhất thời, đầy trời đều là như có như không màu trắng sợi tơ. Những thứ này sợi tơ thỉnh thoảng nhu nhược bay phất phơ, thỉnh thoảng cứng như kim cương. Như có như không quấn thiên mang cấp tốc ngăn cản được tứ đại mạt pháp chi vương, còn có truy nguyên thần kiếm công kích. Song phương chém giết kịch liệt vô cùng. Minh Nguyệt tiên tôn đến cơ hội thở dốc cấp tốc nuốt hai cái hỗn nguyên quả. Nàng lực lượng thoáng qua ở giữa, khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Chết, Minh Nguyệt Tiên Tôn hai mắt tuôn ra hào quang màu đỏ như máu. Thỏa thích nước sông dâng trào như thiên hà, thiên hà quay chung quanh thiên long Bồ Tát. Thiên long Bồ Tát làm tiếp biến hóa, hóa ra thập tôn thiên long Bồ Tát. Thập tôn thiên long Bồ Tát cùng nhau thi triển thiên long thanh âm, sau đó trong nháy mắt, âm ba kịch liệt chấn động, đồng thời hình thành âm bạo lực lượng âm bạo dẫn dắt, tại không gian chi liên tiếp chấn động, đem vô số động thiên pháp tác chỗ bị phá vỡ. Ừm, tại đây là, thiên yêu thần hoàng hình như có cảm ứng, hắn động thiên pháp tác lại lần nữa biến hóa, cấp tốc đem minh nguyệt tiên tôn thiên long thanh âm thôn vệ đến lúc đó hư không chỗ sâu. Ừm, minh nguyệt tiên tôn lập tức cũng cảm nhận được thiên yêu thần hoàng áp chế. Thiên yêu thần hoàng đang toàn lực áp chế làm tử y, nhưng cùng lúc, hắn động thiên pháp tắc cũng đem người khác toàn bộ ngăn chặn. Còn lại cao thủ, mặc kệ là cửu trọng thiên, vẫn là tầng 10, toàn bộ đều xa vào đến mê chướng chi. Đồng thời, thiên yêu thần hoàng thi triển ra đại phong ấn thuật. Cái kia mê chướng, đại phong ấn thuật xuất hiện, cấp tốc đem những cao thủ này phong ấn, luyện hóa. Bao quát thiên hương, cũng bị phong ấn ở. Vô cùng phong ấn lực lượng lan tràn đi ra, làm tử y, minh nguyệt tiên tôn, vân hương công chúa các nàng toàn bộ đều muốn vận lực ngăn cản loại này phong ấn chi lực. Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Vân Hương công chúa Liên Thủ, miễn cưỡng ngăn cản được Mây Đen Đại Tiên cùng Vô Dục Thiên Công Sát. Nhưng hai người vẫn ở vào tuyệt đối hạ phong, đơn giản là Thiên Yêu Thần Hoàng động thiên pháp tác quá mức lợi hại. Lam Tử Y thì là một người chính diện đối mặt Thiên Yêu Thần Hoàng, nàng đã hóa ra bất tử thần hoàng bản thể, dục hỏa phượng hoàng đứng ngạo nghễ hư không chi. Nàng sinh mệnh bản nguyên vô cùng thiêu đốt, thấy rõ thuật pháp triển khai, cái này mới miễn cưỡng ngăn cản được Thiên Yêu Thần Hoàng công sát nhưng là, Lam Tử Y vẫn là ngăn cản không nổi. Lại không lâu nữa, chờ đợi nàng chỉ có vẫn là con đường này có thể đi. Không trung cảnh cao thủ, xác thực không phải động tiên cảnh cao thủ có khả năng ngăn cản. La Quân liền muốn chạy đến tiếp viện Lam Tử Y, lúc này, hắn cũng bị cái kia cỗ vô cùng tận phòng ấn chi lực phong ấn chặt. Mù xương khí tức đem hắn bao bọc vây quanh. Cái này mù xương khí tức, cẩn thận cảm thụ liền có thể cảm nhận được cái này đoàn khí tức chính là thiên ti vạn lũ sợi tơ, những sợi tơ này, mỗi một đạo đều có một loại phong ấn pháp tắc. Thiên ti vạn lũ sợi tơ dung nhập vào La Quân trong thân thể. Cuồn cuộn pháp tắc lực lượng đem La Quân chống cự pháp lực toàn tuyến công phá, La Quân cảm giác mình pháp lực cùng cái này phong ấn lực lượng tướng, liền cảm giác chính mình bất quá là tiểu khê, đối phương là vũ trụ minh mông một dạng. Căn vốn không thể ngăn cản. Những cái kia phong ấn lực lượng tiến vào thân thể cấp tốc muốn đem la quân huyết nhục cùng pháp lực còn có não vực toàn bộ phong ấn chặt la quân lập tức thôi động tiểu túc mệnh thuật số mệnh phù lục khởi động thọ mệnh bắt đầu thiêu đốt tối tam chi số mệnh lực lượng cấp tốc đem phong ấn lực lượng thôn phệ tan rã chỉ một lúc sau la quân thiêu đốt ngàn năm thọ mệnh liền đem phong ấn lực lượng toàn bộ tan rã ừm thiên yêu thần hoàng lập tức cảm nhận được la quân bên này dị thường một cái nho nhỏ con kiến hôi thế mà ngăn cản được bản hoàng phong ấn làm sao có thể thiên yêu thần hoàng cấp tốc phân ra lực lượng đến chấn áp la quân sau đó càng càng minh mông vô cùng lực lượng hướng la quân bên này chấn áp tới cuồn cuộn nếu như tinh không khổng lồ như vậy phong ấn chi lực đè xuống la quân lập tức lại lần nữa khu động tiểu túc mệnh thuật lần này la quân thiêu đốt hai ngàn năm thọ mệnh lại lần nữa đem cái này phong ấn chi lực tiêu trừ thiên yêu thần hoàng kinh ngạc hắn giận không nhịn nổi, lập tức lần nữa phân ra càng tăng mạnh hơn mạnh mẽ lượng chân áp La Quân. La Quân cảm giác được áp lực thật lớn. Nhưng lúc này, Lam Tử Y còn có hắn cao thủ, đều cảm giác được áp lực giảm bớt. La Quân lần nữa thiêu đốt thọ mệnh, lấy 4.000 tuổi thọ mệnh, ngăn cản được thiên yêu thần hoàng công kích. Chuyện gì xảy ra, tiểu tử này, tiểu tử này bất quá là cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi, bản hoàng một cái đầu ngón tay có thể diệt hắn. Vừa mới lực lượng, xem như trấn áp hư tiên cảnh cao thủ cũng đã là đủ. Thiên yêu thần hoàng tâm nhảy lên sóng biển ngập trời tới. Lúc này, Lam Tử Y triển khai phản công. Đồng thời, là quân công kích cũng triển khai. Hắn một miệng thôn vệ 20 mai hỗn nguyên quả. Là quân thọ mệnh cũng theo tăng trưởng 5.000 năm. Lúc này, là quân triển khai phản công. Vĩ đại số mệnh A, người là tuyên cổ bất biến tồn tại, người là hết thảy vĩnh hằng, người là bao trùm chư thiên lực lượng. Ta lấy số mệnh chi chủ, triệu hoán lực lượng ngươi. Là quân một bên đọc chú ngữ, một bên thôi động não vực số mệnh phù lục. Cái kia số mệnh phù lục giống như là phong như hỏa diễm, chập chờn đến điên cuồng không. Nhưng là, cái này đoàn hỏa diễm lại là càng lúc càng lớn. Hỏa diễm thỉnh thoảng ôn nhu, thỉnh thoảng cuồng bạo, có lúc như khóc như tố giống như là tình nhân. Có lúc, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, muốn đâm thủng bầu trời số mệnh phù lục cùng hư không sâu xa sinh ra liên hệ. Vô cùng vô tận số mệnh lực lượng rót vào tới, là quân thọ mệnh không cần tiền một dạng thiêu đốt lên. Lúc này, là quân cũng biết, nhất định phải liều mạng. Nếu như làm tử y các nàng ra chuyện, vậy mình có lại nhiều thọ mệnh, đều muốn không hề có tác dụng. Là quân ngón tay gảy gảy, hắn lòng bàn tay chi, ngừng tụ ra số mệnh lực lượng. Số mệnh lực lượng chính là u ám quang hoa, cái này đoàn ánh sáng hoa giống như tiểu khê đồng dạng hướng về thiên yêu thần hoàng đánh giết mà đi thiên yêu thần hoàng lạnh hừ một tiếng hắn cấp tốc huy động thời không lốc xoáy cùng không gian pháp tắc đem số mệnh lực lượng thôn phệ nhưng là lập tức quái sự tình xuất hiện số mệnh lực lượng trực tiếp xuyên thấu thời không lốc xoáy cùng không gian pháp tắc tiếp tục hướng lên trời yêu thần hoàng tập giết tới thiên yêu thần hoàng một bên ứng phó lam tử y cường công một bên ứng phó số mệnh lực lượng rất nhanh số mệnh lực lượng quấn chặt lấy thiên yêu thần hoàng. Thiên yêu thần hoàng cấp tốc vận đại pháp lực, cái kia một cái chớp mắt, quanh người hắn pháp lực dày đặc, đồng thời phủ đầy vô số không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Những thứ này không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc ở trên trời yêu thần hoàng trở thành trồng chất không gian vòng xoáy, thời gian lốc xoáy. Bất kỳ lực lượng nào, một khi tiến vào thiên yêu thần hoàng phụ cận, lập tức sẽ bị lạc tại cái này cự đại hắc động chi. Trăm ngàn không gian, trồng lên cùng một chỗ. Dạng này trở ngại, cho dù là Lam Tử Y cũng khó có thể đột phá. Nhưng lúc này, số mệnh lực lượng lại là trong nháy mắt xuyên phá trồng chất không gian, sau cùng đến thiên yêu thần hoàng thân thể. Thiên yêu thần hoàng hoảng sợ muốn tuyệt. Cổ quái như vậy lực lượng, hắn là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Số mệnh lực lượng tràn vào đến thiên yêu thần hoàng trong thân thể, não vực chi. Ở trên trời yêu thần hoàng não vực chi, hắn lập tức bắt đầu chống cự loại pháp lực này cái kia một cái chớp mắt thiên yêu thần hoàng dường như trông thấy ba hoa trích chòe dường như cảm giác được sinh mệnh tại lung lay sắp đổ hắn dường như nhìn thấy mình kiếp trước kiếp này nguyên lai like ta kiếp trước là như thế như vậy nguyên lai like số mạng ta là như vậy thiên yêu thần hoàng kinh hồn bạt vía không đây là thuật pháp đây là thần thông muốn mê hoặc ta không có khả năng thiên yêu thần hoàng tâm trí đột nhiên càng phát ra cứng cỏi lên loại kia số mệnh lực một mực quấn quanh lấy, nhưng Thủy Trung không cách nào ăn mòn thiên yêu thần hoàng. Là quân thọ mệnh tiêu hao quá mức khủng bố, rất nhanh, 20.000 tuổi thọ mệnh tiêu hao sạch sẽ. Nhưng là ở trên trời yêu thần hoàng cảm giác là, đối phương lực lượng liên miên nhược hải, vô cùng vô tận. Cỗ này số mệnh lực lượng bắt đầu ở thiên yêu thần hoàng não vực tri ấn xuống lạc ấn. Thiên yêu thần hoàng pháp tác lực lượng bắt đầu cải biến, biến mất. Hắn pháp tác lực lượng, chính là cùng tinh thần làm một thể, làm tinh thần không hề tập hợp, không hề thành kính thời điểm, các loại pháp tác lực lượng tự nhiên cũng sẽ chịu ảnh hưởng. giống như là nghe giảng bài nếu không toàn tâm toàn ý, hội khó có thể lý giải được huyền ảo. oanh, làm tử y đột nhiên nhất trưởng đánh nát thiên yêu thần hoàng tất cả pháp tác, thiên yêu thần hoàng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. cái này một cái chớp mắt, thiên yêu thần hoàng bị thương nặng. ta hận thiên yêu thần hoàng phát ra thê lương tiếng giống thảm tới lam tử y càng thêm trực tiếp cái này là sinh tử tồn vong thời khắc trong nháy mắt lam tử y đem sinh mệnh bản nguyên thiêu đốt đến thịnh vượng nhất trạng thái không chết thần mang tráng kiện như điện quang trụ hung hăng chém giết tới thiên yêu thần hoàng tia chấp tế ra pháp bảo luyện yêu hồ cái kia luyện yêu hồ vô cùng yêu khí cuồng mãnh ngoanh sát đi ra cùng không chết thần mang quấn quanh ở cùng một chỗ một trăm ngàn thiên yêu cho bản hoàng giết, thiên yêu thần hoàng giống to. Cái kia luyện yêu hồ, yêu khí đại thịnh. Vô cùng tận yêu khí màu trắng đem phương viên 300 dặm bao phủ lại. Tại yêu khí chi, yêu vật nhao nhao xuất hiện, mỗi một vị thiên yêu đều có lớn lao lực lượng. Nếu là thiên yêu thần hoàng còn tại toàn thịnh thời kỳ, cái này 100.000 thiên yêu lực sát thương là cực kỳ khủng bố. Nhưng bây giờ, thiên yêu thần hoàng pháp tắc lực lượng bị phá hư rơi, đã không cách nào đem thiên yêu lực lượng phát huy đến cực hạn, cho nên lam tử y không chết thần mang xuyên phá thiên yêu vây giết, sau cùng oanh một tiếng, trực tiếp đem thiên yêu thần hoàng đốt đốt thành cho bụi. đệ nhất thần hoàng không trung cảnh cao thủ chết như vậy tại lam tử y tay, sau đó lam tử y lập tức bắt cái kia luyện yêu hồ, cái này luyện yêu hồ chính là hạ phẩm đạo khí tuyệt đối đồ tốt, nàng cấp tốc đem ngày đó yêu toàn bộ thu nhập đến luyện yêu hồ tiếp lấy đem luyện yêu hồ chiếm thành của mình. Thiên yêu thần hoàng ngược lại không phải là khinh thường, không chịu sử dụng luyện yêu hồ bực này pháp khí. Mà chính là hắn một mực ở vào đem tràng diện khống chế lại trạng thái. Luyện yêu hồ một khi thi triển đi ra, cũng là cần đại lượng pháp lực. Chẳng bằng kể từ đó rứt khoát một chút, hắn không nghĩ tới là, là quân số mệnh lực lượng thế mà phá hư hắn thời không pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Hai loại pháp tắc lọt vào phá hư, đây là chí mạng thương hại thiên yêu thần hoàng thân này chết, đệ nhất thiên yêu, không trung cảnh tuyệt thế cao thủ, này vẫn lạc. Vô luận là động tiên cảnh, vẫn là không trung cảnh cao thủ. Hai loại cao thủ, đều là đương thời truyền, đều là kinh lịch vạn cổ năm tháng, vô số gian nguy, mới có như vậy thành. Cái này cần cơ duyên lớn. Nhưng là sát kiếp thứ nhất, những người này vẫn là thân bất do so kỷ, từng cái từng cái chịu chết. Thiên yêu thần hoàng vừa chết, là quân lập tức tiếp tục nuốt ăn hốn nguyên quả. Lần này, tiểu túc mệnh thuật đưa đến hiệu, hắn cũng đầy đủ tiêu hao 27,000 tuổi thọ mệnh. Đây cũng không phải thiên yêu thần hoàng muốn Trần Thiên Nhai lợi hại nhiều như vậy. Mà chính là lúc trước, Trần Thiên Nhai ý thức được tiểu túc mệnh thuật lợi hại, hắn không nguyện ý lưng tiểu túc mệnh thuật dính, trực tiếp đào tẩu. Tiểu túc mệnh thuật một khi dính, rất có thể về sau khó tiến lên. Đây là Trần Tâm nhuộm ma hậu quả. Nếu như Trần Thiên Nhai hôm đó liều lĩnh muốn giết La Quân, là quân 2 ngàn năm thọ mệnh, căn bản không đáng chú ý. Ngày hôm nay, là quân đối mặt thiên yêu thần hoàng, nếu như là hắn lực lượng một người, cho dù là thọ mệnh đốt hết, cũng không có khả năng đánh bại thiên yêu thần hoàng. Thiên yêu thần hoàng tuy nhiên quy tắc bị phá hư, nhưng tự thân pháp lực vẫn là cường hãn tuyệt luân, đây là la quân mãi mãi cũng đối mặt không sự tình. Nhưng là, là quân phá hư thiên yêu thần hoàng quy tắc. Tương đương xấu thiên yêu thần hoàng tinh thần. Một phần chương nếu như không có cảm động cùng tinh thần, đó là cầu thí chương. Cho nên, lúc này, bản này chương mặc kệ lại lớn lên, lại cầm tú hoa lệ, cái kia đều sẽ không trở thành sách lịch sử truyền sướng tồn tại. Cho nên, lúc này, Lam Tử Y tuy nhiên cảnh giới không bằng thiên yêu thần hoàng, nhưng nàng lại thành công đánh giết thiên yêu thần hoàng. Thiên yêu trong cung, nương theo lấy thiên yêu thần hoàng chết đi. Dưới cờ người, chính là binh bại như núi đổ có người nhìn đến thiên yêu thần hoàng đều chết, lập tức đào tẩu. Bao quát mây đen kia đại tiên, mây đen đại tiên vô cùng không coi nghĩa khí ra gì đào tẩu. Vô dục thiên theo cũng muốn trốn, nhưng minh nguyệt tiên tôn lại thả rằng buông tha mây đen đại tiên, lại không buông tha vô dục thiên. Vài cái biến hóa ở giữa, vô dục thiên lại lần nữa bị minh nguyệt tiên tôn phong ấn chặt. Cái kia vô dục thiên toán là đến động tiên cảnh, y nguyên khó thoát cái này tàn khốc vận mệnh. Thiên yêu cung, rất nhiều cao thủ, tử thương vô số. Sau đó, Lam Tử Y để Minh Nguyệt Tiên Tôn, Vân Hương Công Chúa Thu Thiên Yêu Cung, đem Thiên Yêu Cung bảo tàng cướp sạch một lần. Như thế về sau, ngày đó Yêu Cung bày yêu rốt cuộc muốn như thế nào tự xử, cái này đều không phải là Lam Tử Y bọn người muốn muốn cân nhắc sự tình. Đón lấy, Lam Tử Y cùng La Quân Khải hoàn hồi chiều. Từ đó, địa ngục tầng 18 chính là lại không ngăn cản. Minh Nguyệt Tiên Tôn tại một ngày sau đó, trở lại chiêu thiên đại thánh phủ nàng và vân hương công chúa cướp sạch thiên yêu cung vô số bảo vật những cái kia bảo vật chi mọi người chia đều là quân lần nữa thành thổ tài chủ hắn cầm rất nhiều phòng bị tu di đem chứa lại bảo vật bình thường phẩm cấp bảo vật căn bản nhìn đều chẳng muốn nhìn đồng thời là quân lại đạt được tam thập tam thiên trí bảo ba kiện trí bảo theo thứ tự là xuyên thiên toa hận thiên bản chiến thiên kích là quân cũng mặc kệ nhiều như vậy có thể thu thu chứ sao Muốn là tương lai vạn nhất dung hợp 33 kiện trí bảo Đó cũng là một trận tạo hóa không phải Làm tử y thiêu đốt quá nhiều sinh mệnh bản nguyên Nàng đem nàng còn lại hỗn nguyên quả toàn bộ thôn vệ sạch sẽ Như thế mới làm mất đi sinh mệnh bản nguyên chi lực bổ sung trở về La quân thì là chỉ có 8.000 tuổi thọ mệnh Hắn cũng một hơi đem thọ mệnh toàn bộ bổ sung đến 3 vạn năm Mà hắn hỗn nguyên quả chỉ còn lại có đáng thương 70 mai Thật sự là quá không trải qua dùng chơi như vậy đi xuống, hội trước kia chết càng nhanh. Là quần có chút phát sầu. Tại Minh Nguyệt Tiên Tôn trong phòng, vô dục chăn trời Minh Nguyệt Tiên Tôn phóng tới cái bàn. Hắn vẫn là như vậy nhỏ, hắn mặc dù là động tiên cảnh, nhưng lúc này cùng lúc trước tướng, lại không có bất kỳ cái gì hai loại. Vô dục thiên, người hiện tại còn có lời gì muốn nói? Minh Nguyệt Tiên Tôn cười tủm tỉm nói ra. Đừng có giết ta, vô dục thiên quỳ đi xuống, thống khổ chảy nước mắt, hắn nói ra, Minh Nguyệt cô nương, ta sau này làm ngươi một con chó có được hay không? Ngươi muốn ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây, ta toàn tâm toàn ý vì ngươi làm việc. Cầu ngươi cho ta một đầu sinh lộ đi. Minh Nguyệt tiên tôn cười lạnh liên tục, theo rồi nói ra, nằm mơ. Đón lấy, Minh Nguyệt tiên tôn xuất thủ luyện hóa vô dục thiên. Không lâu sau, vô dục thiên triệt để bị giết chết. Hắn tinh nguyên chi khí, bị luyện hóa thành một quả đan hoàn. Viên này đan hoàn, Minh Nguyệt Tiên Tôn trực tiếp đem thôn phệ đi vào. Đây là đại bổ chi khí. Cái này đan hoàn, cho La Quân ăn không có dùng. Bởi vì La Quân khoảng cách động tiên còn quá xa, cưỡng ép phục dụng, còn có thể bị vô dục thiên tàn hồn đoạt xá. Đương nhiên, Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng không có nghĩa vụ muốn cho La Quân. Tốt như vậy đồ, vật, đương nhiên là chính mình hưởng dụng. Nàng cùng La Quân ở giữa, không phải Lam Tử Y cùng La Quân ở giữa. Đồng thời, Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng đem cái kia Mạt Pháp Phương tọa, Truy Nguyên Thần Kiếm đều chiếm thành của mình. Nàng cũng sẽ không đi đem loại vật này phân cho La Quân. Đạo khí tại La Quân Tay, đó là phung phí của trời. Và lại, Minh Nguyệt Tiên Tôn còn có cái kia rất nhiều đệ tử. Bực này cự bảo bối, đương nhiên là chính mình đến lấy cho thỏa đáng. Nàng đến chuyến này, bỏ sinh vào chết, tự nhiên cũng là muốn một chút thù lao. Làm Tử Y lần này cũng phải không ít chỗ tốt nàng đạt được luyện yêu hồ cùng tam sinh thạch hai kiện pháp bảo kia. Vạn không đi ti vạn, c không mét. Kể từ đó, sống yên ổn lập mệnh, Lam Tử Y lại nhiều một ít thủ đoạn. Tại ngày thứ hai thời điểm, Lam Tử Y nhìn thấy Minh Nguyệt Tiên Tôn lúc bị kinh ngạc. Không phải là bởi vì Minh Nguyệt Tiên Tôn pháp lực đại tăng, mà là bởi vì Minh Nguyệt Tiên Tôn bị thương nặng. Nàng nguyên khí đại thương, cả người sắc mặt trắng bệch, suy yếu tới cực điểm. Minh Nguyệt, người cái này là làm sao? Lam tử y hoảng sợ thất sắc. Minh Nguyệt Tiên Tôn cười khổ một tiếng, nàng nói ra, ta đem vô dục thiên luyện hóa, sau đó thôn phệ. Không nghĩ tới lực lượng không đủ thuần túy, nhiều lần các loại ta pháp lực đập vào. Về sau, ta càng phát ra khống chế không nổi, sau cùng bất đắc dĩ đại pháp lực trấn áp. Bây giờ, ta não vực chi, hao tổn tinh thần nghiêm trọng, liền pháp lực cũng không thể ngưng tụ. Hiện tại ta người bình thường còn muốn không bằng. Minh Nguyệt Tiên Tôn tình huống là giống một người bình thường, đột nhiên chịu đến to lớn kinh hãi một dạng. Hao tổn tinh thần, thường nhân hình dung hao tổn tinh thần là thương tổn thấu đầu óc. Nhưng Minh Nguyệt Tiên Tôn loại này hao tổn tinh thần lại là thương tổn linh hồn. Tục nhân chi, có người đột nhiên biến thành si ngốc, hoặc mất hồn mất vía, đều là hao tổn tinh thần. Ngươi, làm tử y không khỏi tức giận, nói ra, dục tốc bất đạt đạo lý, các ngươi làm sao không hiểu đâu. Ngươi theo hư tiên cảnh đến động tiên cảnh, một đường đều dựa vào hỗn nguyên quả loại đan dược này, bản thân cái này là đường tà đạo. Ngươi tiến bộ đã rất nhanh, phía trước lực lượng còn không có củng cố, hiện tại ngươi lại muốn vào bước, còn thôn vệ vô dục thiên cường giả như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết, cái này hung hiểm. Minh Nguyệt Tiên Tôn liên tục cười khổ, nói ra, cái này hung hiểm ta tự nhiên là biết, chỉ là, ta cho là ta lần này y nguyên có thể gặp giữ hóa lành. Lam Tử Y nói ra, chúng ta tu đạo, không thể nhiều lần đều dựa vào vận khí vẫn là muốn lo trước khỏi họa mới tốt minh nguyệt tiên tôn thở dài một hơi nói ra hiện tại nói cái gì đều trễ lam tử y nói ra người nuốt hỗn nguyên quả không có minh nguyệt tiên tôn nói ra toàn bộ đều nuốt nhưng vẫn như cũ trị liệu không loại này linh hồn tổn thương lam tử y nói ra vậy phải làm sao bây giờ nàng rất là vì minh nguyệt tiên tôn sốt ruột sau đó còn nói thêm nếu là hao tổn tinh thần phương pháp tốt nhất là an thần chấn hồn. Đáng tiếc, bình thường an hồn chấn thần căn bản đối ngươi lên không tác dụng. Nếu là địa tàng vương Bồ Tát tại có lẽ sẽ có biện pháp. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, địa tàng vương Bồ Tát cho dù ở nơi này cũng không làm nên chuyện gì, hắn tu vi còn tại hư tiên cảnh, lên không tác dụng. Nàng đón đến, nói ra, lần này chúng ta trải qua gian nguy, nhiều lần sinh tử một đường. Ta vốn cho rằng nên độ kiếp đếm đều đã độ, không nghĩ tới, cứ không sai kiếp số này ở chỗ này chờ ta làm tử y trầm giọng nói ra kiếp số thủy chung gọi là kiếp số không phải là tử vong minh nguyệt người yên tâm xem như dốc hết ta cả đời năng lực cùng thời gian ta cũng muốn đưa ngươi cứu tốt áo tím ta minh nguyệt tiên tôn hốc mắt nhất thời ướt át cái gì đều không cần nhiều lời làm tử y khoát khoát tay làm tử y đi theo sau tìm la quân nàng hỏi La Quân có thể hay không dùng tiểu túc mệnh thuật chữa cho tốt minh nguyệt tiên tôn. La Quân nói ra, ta có thể thử một lần. Sau đó, Lam Tử Y cùng minh nguyệt tiên tôn đều muốn hy vọng ký thác vào La Quân thân thể. La Quân lập tức vận chuyển tiểu túc mệnh thuật vì minh nguyệt tiên tôn liệu thương. Chỉ là đáng tiếc, tiểu túc mệnh thuật tuy nhiên thần vô song, nhưng là đối với minh nguyệt tiên tôn loại này hao tổn tinh thần lại cũng không có cách nào. Hư không tự đốt thiêu La Quân lại một ngàn năm thọ mệnh, lại là một chút tác dụng cũng không có tạo được muốn đến tiểu túc mệnh thuật cuối cùng cũng không phải thuộc về vạn năng la quân cũng gọi tới linh tuệ hòa thượng linh tuệ hòa thượng nghiên cứu sau khi nói ra dựa vào nuốt người khác tu vi đến để thăng chính mình tu vi bản thân là nhiễm nhân quả cũng là một loại số mệnh trừng phạt cho nên tiểu túc mệnh thuật không cách nào trị liệu loại thương thế này cái này không có chút nào quái mà lại loại này thôn vệ cùng tăng lên bản thân là thuộc về ma đạo mỗi một lần đều là hung hiểm trùng điệp mỗi lần các ngươi đều cảm thấy mình vận khí tốt hội hoàn mỹ tăng lên cái này sao có thể minh nguyệt tiên tôn thở dài một hơi nói ra lần này ta thật là chỉ vì cái trước mắt một chút linh tuệ hòa thượng nói ra trước mắt mà nói bần tăng ngược lại là biết một loại phương pháp trị liệu cái gì phương pháp trị liệu minh nguyệt tiên tôn không khỏi đại hỷ liền vội vàng hỏi linh tuệ hòa thượng nói ra Bần tăng biết rõ một môn phương pháp, chính là Mật tông chi ghi chép thuật song tu. Cái kia thuật song tu bên trong có tầm thường thịt tu, ngồi linh tu hai loại pháp môn. Nếu là tiên tôn người tìm tới có thể cùng ngươi ngồi linh tu người, lấy nhà trai tinh khí để đền bù ngươi chỗ tổn thương thần hồn, cái này ngược lại là có thể chữa trị. Song tu, Minh Nguyệt tiên tôn lập tức có chút không quá bình tĩnh. Lam tử y nói ra, Minh Nguyệt, người đừng nghe đến song tu cảm thấy như thế nào ngồi xong tu là coi trọng linh tu thịt tu bất quá là tầm thường mà thôi minh nguyệt tiên tôn vội ho một tiếng nói ra ta sao lại không hiểu có thể thì tu còn còn tốt ngươi muốn ta đi tìm người linh tu cái dạng gì nam nhân có thể cùng ta linh tu linh tuệ hòa thượng nói ra bần tăng nhìn la quân đạo hữu rất không tệ nha tuy nhiên trước mắt tu vi thấp một chút nhưng là lần này thiên yêu thần hoàng đều là hắn hỗ trợ xử lý tiền đồ bất khả hạn lượng a muốn không biết minh nguyệt thí chủ ngươi ủy khuất một điểm minh nguyệt tiên tôn không khỏi chừng liếc một chút linh tuệ hòa thượng sau đó nói vậy ta thả rằng cứ như vậy la quân cũng là khuôn mặt nhảy một chút đỏ hắn nói ra cái này trò đùa cũng không thể tùy tiện loạn lái tiên tôn là nhân vật bậc nào ta há có tư cách này lam tử y nói ra đều là một loại trị liệu thủ đoạn bất quá ta nhìn la quân tu vi kém quá nhiều nếu thật là muốn dựa vào la quân đến trị liệu minh nguyệt đoán chừng la quân tinh khí bị hút khô đều không đủ dùng. Linh tuệ hòa thượng nói ra, cái kia ngược lại là, bần tăng cũng bất quá là thuận miệng nói một chút. Và lại, chúng ta không phải cũng là không có cái kia mật tông đến mà song tu thần thông sao. La quân vội ho một tiếng, nói ra, không biết các ngươi nói là quyển bí kíp này sao. Hắn nói xong đem cái kia mật tông song tu bí kíp lấy ra. Thứ này, La quân vẫn là mang theo trong người, cũng không có truyền cho lâm phong bọn họ là bản này, Linh Tuệ Hòa Thượng quát to một tiếng, hắn có chút hưng phấn, nói ra, đây thật là ngủ gật, lập tức có người đem gối đầu cho đưa tới. Nghĩ không ra là quân đạo hữu người lại có bực này bí bản. Làm tử y lật xem kia xong tu bí kíp. Sau đó, nàng lại đưa cho Minh Nguyệt Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn cấp tốc muốn điểm nhớ kỹ. Sau đó, nàng có chút đau đầu, nói ra, có này xong tu bí kíp cũng vô dụng thôi, ta đến đó tìm người này. Và lại, ta nhìn nam nhân đều tính toán chán ghét, muốn là áo tím người có thể cùng ta song tu, ta ngược lại thật ra không ngại. Làm tử y khó đến gương mặt đỏ dưới, nói ra, người cũng đừng nói mò, thuật song tu này chính là hợp thiên địa âm dương, nhất định phải nhất âm nhất dương, mới có thể bổ sung. Minh Nguyệt Tiên Tôn cười ha ha một tiếng, nói ra, ta là thuận miệng nói một chút. La Quân nói ra, cái kia thần vương rất, cùng Tiên Tôn ngược lại là tuổi tác tương tự, tu vi gần. Nếu là, ta nhổ vào, Minh Nguyệt Tiên Tôn lập tức nói ra, nghĩ đến rất sắc mặt, ta muốn ói. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Linh Tu coi trọng tâm ý dung hợp, lẫn nhau tình đầu ý hợp, nếu có mảy may miễn cưỡng, sẽ chỉ làm lẫn nhau tẩu hỏa nhập ma mà chết. Cái này trò đùa thật là không mở ra được, Bần Tăng nhìn rõ ràng Nguyệt Thí Chủ, tựa hồ thật là đối nam nhân so sánh mâu thuẫn. Chẳng lẽ là truyền thuyết pha lê? Pha lê là có ý gì? Minh Nguyệt Tiên Tôn quái hỏi. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, A Di Đà Phật, là đồng tính chi ái. Long Dương chi đam mê. Minh Nguyệt tiên tôn nói ra, phi phi phi. Lam Tử Y thì là nghiêm mặt nói ra, Minh Nguyệt, chuyện này, chúng ta còn thật cần phải nghiêm túc đối đãi. Nếu để cho ngươi một mực như một người bình thường một dạng còn sống, cái kia giết ngươi còn thống khổ. Có thể muốn cứu ngươi, chữa trị ngươi thần hồn, như vậy nhất định phải linh tu. Linh tu đến một nam một nữ, nhất âm nhất dương ta cũng cảm giác ra, người tựa hồ đối với nam nhân rất mâu thuẫn. Minh Nguyệt tiên tôn khuôn mặt quẫn đỏ, nàng sau đó phất phất tay, nói ra, nhanh nhạy, là quân, các ngươi ra ngoài đi. Hiển nhiên, đây là dính đến Minh Nguyệt tiên tôn tư ẩn. Ai cũng không hứng thú ngay trước mặt mọi người ném ra bản thân tư ẩn, riêng là Minh Nguyệt tiên tôn dạng này một thân kiêu ngạo hạng người. Là quân cùng linh tuệ hòa thượng vô cùng thức thời rời phòng. Sau đó, trong phòng, lam tử y nói với linh vệ hòa thượng hiện tại còn lại hai người chúng ta người muốn nói với ta cái gì minh nguyệt tiên tôn nói ra ta là không thích nam nhân nhưng ta cũng không thích nữ nhân a à. vậy ngươi thích gì lam tử y hỏi minh nguyệt tiên tôn nói ra truy cầu đại đạo thuận theo bản tâm a à. lam tử y nói ra âm dương dung hợp chính là thiên đạo cũng là đại đạo ta tuy nhiên một mực chưa từng có nam nhân nhưng không có nghĩa là ta không thích nam nhân có lẽ có một ngày, ta gặp phải một cái môn đăng hộ đối nam tử, nếu là đối phương làm cho ta khâm phục, ngưỡng mộ trong lòng, ta chưa hẳn không biết phó thác chính mình. Minh Nguyệt Tiên Tôn vội ho một tiếng, nói ra, ta nhìn ngươi đối là quân tiểu tử này, đặc biệt khác biệt. Nói đùa cái gì đâu, hắn trong mắt ta, bất quá là đứa bé, là cái tiểu huynh đệ. Lam Tử Y nói ra, Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, cái kia nếu là có một ngày, hắn trưởng thành đến đầy đủ ngạo nhân đồng thời tại ngươi chi đâu khi đó cũng coi như môn đăng hộ đối lam tử y nói ra vậy cũng không có khả năng ta vĩnh viễn làm hắn là cái tiểu gia hỏa cần ta chiếu cố loại kia minh nguyệt tiên tôn nói ra tốt a à, không nói cái này ta sở dĩ đối nam nhân rất mâu thuẫn lại là bởi vì ta ấu niên thời kỳ đã từng gặp được một tên buồn nôn nam tử việc này ta vẫn luôn không muốn lại sách nhưng bây giờ ngươi nhất định phải sách, nếu như ngươi trong lòng mang sự kiêng kỵ, có không dám nhắc tới sự tình. Như vậy, ngươi suy nghĩ không cách nào thông suốt, suy nghĩ không thông suốt, liền sẽ tích lũy cố tình ma. Ta nhìn ngươi lần này tiến triển thất bại, có lẽ là bởi vì viên này tâm ma hạt giống tại mọc dễ nảy mầm. Lam Tử Y nói ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, ta 6 tuổi năm đó, có một ngày lang thang tại một gian trong miếu đổ nát. Cái kia phá miếu chi, có một kẻ lang thang. Kẻ lang thang ở trước mặt ta lộ ra xấu xí chi vật như xí. Ta không có ý nhìn đến, từ đó tâm lý vĩnh viễn vùng đi không được nam nhân xấu xí bộ dáng. Lam Tử Y không khỏi cười khúc khích, nói ra, ngươi cũng là có đại thần thông người, chút chuyện nhỏ như vậy, đến bây giờ đều nhìn không thấu sao? Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, đây không phải có nhìn hay không đến thấu vấn đề, cùng ngươi chán ghét ăn một vật. Ngươi rất khó sửa đổi loại này khẩu vị. Lam Tử Y nói ra vậy xem ra người bây giờ không thể không cải biến người khẩu vị minh nguyệt tiên tôn ngẫm lại cảm thấy đau đầu cần phải còn sẽ có hắn biện pháp minh nguyệt tiên tôn nói ra ta lại tính dưỡng thật tốt đi lam tử y nói ra tốt ga à? vậy ngươi bây giờ trốn vào chủ công kiếp suy nghĩ bên trong tu luyện ngươi thương chỉ cần một ngày không tốt ta cùng ngươi một ngày cả một đời không tốt ta cùng ngươi cả một đời minh nguyệt tiên tôn thở dài nói ra lời này của ngươi làm sao như thế để cho ta cảm động đâu, có thể ngươi lại là cái nữ. Bằng không ta cùng ngươi linh tu, Lam tử y vỗ xuống minh nguyệt tiên tôn đầu, nói ra, cút. Địa ngục tầng 18 bên trong phong vân biến ảo, đến giờ này khắc này, đã không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản Lam tử y một đoàn người rời đi địa ngục. Mà lại, là quân một liên tiếp đến hai một tin tức tốt. Thứ một tin tức tốt là thiên hương biểu thị không đi địa ngục chi. Bởi vì bây giờ Kim Bàn Nhược cùng Thiên Yêu Thần Hoàng đều đã chết, mà lại Vân Hương công chúa lại đạt tới động tiên cảnh. Hồ tộc tại địa ngục tầng 18 bên trong đã là bá chủ đồng dạng tồn tại. Vân Hương công chúa cũng cần Thiên Hương trợ giúp, cho nên Thiên Hương quyết định lưu lại. Trước kia Thiên Hương muốn đi là bởi vì tại địa ngục tầng 18 bên trong thời gian, thật sự là quá mức nguy hiểm cùng ăn bữa hôm lo bữa mai. Nhưng bây giờ, tình thế đã khác biệt, nàng đương nhiên sẽ không nghĩ đến đi. Thiên Hương không đi, đối với La Quân tới nói đương nhiên là tin tức tốt. Thứ nhất, hắn cùng Thiên Hương cái kia việc sự tình, hắn thật sự là không có ý tứ nói. Cũng không muốn phổ biến làm người biết rõ, vốn là một trận ra thịt sinh ý. Thứ hai, Thiên Hương khăng khăng muốn đi, đến lúc đó La Quân cũng không biết muốn tiêu hao hết nhiều ít thọ mệnh. Thọ mệnh thứ này rất chân quý a, à. đừng nhìn bây giờ còn có hỗn nguyên quả, tựa hồ tuyệt không sầu nhưng là hỗn nguyên quả đã đều tiêu hao không sai biệt lắm a à. mà cái thứ hai tin tốt chính là vân hương công chúa biết rời đi địa ngục thông đạo lộ tuyến kể từ đó là quân cũng không cần tiếp tục tiêu hao thọ mệnh đến tìm kiếm lộ tuyến vân hương công chúa có bản mệnh pháp bảo như có như không quấn thiên mang nàng thi triển thần thông sử dụng như có như không quấn thiên mang xé rách không gian thông đạo sau đó mọi người đi vào thông đạo chi Vân Hương công chúa tiếp lấy dùng như có như không quấn thiên mang chỉ huy mọi người rời đi địa ngục. Đoạn đường này bước đi, thuận lợi không? Bất quá đi đến một nửa thời điểm, là quần nghĩ đến cái gì, nói ra, cái kia hỗn nguyên quả xác thực là đồ tốt, không bằng chúng ta lại đi hỗn thế ma quân chỗ đó đánh làm tiền. Hắn kiểu nói này, làm tử y lập tức tâm động. Vân Hương công chúa nói ra, cái gì hỗn nguyên quả? Là quần nói ra, là vật này hắn nói xong đem một cái hỗn nguyên quả xuất ra, sau đó đưa cho Vân Hương công chúa. Vân Hương công chúa đem hỗn nguyên quả tiếp nhận, nàng đặt ở chóp mũi người một chút, lập tức cảm nhận được thần diệu, đồ tốt. Nàng đón đến, còn nói thêm, có điều, cái này hỗn nguyên quả cùng cái kia ẩn tàng hỗn thế ma quân có quan hệ gì? Lam tử y nói ra, là quân có biện pháp đem hỗn thế ma quân nguyên khí hóa thành hỗn nguyên quả. Thật, Vân Hương công chúa nói ra, nàng theo rồi nói ra, nhưng là hỗn thế mà quân thật không đơn giản, cho dù là chúng ta cùng đi cũng chưa chắc chiếm được lợi. Lam Tử Y nói ra, cái kia cũng không sao, chúng ta có biện pháp khắc chế hắn. Làm sao khắc chế? Vân Hương Công chúa nói ra. La Quân nói ra, phương pháp này đợi chút nữa đại công chúa ngươi biết. Bất quá trước lúc này chúng ta cần ngươi phối hợp chúng ta hành động. Vân Hương Công chúa có chút do dự, đối với nàng tới nói nàng xác thực không quá nguyện ý đi bốc lên loại này vô vị mạo hiểm cái kia hỗn thế mà quân bí mật nàng biết hỗn thế mà quân lợi hại nàng càng là từng nghe nói nếu là được chuyện tất cả hỗn nguyên quả chúng ta làm ba phần la quân tiếp tục đối vân hương công chúa nói ra vân hương công chúa nhãn tình sáng lên nàng nói tiếp chỉ là la quân nói ra ta biết công chúa đang lo lắng cái gì chúng ta cũng sẽ không tự dưng trước đi chịu chết chỉ bất quá lần chúng ta âm hỗn thế ma quân một lần. Nếu như lần này chúng ta tùy tiện tiến đến, hắn chắc chắn sẽ không làm. Cho nên, chúng ta mới sẽ muốn công chúa tiến đến. Mà ta cùng áo tím trốn ở người Pháp bảo chi, chờ hắn dùng ra hỗn nguyên ma thai, đến lúc đó chúng ta mới tốt hành động. Vân hương công chúa cũng là có đại quyết đoán người, nàng rất nhanh phân tích lợi và hại, theo rồi nói ra, cái kia tốt. Sau đó tiếp đó, Vân Hương công chúa đem La Quân cùng Lam Tử Y giấu ở như có như không quấn thiên mang bên trong. Như có như không quấn thiên mang chi, không gian tự thành. Mà lại, cái này đạo khí tại Vân Hương công chúa pháp lực thi triển dưới, một điểm khí tức đều không lộ ra ngoài. Cho nên cho dù là hỗn thế ma quân, cũng vô pháp phát hiện La Quân cùng Lam Tử Y tồn tại. Vân Hương công chúa cấp tốc hướng hỗn thế ma quân bị nhốt phương hướng bay đi. Nàng giả bộ như là đi ngang qua bộ dáng, rất nhanh Vân Hương công chúa xuất hiện tại Hỗn Thế Ma Quân lĩnh vực chi. Hỗn Thế Ma Quân cũng lập tức phát hiện Vân Hương công chúa. Đối với Hỗn Thế Ma Quân tới nói, bị vây ở dạng này tối tăm không mặt trời vô tận thông đạo chi, đó là một loại không phải người cha tấn. Mà lúc này xuất hiện Vân Hương công chúa dạng này tuyệt sắc mỹ nhân nhi. Mà lại, mỹ nhân tuyệt sắc này nhi còn có tu vi như thế. Vân Hương công chúa đối với Hỗn Thế Ma Quân tới nói, đó là cực đói khất cái xuất hiện trước mặt béo khỏe đại đùi gà. Đây là không có một chút điểm sức chống cự. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, ở đâu tới, muốn đi đâu? Hỗn Thế Ma Quân cười khẳng khặc quái dị, nói ra. Vân Hương công chúa bị kinh ngạc, nàng bản năng cảm thấy sợ hãi, nói ra, ngươi là người phương nào? Bổn tọa chính là Hỗn Thế Ma Quân, chính là tiên giới hàng ngũ rơi xuống Ma Quân. Tiểu mỹ nhân, ngươi có thể gặp được đến bổn tọa đó là ngươi lớn lao tạo hóa cùng vinh hạnh. Tới tới tới, cùng bổn tỏa cùng một chỗ, bổn tỏa có hay không đại thần thông cùng chỗ tốt hứa hẹn ngươi. Vân hương công chúa quanh thân lập tức nổi ra gà, nàng nhịn xuống buồn nôn, nói ra, há, ma quân có chỗ tốt gì có thể hứa hẹn tiểu nữ tử. Hỗn thế ma quân nói ra, ha ha, chỗ tốt kia thật to nhiều. Bổn tỏa có vô số thần thông bản nguyên, riêng là ba nghìn đại đạo. Đại âm dương thuật, đại đại bát quái thuật, chỉ cần ngươi muốn học, bổn tọa đều có thể truyền thụ cho ngươi. Nếu là ngươi chịu cùng bổn tọa song tu, cái kia càng có chỗ tốt cực lớn. Bổn tọa đem tiên giới nguyên dương độ cho ngươi, mà ngươi lĩnh ngộ không chung diệu cảnh. Vân Hương công chúa nói ra, thật, đồng thời, nàng dự định thoát đi. Đương nhiên, nàng không phải thật sự phải thoát đi, đây là lừa gạt hỗn thế ma quân. Hừ, hỗn thế ma quân lạnh hừ một tiếng, nói ra, khá lắm tiểu mỹ nhân, thế mà không biết điều mặt ngoài thuận theo, lại là nghĩ đến đào tẩu. Người đến, hôm nay đừng nghĩ đi. Cái này một cái chớp mắt, hỗn thế ma quân xuất thủ. Vân Hương công chúa quay người trốn. Nhưng là lúc này, mạnh đại hỗn nguyên ma thai đã hàng lâm xuống. Trong nháy mắt, Vân Hương công chúa bị bao phủ ở bên trong. Ha ha, tiểu mỹ nhân, bổn tòa hỗn nguyên ma thai chính là bổn tòa tinh khí vị trí, đừng nói là ngươi không trốn thoát được, là không trung cảnh cao thủ đến, đó cũng là không thể làm gì. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn phong cách, đừng cho bổn tọa đánh. Hỗn thế ma quân nói ra. Vân hương công chúa lạnh hừ một tiếng, nói ra, ta đưa ngươi cái này ma thai xé xuyên. Nàng sau khi nói xong, phát động pháp lực xé rách. Thoáng cái, liền xé rách phía dưới một đoàn huyết nhục. Vân hương công chúa hành công cực hạn, cái kia huyết nhục lại là mười phần khó có thể xé rách. Hỗn thế ma quân nói ra, không biết tự lượng sức mình. Tại lúc này, Lam Tử Y cùng La Quân theo như có như không quấn thiên mang bên trong nhảy ra. Hai người này không nói hai lời, toàn lực xé rách ma thai huyết nhục. La Quân trong nháy mắt đem tiểu túc mệnh thuật lực lượng phát huy đến cực hạn, liều mạng thiêu đốt thọ nguyên. Hắn bắt kéo cực nhanh chóng, Lam Tử Y cũng là liều mạng bắt kéo. Cái kia Vân Hương công chúa cũng không ngừng lại. Đến giờ này khắc này, hỗn thế ma quân rốt cuộc biết chính mình làm xúc sinh, người tiểu xúc sinh này lại tới, lại muốn bắt kéo bổn tỏa huyết nhục, hỗn thế ma quân lệ hống, hắn lập tức lấy đi hỗn nguyên ma thai, tại ma thai tán đi đồng thời, làm tử y, là quân cấp tốc xuất thủ. Tại hỗn nguyên ma thai tán đi đồng thời, là quân mấy người cũng bắt lấy đến đại lượng huyết nhục. Hỗn thế ma quân đồng thời không e ngại vân hương công chúa bắt kéo, bởi vì những máu thịt kia chỉ cần không rời đi ma thai, hội một lần nữa quy về ma thai nhưng là la quân con hàng này có ngũ cốc xá tắc thần thụ cái này khiến hỗn thế ma quân kiêng kỵ không ngũ cốc xá tắc thần thụ làm cho lam tử y bọn người bổ sung đầy đủ năng lượng bên này giảm bên kia tăng phía dưới hỗn thế ma quân chỉ có khóc phần hỗn nguyên ma thai triệt để lấy đi về sau la quân bọn người lập tức đào tẩu lam tử y bắt la quân mang theo vân hương công chúa cấp tốc thi triển đại na di thuật lập tức thoát đi tại chỗ hỗn thế ma quân cái thế thần thông thi triển đi ra, sau cùng lại chỉ là bắt cái hư không. Hỗn thế ma quân lần này lại tổn thất không ít tinh nguyên lực lược, hắn ngay tại chỗ tức giận đến hoa hoa kêu to, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Tiểu súc sinh, bổn tỏa không bỏ qua cho ngươi, bổn tỏa tương lai thoát khốn, nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh A. À. Hỗn thế ma quân lệ hống liên tục. La quân bọn người kế hoạch thành công, trốn sau khi ra ngoài, La quân cười ha ha, nói ra, hỗn thế mà quân về sau nhìn thấy mỹ nữ, đoán chừng cũng không dám ra tay. Lam tử y cũng là mỉm cười. Sau đó, là quân đem những thứ này huyết nhục luyện hóa. Tại hỗn nguyên ma thai thu khi đi, là quân cùng Lam tử y, vân hương công chúa các loại người hạ thủ cấp tốc, vớt đến không ít huyết nhục. Là quân tại trong nửa giờ, liền luyện ra 200 mai hỗn nguyên quả. Hắn tuân thủ ước định, cho vân hương công chúa 60 mai hỗn nguyên quả. Sau đó, là quân muốn cho Lam Tử Y hốn nguyên quả. Lam Tử Y chối từ, nói ra, tính toán, người cầm lấy càng hữu dụng. Không cần cho ta. Là quân lại là không chịu, nói ra, nói tốt, đến dựa theo nói tốt phân. Lam Tử Y đủ kiểu chối từ, là quân cũng rất kiên trì. Sau cùng, Lam Tử Y muốn 30 mai, nói ra, đây là ta phòng tuyến cuối cùng, người không muốn lại cho. Là quân bất đắc dĩ, liền nói ra, vậy được rồi sau đó là quân thân thể hết thảy lại có 180 mai. Tích xúc cuối cùng phong phú. Là quân đều có chút bỏ không được rời đi nơi này, hắn nói ra, chúng ta lại đi tìm một chút thiên hương tới, dẫn dụ hỗn thế ma quân thế nào. Vân hương công chúa nghe vậy không khỏi xứng sờ một chút, nàng nói ra, cái này. Lam tử y nói thẳng, đương nhiên không được, mọi thứ có thể một có thể hai không thể ba. Hỗn thế ma quân lại không phải người ngu, hắn sẽ không lại lần thứ ba làm là quân, người không cần thiết nhớ kỹ, mọi thứ không thể quá tham, không phải vậy lời nói, chính là có vô cùng hậu quả tai họa chờ ngươi. Là quân nào nào, theo rồi nói ra, tốt, ta biết. Sau đó, tại Vân Hương công chúa chỉ huy dưới, một đoàn người thuận lợi ra địa ngục tầng 18, đến mặt đất. Mặt đất chính là ban ngày vào lúc giữa trưa, lúc này ánh nắng tươi sáng, buổi trưa gió thổi lướt nhẹ qua, càng có 10.000 dặm mây trắng, trời xanh biển xanh. Cái này là một bộ làm say lòng người tràng cảnh. Vân Hương công chúa cũng không có tới mặt đất, mặt đất quy tắc hạn chế, nàng căn bản không có cách nào đến mặt đất. Vân Hương công chúa trực tiếp trở về tới địa ngục tầng 18. Lúc này, Lam Tử Y cùng La Quân còn không thể trực tiếp trở về Thiên Châu hoặc là chúng tinh điện. Bởi vì Địa Tàng Vương Bồ Tát còn sinh tử chưa biết. Mặt khác, Lâm Phong cùng Tần Lâm cũng là tung tích không rõ. Tiểu Long cũng không biết đến đó. Lam Tử Y cấp tốc thi triển Đại Na Di Thuật rời đi địa phương, nơi này tràn ngập quỷ quyệt cùng không xác định nhân tố. Lam Tử Y chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi này, sau đó lại làm chủ tính. Đại Na Di Thuật rất nhanh chuyển rời ra 20.000 dặm khoảng cách đến Olympia Châu Cảnh Nội. Địa Tàng Vương Bồ Tát một đoàn người ra chuyện là tại Olympia Châu bên trong, cho nên Lam Tử Y cũng không thể không trở về địa phương này. Lam Tử Y cùng La Quân manh mối là rất đem địa tàng Vương Bồ Tát trục xuất tới Olympia châu địa ngục tầng 18 bên trong đi. Việc này, tìm tới rất, mọi chuyện đều tốt giải quyết. La Quân trầm giọng nói ra, trước đó rất cùng Apollo đột nhiên rời đi, đẩy chúng ta vào không để ý, việc này rất có kỳ quặc. Lam Tử Y nói ra, ta cũng không có quá hiểu rõ, lúc đó chúng ta đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Không biết rất là có ý gì. La Quân nói ra, chẳng lẽ bọn họ là phát giác được thiên yêu thần hoàng bọn người đến. Lam Tử Y nói ra, rất không có khả năng, tuy nhiên ta cùng rất giải không nhiều. Nhưng cũng biết rất không phải như vậy người, nhất định là còn có cái gì chúng ta không biết bí ẩn. Rất như muốn rời đi, sớm có thể rời đi, còn có, bọn họ là làm sao rời đi cái kia địa ngục tầng 18. Là Quân nói ra, lại thế nào xác định bọn họ đã rời đi đâu. Lam Tử Y nói ra, không thể rời đi bọn họ sẽ không dễ dàng cùng chúng ta tách ra người phải biết hades muốn đối phó rất rất cùng apollo bây giờ căn bản ngăn cản không la quân nói ra cái này còn thật không làm rõ ràng được hiện tại rất tình huống không rõ hắn thái độ cũng không rõ ràng chúng ta tùy tiện đi thần sơn tìm hắn không biết còn muốn trêu ra chuyện gì tới lam tử y nói ra việc này xác thực không dễ làm nhưng lại không thể không xử lý địa tàng vương Bồ Tát bởi vì ta mời mới tới, ta không có khả năng mặc kệ hắn. La Quân nói ra, người muốn đi nơi nào, địa tàng vương Bồ Tát cũng là bởi vì cứu ta mà đến, ta tự nhiên cũng sẽ không mặc kệ địa tàng vương Bồ Tát. Chỉ là chuyện này, chúng ta vẫn là cần bàn bạc kỹ hơn. Lam Tử Y gật gật đầu, theo rồi nói ra, vậy ngươi có kế hoạch gì không? La Quân lâm vào trầm tư, nói ra, cái gì đều không hiểu, nơi đó có cái gì kế hoạch. Như vậy đi, chúng ta đi trước olympia phụ cận nhìn xem lam tử y nói ra cũng tốt ngay vào lúc này la quân đột nhiên hơi động lòng hắn cảm giác được một loại đã lâu cảm giác quen thuộc đó là tiểu long khí tức la quân rốt cuộc cảm nhận được tiểu long khí tức tiểu long tới la quân đại hỷ liền cũng tại lúc này cái kia chân trời truyền đến tiếng gầm gừ sau đó một đầu điện quang thần long đến đây cái này thần long dài không quá một trượng chi mãng xà đều có rất nhiều không bằng. Nhưng ở hư không, như một đạo điện quang. Rất nhanh, Tiểu Long đi vào La Quân trước mặt. Ba ba, Tiểu Long trông thấy La Quân sống sờ sờ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Nó mừng rỡ tới cực điểm, lập tức thân thể phồng lớn một chút đem La Quân cuốn lấy. Cảm nhận được Tiểu Long không muốn xa rời, La Quân tâm nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cảm động, hoan hỉ, cảm khái, các loại cảm giác đều vào tới. Tiểu Long cùng hắn ở giữa khúc mắc đến giờ phút này, cũng coi là triệt để tiêu trừ. Tiểu Long nước mắt rơi xuống, nó nước mắt rơi vào La Quân thân thể. La Quân lập tức quái khiếu, quá đau, lệ kia nước chính là điện quang ngưng tụ mà thành, mà lại, loại này điện quang uy lực, không phải phổ thông lôi điện có thể nghĩ. Tiểu Long cũng giật mình, vội vàng rời đi La Quân. La Quân sau đó cười ha ha, hắn thân thể bây giờ cũng cường đại không, Đương nhiên sẽ không bởi vì điểm ấy điện quang sẽ như thế nào. Ba ba, ngươi không có việc gì à nha? Ngươi làm sao không có việc gì?" Tiểu Long hỏi. La Quân nói ra, "Việc này nói rất dài dòng, về sau có cơ hội lại nói cho ngươi." Tiểu Long cũng không hề hỏi. Nó sau đó còn nói thêm, "Ba ba, thật xin lỗi. Ta vốn là muốn đi tụ tập thần long tộc người tới giết Olympia. Nhưng là thần long tộc đám kia long, nhát như chuột, cận kề cái chết không tới." Về sau ta tức giận, đại náo thần long tộc, giết không ít thần long, sau đó rời đi thần long tộc. Là quân nghe vậy nghiêm mặt nói ra, tiểu long, về sau không thể lại nói bừa loạn giết chóc sinh linh. Người ta giúp ngươi là tình cảm, không giúp ngươi là bổn phận. Huống chi, lấy yếu tiểu thần long tộc tấn công Olympia, căn bản là lấy trứng trọi đá, cái này là muốn chết. Ngươi là vì ta, cho nên ngươi không sợ, nhưng là nếu có người để ngươi vô duyên vô cớ đi chịu chết, ngươi nguyện ý không? Tiểu Long không khỏi ngẩn ngơ, nó sau đó cúi phía dưới, nói ra, ba ba, ta biết sai. La Quân nói ra, giết hại một đầu sinh linh, chính là cho chính người tụ tập nhân quả. Cái này nhân quả người bây giờ nhìn không ra, nhưng là tại ngươi thời khắc sinh tử, sẽ trở thành tâm ma, trở thành nghiệt duyên đến công sát ngươi. Tiểu Long lần nữa ngẩn ngơ, theo rồi nói ra, ta biết. La Quân gặp Tiểu Long như thế thụ giáo, liền cũng không nói thêm lời sự tình gì đều coi trọng cái chạm đến là thôi nói nhiều khiến người ta phản cảm hắn xem tiểu long như thân sinh nhi tử cho nên có chút làm người làm việc đạo lý đó là nhất định muốn dạy tiểu long lúc này lam tử y cười một tiếng nói ra tiểu long la quân nói ra gọi lam a di tiểu long trước đó đối lam tử y là không thế nào để ý tới nó trước đó tới bảo trì một loại cao lãnh thư thái nhưng bây giờ nó đến la quân trước mặt lại là dịu dàng ngoan ngoãn có thể lập tức hô lam a à di lam tử y mỉm cười nói ra hướng ngươi một tiếng này lam a di ta phải cho ngươi một phần lễ gặp mặt bất quá ta nhìn ngươi cái này thể trạng linh hồn chia ra một ô tu luyện không bất kỳ cái gì công pháp pháp lực cũng không có khả năng lại tăng trưởng ta cho ngươi một chút pháp bảo ngươi cũng vô pháp vận dụng như vậy đi ta đem không chết thần mang thần thông bản nguyên truyền thụ cho ngươi cũng coi là cùng ngươi duyên phận giống nhau. Nhìn ngươi có thể hay không lĩnh ngộ tạo hóa diệu dụng. Tiểu Long có chút sững sờ. Nhưng Lam Tử Y đã vận chuyển không chết thần mang, cấp tốc đem cái kia bất tử thần mang ngưng luyện thành một cái linh lợi to bằng đậu phộng đan hoàn. Lại nói tiếp, cái này mai đan hoàn bị Lam Tử Y đánh vào đến Tiểu Long trong thân thể. Tiểu Long hút vào cái này mai đan hoàn, lập tức cảm nhận được đan hoàn tri ẩn chứa thần thông pháp tắc, còn có cuồn cuộn không chết bổn nguyên pháp tắc. Cái này không chết thần mang, là một loại thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, sức sát thương cực mạnh thần thông. Môn thần thông này, Lam Tử Y dạy cho người khác còn không được. Nhưng nhắc tới cũng là khéo léo, Lam Tử Y chính là bất tử thần hoàng, mà Tiểu Long, thân thể kinh lịch lôi điện thối luyện, lại tại biển sao núi chi, kinh lịch vạn trượng kiếp nạn, cuối cùng dục hỏa trọng sinh, cơ hồ cũng là bất tử chi thân. Cho nên, Tiểu Long tu luyện cái này không chết thần mang, lại là vừa đúng. Đây là một phần cực quý trọng đại lễ, chỉ là đáng tiếc, Tiểu Long đồng thời không hiểu nhiều những thứ này. La Quân thì hướng Lam Tử Y thành khẩn nói ra, đa tạ. Lam Tử Y cười nhạt một tiếng, tiếp lấy khoát khoát tay, nói ra, giữa chúng ta, không đàm luận những chuyện này. La Quân lại hỏi Tiểu Long, nói ra, người không phải cùng địa tàng vương Bồ Tát bọn người cùng một chỗ sao? Làm sao xa cách? Tiểu Long ngược lại không giấu giếm, trực tiếp đem ngày đó tình huống nói tại nó tâm lý căn bản sẽ không để ý người khác chết sống nó có nói ý nghĩ của mình là quân không khỏi thở dài hắn lúc này cũng không tiện nói quá nhiều tiểu long là hắn hài tử nhưng đứa nhỏ này tại khi còn nhỏ đợi chính mình ma suy quỷ khiến cùng nó tách ra cũng không có giáo dục tốt nó cho nên hiện tại một mực trách cứ tiểu long đây là không có đạo lý tạo thành tiểu long loại này từ tư lạnh lùng tính cách là quân là phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm đi thôi chúng ta tiến đến Olympia. Lam tử y nói tiếp, là quân người bản sự yếu một ít, giấu ở chủ công kiếp suy nghĩ bên trong, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tiểu Long cùng ta cùng một chỗ, thu nhỏ về sau, giấu ở đầu ta. Tiểu Long gật gật đầu, nó thân thể Long Văn Khải Giáp thiểm hiện, tinh quang lóe lên, sau đó, Tiểu Long hóa thành một sợi lông lớn nhỏ bộ dáng, đến Lam tử y tóc chi. Tiểu Long thân thể chính là suy nghĩ cùng lôi điện tạo thành, nó não vực là một cái mạnh đại phát điện hệ thống, thân thể thức là nguyên thần, cho nên giống như linh tuệ hòa thượng, có thể lớn có thể nhỏ. Lúc này, Tiểu Long cùng linh tuệ hòa thượng còn không sao cả gặp mặt, không phải vậy lời nói, hai người này cũng có bóp. Bất quá, có chút bi kịch là, tuy nhiên linh tuệ hòa thượng đã từng cường đại không. Nhưng hắn hiện tại khả năng còn thật không là Tiểu Long đối thủ. Mà lại, Tiểu Long vẫn là cái bạo tính khí, tràn ngập lệ khí. Tuy nhiên Tiểu Long bây giờ đã cải biến một chút tính cách, nhưng là năm đó núi lửa sự tình, còn có tại thần Long tộc chịu đến tra tấn, thời gian 500 năm bạo lệ, cái này khiến nó tính cách trong khoảng thời gian ngắn là rất khó lại thay đổi. Lam tử y sau đó dễ dàng hướng Olympia mà đi. Chỉ một lúc sau, ánh sáng mặt trời diễm lệ, Lam tử y đi vào Olympia phụ cận. Đối mặt Olympia thần Sơn, Lam tử y tâm do dự, đến cùng muốn hay không trực tiếp tiến vào Olympia thần Sơn đâu rất thái độ đến cùng như thế nào ngày đó rất rời đi đến cùng là bởi vì cái gì đâu làm Tử Y trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được cũng là tại lúc này cái kia Olympia liệt Diễm Chiến xa đột nhiên xuất hiện sau đó quang ảnh lóe qua Apollo đến đây làm cô nương các ngươi tới rồi Apollo thu liệt Diễm Chiến xa cấp tốc đến làm Tử Y trước mặt hắn một thân hoàng kim chiến giáp uy phong lẫm liệt Apollo biểu hiện không có chút nào ác ý. Lam tử y nhìn một chút Apollo, nàng lòng có chút gọt rũa bất định, nhưng mặt ngoài lại là bất động bất luận cái gì thanh sắc. Sau đó, Lam tử y lại cười nhạt một tiếng, nói ra, nghĩ không ra các người trả tại chúng ta phía trước trở lại Olympia, thật đáng mừng. Apollo sắc mặt đỏ lên, nói ra, áo tím cô nương, lần rời đi sự tình, cũng không phải là phụ thần cùng ta bản ý. Thực sự chính là tổ nãi nãi có lệnh, chúng ta không thể không rời đi. Đại địa chi mẫu, Gaia, làm Tử Y bị kinh ngạc. Apollo nói ra, không sai, nếu không lời nói, ta cùng phụ thần cũng không biết như thế nào trở về nha. Hiện nay, bá phụ ta Minh Vương Hades cũng lọt vào phải có trừng phạt, bị ta tổ nãi nãi biến thành một con chó, cũng đã không thể gây sóng gió. Biến thành một con chó, làm Tử Y bị kinh ngạc, trong chấp nhóm này, nàng lập tức minh bạch Gaia Tu Vi chính là tạo hóa cảnh. Tạo hóa cảnh, làm tử y hít sâu một cái hàn khí, cái kia hỗn thế mà quân cũng là tạo hóa cảnh tu vi. Làm tử y đã trải nghiệm hôm khác vũ cảnh lợi hại, có thể không chung cảnh mặt, còn có thiên vị cảnh. Thiên vị cảnh về sau, mới là tạo hóa lại. Cái này đại địa chi mẫu tu vi, tuyệt không phải là mình có thể chống lại. Làm tử y ngược lại sẽ không bởi vậy tự ti, như đại địa chi mẫu nhân vật như vậy, sinh ra là nhân xà tộc, thiên phú hơn người. Các nàng là cao đám sinh linh kinh lịch vô cùng năm tháng. Mà lại tại tiên giới chi thối luyện, cái kia tiên giới thuần dương chi khí, tiên khí căn bản không phải địa cầu có thể nghĩ. Lam tử y bây giờ tu luyện tới động tiên cảnh kỳ, phần này tu vi tại địa cầu, tuyệt đối có thể thiếu ngạo sơn hà. Apollo nói ra, ta tổ nãi nãi tu vi, sớm đã là tạo hóa huyền. Biến người biến cho biến long, đều là một ý niệm. Lam tử y gật gật đầu, nói ra, đại địa chi mẫu uy danh, ta sớm có nghe nói. Bất quá đại địa chi mẫu chỉ để cho các ngươi rời đi, cũng không để ý địa ngục sự tình. Muốn đến tâm đối với chúng ta vẫn là có chỗ khúc mắc. Apollo nói ra, cái này, ta không biết. Lam Tử Y nói ra, những chuyện này, không nói cũng được. Bây giờ ngày đó yêu thần hoàng đã bị chúng ta giết. Apollo bị kinh ngạc, nói ra, cái gì? Thiên yêu thần hoàng bị các ngươi giết? Lam Tử Y nói ra, không sai. Nàng cố ý nói những thứ này là muốn để apollo thật sâu tin tưởng bất hủ chi thành sự tình bất hủ chi thành sớm tại kim bàn nhược cùng apollo những người này bên tai nghe đồn qua chỉ là theo không có người từng thấy apollo nói ra lợi hại bội phục lam tử y nói ra ta hôm nay tới nơi này là muốn mời rất thần vương đem bằng hữu của ta địa tạng vương thả ra apollo nói ra chuyện này ta không làm chủ còn mời lam cô nương đừng nên trách bất quá ta phụ thần đã cảm giác được các ngươi đến đặc biệt để cho ta đến đây mời lam cô nương tiến thần sơn một lần lam tử y trầm ngâm một cái chớp mắt nói tiếp thần sơn chi tâm tư như thế nào ta không biết đại địa chi mẫu tâm tư ta không biết thần vương tâm tư ta cũng không biết như thế tùy tiện đi vào ta xác thực không dám hiện tại ta chỉ muốn thỉnh thần vương còn chú ý niệm tình chúng ta trước đó một tia tình nghĩa thả bằng hữu của ta đi ra như thế chúng ta cũng có thể tính toán làm ân oán thanh toán xong Apollo nao nao, theo rồi nói ra, làm cô nương nghĩ như vậy, cũng là có thể thông cảm được. Lam Tử Y nói ra, đa tạ thứ lỗi. Apollo nói ra, như vậy đi, ta trở về cùng phụ thần thương lượng một chút, sau đó lại hướng Lam cô nương trả lời. Lam Tử Y nói ra, như vậy đa tạ. Sau đó, Apollo quay người rời đi, trở về Olympia thần sơn. Lam Tử Y bên ngoài vẫn chưa chờ bao lâu, về sau, Apollo lần nữa trở về. Làm cô nương, cha ta thần nói, ngươi không yên lòng đi vào, cũng thuộc về bình thường. Chỉ là, hắn theo sau khi trở về, đã từng điều tra địa ngục. Nhưng là địa ngục tầng 18 chi, đồng thời chưa phát hiện địa tạng vương tồn tại. Bây giờ, cha ta thần vẫn đang tra sự kiện này. Nếu có tin tức, hoặc là có biện pháp cứu ra bằng hữu của ngươi, chúng ta nhất định sẽ mã hành động. Phụ thần còn nói, ngày đó ân oán không cần nhiều lời, ngài đối với ta phụ thần chính là có đại ân. Lam tử y trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, tốt ra, vậy ta tại Olympia Châu ở tạm, cha người thần như có tin tức, còn mời lập tức thông báo ta. Apollo nói ra, được, chỉ là, chỉ là, lúc này, nơi xa một điểm quang hoa thiểm hiện, sau đó, điểm ấy quang hoa càng lúc càng lớn. Sau cùng thấy rõ ràng lúc, lại là rớt. Rớt đi vào Lam tử y trước mặt, làm cô nương, nếu là tin được ta, đi bên trong ngọn thần sơn tụ họp một chút đi. Người đến, là khách quý, ngày đó sự tình, tính toán ra, là người có ân với ta. Nếu không phải ngươi, ta đã sớm chết tại Hades tay. Lam tử y nói ra, cái này. Rất nói ra, tại Olympia Châu trong địa ngục, ta là thông suốt. Địa ngục hết thảy tầng 18, người ta đến lúc đó cùng một chỗ tiến về tầng 18, tỉ mỉ tìm kiếm. Tin tưởng nhất định có thể tìm tới địa tàng Vương Bồ Tát. Lam tử y do dự một cái chớp mắt, theo rồi nói ra, đã như vậy, vậy được rồi. Lam tử y cuối cùng đáp ứng rất, tiến về thần sơn. Rất nghe được Lam tử y đáp ứng tiến đến, mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Sau đó, Lam tử y bay hướng thần sơn. Đường đi, rất quái hỏi, làm sao không có gặp Minh Nguyệt cô nương. Lam tử y nói ra, nàng cũng không tại Olympia Châu. Rất nao nao, sau đó cũng không hỏi thêm nữa. Hắn biết, Lam tử y vẫn là không có hoàn toàn tín nhiệm hắn đối phương có giữ lại điều này cũng đúng bình thường sự tình thần sơn chi cung điện hào hoa phân đính thiên cung mây trắng cùng trời xanh bao phủ toàn bộ thần sơn đó là dị thường mỹ lệ mà hùng vĩ cảnh tượng thần sơn chi tiên khí pha trộn mai thụ đằng đắng theo hư không nhìn xuống dưới phía dưới chính là lục hải vần quanh xanh biếc chi màu trắng cung điện càng là giống như họa long điểm nhãn rất cùng thiên hậu hera cùng một chỗ tiếp đãi lam tử y tại thần điện đằng sau Vân Hải trong cung. Rất nhi tử Apollo, Ares, còn có Hephaestus cũng đều dự thính. Vân Hải trong cung, kim bích huy hoàng, hào hoa xa xỉ. Bốn phía đều chết khảm nạm bảo thạch, mỗi một chỗ chi tiết đều hiện lộ rõ ràng chủ nhân vinh quý chỗ. Lam tử y ngồi xuống về sau, Apollo ngồi tại Lam tử y bên người. Ares cùng Hephaestus ngồi ở phía đối diện. Thiên hậu Hera lấy hoa phục cùng rất ngồi tại bài điện van xin, vũ cờ biểu diễn hoa lệ vũ đạo, bên cạnh lại có tiên nữ đang diễn tấu nhạc khí. Sau đó, thiên hậu Hera khoát khoát tay. Những cái kia vũ cờ cùng tiên nữ lập tức lui xuống đi. Đón lấy, Hera giơ tay lên chén rượu màu vàng, nói ra, làm tiểu thư chính là khách quý, ta nghe nói thần vương nói địa ngục sự tình. Làm tiểu thư trượng nghĩa, ta cùng thần vương đều là vô cùng cảm kích. Một chén rượu này, ta kính làm tiểu thư. Hera ngôn từ khẩn thiết, không có chút nào kiêu căng. Lam Tử Y tự nhiên cũng cho Hera mặt mũi, nói ra, đa tạ thiên hậu thịnh tình khoản đãi. Hera mỉm cười. Sau đó, song phương lại là một phen hàn huyên cùng khách sáo. Trong bữa tiệc, Ares bỗng nhiên nói ra, ta nghe nói phía Đông Thần Tiên có rất nhiều truyền thuyết, không thiếu thông thiên triệt địa độ cao người. Hôm nay nhìn thấy Lam tiểu thư, cũng là chúng ta vinh hạnh. Không biết Lam tiểu thư phải chăng có thể chỉ giáo một chút? rất sầm mặt lại, nói ra, Ares, người không muốn tự chuốc nhục nhã. Ares nói ra, phụ thần, dù sao là gia yến, dù sao cũng rảnh rỗi, nho nhỏ luận bàn một chút, chạm đến là thôi, cũng sẽ không thương tổn hòa khí mà. Rất nói ra, người là không biết tự lượng sức mình, người cho rằng, người có tư cách cùng làm tiểu thư luận bàn sao. Tốt, cũng được, để ngươi biết cái gì là trời cao đất rộng. Hắn đón đến, nói ra, làm tiểu thư, nhị tử ta ngang bướng, còn hy vọng người thủ hạ lưu tình. Lam tử y cười nhạt một tiếng. Nói ra thần vương không cần phải lo lắng. Đã chiến thần Ares có cái này nhã hứng. Ta tự nhiên là muốn phụng bồi. Ta sẽ không hạ nặng tay. Ares cười ha ha một tiếng. Nói ra Lam tiểu thư pháp lực công tham tạo hóa. Chính là động tiên cảnh cao thủ. Ta đương nhiên sẽ không là Lam tiểu thư đối thủ. Điểm ấy tự mình hiểu lấy. Ta vẫn là có. Ta muốn cùng Lam tiểu thư chơi chút mới mẻ đồ, vật. Lam tử y không sợ hãi không nóng nảy, nói ra, thật sao? Ares nói ra, không bằng chúng ta không cách dùng sức đấu đấu, mỗi người chỉ dùng 10.000 cân dùng nội lực lượng tiến hành thiếp thân cận chiến. Đao kiếm búa, đều có thể dùng. Không biết Lam tiểu thư có dám hay không tiếp nhận ta cái này nho nhỏ khiêu chiến. Lam tử y lông mày nhướn lên, theo rồi nói ra, Ares, ngươi vì cái gì muốn muốn khiêu chiến ta? Ares mỉm cười, nói ra, Lam tiểu thư, chẳng lẽ ngươi không dám sao? Lam tử y nói ra, vốn là muốn tùy tiện đùa với ngươi chơi, nhưng ngươi nói quy tắc quá phức tạp. Mà lại, người tu vi trong mắt ta, thật sự là quá thấp. Thực, nếu không phải hôm nay xem ở ta ở chỗ này làm khách, nghĩ đến muốn cho chủ nhân một chút mặt mũi phần. Ta sẽ không đáp ứng ngươi, ngươi cũng căn bản không xứng tới khiêu chiến ta. Nàng đón đến, nói ra, ngươi muốn chiến, như vậy đi, nơi này có nhiều như vậy tiên nữ, người tùy tiện chọn một đi ra để cho nàng đại biểu ta xuất chiến chỉ cần ngươi có thể thắng các nàng đại biểu thắng ta ares vốn là phẫn nộ không lúc này được nghe lam tử y nói đến đây ngữ không khỏi kinh ngạc cùng cực ngươi chẳng lẽ đang nói đùa ares nói ra nói đùa lam tử y lạnh lùng nói ra ta chỉ có thể nói ngươi quá để mắt chính ngươi ngươi còn không có tư cách này để cho ta đùa giỡn với ngươi lam tử y là có chút tức giận cái này Ares, quá mức cuồng vọng cùng không biết trời cao đất rộng. Làm tử y cùng người này động thủ, gọi là làm mất thân phận. Nhưng là trở ngại rất cùng thiên hậu mặt mũi, nàng cũng không tiện phát tác. Ares giận quá thành cười, nói ra, đây chính là ngươi nói, vậy ngươi muốn là thua đâu? Ngươi muốn như thế nào? Làm tử y nói ra. Ares nói ra, ngươi nếu là thua, ta muốn ngươi làm ta nữ nhân. Làm tử y mắt lóe qua một sợi hàn quang, nói ra người trẻ tuổi đồ vật có thể ăn bậy lời nói cũng không thể nói loạn hôm nay ở chỗ này nếu như không phải xem ở thần vương cùng thiên hậu mặt mũi bằng ngươi một câu nói kia ngươi đã chết trăm ngàn lần ares cười lạnh một tiếng nói ra ngươi nói những thứ vô dụng này làm cái gì ta hỏi ngươi ngươi có dám hay không ngươi rất ưa thích đánh cược làm tử y chọn phía dưới lông mày xoa động thủ chỉ nói ra ares từ trước đến nay cuồng ngạo cười lạnh một tiếng nói ra không sai lam tử y nói ra tốt cái kia nếu người thua ta đòi mạng ngươi người có dám đánh cược hay không câu nói này nói ra đồng thời một cỗ sắc bén sát cơ đi theo tỏa ra ares trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái lam tử y gấp nói tiếp đánh cược hay không nàng sau đó đứng lên hướng thiên hậu hera cùng thần vương rất nói ra thần vương thiên hậu hôm nay ở chỗ này không phải là ta Lam tự Y muốn cho người tìm không thoải mái. Ares dám can đảm khẩu suất cuồng ngôn, như hắn khăng khăng, hôm nay ta Lam Tử Y nhất định phải giết chết hắn. Hera sắc mặt có chút mất tự nhiên, nàng sau đó lạnh lùng nói với Ares, Ares, tại cái này Olympia châu bên trong, người đợi quá lâu. Lâu đến không biết trời cao đất rộng, hôm nay, ở chỗ này, nếu như người tiếp tục gieo gió gặt báo. Như vậy người sinh tử, ta và người phụ thần cũng sẽ không tiếp tục quản muốn làm thế nào chính ngươi nghĩ rõ ràng lam tử y cười lạnh nàng nhìn về phía ares nói ra ares ngươi chọn một tiên nữ ra đi hôm nay để ta xem một chút người đến cùng có bao nhiêu bản sự đáng giá ngươi cuồng ngạo như vậy ares cảm nhận được một loại nói không nên lời áp lực hắn cái chán trong nháy mắt là mồ hôi chảy ròng ròng hắn đột nhiên cảm thấy trời đất bao la tựa hồ không ai có thể kéo cứu mình đây là lam tử y cho hắn vô uy áp Ares hít sâu một hơi, sau đó nói, ta không dám, vừa mới ngôn ngữ có nhiều mạo phạm, hy vọng Lam Tiểu Thư đừng nên trách. Hắn trung quy là nhận sợ. Đây cũng là Ares lần thứ nhất nhận sợ. Không biết trời cao đất rộng người, chính là bắt nguồn từ nội tâm vô tri. Bọn họ cho rằng thiên bất quá là ánh mắt thấy, địa bất quá là tâm suy nghĩ, từ đó coi là, trong thiên hạ này, như vậy mèo lớn mèo nhỏ hai cái. Lam tử y cũng không đủ tục khó xử Ares, chỉ là gật gật đầu, lại không hề cùng Ares có nhiều ngôn ngữ. Vị người không dễ dàng nổi giận, nhưng vị người có vị người tôn nghiêm. Hôm nay nếu là ngay trước thiên hậu cùng thần vương mặt, Lam Tử Y không cầm ra bản thân uy nghiêm đến, như vậy nàng cũng sẽ bị Hera cùng thần vương xem thường. Về sau, yến hội thuận lợi cử hành, cũng là không tính tan dã trong không vui. Rất đáp ứng Lam Tử Y, ngày mai tiến về địa ngục tầng 18 bên trong tìm địa tạng vương. Lam tử y tâm hận không thể lập tức tiến về địa ngục tầng 18, nhưng lúc này sắc trời đã tối, nàng cũng không tiện thúc giục rớt. Và lại, rất nói muốn mời chủ nhà tình nghĩa, nói tối nay để Lam tử y nghỉ ngơi thật tốt. Đây cũng là nhân chi thường tình. Rất cho Lam tử y an bài hào hoa gian phòng, ngoài ra còn có hai tên tiên nữ phục thị. Trong phòng, Lam tử y ngồi xếp bằng, là quân tại nàng mi tâm chi cất giấu, cái kia lông mày trong nội tâm để đặt chủ kiếp suy nghĩ. La Quân liền như vậy cùng Lam Tử Y câu thông. Thông qua một tên tiên nữ, người thật có nắm chắc chiến thắng Harris. La Quân nhịn không được hỏi. Lam Tử Y nói ra, không có. La Quân giật mình, nói ra, người nói đùa sao. Không có nắm chắc, người dám hạ này khiêu chiến. Lam Tử Y từ tốn nói, ta có cái gì không dám, nhắm chúng ta lửa cháy, trực tiếp thiêu đốt tên kia tiên nữ giết Harris. Khống chế không, nhưng mặc kệ cái kia tiên nữ chết sống, như thế vẫn là có thể hàng ở ares mấu chốt là ta đoán ares cũng không có lá gan này loại này cuồng vọng không biết sống chết người ta gặp nhiều la quân bừng tỉnh đại ngộ sau đó hắn nghĩ đến cái gì còn nói thêm áo tím ta tử ngẫm nghĩ kỹ vẫn cảm thấy sự tình có kỳ quặc há cái gì kỳ quặc lam tử y nói ra la quân nói ra luôn cảm thấy rất cùng thiên hậu lòng có chút bí mật tựa hồ là đang cố ý trì hoãn thời gian lam tử y chân mày hơi nhíu lại nói ra ta cũng có loại cảm giác này tuy nhiên bọn họ an bài thoạt nhìn là hợp tình hợp lý nhưng ta cũng cảm thấy bọn họ là đang trì hoãn thời gian la quân nói ra bọn họ làm như thế rất có thể là đang chờ đợi cái gì nhưng sự kiện này nhất định là cùng chúng ta có quan hệ có lẽ là cùng đại địa chi mẫu có quan hệ đây lam tử y trong lòng giật mình nói ra đại địa chi mẫu một mực chưa từng xuất hiện chỉ sợ là không tiện xuất hiện hỏng bét, ta thế mà quên một kiện chuyện trọng yếu. Đại địa chi mẫu chính là tiên giới người, mà thân người có ngũ cốc xã tác thần thụ sự tình không có che giấu rớt. Như vậy rất cũng nhất định hướng đại địa chi mẫu bẩm báo chuyện này. Là quân nhất thời hoảng sợ, nói ra, lập tức rời đi. Làm tử y ngay sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa, nàng cấp tốc thi triển ra đại na di thuật tới. Thân thể lóe lên, bốn phía không gian lập tức cuồng mãnh bắt đầu vặn vẹo. Oanh! lam tử y bỗng nhiên một chút chuyển rời ra ngoài nhưng rất nhanh nàng phát hiện không ổn bởi vì nàng bốn phía không gian đột nhiên toàn bộ phá nát ừm lam tử y ánh mắt phát lạnh nàng lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra bởi vì cái này olympia thần sơn cả tòa núi là một kiện không đúng phương pháp bảo bối pháp bảo chi không gian tự thành mà lại chỗ có không gian quy tắc đều bị hạn chế ở lam tử y không thi triển pháp thuật lúc rời đi không gian quy tắc một chút sự tình đều không có. Nhưng khi nàng thi triển ra không gian quy tắc đến, những thứ này không gian quy tắc lập tức phá nát. Khó trách cái kia Ares lại có gan chó tới khiêu chiến ta. Làm tử y minh bạch đây hết thảy. Nàng tâm thầm nghĩ, có điều, dù cho không gian quy tắc không thể dựa vào, có thể ta muốn giết Ares, cũng không phải việc khó. Chỉ là, Ares cuối cùng không dám để mạng lại đánh bạc. Lần này ta thật sự là quá quá chủ quan, thế mà đáp ứng rất tiến vào thần sơn, thất sách. Làm tử y ngay sau đó không dựa vào không gian quy tắc, mà chính là thân hình chấp động, nhanh chóng nhanh rời đi. Chỉ là vừa ra khỏi phòng, đến quảng trường chi, bốn phía bóng người lập tức chấp động. Lúc này, trời chiều đã tây dưới, gió núi quét, bầu trời đám mây nhuộm đỏ như máu, mang theo một vệt thê lương cùng mỹ lệ. Người đến có rất, thiên hậu Hera, Ares, Hephaestus, còn có mấy danh pháp lực cao cường thần quan. Những người này đem Lam Tử Y cấp tốc vây lại. Ares đầu tiên cười lạnh một tiếng, nói, Lam Tiểu Thư, người muốn muốn đi đâu? Lam Tử Y lại là không để ý tới Ares, mà chính là lạnh lùng nhìn về phía rất nói ra, rớt, uổng ta coi ngươi là bạn, không nghĩ tới ngươi thế mà khắp nơi tính kế tại ta. Coi như ta Lam Tử Y mắt mù. Rất thần sắc rất không tự nhiên, hắn muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra mà hera thì trầm giọng nói ra làm tiểu thư chúng ta đối ngươi cũng không có ác ý chỉ là có chút sự tình chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự phụng mệnh hành sự làm tử y trong lòng trầm xuống nàng liền biết sự tình quả nhiên là cùng đại địa chi mẫu có quan hệ làm tử y gật gật đầu nói ra tốt tốt cực kỳ rất vậy chúng ta động thủ đi rất khẽ thở dài một cái nói ra làm cô nương người bản sự ta rất bội phục nhưng là tại ngọn thần sơn này bên trong, tất cả quy tắc đều bị áp chế lại. Ngươi không phải chúng ta đối thủ, vẫn là mời ngươi trở về phòng nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai ta tổ mẫu hội đến đây, chúng ta không phải muốn nhầm vào ngươi, mà chính là hy vọng La Quân có thể đem ngũ cốc xã tắc thần thụ giao ra. Chỉ cần hắn chịu đem ngũ cốc xã tắc thần thụ giao ra, như vậy chúng ta tất nhiên sẽ không làm khó cho các ngươi. Lam Tử Y nói ra, tên lừa đảo, nàng đón đến, liễu mi dựng lên, nói ra, nói như thế lên, địa tàng vương Bồ Tát sự tình, người cũng là đang lừa ta. Rất nói ra, địa tạng người kia, bản sự xác thực lợi hại. Hắn bây giờ chẳng những không có việc gì, mà lại ngay tại làm một chút thật không thể tin sự tình. Cái gì thật không thể tin sự tình? Lam tử y hỏi. Rất nói ra, hắn đã phá kén mà ra, lại thu thành kim thân. Hắn tại địa ngục tầng 18 bên trong giảng giải Phật Kinh, độ hóa yêu ma hướng thiện hắn tại mỗi một giây bên trong độ hóa một tên yêu ma ác quỷ, mỗi độ hóa một tên yêu ma ác quỷ, hắn pháp lực tinh thâm một phần. Lúc này, hắn cũng đã tu vi đến động tiên cảnh, mà lại vẫn còn tiếp tục hướng kéo lên. Thì ra là thế, Lam Tử Y không khỏi vui mừng trong bụng, tuy nhiên chính nàng tình cảnh nguy hiểm trước mắt. Nhưng khi nàng nghe được địa tàng vương Bồ Tát nhân họa đắc phúc lúc, vẫn là cảm thấy rất vui vẻ. Địa tàng Bồ Tát ưng thuận trí nguyện, địa ngục bất không, thể bất thành Phật chúng sinh vượt qua hết phương chứng bổ đề hắn trí nguyện đạt tới càng nhiều suy nghĩ hội càng phát ra trôi chảy thống khoái lam tử y rất nhanh cũng minh bạch cái này nhân quả cùng lúc đó la quân tại lam tử y suy nghĩ bên trong cũng là lo lắng hắn nói ra cái kia ngũ cốc xã tắc thần thụ đã cùng ta huyết nhục một thể nếu là cưỡng ép bỏ đi ta náo vực tổn thương cực lớn hẳn phải chết không nghi ngờ a à. lam tử y hít sâu một hơi hồi phục la quân nói ra tính toán có thể bỏ đi, ta cũng sẽ không đáp ứng, đây là người an thân lập mệnh đồ, vật. Hiện tại, người phối hợp ta thi triển đại thôn phệ thuật. Có lẽ, ngũ cốc xá tắc thần thụ có thể ứng phó ngọn thần sơn này. La quân nói ra, tốt, ta biết. Ngay vào lúc này, Lam tử y cùng La quân trong nháy mắt tâm ý tương thông. La quân là tại Lam tử y lông mày trong nội tâm, nơi đây thông suốt Lam tử y thiên đình. Lam tử y pháp lực quấn nhập vào đến, lập tức đem la quân quanh thân bao khỏa, la quân cảm giác được toàn thân phía dưới ấm áp một mảnh. rất tâm vẫn là hổ thẹn, cho nên chi tiết nói cho Lam Tử Y, liên quan tới địa tàng vương Bồ Tát sự tình. Lúc này, Lam Tử Y trầm giọng nói ra, rớt, cái kia động thủ đi. Rớt cùng thiên hậu nhìn chăm chú liếc một chút, hai người đồng thời gật gật đầu. Lam Tử Y thân hình chấp động, nàng lại là cái thứ nhất hướng Ares xuất thủ. Đây cũng không phải Lam Tử Y mang thù, mà chính là Ares điển hình ngạo mạn không não, theo hắn thân thể tìm đột phá khẩu không còn gì tốt hơn. Cái kia một cái chớp mắt, Lam Tử Y tuyệt thế cao thủ thực lực lập tức hiển lộ ra. Xuất thủ nhất trường, là 10 tỷ liệt mã bôn đằng chi lực. Ares lập tức cảm giác được một cỗ cuồn cuộn dồi dào, nghiền ép môi sao cuồng bạo lực lượng từng đánh chết tới. Giống như là thiên sụp đổ, Ares cảm giác được quanh thân lông tơ hàn ý. Hắn nhanh chóng lui lại, tiếp lấy tay chiến phủ xuất hiện sau đó, chiến phủ bỗng nhiên bổ xuống. Cái thế tuyệt luân lực lượng chém giết đi ra. Đây là hắn tuyệt chiêu, đồi núi thần phủ. ầm ầm hai cỗ lực lượng đụng giết cùng một chỗ, cả tòa thần sơn đều là chấn động mạnh một cái. Sau đó, cái kia đồi núi thần phủ lực lượng bị Lam Tử Y nhất trưởng trong nháy mắt vỡ nát. Như lũ quét mãnh liệt lực lượng, lập tức đem Ares bao trùm. Ares bất quá là tầng 10 đỉnh phong, hắn tại Lam Tử Y trước mặt, làm sao có thể có sức hoàn thủ đây? Ares lúc này mới chính thức cảm nhận được Lam Tử Y hung hãn. Tại Ares sắp bị Lam Tử Y nhất trưởng đánh chết thời điểm, rất kịp thời xuất thủ. Rất tay khắp nơi chi nện xuất hiện, lúc này khắp nơi chi nện cùng thần sơn liên tiếp làm một thể. Khắp nơi chi nện lực lượng ẩn chứa thần sơn quy tắc. Oanh một tia chớp đánh xuống, trực tiếp đem Lam Tử Y trưởng lực đánh giết thành phấn vụn. Đón lấy, rất tiếp tục xuất thủ, cái kia khắp nơi chi nền thiểm hiện tại Lam tử y đỉnh đầu, sau đó, lôi đình thiểm điện hạ xuống, kết thành một tòa lôi điện đại trận. Cái này đạo lôi điện đại trận cấp tốc hóa thành lồng giam, đem Lam tử y chết nhốt ở bên trong. Tốc độ cực nhanh chóng, giống tòa này lôi điện lồng giam vốn là tại nó ban đầu đến địa phương. Lam tử y lập tức thi triển đại pháp lực xé rách cái này lôi điện đại trận, nhưng là rất nhanh, nàng phát hiện, nàng pháp lực đi vào lôi điện chi tựa như châu đất xuống biển, không có bất cứ động tĩnh gì. Nàng lực lượng tuy nhiên cường đại vô cùng, nhưng là quy tắc bị hạn chế về sau, nàng lực lượng đối mặt loại này nắm giữ tuyệt đối quy tắc lực lượng, căn bản không phải một cái lượng cấp. Khắp nơi chi nền cùng thần sơn hợp làm một thể, giờ này khắc này, Lam Tử Y không phải tại đối mặt một tòa lôi điện đại trận, mà là tại đối mặt toàn bộ Olympia thần sơn. Đại thôn phệ thuật, Lam Tử Y lập tức thi triển ra tuyệt chiêu. Đồng thời, là quân cũng theo thi triển ra đại thôn phệ thuật. Song trọng lốc xoáy hình thành, liền hấp thu cái này mạnh mẽ lôi điện đại trận. Thế nhưng là rất nhanh, để người tuyệt vọng sự tình lại phát sinh. Đó là, đại thôn phệ thuật thôn phệ phía dưới, lôi điện đại trận vẫn là không nhúc nhích chút nào. Làm cô nương, rất nặng nề thở dài, nói ra, ta tổ mẫu là biết các ngươi có ngũ cốc xá tắc thần thụ dạng này lợi khí, cho nên mới để cho ta đưa ngươi mời đến bên trong ngọn thần sơn tới ngọn thần sơn này chính là là năm đó tiên giới đối phó thành thuộc ngũ cốc xã tắc thần thụ pháp khí toái phiến. Bây giờ các người ngũ cốc xã tắc thần thụ còn chưa tránh thức trưởng thành, cho nên, cho dù là toái phiến cũng có thể khắc chế các ngươi. Mọi thứ tương sinh tương khắc, ngũ cốc xã tắc thần thụ có thể khắc chế tiên nhân. Nhưng ngũ cốc xã tắc thần thụ cũng có thuộc về chính nó khắc tinh. Làm tử y tâm giật mình. Cái này một cái chớp mắt, nàng tựa hồ minh bạch rất nhiều thứ. Gai A chế tạo Olympia, nguyên lai là có thâm ý. Lam tử y không khỏi thầm hận, nàng cũng không để ý tới rớt, mà chính là lập tức hóa ra bản thể. Oanh một tiếng, bất tử thần hoàng bản thể xuất hiện. Liệt diễm bốc cháy lên. Không chết thần mang oanh bắn ra. Cái kia lôi điện đại trận lập tức xì xì rung động, trong chớp mắt, cả tòa lôi điện đại trận trở nên xích viêm đỏ bừng không. Lôi điện đại trận lập tức bị xé nứt ra một cái khe đến, chỉ là, cái kia khắp nơi chi nền cùng thần sơn ở giữa liên tiếp, lập tức có vô cùng lôi điện chi lực đưa vào tới. Làm tử y vứt bỏ hết thảy quy tắc lực lượng về sau, chỉ có thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, mới có thể tách ra cường liệt nhất không chết thần mang tới. Cái này không chết thần mang cũng là tuyệt đối hung mũi nhọn. Chỉ là không biết sao, nàng bản nguyên chi lực cùng cả tòa thần sơn tướng, lại vẫn là không có ý nghĩa. Làm tử y lập tức nản chí không chết thần mang, nàng khôi phục hình người diện mạo tuy nhiên nàng sinh mệnh bản nguyên rất đủ nhưng cũng không thể như thế lãng phí tiểu long nhìn ngươi lam tử y nói với tiểu long tiểu long tại lam tử y đầu lập tức dần hiện ra đến sau đó nó thân thể phồng lớn tiếp lấy phun ra lôi điện thần hỏa tới oanh tráng kiện lôi điện thần hỏa chém giết tại lôi điện đại trận lôi điện đại trận điện quang xì xì rung động lại tại một trận chuyển đổi về sau bắt đầu hấp thu đồng hóa tiểu long lôi điện thần hỏa Tiểu Long phát động lực lượng càng cường đại, tương đương với cho lôi điện đại trận chuyển vận càng năng lượng cường đại. Thần Sơn Chi, rất vĩnh viễn là tuyệt đối cường đại nhất tồn tại. Lam Tử Y ở bên ngoài lật qua lật lại mưa gió, nhưng đến thần Sơn Chi, cũng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Vĩ đại số mệnh A, à, tại lúc này, là quân cũng không thể không ra tay. Tiểu Long không thể làm gì lùi về thành lông tơ, sau đó lại đến Lam Tử Y đầu nghỉ ngơi. Là Quân phải thừa dịp Gaia còn chưa trở về rời đi Thần Sơn, cho nên lúc này hắn tại Lam Tử Y Mi Tâm Chi thi triển ra Tiểu Túc Mệnh Thuật. Tiểu Túc Mệnh Thuật lực lượng lập tức cho thấy không cùng luôn uy lực đến, một cỗ ngù xương khí tức xông tới, sau cùng hình thành một cái cổ quái đại thủ. Bàn tay này dung nhập vào lôi điện đại trận mặt, đại thủ đem lôi điện đại trận xé rách ra một đầu khẩu khí. Lúc này vô luận cái kia khắp nơi chi nền cùng thần sơn như thế nào điên cuồng tu bổ lôi điện đại trận, nhưng lại đều không thể đem tiểu túc mệnh thuật của quái đại thủ tiêu diệt hết. Rất cùng Hera lập tức biến sắc. Lại là loại này lực lượng, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, thế mà uy lực to lớn như thế, lại cổ quái như vậy. Rất thấy thế, không khỏi hoảng sợ. Người trước gặp qua loại này lực lượng, Hera hỏi rất. Rất gật gật đầu, nói ra, chúng ta tại địa ngục tầng 18 trong thông đạo, bị hỗn thế ma quân vây khốn. Là loại này lực lượng để hỗn thế ma quân biến mất. Hera không khỏi nhăn phía dưới xinh đẹp mi đầu, nói ra, cái này làm tử y thân thể, như thế nào có nhiều như thế cổ quái. Rất nói ra, lực lượng này không phải nàng. Liền cũng là tại lúc này, làm tử y thi triển ra bất hủ thai tàng thần công bất hủ nguyên thân. Cái này một cái chớp mắt, làm tử y biến thành con ruồi một kích cỡ tương đương, sau đó như thiểm điện theo la quân cổ quái chi trong tay xuyên thẳng qua ra ngoài. Cái này một cái chớp mắt, Lam Tử Y thành công rời đi lôi điện đại trận. Sau đó, Lam Tử Y thân thể tia chớp xuyên thẳng qua, liền muốn rời khỏi ngọn thần sơn này. Rất cùng Hera cảm giác hết thảy, lập tức bắt được Lam Tử Y chân thân. Hai người này cấp tốc xuất thủ, lần nữa ngăn cản Lam Tử Y đường đi. Lam Tiểu Thư, người vẫn là ở lại đây đi. Hera đầu phượng quan bỗng nhiên tách ra tia sáng chói mắt, đón lấy, quang mang này giống như là thủy triều đem Lam Tử Y bao trùm. Lam Tử Y trực tiếp đem ngũ sắc thần quang tế ra, cái kia ngũ sắc thần quang cấp tốc đem những thứ này tia sáng chói mắt bắn ra. Ta nhìn vẫn là không lưu, Lam Tử Y đồng thời một trưởng vỗ ra. 11 tỷ liệt mã bôn đằng lực lượng cuồng mãnh bạo ép mà ra. Ầm ầm, rời núi lấp biển, thiên băng địa liệt lực lượng cuồng dũng tới. Hera không khỏi thất sắc, nàng cấp tốc lui lại, nàng cũng ngăn cản không nổi Lam Tử Y lực lượng. Rất thân thể lóe lên, ngăn tại Hera trước mặt, đồng thời, khắp nơi chi nện bạo chém ra tới. Oanh, hai cỗ lực lượng đụng giết cùng một chỗ, cấp tốc tiêu trừ, hư không bụi mù cuồn cuộn. Cùng lúc đó, mấy tên thần quan, còn có Ares, cùng Hephaestus đồng loạt ra tay. Hư không cuốn lên cuồng bạo bụi mù, bụi mù cuồn cuộn, đem trọn tòa thần sơn tràn ngập vô số quy tắc lực lượng xuất hiện, như màn nhật thiên tai một dạng tập giết tới. Dạng này lực lượng, như tại bình thường, Lam Tử Y cũng sẽ không sợ hãi. Bởi vì nàng quy tắc buông xuống, trong nháy mắt hội đem bọn hắn tất cả quy tắc nhìn sát. Nhưng bây giờ, Lam Tử Y quy tắc lực lượng đã bị Thần Sơn ngăn chặn. Cho nên, nàng Trương không có tinh thần, mà Ares đám người này lại là có cảm động cùng tinh thần Trương. Lam Tử Y trong nháy mắt bắn ra tam sinh thạch tam sinh thạch tại nàng pháp lực thôi động dưới, lập tức bắn ra vô số ánh sáng tới. Mỗi một lồng ánh sáng chi đều có mạnh đại luân hồi chi lực. Tất cả lực lượng đều trong nháy mắt bao phủ tại luân hồi chi. Làm tử y ánh mắt xiết đỏ, nàng bây giờ khẩn yếu nhất là rời đi thần sơn. Ngọn thần sơn này đối nàng áp chế thật sự là quá lợi hại. Là quân tại vừa mới thi triển tiểu túc mệnh thuật lúc, phá vỡ cái kia một tòa lôi điện đại trận, cũng đã tiêu hao 3.000 năm thọ mệnh. Mà lại, chỉ là trong nháy mắt. Cái kia lôi điện đại trận năng lượng khủng bố tới cực điểm. Lúc này, Lam Tử Y liên tục huy trưởng trong nháy mắt đánh ra hơn 10 trường. Rất cũng liên tục huy động khắp nơi chi nện. Âm âm, hai cỗ lực lượng kịch liệt đụng giết cùng một chỗ, không tướng dưới. Cả tòa thần sơn chấn động kịch liệt lên, đón lấy, Lam Tử Y đem tam sinh thạch tế ra. Luân hồi lực lượng cấp tốc đem rất khắp nơi chi nện lực lượng bao phủ ở. Đồng thời, Lam Tử Y cả người trùng thiên hư không. Đón lấy, Lam Tử Y tế ra luyện yêu hồ. Một trăm ngàn thiên yêu xuất hiện. Lam Tử Y đem toàn bộ pháp lực cùng sinh mệnh bản nguyên quán chú đi vào. Trong lúc nhất thời, tam sinh thạch luân hồi chi lực, còn có một trăm ngàn thiên yêu bụi mù cuồn cuộn, Hùng hãn vô cùng giết xuống tới. Rất khắp nơi chi nền lợi hại hơn nữa, lại không cách nào trong nháy mắt phá vỡ tam sinh thạch luân hồi chi lực. Dù sao, Tam sinh thạch cũng là hạ phẩm đạo khí. Lam tử y lấy lực lượng một người, liền tại ngọn thần sơn này chi, đem thần sơn quấy đến long trời lỡ đất. Rất liên tục múa khắp nơi chi nện, thần sơn lực lượng cấp tốc tiếp nhập vào tới. Trong nháy mắt, xung ra 300 lần lôi điện chi lực. Quanh một tiếng, tam sinh thạch luân hồi chi lực rốt cục bị phá ra. Cái kia 100 ngàn thiên yêu tuy nhiên lợi hại, nhưng là tại khắp nơi chi nện giết hại phía dưới, cũng nhao nhao lui tán. Lam tử y luân phiên áp chế, nhưng lại đều không thể áp chế rớt. Tại thần Sơn Chi, làm tử y cuối cùng vẫn là không cách nào chiến thắng rớt. Là Quân cấp tốc nuốt hỗn nguyên quả, đem tổn thất 3.000 năm thọ mệnh bù lại. Áo tím, chúng ta đi, người toàn lực rời đi, ta đến phụ trách xé rách thần Sơn kết giới. Là quần nói với Lam tử y. Tốt, Lam tử y nên một tiếng. Sau đó, Lam tử y toàn lực trùng sát, nàng tốc độ, nhanh như điện chấp toàn trường chi cũng chỉ có rất có thể truy rất mắt thấy làm tử y phải thoát đi ra ngoài thân hình hắn lóe lên lập tức đuổi theo cùng lúc đó apollo bỗng nhiên thiểm hiện tại lam tử y hư không lúc trước lam tử y đối apollo phía dưới cấm chế nhưng về sau hữu hảo về sau lam tử y sớm rút lui cấm chế sớm biết như thế lúc trước nên để hades xiết phụ tử các ngươi hai lam tử y lệ quát một tiếng tiếp lấy ngũ sắc thần quang vung ra. Cái kia ngũ sắc thần quang, năm đạo quang mang hung mãnh bắn ra. Oanh một tiếng, trực tiếp đem Apollo cho bắn bay ra ngoài. Apollo một câu đều không nói đến, liền đã bản thân bị trọng thương. Làm cô nương, người nhất định phải lưu lại. Rất lấy hư không xuyên thẳng qua pháp thuật ngăn cản tại Lam Tử Y trước mặt. Lam Tử Y ngũ sắc thần quang lần nữa bắn tới, rất cổ tay khẽ đảo, lập tức, một mảnh động thiên pháp tác hàng lâm xuống ngũ sắc thần quang trong nháy mắt xa vào đến vô số không gian chi lam tử y bất đắc dĩ đành phải đem ngũ sắc thần quang lập tức thu hồi đồng thời rất thông qua động thiên pháp tác đem khắp nơi chi nện lực lượng hạ ầm ầm cực kỳ cường hãn lôi điện lực lượng oanh sát xuống tới tiểu long cùng lam tử y đồng thời xuất thủ ầm ầm tiểu long phun ra lôi điện thần hỏa lôi điện cuồn cuộn tiểu long lôi điện thần hỏa không có bất kỳ quy tắc nào khác nhưng là lực lượng lại là cực mạnh, nhưng là tiểu long y nguyên không cách nào cùng rất chống lại, rất động thiên pháp tác buông xuống, cấp tốc đem tiểu long lôi điện thần hỏa nuốt vào đến vô hạn xếp chồng không gian chi. lúc này rất cản trở lam tử y đường đi, phía sau ares mấy người cũng đuổi theo, trước sau mắt thấy muốn vây kín, là quần cấp tốc lần nữa thi triển ra tiểu túc mệnh thuật, vĩ đại số mệnh a người là tuyên cổ bất biến tồn tại. Là quân lúc này cũng là triệt để giận vô cùng u ám khí tức xuất hiện cái này u ám khí tức hình thành một đạo cửa đại mông mông bụi bụi chi thủ mông mông bụi bụi chi thủ xuất hiện cấp tốc đem rất động thiên pháp tắc xé rách thành toái phiến lúc này lam tử y cùng tiểu long lần nữa đồng thời xuất thủ không chết thần mang cùng lôi điện thần hỏa phun ra đi ầm ầm rất khắp nơi chi nện vung ra nhưng lần này rất lôi điện lực lượng trực tiếp bị xé nước thành phấn vụn lăn đi lam tử y chợt quát một tiếng tiếp lấy trong nháy mắt phung ra ba trường Âm âm, cuồn cuộn lực lượng như chín ngày lớn lên dưới sông lao nhanh gào thét diệt sát hết thảy rất mày nhân lại tại lam tử y cùng tiểu long liên hợp dưới hắn rốt cuộc ngăn cản không nổi bất đắc dĩ chi rất thân thể lóe lên tránh đi lam tử y công sát lam tử y rốt cuộc đào thoát phây công trong nháy mắt đến ngọn thần sơn kia hư không kết dưới chỗ kết giới chính là một màn ánh sáng, mắt thường căn bản là không có cách trông thấy, nhưng muốn đột phá tầng này kết giới, lại là rất khó. Kết giới chi, chính là có mạnh đại quy tắc cùng thần sơn lực lượng ở bên trong. Nếu không đến cho phép, ai cũng không thể tiến vào cùng ra ngoài. Lúc này, làm tử y quy tắc lực lượng bị áp chế lại, cho nên cũng vô pháp đánh ra kết giới. Là quân lại lần nữa ra tay, tiểu túc mệnh thuật lực lượng lập tức xuất hiện u ám cự thủ đem kết giới kia trực tiếp xé rách ra một đầu lỗ hồng sau đó lam tử y xông ra thần sơn một suất thần núi tất cả áp chế liền lập tức không thấy la quân tại hai cái này trong nháy mắt đã tổn thất vạn năm thọ mệnh hắn lập tức cuồng nuốt hỗn nguyên quả bổ sung thọ mệnh bốn mươi khỏa hỗn nguyên quả nuốt vào một vạn năm thọ mệnh lại bổ sung trở về rất cùng hera nhìn thấy lam tử y thế mà thoát đi thần sơn không khỏi hoảng sợ thất sắc hai người này cấp tốc đuổi theo ra đi. Làm tử y người ở trên không, nàng lạnh lùng nhìn lấy đuổi theo rất, Hera còn có Ares bọn người. Làm cô nương, ta tổ mẫu bàn giao, ta không dám vi phạm. Rất trầm giọng nói ra, hôm nay, người tuyệt không thể đi. Thần Sơn Chi, người còn ngăn không được ta, hiện tại, người ngăn được sao? Làm tử y lạnh lùng nói ra, rất, ta mặc kệ người tổ mẫu có ra lệnh gì, nhưng mạng ngươi, là ta cho ngươi. Ngươi hôm nay làm như thế, chính là lợi oán báo ân. Ta nếu không phải đối ngươi có mấy phần tín nhiệm, làm sao có thể tiến thần Sơn Chi? Từ giờ trở đi, người ta ở giữa, thiếu, không nợ, đều xóa bỏ. Hiện tại, người chịu chết đi. Làm tử y triệt để nổi giận. Nàng động thiên pháp tắc trong nháy mắt đem rớt, Hera còn có Ares bọn người toàn bộ bao phủ lại. Lúc này, Ares cái này cả đám người lập tức thành rác rưởi toàn bộ lâm vào tại vô cùng không gian pháp tắc chi, căn bản cũng không thể siêu thoát. Hera cũng xa vào đến động tiên pháp tắc chi. Đây là động tiên cảnh cao thủ cùng ngư tiên cảnh cao thủ ở giữa khác nhau. Động tiên pháp tắc buông xuống, không nói giết các ngươi, nhưng lại có thể cho các ngươi không cách nào phản công. Rất cùng Hades trước đó chỗ lấy tự phụ đối phó Lam Tử Y là bởi vì bọn hắn biết động tiên cảnh ảo diệu. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ cuối cùng vẫn gặp phải la quân cái này khắc tinh, như thế mới có thể dẫn đến thất bại trong gang tắc lam tử y động sát tâm động thiên pháp tắc cũng đem rớt bao phủ lại rớt động thiên pháp tắc đồng thời tế ra hai cỗ động thiên giao nhau cùng một chỗ nhưng lam tử y tu vi lại là động thiên cảnh kỳ mà rất bất quá là sơ kỳ căn bản không phải lam tử y đối thủ lam tử y trong nháy mắt ngăn chặn rớt đón lấy tam sinh thạch tế ra tam sinh thạch luân hồi chi lực cùng động thiên pháp tắc dung hợp lại cùng nhau cỗ lực lượng này trở nên càng cường hãn hơn to lớn mấy tầng ánh sáng lập tức đem rất bao phủ ở, cuồn cuộn luân hồi chi lực trùng kích đi qua. Rất lập tức chấn bình tĩnh tâm thần, thi triển đại pháp lực chống cự loại này luân hồi chi lực. Làm tử y lắc mình biến hóa, bừng bừng hỏa diễm lên, bất tử thần hoàng bản thể xuất hiện. Không chết thần mang giận bắn xuyên qua. Đồng thời, tiểu long cũng một điểm không khách khí, theo bắn ra lôi điện thần hỏa. ầm ầm mấy tầng công kích chém giết tới. Rất lập tức nguy cơ sớm tối lúc này lam tử y cũng là cảm khái không nàng mới vào cái này phía tây vương giới chi bất quá là hư tiên cảnh đỉnh phong cùng minh nguyệt cùng một chỗ đối phó rất y nguyên không phải là đối thủ mà bây giờ nàng lại có thể một người áp chế thần sơn rất nhiều cao thủ đồng thời đem rất bước đến tuyệt lộ chi đương nhiên nói trở lại nếu như rất tạo hóa vương quan vẫn còn cũng không có lam tử y quát tháo phần tại rất lớn nhất thời khắc nguy hiểm một thanh âm rốt cục xuất hiện Tiểu cô nương thủ hạ lưu tình thanh âm này là thanh âm cô gái lạnh lùng chi lộ ra một cỗ không thể kháng cự, không thể trái nghịch uy nghiêm tới. Làm Tử Y bị kinh ngạc, nàng biết gai a cuối cùng vẫn là tới. Sau đó nàng cấp tốc thu chỗ có thần thông, rất lập tức cảm thấy áp lực suy giảm. Làm Tử Y tiếp lấy liền động thiên pháp tắc cũng thu, trong nội tâm nàng rất rõ ràng đã gai a đã tới. Như vậy lúc này chính mình không thích hợp lại đại khai sát giới. Gai A thực lực, Lam tử y rõ ràng. Nàng biết mình cũng không phải Gai A đối thủ, điểm ấy tự mình hiểu lấy, Lam tử y vẫn là có. Tiếng nói hạ thấp thời gian, mỹ nữ tóc vàng xuất hiện tại Lam Tử Y trước mặt. Cái này mỹ nữ tóc vàng dáng người yêu nhiều thon thả, trí tuệ cùng trang nhã đều xem trọng. Nàng đôi mắt thâm thúy, khiến người ta tựa hồ có thể theo nàng đôi mắt nhìn đến chính mình kiếp trước kiếp này. Tổ mẫu, rất lập tức ở hư không một trong bái còn có Hera, Ares bọn người cung kính không bái kiến Gaia. Gaia là bản thể đến đây, nàng đối Lam Tử Y cười nhạt một tiếng, nói ra, tiểu cô nương, chúng ta vẫn là đi vào tâm sự đi. Lam Tử Y hít sâu một hơi, nói ra, tốt. Nàng chăm cây nhìn đắng rời đi thần sơn, nhưng lúc này, nàng không thể không trở lại bên trong ngọn thần sơn đi. Bởi vì, nàng biết phản kháng đã không dùng. Hết thảy đều chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Một đoàn người một lần nữa trở lại Thần Sơn, Vân Hải Cung bên trong. Lần này, chủ trì yến lại biến thành Gaia. Gaia không để cho Ares, còn có Hera đám lần này yến hội, chỉ để lại rất cùng Lam Tử Y. Vân Hải Cung trong cung điện, châu báu tách ra sáng ngời ánh đèn tới. Đã là vào đêm, trăng sáng treo cao ở trên không, màu xám bạc ánh trăng vẩy chiếu tại cửa ra vào. Trong cung điện một mảnh vắng vẻ, Gai A dung nhan tuyệt thế khiến người ta cảm thấy có chút không quá chân thực. Vị này đại địa chi mẫu, sáng tạo Tây Phương thế giới, diễn biến ra chứ danh Tây Phương thần thoại đi ra. Lam tử y cùng rất ngồi tại đầu dưới. Gai A đầu tiên mở miệng, nói ra, tiểu cô nương, chuyện này tiền căn hậu quả, ta đều rõ ràng. Tuy nhiên người hủy rất tạo hóa vương quan, nhưng là, người đồng thời cũng bảo hộ rất, phản kháng Hades. Tại cái kia dạng một cái tình huống dưới, ngươi có thể làm được điểm này cũng coi là có tình có nghĩa người lam tử y trầm mặc nàng cũng không có mở miệng gai a tiếp tục nói ngươi không nợ rớt lam tử y nói ra đại địa chi mẫu ngày hôm nay tự mình đến đây là vì cái gì gai a hơi hơi ngẩn ngơ sau đó cười cười nói ra tiểu cô nương ngươi thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái vậy thì tốt ta cũng không cùng ngươi vòng vo nàng đón đến nói ra, ta muốn người đem La Quân giao ra. Lam tử y trong lòng trầm xuống, theo rồi nói ra, ta nếu không giao đâu. Gai A nói ra, tiểu cô nương, ngươi là trọng tình trọng nghĩa người, ta rất bội phục ngươi, cũng rất thưởng thức ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể thu ngươi làm đệ tử ta. Ta hội thật nhiều chỗ tốt cho ngươi, nhưng là cái kia La Quân, ngươi không thể đem mang đi. Lam tử y nói ra, La Quân là bằng hữu ta, muốn ta bán bằng hữu ta làm không được. Gaia nói ra, người theo ta, hội có vô tận chỗ tốt. Nhưng nếu như người phản kháng ta, người cũng cải biến không kết cục, người một dạng bảo hộ không hắn. Mà lại, người cũng sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục bước. Người là người thông minh, hẳn phải biết lựa chọn như thế nào. Lam tử y hít sâu một hơi, nói ra, như vậy xem ra, giữa chúng ta, nhất định phải nhất chiến. Gaia nhìn về phía Lam tử y, quái nói ra, Ngươi tại địa cầu chi, có thể đem một thân tu vi tu luyện tới bây giờ tình trạng này, cũng coi là cực không dễ. Chẳng lẽ ngươi thật không có chút nào sợ chết? Lam tử y nói ra, ta như sợ chết, cũng sẽ không đi tới nơi này. Gai A nói ra, ta rất thưởng thức ngươi, nhưng là, nếu như ngươi khăng khăng muốn bảo vệ la quân, như vậy, ta không thể không thân thủ phá hủy ngươi. Bởi vì, ngươi không biết nếu là tùy ý cái kia ngũ cốc xã tắc thần thuộc tiếp tục lớn mạnh, đối với tiên giới thương tổn hội lớn đến bao nhiêu. Lam Tử Y nói ra, mọi thứ đều là có nhân quả, ngũ cốc xá Tác thần thụ đã lại xuất hiện, liền có nó sứ mệnh tồn tại. Gai A hơi hơi thở dài, nói ra, tốt A, đã như vậy, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Lam Tử Y hít sâu một hơi, nàng biết, nàng đã không có bất luận cái gì con đường sau này có thể lui. Tại lúc này, là quần trầm giọng nói ra, áo tím, đem ta giao cho nàng đi dạng như ngươi trắng trắng đưa tánh mạng, tại chính ngươi, một điểm chỗ tốt đều không có. Ta hy vọng, ngươi sau khi ra ngoài, có thể giúp ta xử lý một chút hậu sự. Làm tử y lạnh giọng đáp lại, im miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Nàng cùng la quân là ý niệm giao lưu, nhưng Gai A lại là nghe rõ ràng. Gai A nói ra, xem ra, hắn đều ngươi muốn lý trí nhiều. Tuy nhiên ta trước mắt thường thế không có khôi phục, chỉ có ngũ thành thực lực, nhưng nói thực ra, người ở trước mặt ta căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào lam tử y bỗng nhiên mà lên nói ra ta mặc dù không bằng ngươi nhưng cũng sẽ không hướng ngươi khuất phục có bản lãnh gì cứ việc thi triển đi ra đi la quân muốn rời khỏi lam tử y mi tâm nhưng lại bị lam tử y trong nháy mắt phong bế lam tử y lạnh giọng nói với la quân người biết cái gì hết thảy phát sinh đều là nhân quả đã định trước chúng ta phản kháng ngươi chưa chắc sẽ chết có lẽ chúng ta còn có một đường sinh cơ, bởi vì ngươi đại biểu sinh cơ. Nhưng nếu như ta đưa ngươi giao ra, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Audio điện tử võ tấn bền Gai A ánh mắt tràn ngập một loại nói không nên lời bình tĩnh. Nàng đồng thời không có cái gì tâm tình chập chờn chỉ là nói với Lam Tử Y, ngươi quyết định tốt. Lam Tử Y nói ra, cái này bên trong ngọn thần sơn, đối với ta cùng là quân áp chế quá lớn ta vốn đã rời đi thần sơn, là nể mặt ngươi mới lại tiến đến. Cái này tiện nghi, ngươi tổng sẽ không chiếm A. Gai A nao nao, theo rồi nói ra, cái này tiện nghi, ta xác thực không nên chiếm. Vậy thì tốt, ta hiện tại cùng ngươi rời đi thần sơn. Lam tử y gật đầu, sau đó, nàng cùng Gai A lóe lên ở giữa, cũng đã rời đi Olympia thần sơn. Rất lập tức cũng đi theo. Lúc này bầu trời đêm chi, ngôi sao đầy trời, sáng trăng treo cao hư không chi, Gaia cùng Lam Tử Y đứng đối mặt nhau. Gaia quần trắng tại phong tung bay, mái tóc dài vàng óng, xanh thẳm đôi mắt, nàng một cái nhân mày nhất động, đều hiện lộ rõ ràng đại địa chi mẫu phong độ tuyệt thế. Gaia nói ra, ngươi chấp mê bất ngộ, vậy thì tốt, ta để ngươi làm 100 năm con thỏ, dùng cái này thật tốt tự kiểm điểm đi. Nàng sau khi nói xong, bỗng nhiên vung tay lên, đón lấy, ngón tay gảy gảy. Một mảnh động thiên đột nhiên đem Lam Tử Y bao trùm. Động thiên bên trong, không gian pháp tắc huyền ảo vô song, thời gian pháp tắc yên tĩnh chảy xuôi, thiên vị chi lực cùng thiên địa một thể, đây là thiên tâm ý thức. Sau cùng, còn có một cỗ tạo hóa thần lực lượng tại động thiên bên trong chảy xuôi. Đây là tạo hóa cảnh cao thủ lợi hại, Lam Tử Y âm thầm líu lưỡi, tại dạng này một mảnh động thiên bên trong, đối phương đã là tạo hóa tồn tại. Lam tử y cảm thấy mình tại cái này động thiên bên trong, đã không thể chống đỡ một chút nào. Là đến 10 cái động thiên cảnh cao thủ, nhưng bị cái này động thiên một lồng bao bọc, như cũ đến toàn bộ nghỉ cơm. Quả nhiên, tranh lệch cảnh giới, tuyệt không phải là nhân số trồng chất lên có thể đột phá. Lam tử y cổ động toàn thân pháp lực, ý đồ kháng cự mảnh này động thiên. Nhưng nàng lập tức phát hiện, chính mình vô cùng pháp tắc chỉ cần phát tán ra, lập tức hội xa vào đến đối phương động thiên bên trong đi đồng thời còn có vô số ánh sáng bắt đầu xâm nhập vào lam tử y trong thân thể lam tử y lập tức khu động pháp lực chống cự những thứ này ánh sáng nhưng là rất nhanh chuyện quỷ dị lại phát sinh đó là nàng căn bản chống cự không loại này ánh sáng đây là tạo hóa thần những thứ này ánh sáng tại lam tử y trong thân thể cấp tốc cải tạo lam tử y tế bảo lấy cùng kết cấu thân thể lam tử y hoảng sợ thất sắc nàng cảm giác được lại như vậy đi xuống Nàng thật lại biến thành một con thỏ. Giống, Lam Tử Y bạo giống một tiếng, một giây sau, nàng đã thi triển ra Bất Tử Phượng Hoàng chân thân. Bừng bừng liệt diễm bốc cháy lên. Ừm, những cái kia liệt diễm thiêu đốt trong cơ thể nàng ánh sáng, nhưng là rất nhanh, Lam Tử Y phát hiện mình thế mà thiêu đốt phá hủy không những thứ này ánh sáng. Mà lại, những thứ này ánh sáng thế mà bắt đầu dập tắt Lam Tử Y hỏa diễm, ngay tại từng bước cải biến Lam Tử Y hình thể vẫn là tại đem lam tử y mang đi biến thành con thỏ đường la là quân lam tử y hô một tiếng nàng cấp tốc khôi phục bản thể sau đó nàng thi triển ra đại thôn phệ thuật la quân cũng theo thi triển đại thôn phệ thuật vậy bên ngoài cùng lam tử y trong thân thể ánh sáng cấp tốc bị thôn phệ đến đại thôn phệ thuật bên trong nhưng bên ngoài ánh sáng vô cùng vô tận đây là tạo hóa lực lượng tạo hóa chi lực tiếp tục tại xâm nhập tới làm tử y đem thôn vệ đến là quân thôn vệ thuật, là quân huyền hoàng thần cốc hạt giống lập tức phát huy tác dụng. Những cái kia ánh sáng bị thôn vệ sau khi đi vào, là quân rất nhanh phát hiện không ổn, đó là những thứ này ánh sáng căn bản không bị tịnh hóa, mà là tại bên trong bắt đầu biến hóa, đột kích, mạnh mẽ đâm tới, cơ hồ muốn đem là quân thiên đình huyệt hủy diệt. Là quân nhức đầu không được, lập tức đem những thứ này ánh sáng khu trừ ra ngoài. Vì cái gì, vì cái gì huyền hoàng thần cốc hạt giống đối gai a không có tác dụng là quân kinh hãi không thôi linh tuệ hòa thượng một mực tại chú ý sự kiện tiến triển nghe vậy hắn lập tức nói ra gai a là tạo hóa lại cao tay tiên pháp cao thâm tại tiên giới chi cũng là cực cường đại tồn tại người tu vi quá yếu khẳng định thôn vệ không để cho lực lượng còn có huyền hoàng thần cốc hạt giống cũng còn quá yếu ớt ngày đó người có thể thôn vệ hỗn thế ma quân đó là bởi vì hỗn thế mà quân lực lượng bị trên diện rộng suy yếu. Đối mặt Gaia, căn bản không được. La Quân không khỏi lo lắng không, nói ra, vậy làm sao bây giờ? Khó nói chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng rơi vào trầm tư. Lam Tử Y thân thể lại lần nữa bị cái kia tạo hóa ánh sáng bao vây, thân thể nàng hình thái chậm rãi phát sinh cải biến. Mặc cho Lam Tử Y như thế nào vận dùng pháp lực, quy tắc đến xua đuổi những thứ này ánh sáng nhưng đều cải biến không để cho thân thể bắt đầu mọc ra màu trắng lông tơ tới thậm chí đầu nàng bộ tóc bắt đầu rơi xuống lỗ tai bắt đầu biến nhọn hàm răng cũng đang biến hóa lại không lâu sau lam tử y muốn thật bị biến thành một con thỏ cũng là tại lúc này linh tuệ hòa thượng bỗng nhiên nhãn tình sáng lên nói ra có la quân lập tức hỏi linh tuệ hòa thượng nói ra bất hủ chi thành la quân kém chút té xỉu tức giận nói ra lúc này, người cùng ta nói đùa cái gì, thế gian nơi đó có cái gì bất hủ chi thành tồn tại. Linh tuệ hòa thượng nói ra, cùng số mệnh giao dịch, chỉ cần có đầy đủ thọ mệnh, số mệnh có thể thỏa mãn người tất cả. La quân nói ra, đáng tin sao, còn không bằng ta trực tiếp dùng số mệnh lực lượng đến xua lại gai A tạo hóa chi lực. Linh tuệ hòa thượng nói ra, chỉ dựa vào người tiểu túc mệnh thuật, đã không cách nào xua lại gai A dạng này cao thủ. Lập tức, trao đổi vô sinh có bất hủ chi thành cái này bất hủ chi thành hội căn cứ người tâm suy nghĩ, từ đó hình thành. Lập tức, nhanh, là quân có thể cảm nhận được Lam Tử Y nguy cơ sớm tối, ngay sau đó cũng không lo được hắn. Cấp tốc thi triển ra tiểu túc mệnh thuật đến. Vĩ đại số mệnh A, người là tuyên cổ bất biến tồn tại, người là bao trùm chư thiên lực lượng, ta lấy thọ mệnh làm hạn định, hướng người cầu lấy bất hủ chi thành. Bất hủ chi thành, thời cổ vật, tồn tại ở tối tam chi nó có khiến người ta lực lượng bạo tăng gấp 30 lần bản lĩnh, buông xuống đi, bất hủ chi thành. Vô cùng thọ mệnh bắt đầu bốc cháy lên. Hư không chi, số mệnh lực lượng rốt cục xuất hiện. Số mệnh phù lục bắt đầu bị số mệnh lực lượng quán trú, cái này số mệnh phù lục cũng bắt đầu biến hóa. Lại là bắt đầu diễn biến thành bất hủ chi thành. Số mệnh phù lục tại la quân trong não vực phát sinh diệu biến hóa, thành chi dần dần hiện ra hiện, cái này bất hủ chi thành, liền như là một tòa thành trì. Chỉ là trong thành trì, tràn ngập vô số màu trắng nhân quân chi khí. Là quân thọ mệnh tại điên cuồng mất đi. Một vạn năm thọ mệnh, bị lược đoạt. Hai mươi ngàn tuổi thọ mệnh, bị lược đoạt. Ba vạn năm thọ mệnh, cũng bị lược đoạt. Còn tốt, là quân cấp tốc bổ sung hỗn nguyên quả, hắn còn thừa lại 130 mai hỗn nguyên quả. Lúc này, là quân một hơi đem tất cả hỗn nguyên quả đều thôn phệ đi vào. Hắn thọ mệnh lần nữa khôi phục, sau đó tiếp tục bị lược đoạt một vạn năm, hai mươi ngàn năm, ba vạn năm, một trăm ba mươi mai hỗn nguyên quả là ba mươi hai tuổi thọ mệnh. La quân chỉ còn lại có hai ngàn năm thọ mệnh, nhưng là bất hủ chi thành kiến tạo vẫn còn tiếp tục. Hắn thọ mệnh tiếp tục bị lược đoạt một ngàn năm thọ mệnh, bị lược đoạt lại một ngàn năm, lại bị lược đoạt. Bất hủ chi thành còn chưa kiến tạo tốt, la quân suýt chút nữa thì điên. Hắn cảm giác được thể nội sinh cơ chính đang nhanh chóng sói mòn, mắt thấy muốn chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ngay vào lúc này, Lam Tử Y đem nàng còn thừa toàn bộ Hỗn Nguyên Quả đưa vào đến La Quân trước mặt. Đó là 40 mai Hỗn Nguyên Quả. Nàng vốn là còn lại 50 mai Hỗn Nguyên Quả, nhưng là do ở Minh Nguyệt Tiên Tôn sớm nuốt hết Hỗn Nguyên Quả, cho nên nàng đưa tặng cho Minh Nguyệt Tiên Tôn 10 cái Hỗn Nguyên Quả. 40 mai Hỗn Nguyên Quả, lại là một vạn năm thọ mệnh. La Quân một miệng đem toàn bộ nuốt. Sau đó, liên tục không ngừng thọ mệnh lần nữa hiện ra tới. Bất hủ chi thành kiến tạo tiếp tục. Đón lấy, một ngàn năm thọ mệnh bị lược đoạt. Không ngừng cướp bóc, rất nhanh, La Quân bị lược đoạt đến chỉ còn lại có 30 năm thọ mệnh lúc. Bất hủ chi thành kiến tạo rốt cuộc viên cáo hoàn thành. Bất hủ chi thành, La Quân cảm giác được món pháp bảo này lợi hại, nhưng cùng lúc, hắn chả cảm giác được một việc. Đó là bất hủ chi thành là số mệnh lực kiến tạo ra được. Nhưng số mệnh là trôi nổi bất định, nó rất nhanh hội tiêu tán. Tương đương nói, ta tiêu hết 70 000 tuổi thọ mệnh kiến tạo ra bất hủ chi thành, chính là phù dung sớm nở tối tàn, duy nhất một lần đồ dùng. La Quân thầm mắng một tiếng, ta. Nhưng hắn cũng không thể tránh được. Lúc này, La Quân cũng không biết cái này bất hủ chi thành đến cùng có thể phát huy ra cái dạng gì uy lực tới. Áo tím, cho ngươi là quân tại nguy cơ chi, đem bất hủ chi thành đưa ra ngoài. Lam tử y vẫn luôn đang khổ cực trèo trống, đồng thời cũng đang chú ý bất hủ chi thành kiến tạo. Bây giờ, bất hủ chi thành rốt cuộc kiến tạo hoàn tất, nàng tâm tình cũng là phức tạp cùng hưng phấn. Thành bại ở đây một lần hành động. Cái kia một cái chớp mắt, Lam tử y tiếp nhận bất hủ chi thành. Tòa thành trì này kiến tạo tốt về sau, chỉ có nghi tâm lớn nhỏ. Nhưng Lam Tử Y đột nhiên thôi động bất hủ chi thành lực lượng, lập tức vô cùng bất hủ chi lực tràn vào đến Lam Tử Y trong thân thể. Những thứ này bất hủ lực lượng tại Lam Tử Y trong thân thể, lại là mỗi người hình thành chính mình động thiên, lại không đi chen bể Lam Tử Y huyệt khiếu cùng vốn có động thiên lực lượng. Lam Tử Y lực lượng bắt đầu tăng mạnh, 11 tỷ liệt mã, 20 tỷ, 30 tỷ, sau cùng trọn vẹn tăng trưởng đến 300 tỷ liệt mã bôn đẳng cấp độ đây là một cái chưa bao giờ xuất hiện qua lực lượng kinh khủng. Lam tử y cảm giác được trong thân thể, lực lượng khủng bố bạo liệt. Đây là chính nàng đều hoàn toàn không cách nào khống chế. Cút, Lam tử y bỗng nhiên bạo giống một tiếng. Cuồng bạo vô cùng lực lượng bá đạo chấn động, đón lấy, Lam tử y trong thân thể tạo hóa ánh sáng toàn bộ bị đánh tan ra ngoài. Gai A cảm giác được động thiên bên trong, có một loại hủy thiên diệt địa lực lượng xuất hiện. Làm sao có thể? Gaia không khỏi thất sắc. Phá, tại lúc này, Lam Tử Y trong nháy mắt vung ra ba trường tới. Nhất trưởng lực lượng là 200 tỷ liệt mã bôn đằng chi lực. Lam Tử Y lực lượng cũng không dùng lão, toàn bộ dùng ra đi, rất khó khống chế. Nhưng là như vậy lực lượng, lại là cường hãn đến khiến người ta giận sôi. 100 cái động tiên cảnh kỳ cao thủ vây ở Gaia động thiên bên trong, tuy nhiên toàn bộ lực lượng cùng nhau có thể đạt tới 1.000 tỷ liệt mã bôn đằng lực lượng nhưng là bọn họ đột phá không gai A động thiên, bởi vì cái này một nghìn tỷ là phân tán. Mà lúc này Lam Tử Y, nàng lực lượng lại là bệnh thành một sợi dây thừng, đây là bản chất khác biệt. Vô cùng không gian quy tắc, thời gian quy tắc đều áp chế không nổi Lam Tử Y lực lượng. Ba trưởng lực lượng, có hai trưởng lực lượng đều bao phủ tại thời gian cùng trong không gian. Nhưng sau cùng nhất trưởng lực lượng lại là trực tiếp đem động thiên vỡ ra tới. Lam tử y thân hình lóe lên, nhanh chóng nhanh rời đi gai A Động Thiên. Đồng thời, Lam Tử Y toàn thân Y Nguyên ở vào cuồng bạo trạng thái. Thấy rõ, Lam Tử Y đột nhiên lần nữa hóa ra bất tử thần hoàng trạng thái tới. Mạnh liệt hỏa diễm cháy hừng hực lên, đem cả mảnh trời hư không đều bốc cháy lên. Giờ phút này Olympia Châu đột nhiên sáng như ban ngày, mọi người nhìn đến thần Sơn Chi, có nhất tôn mặt trời mọc. Mặt trời này Apollo liệt diễm chiến xa ánh sáng mạnh gấp trăm lần, nghìn lần, Lam tử y thi triển ra thấy rõ, sau đó vô cùng liên hoa hỏa diễm hướng về gai A phủ tới, đầy trời liên hoa hỏa diễm, giống như là ngôi sao đầy trời một dạng. Gai A lần nữa thi triển ra động thiên pháp tắc tới. Vô cùng động thiên áp chế lại, những cái kia liên hoa hỏa diễm lập tức hướng không gian quy tắc bên trong bị xa vào. Lam tử y cấp tốc thi pháp, những cái kia liên hoa hỏa diễm trực tiếp bị tụ tập cùng một chỗ, hình thành một đóa to lớn liên hoa. Đoá này liên hoa vô hạn banh ra, chính là muốn đem Gaia cả tòa động thiên no bạo. Liên hoa hỏa diễm sừng sướng hư không, băng vào vô cùng lực lượng, ngạo nghễ sừng sướng. Vô luận đáp á không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc như thế nào thôn phệ, cái này liên hoa hỏa diễm liền tự ngạo nhưng bất động. Đồng thời, vô cùng cành lá sinh trưởng bắt đầu thiêu đốt, thiêu hủy không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Làm tử y đem lực lượng thôi vận tới cực điểm. Oanh! Gaia toàn bộ động thiên pháp tắc triệt để bốc cháy lên, đó là một trận trói lọi, hùng vĩ đại hỏa, đem chọn cái bầu trời bốc cháy lên. Đó là diệt thế chi hỏa. Nghiệp hỏa hồng liên, vô biên nghiệp hỏa, làm tử y lạnh quát lên, gai a, người có vô địch thần thông, nhưng là, thần thông cuối cùng không địch lại nghiệp lực. Ngươi là tại nghịch thiên mà đi, hôm nay, ta muốn thế thiên hành đạo. Sau đó, làm tử y ngón tay bắt pháp quyết, đón lấy, vô biên hỏa diễm hình thành cự đại hồng liên cái này hồng liên nghiệp hỏa đem bầu trời bốc cháy lên bầu trời đám mây trong nháy mắt bị bốc hơi thành cho tàn phô biên hồng liên nghiệp hỏa đem gai a bao phủ lại gai a không khỏi hoảng sợ thất sắc nàng chính là tiên giới thiên quân tại tiên giới chi cũng là nhất đẳng tồn tại nàng ở trong nhân thế tại địa cầu tung hoành vô địch nhưng cái này là lần đầu tiên một người địa cầu một cái phía dưới đám sinh linh thế mà cho nàng tử vong uy đối mặt ùn ùn kéo đến hồng liên nghiệp hỏa, Gai A cảm nhận được nghiệp hỏa đối thân thể nàng uy. Tại nguy cấp này chi, Gai A xuất thủ lần nữa. Đại Luân Hồi Thuật, 3.000 đại đạo siêu cấp thần thông. Gai A mi tâm chi, tách ra một đạo hào quang màu bạc. Luồng hào quang màu bạc này trùng sát sau khi ra ngoài, cấp tốc lan tràn ra ngoài. Giống như là thủy triều, trực tiếp đem chọn toàn nghiệp hỏa hồng liên bao trùm ở. Toàn bộ thế giới, cấp tốc biến thành thế giới màu bạc thế giới màu bạc chi, tràn ngập vô cùng luân hồi lực lượng. Thần thông không địch lại nhân quả nghiệp lực, nhân quả nghiệp lực lại cuối cùng bao phủ tại luân hồi chi. Gai A đại luân hồi thuật thi triển đi ra, bên trong thiên địa đã toàn bộ là luân hồi lực lượng. Đây là Lam Tử Y Tam sinh thạch căn bản không thể cùng chi nghĩ. Lam Tử Y Tam sinh thạch tại cái này đại luân hồi thuật trước mặt, giống là tiểu hài tử đồ chơi. Lam Tử Y lập tức bị cái này luân hồi chi lực bao trùm, Lam tử y cấp tốc huy trưởng đánh giết, nhưng là nàng lực lượng lại vọt thẳng giết ra ngoài, nhưng lại hủy diệt không luân hồi chi lực. Vô cùng luân hồi chi lực xông vào đến Lam tử y não vực chi. Lam tử y hoảng sợ thất sắc, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình trở nên không nhỏ yếu, giống như là một chiếc thuyền con phiêu đáng tại cuồng phong bạo vũ đại hải chi. Luân hồi lực lượng trùng kích tới. Lam tử y bạo giống một tiếng, đem cái kia ngũ sắc thần quang soát ra ngũ sắc thần quang nhưng cũng ngăn cản không nổi luân hồi chi lực. Làm tử y suy nghĩ bắt đầu bất ổn, nàng dần dần mất phương hướng tại luân hồi lực lượng chi. Bất hủ chi thành lực lượng cũng tại bắt đầu yếu bớt. Là quân thấy thế, lo lắng tới cực điểm. Linh tuệ hòa thượng nhưng cũng là không thể làm gì. Là quân cùng linh tuệ hòa thượng cũng may mắn là trốn ở chủ kiếp suy nghĩ bên trong, lúc này mới miễn thu luân hồi chi lực thương tổn. Tại lúc này, tiểu long đột nhiên lao ra nó thân thể, tràn ngập ra một cỗ bi tráng ý vị tới. Nó vào tới hư không, bỗng nhiên quay đầu nhìn một chút Lam Tử Y, miệng lại là nói, ba ba, vĩnh biệt. Sau đó, nó thân thể nổ tung lên. ầm ầm không muốn, là quần đem đây hết thảy thu hết vào mắt, lệ hống lên tiếng. Hắn hai mắt một mảnh huyết hồng, hắn cảm giác được lần này, Tiểu Long là thật muốn chết. Luân hồi hải dương, tiểu long thân thể toái phiến đem luân hồi chi lực nổ bể ra tới. Thần thông không địch lại nghiệp lực, nghiệp lực khó thoát luân hồi, luân hồi lấy tử vong mà trung kết. Đây là một loại số mệnh. Ai cũng không biết, Tiểu Long vì sao lại hiểu tự bạo thân thể, có thể kết luân hồi chi lực. Nhưng lúc này, đại luân hồi thuật thật là xuất hiện lỗ thủng. Làm Tử Y trong nháy mắt này, xé rách hư không, trực tiếp rời đi phía Tây Vương giới. Một giây sau chi, Lam Tử Y đã mang theo La Quân cùng Linh Tuệ Hòa thượng đến Thiên Châu bên trong. Mà lại bất hủ chi thành lực lượng còn không có hoàn toàn tiêu tán, Lam tử y thi triển ra đại na di thuật, trong nháy mắt chuyển rời ra mấy vạn dặm Chính là Gai A cũng truy tìm không được Lam Tử Y tung tích. Tại một rừng cây chi, Lam Tử Y hạ xuống tới. Nàng cấp tốc tướng chủ kiếp suy nghĩ lấy ra, là quần cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn còn có linh tuệ hòa thượng liền đều xuất hiện tại Lam Tử Y trước mặt. Áo tím, ngươi, Minh Nguyệt Tiên Tôn nhìn đến Lam Tử Y tình huống rất không thích hợp, làm tử y khoát khoát tay, nói ra, minh nguyệt, người đừng nói trước. Nàng tiếp lấy ngồi xếp bằng, sắc mặt nàng một mảnh trắng bệch. Áo tím, ngươi, là quân hoảng sợ. Làm tử y hít sâu một hơi, nói ra, là quân, người nghe ta nói. Ta ngựa muốn rơi vào trạng thái ngủ say, gai A luân hồi chi lực xâm nhập vào ta não vực chi, ta muốn hãm vào trong luân hồi. Tiểu Long tự bảo là ta giáo hắn, thần thông không địch lại nghiệp lực, nghiệp lực khó thoát luân hồi, chỉ có tử vong mới có thể tạm thời chung kết một cái luân hồi. Chỉ có nó tự bạo, mới có thể cho ngươi tranh thủ ra nhất điểm không gian tới. Tiểu Long bây giờ đã tự bảo chỗ có thân thể toái phiến cũng lâm vào vô tận luân hồi bên trong đi. Chỉ sợ là vĩnh viễn lại cũng khó có thể phục sinh. Mà ta, người có thể trách ta, nhưng đây là ta có thể cứu vãn người biện pháp duy nhất. Không muốn, là quân rên rỉ một tiếng. Làm tử y thân thể chống đỡ không nổi, lệch ra đi qua la quân lập tức đem nàng ôm ở hắn nước mắt rơi xuống lam tử y ngươi không nên gặp chuyện xấu ta không trách ngươi ngươi không muốn ngủ ngươi không muốn khổ sở lam tử y đột nhiên cười một cái nàng cười mang theo một tia cởi mở nhưng cũng có một tia nói không nên lời thêm mỹ đây là mệnh ta đếm ta cuối cùng là phải ứng kiếp hết thảy không có quan hệ gì với ngươi lam tử y sau khi nói xong ánh mắt của nàng bắt đầu chậm rãi bế lam tử y Minh Nguyệt tiên tôn cũng là gấp, lệ quát một tiếng. Minh Nguyệt, giúp, hắn, Lam Tử Y nói xong sau cùng một câu nói kia, sau đó triệt để nhắm mắt. Lam Tử Y, Lam Tử Y, vô luận là quân như thế nào lo lắng hô hào nàng tên, nhưng nàng lại không còn có mảy may phản ứng. Là quân cảm giác được thân thể tựa hồ bị trong nháy mắt móc sạch. Tựa hồ là sau cùng dựa vào, không còn có. Từ nay về sau, trời cao biển rộng, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Làm tử y, ta nhất định sẽ cứu người tình, ta nhất định sẽ, là quần cắn răng, từng chữ nói ra. Linh tuệ hòa thượng ở một bên thở dài, nói ra, may mắn làm thí chủ thông tuệ, ở lúc mấu chốt, muốn đến tử vong chung kết một cái luân hồi, không phải vậy lời nói, lần này, nàng và chúng ta đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, làm thí chủ linh hồn lâm vào tại vô tận luân hồi chi, tuy nhiên phải cứu tỉnh nàng rất khó nhưng cái này không có nghĩa là không có cách nào cứu tỉnh Lam Thí Chủ. Minh Nguyệt Tiên Tôn hít sâu một hơi, nàng nói ra, có biện pháp nào có thể cứu tỉnh áo tím. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, tiểu túc mệnh thuật có lẽ có thể cứu tỉnh Lam Thí Chủ, nhưng là Lam Thí Chủ xa vào đến cấp độ sâu luân hồi chi, bây giờ là quân đạo hữu thọ mệnh bất quá 30 năm. Phải cứu tỉnh Lam Thí Chủ, chỉ sợ muốn 100.000 tuổi thọ mệnh mới được. Đương nhiên, đây không phải biện pháp duy nhất còn có biện pháp nào? La Quân bắt lấy Linh Tuệ Hòa Thượng, nghiêm nghị hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng không cùng La Quân so đo, hắn nói ra, hoặc, đạo hữu người tu luyện thành đại số mệnh thuật. Đại số mệnh thuật, La Quân không khỏi vui vẻ, nói ra, đúng, đúng. Ta muốn tu thành đại số mệnh thuật, hắn sau đó nói với Minh Nguyệt Tiên Tôn, ta còn không có cách nào xé mở không gian, đến hắn không gian. Tiên Tôn, người đồ đệ chi, không thiếu tầng 10 cao thủ ta cần các nàng giúp ta đi hướng mặt khác không gian, tìm đại số mệnh thuật thần thông bản nguyên. Minh Nguyệt Tiên Tôn gật gật đầu, nói ra, không có vấn đề. Ngay sau đó, là quân đem làm Tử Y cẩn thận từng ly từng tí để vào đến cái viên kia chủ kiếp suy nghĩ bên trong. Là quân đem chủ này kiếp suy nghĩ để vào đến phòng bị tu di bên trong. Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng tiến vào chủ kiếp suy nghĩ chi. Linh Tuệ Hòa Thượng hóa thành một cọng tóc, liền trốn ở La Quân đầu tóc chi sau đó la quân thi triển đại na di thuật tiến về ở nước ngoài minh nguyệt cung lam tử y ngủ say tiểu long chết đi luân phiên trầm trọng đả kích cũng không có đánh bại la quân ngược lại hắn trở nên càng thêm cứng cỏi tiểu long chết đi để la quân tâm bi đau nhức nhưng la quân minh bạch trước mắt hắn càng phải làm là giúp lam tử y vượt qua kiếp số chuyện cũ đã qua người sống tự nhiên hăng hái tại phía tây vương giới bên trong gai a thu hồi đại luân hồi thuật nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Rất thấy thế, cấp tốc trước. Tổ mẫu, ngài thế nào? Gai A à khoát khoát tay, nói ra, ta không sao, chẳng qua là ta thương thế vốn là không khôi phục. Lần này cưỡng ép thi triển đại luân hồi thuật, cực hao tổn tinh thần. Cái này đầu tiểu long tự bạo thân thể, toái phiến chi bạo phát lực cực mạnh, thương tổn ta đại luân hồi thuật thần thông bản nguyên. Lần này, ta muốn bế quan thời gian dài hơn. Rất nói ra, tổ mẫu, cái kia ngũ cốc xã tắc thần thụ sự tình. Gai A nói ra, tiên giới thông đạo còn chưa hoàn toàn mở ra, tin tức này ta tạm thời cũng truyền lại không đến trong tiên giới. Việc này, người đến theo vào đi, hành sự tùy theo hoàn cảnh, không cần thiết không thể cậy mạnh. Đúng, tổ mẫu, rất lập tức nói ra. Gai A lần nữa bàn giao rớt, nói ra, gọi là la quân tiểu gia hỏa thân thể, có lớn lao cổ quái cùng cơ duyên. Ta suy nghĩ kỹ một chút, lần này, người tại hắn thân thể thất bại. Hades, còn có cái kia chiêu thiên đại thánh, thiên yêu thần hoàng, cùng hỗn thế ma quân, lại đến ta, toàn bộ đều tại hắn thân thể cắm đại ngã nhào. Người chớ nhìn hắn tu vi yếu nhỏ, nhưng người tuyệt đối không thể khinh thị hắn. Tại ngươi muốn động thủ với hắn trước đó, đầu tiên phải bảo đảm ngươi mình có thể toàn thân trở ra. Nếu như thực tại không thể được, đừng động thủ, chờ ta khôi phục toàn bộ thực lực lại nói. Rất đột nhiên giật mình, hắn mới đầu vẫn không cảm giác được nhưng lúc này tổ mẫu lời nói nhắc nhở hắn đúng a à, những người này thất bại thế mà toàn bộ đều là bởi vì la quân tiểu gia hỏa này đúng tổ mẫu ta biết gai a sau đó còn nói thêm cái kia địa tạng vương tại địa ngục bên trong làm việc người cũng không nên làm khó hắn hắn chính là phật giới chi chuyển thế đầu thai đại năng trời sinh đại từ bi chúng ta tự nhiên muốn đối lòng hắn hoài kính sợ cùng nhân nghĩa chi tâm Đúng, tổ mẫu, rất nói ra. Tốt, ta muốn bàn giao nhiều như vậy, tự giải quyết cho tốt đi. Sau đó, gai A thân thể lóe lên, liền biến mất ở hư không chi. Lại nói ngày đó, Lâm Phong cùng Tần Lâm chui vào đến Olympia Châu trong biển sâu. Hai người này vì không bị Ares bọn họ phát hiện, trực tiếp chui vào bên trong. Hai người này nín thở công phu là rất lợi hại, có thể ở trong biển mặt đợi cái một ngày một đêm đều không có vấn đề quá lớn cái kia thâm hải chi, đen kịt một màu. Trong nước biển, thật nhiều sinh vật, cá mập, kiếm ngư, cá heo chờ một chút, nhiều vô số kể. Lâm Phong cùng Tần Lâm dùng ý niệm câu thông. Đại ca, cái này Olympia châu bên trong địch nhân đều là cường đại như thế, lúc này địa tàng vương Bồ Tát sinh tử chưa biết, chúng ta bước kế tiếp, phải làm gì. Tần Lâm cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Lâm Phong thở dài, nói ra, không quản được cái kia rất nhiều, bồ tát giao cho ta nhóm không nên tiến vào olympia châu chúng ta liền vượt qua mênh mông biển lớn tới trước athena châu bên trong đi trước ở nơi đó nghe ngóng tin tức làm tiền bối cùng minh nguyệt tiên tôn sẽ không có sự tình tần lâm nói ra trước mắt xem ra cũng chỉ có làm như vậy a à, đại ca tần lâm bỗng nhiên nói lâm phong quái tần lâm nói ra ta nhìn thấy phía trước có một vệt ánh sáng lóe qua nhưng là đột nhiên lại không thấy Lâm Phong ngược lại là không lấy làm lạ, nói ra, đại hải chi, ảo diệu vô cùng, xuất hiện một vệt ánh sáng, cũng không quái. Hắn nói vừa xong, tia sáng kia xuất hiện lần nữa. Giống như là một đạo điện quang tại biển xuyên thẳng qua. Truy, Lâm Phong quyết định thật nhanh. Lúc này Lâm Phong, sớm dĩ nhiên minh bạch thiên mệnh giả ba chữ hàm nghĩa. Thiên mệnh, thiên mệnh chỗ về. Rất nhiều cơ duyên, giấu giếm tại một chút huyền hoặc là chuyện tầm thường tình chi. Phải gìn giữ một khỏa hảo tâm, xem như nguy hiểm, cũng muốn xâm nhập đi vào. Bởi vì nguy cơ nguy cơ, nguy hiểm đằng sau là cơ hội. Hai người lập tức triển khai đại na di thuật, cấp tốc đuổi theo. Điện quang kia cực nhanh, cũng may Lâm Phong cùng Tần Lâm đều tập được đại na di thuật, cho nên mặc kệ điện quang như thế nào nhanh, bọn họ đều ở phía sau chăm chú cùng. Chỉ một lúc sau, điện quang kia đột nhiên chui vào đến trong một cái sơn động, không sai là sơn động phía trước là một tòa núi lớn ngọn núi lớn này đắm chìm đến thâm hải chi nhưng ở bên dưới núi lớn mới hang núi kia vẫn là tồn tại lâm phong cùng tần lâm chống cự nước biển áp lực sau đó trở về trước sơn động mặt cái này điện quang tựa hồ là có ý đem chúng ta dẫn ở đây tần lâm nói ra đại ca chúng ta cứu tam đệ quan trọng không nên ở chỗ này lưu lại lâm phong gật gật đầu nói ra có đạo lý Hắn sau đó còn nói thêm, bất quá quang mang này dẫn chúng ta tới nơi này làm gì đâu? Tần Lâm không khỏi cười khổ, nói ra, xem ra đại ca vẫn là muốn tìm tòi hư thực. Lâm Phong nói ra, chúng ta truy đến nơi đây, nếu không tiến đi xem một cái, tâm xác thực có nhiều không cam lòng. Tần Lâm nói ra, vậy dạng này đi, đại ca, chúng ta chỉ có tiến đi một cái. Nếu có nguy hiểm, một cái khác ở bên ngoài cũng tốt hô ứng. Lâm Phong nói ra, cũng được hắn theo rồi nói ra, nếu là ta tốt, vậy ta đi vào đi. Người ở bên ngoài trông coi đi. Tần Lâm nói ra, như vậy sao được, loại chuyện này, nên ta đi vào trước. Lâm Phong cười mắng một tiếng, nói ra, số tiểu tử, là ta muốn đi vào, người thay ta đi vào, tính toán là chuyện gì xảy ra. Tần Lâm nghe vậy mỉm cười, theo rồi nói ra, vậy được rồi, đại ca ngươi cẩn thận nhiều. Lâm Phong nói ra, tốt. Lâm Phong cái này đi vào, lại là trọn vẹn đợi 3 ngày ba đêm chưa hề đi ra. Tần Lâm rơi vào đường cùng, chuyển rời đến mặt biển tiến hành mấy lần lấy hơi. Tại nước biển chỗ sâu trước sơn động mặt, Tần Lâm chờ đợi đầy đủ lâu, nhưng là từ đầu đến cuối không có Lâm Phong tin tức. Tần Lâm ở bên ngoài kêu gọi Lâm Phong, cũng không có tin tức. Rơi vào đường cùng, Tần Lâm cắn răng một cái, cũng vào sơn động. Muốn hắn không trong khu vực quản lý Lâm Phong, hắn là tuyệt đối làm không được. Tần Lâm sau khi đi vào, trước gặp một đầu hắc ám thông đạo. Qua đầu kia thông đạo, liền gặp bên trong lại là một tòa địa cung. Mà quái là, tiến địa cung về sau, cái kia nước biển không có cách nào tiến đến. Trong cung điện dưới lòng đất thế mà rất là khô ráo ấm áp, hơn nữa còn có không khí mát mẻ chảy xuôi theo. "Đại ca." Tần Lâm lần nữa hô một tiếng. Đồng thời, hắn bắt đầu dò xét bốn phía. Địa cung chi, thật nhiều châu báu, còn thật nhiều thần thông bí quyết cùng pháp bảo. Vân vân. Bất quá, những thứ này thần thông bản nguyên, cùng bí quyết đều là ở giữa nhất tôn quan tài thủy tinh bên trong. Bên ngoài thì là châu báu. Châu báu bất quá là lừa gạt thế nhân, mà quan trọng hạch tâm mới là quan tài thủy tinh bên trong đồ vật. Tần Lâm cũng không phải là một cái thấy hơi tiền nổi máu tham người, hắn nhìn thấy những thứ này thần thông pháp bảo, tâm lại là càng thêm cảnh giác. Đại ca, đại ca Tần Lâm cảm thấy ở chỗ này không gặp được đại ca, đây là rất chuyện quỷ gì? Mà lại xem như bên trong có thần thông pháp bảo, đại ca gặp sẽ chỉ trước tiên đến thông báo hắn, tuyệt sẽ không ở bên trong đợi ba ngày ba đêm. Tần Lâm đối Lâm Phong quá giải A, à, nhị đệ ngươi làm sao tiến đến? Tại lúc này, Lâm Phong theo địa cung một bên khác xuất hiện, hắn trông thấy Tần Lâm về sau, nhất thời kinh ngạc. Tần Lâm nhìn đến Lâm Phong lại là bản năng cảnh giác, đại ca, người từ nơi đó xuất hiện. Vì cái gì ta gọi ngươi lâu như vậy, ngươi lại không có trả lời. Nơi này, khắp nơi đều là lộ ra quỷ dị, tần lâm tuy nhiên trung hậu, nhưng ai kêu có thể cũng không phải là không online. Lâm Phong gặp tần lâm thần sắc, hắn không khỏi cũng là sướng sờ, nhị đệ, ngươi làm sao? Làm sao còn phòng bị ta? Chuyện gì phát sinh? Ngươi không biết chuyện gì phát sinh sao? Tần lâm trầm giọng nói ra, ta đã chờ ngươi ở ngoài ba ngày ba đêm. Ngươi nói đùa cái gì? Lâm Phong nói ra, ta tiến đến mới không đến hai phút đồng hồ, vừa nhìn quan tài kiếng này tài, sau đó đi cây cột đằng sau tìm cơ quan. Sau đó ngươi tiến đến. Tần Lâm không khỏi thất sắc, nói ra, ngươi là nói cười đi. Lâm Phong nghiêm mặt nói ra, đến lúc nào rồi, ta còn nói cho ngươi cười. Đại ca ngươi ta là ưa thích nói giỡn người sao? Ừm, Tần Lâm bỗng nhiên nói ra, đại ca, địa tàng vương Bồ Tát có những cái kia thần thông. Lâm Phong nhìn Tần Lâm lướt một chút, biết Tần Lâm tâm còn có hoài nghi. Hắn cười một tiếng, nói ra, người cũng không biết địa tàng vương Bồ Tát thần thông, bất quá ta là biết. Nơi đây chính là phía tây vương giới, nơi này xem như huyến cảnh, huyến cảnh cũng nói không nên lời ngươi không biết đồ, vật. Địa tàng vương Bồ Tát có lục đại thần thông, phân biệt là thiên nhãn thông, thần túc thông, để lọt tâm thông, túc mệnh thông, còn có thiên nhĩ thông, tha tâm thông. Quả nhiên thật sự là đại ca, Tần Lâm rốt cục xác định trước mắt đại ca là thật đại ca. Hắn nói ra, đại ca, người thật ở bên trong chỉ đợi không tới 5 phút. Lâm Phong gật đầu, nói ra, người thật ở bên ngoài đã đợi 3 ngày 3 đêm. Tần Lâm gật đầu. Lâm Phong biến sắc, nói ra, hỏng bét, trong này có gì đó quái lạ. Trong này thời gian trôi qua, nhanh thật không thể tin. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, chúng ta lại đợi cái 10 phút đồng hồ chỉ sợ bên ngoài đã long trời lỡ đất. Đi, Tần Lâm nói ra. Lâm Phong gật đầu. Hai người lập tức hướng thông đạo chỗ đi đến. Chỉ là, cái kia rời đi thông đạo đã không thấy. Toàn bộ địa cung, hồn nhiên một mảnh, căn bản không có xuất khẩu. Quả nhiên là có người tại quấy phá, Lâm Phong mắt lóe qua hàn ý. Đáng tiếc, các ngươi biết quá trễ. Tại lúc này, một cái thanh âm già nua ở cung điện dưới lòng đất bầu trời vang lên tới ngươi là ai? Lâm Phong nghiêm nghị hỏi. Ta là người như thế nào? cái kia thanh âm già nua từ tốn nói. nói ra, các người những thằng quát con này em bé cũng không có khả năng biết. bất quá, ta đã quá lâu không có cùng người nói chuyện qua, cho nên nói cho các người biết cũng không sao. Lâm Phong cùng Tần Lâm nhìn nhau, hai người lại là không nói gì. cái này một cái chớp mắt, hai người đều có loại dùng mình cảm giác. đây thật là mới ra lan khẩu lại vào hang hổ a cái kia lão nhân nói tại tiên giới chi có bốn vị lão nhân theo thứ tự là tâm ma lão nhân thời gian lão nhân không gian lão nhân còn có thái nguyên lão nhân mà ta là thời gian lão nhân lại là tiên giới lâm phong cùng tần lâm sợ hãi lão nhân nói các ngươi thế mà biết tiên giới a à, cũng không trách các ngươi hai cái này thằng nhóc con tuy nhiên bản lĩnh thấp nhưng cũng là thấy được đại đạo người biết một chút tiên giới bí ẩn ngược lại cũng không có gì lạ thời gian lão nhân, không gian lão nhân, tại sao có dạng này tên, chẳng lẽ các ngươi không phải nhân loại? Các ngươi sinh ra tới được gọi là lão nhân, Tần Lâm hỏi thăm so sánh ấu chỉ vấn đề. Thời gian lão nhân cười ha ha một tiếng, nói ra, thằng nhóc con, người vấn đề để cho ta không nhịn được muốn cười to. Tần Lâm nói ra, có thật buồn cười. Thời gian lão nhân nói, chúng ta sinh xuống tới thời điểm, tự nhiên không phải là bị gọi là lão nhân. Đây chẳng phải là quái thai chỉ bất quá ta tại thời gian pháp tác trong lĩnh vực chìm đắm sâu nhất thêm tuổi tác lớn cho nên mới được gọi là thời gian lão nhân lâm phong trầm giọng nói ra lão nhân từ trước đến nay đều là tôn sưng dưới chân đã tại tiên giới chi đều được sưng lão nhân như vậy bản lĩnh tất nhiên phi phàm chỉ là vì sao ngài lại giấu ở chỗ này mà lại cùng chúng ta nhỏ như vậy bối không qua được tựa hồ có chút khó chịu a à. thời gian lão nhân cười ha ha một tiếng nói ra thằng nhóc con Ngươi cũng không cần đến khích tướng tại ta Mời mọi người tìm tòi phẩm sách Lưới nhìn lớn nhất toàn Ta cũng không gạt ngươi Ta sở dĩ ở chỗ này Lại là bởi vì bị tiên giới thánh nhân lưu đầy nơi này Trước mắt Ta là không có cách nào rời đi tòa này đại la động phủ Tiền bối kia bắt chúng ta tới đây Là muốn làm gì Lâm phong trầm giọng nói ra Thời gian lão nhân nói Cũng không có gì Bất quá là cần một chút nguyên thần đến làm lao động Ngừng luyện trận pháp A Trước mắt ta đã bắt 79 người, ngưng luyện ra 79 tôn nguyên thần. Thêm hai người các ngươi, chính là 9981 số lượng. Đợi đến trận pháp sau khi thành công, ta cực khổ nữa cái trăm năm thời gian, có lẽ có thể luyện tạo ra nhất tôn siêu cấp nguyên thần, thay thế ta ở lại đây đại la động phủ chi. Trăm năm thời gian tuy nhiên rất dài, nhưng ta có thể nghịch chuyển thời gian, cho nên đây hết thảy đều không tính là gì. Lâm Phong nói ra, "Tiền bối, chúng ta có thể giúp ngươi ngưng luyện đại trận." ngài không nhất định cần chúng ta làm nguyên thần a à? thời gian lão nhân nói các ngươi ý tứ ta hiểu trước đó ta cũng từng nghĩ như vậy qua thật có chút người lại cất giấu dã tâm làm hỏng đại sự của ta nhân tâm khó dò vẫn là trực tiếp luyện thành nguyên thần nghe ta pháp lực hiệu lệnh như thế bện thành một sợi dây thừng cũng tốt thuận tiện dựng dục ra ta siêu cấp nguyên thần lâm phong cùng tần lâm nhìn chăm chú liếc một chút hai người đều cảm nhận được khủng bố nguy cơ lâm phong nói ra tiền bối việc này chẳng lẽ không có một chút chừa chỗ thương lượng sao không có thời gian lão nhân theo rồi nói ra nói nhảm cũng nói đủ nhiều hiện tại các ngươi an tâm chịu chết đi hắn vừa dứt lời âm đón lấy ở cung điện dưới lòng đất hư không chi hiện ra một chương lão nhân mặt đi ra lão nhân kia đột nhiên há mồm phun ra một miệng nồng đậm bạch khí tới cái này nồng đậm bạch khí cấp tốc hình thành khủng bố động thiên động thiên buông xuống trực tiếp đem lâm phong cùng tần lâm bao phủ ở bên trong động thiên chi có thời gian pháp tắc không gian pháp tắc nhưng kinh khủng nhất là thời gian pháp tắc tần lâm cùng lâm phong vốn là đứng chung một chỗ nhưng lập tức bị tách ra tần lâm xa vào đến một đoàn không gian lốc xoáy bên trong vô luận hắn dẫy ruộng như thế nào như thế nào thi triển đại na di thuật nhưng đều không thể rời bỏ vô biên vô hạn không gian chi tần lâm là cửu trọng thiên kỳ cao thủ Lâm Phong bất quá cửu trọng thiên sơ kỳ. Hai người bọn họ bị vây ở động thiên bên trong, cái kia là tuyệt đối không có bất luận cái gì may mắn có thể đào thoát. Lâm Phong căn bản cũng không kịp thi triển ra nhân hoàng kính tới. Lâm Phong cũng xa vào đến mặt khác trong không gian. Ta lực lượng, đã toàn bộ bị áp chế lại. Thời gian lão nhân mở miệng lần nữa, hắn nói ra, trừ cái này động thiên cùng nắm giữ thời gian bản sự vẫn còn, cho nên ta hiện tại cũng không tiện giết các ngươi. Bất quá, cái này đều không muốn gấp. Trong này, các người hút thu không đến bất luận cái gì nguyên khí, thân thể sẽ một cách tự nhiên suy sụp, nguyên thần cũng sẽ tự động đi ra. Đến lúc đó, ta lại hấp thu cũng giống như vậy. Tại cái này trong không gian, ta sẽ đem thời gian pháp tắc cải biến. Các người hội cảm giác được thời gian vô hạn dài rằng rặc, nhưng là thực, bên ngoài mới bất quá trong nháy mắt mà thôi. Tiền bối, tiền bối, Lâm Phong tránh thức cảm nhận được thời gian lão nhân khủng bố, hắn liên tục la lớn, tiền bối, chúng ta nhất định còn có khác biện pháp có thể hiệp thương, lúc này vãn bối còn có rất nhiều chuyện phải làm. Còn xin tiền bối cho vãn bối một cái cơ hội. Thời gian lão nhân từ tốn nói, ta ở chỗ này, đã giết qua không ít người. Cũng đã gặp không ít người chết thời điểm trò hề, chúng sinh trăm tướng, ta cũng coi như đều được chứng kiến. Cho nên, người nói với ta những thứ này, không có một chút tác dụng nào các ngươi chỗ lấy bị ta thời gian sử dụng ở giữa cuộn chỉ dẫn ở đây nói cho cùng vẫn là không thể rời bỏ một cái tham chữ các ngươi hy vọng có thể đụng vào tiên duyên chỉ là thật không may các ngươi lần này đụng vào cũng không phải là tiên duyên mà chính là tử kiếp an tâm chịu chết đi sau đó thời gian lão nhân không nói thêm gì nữa mặc cho lâm phong như thế nào lấy lợi dụng đối phương đều không có phản ứng thời gian từng giây từng phút trôi qua tại dạng này tuyệt đối trong bóng tối thời gian mỗi một phút mỗi một giây đều là lớn lao nung nấu mặc cho lâm phong như thế nào dùng pháp lực công kích nhưng là đều không có một chút tác dụng nào pháp lực hướng giết ra ngoài lại chỉ có thể trùng sát đến hư không vô tận chi thời gian pháp tác cùng không gian pháp tác đem lâm phong khắc chế đến xít sao tần lâm cùng lâm phong tình huống thì là không sai biệt lắm trước đó thời gian lão nhân để lâm phong ở bên trong thời gian biến ngắn Bên ngoài thời gian thành dài, đây là vì dẫn dụ Tần Lâm tiến đến. Bởi vì hắn sợ Lâm Phong phát hiện không đúng, để Tần Lâm rời đi. Bây giờ, thời gian lão nhân kế hoạch đã đạt thành. Tần Lâm tại hư không chi, vô kế khả thi, hắn dùng quá nhiều lần đại na di thuật, nhưng đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tại 10 ngày sau, Lâm Phong cùng Tần Lâm dần dần đem nôn nóng áp chế xuống. Hai người bắt đầu ngồi xếp bằng, tĩnh tâm tu luyện. Về sau lâm phong cảm thấy đói xuất ra tụ linh đan đến ăn hắn thân thể thật nhiều tụ linh đan còn có thần đan thiên đan những đan dược này có thể trèo chống hắn sống thời gian rất lâu điểm này là thời gian lão nhân không ngờ rằng hắn tuy nhiên có thể cải biến thời gian nhưng cũng không thể tuyệt đối chinh phục thời gian này thời gian cải biến vẫn là có giới hạn giá trị không được tiếp tục như vậy quá hao tổn tốn thời gian thời gian lão nhân âm thầm suy nghĩ sau đó hắn thầm nghĩ xem ra ta phải đi trước đem đại trận nguyên thần tế luyện một phen huấn luyện được lực sát thương trước đem hai cái này thằng nhóc con triệt để giết chết như thế về sau lại đến triệt để ngưng luyện ra siêu cấp nguyên thần tới thời gian lão nhân cấp tốc có chú ý bắt đầu biến mất lên mà lâm phong cùng tần lâm còn bị nhốt ở bên trong tu luyện cũng là tại lúc này lâm phong trong não vực bỗng nhiên vang lên một thanh âm khác tới các ngươi dạng này tu luyện là không có một chút tác dụng nào người nào lâm phong giật mình lập tức nhìn chung quanh cái thanh âm này chính là thanh âm cô gái đột nhiên tại lâm phong trong não vực xuất hiện xuất hiện thật tốt sinh đột ngột thanh âm này rất là êm tai ngươi không cần nhìn ta tại ngươi trong não vực thanh âm kia tiếp tục nói lâm phong càng là hoảng sợ nói ra ngươi lại là người nào làm sao biết tại ta trong não vực ngươi chẳng lẽ quên sao nữ tử nói ra ngươi đã từng thôn phệ ta thôn phệ lâm phong nói ra ta lúc nào thôn phệ qua ngươi ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút thiên tàm cổ vương nữ tử nói ra ngươi là cái kia thiên tàm cổ vương lâm phong thoáng cái đứng lên không thể tin nói ra không sai nữ tử nói ra cái này cái này lâm phong cái cầm đều muốn rơi xuống cái này sao có thể ngươi không phải đã bị ta luyện hóa sao nữ tử nói ra lâm phong ngươi không cần phải sợ ta đối với ngươi là không có ác ý ta đời đời kiếp kiếp gần nhau một mực đều đang đợi ngươi xuất hiện ngươi hiểu chưa ta không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào lâm phong nói ra nữ tử nói ra nói rất dài dòng bất quá thời gian này lão nhân nhất thời nửa khác cũng đối phó không ngươi có ta thức tỉnh hắn vốn cũng đối phó không ngươi ngươi nghe ta nói tỉ mỉ lâm phong nói ra tốt ngươi nói ta nghe Nữ tử nói ra, thế gian chi, vỏ quả đất ở trong chỗ sâu mặt đã từng trời sinh đất nuôi, quái dựng dục ra độc nhất vô nhị một loại trùng cổ tới. Cái này trùng cổ chính là một công, một mái, ta là cái kia mẫu trùng cổ, mà công trùng cổ, người hẳn phải biết. Người nói là, trùng hoàng, lâm phong nghĩ đến cái gì, lập tức nói ra. Không sai, nữ tử nói ra, người không hổ là ta muốn trở đối xử mọi người, rất thông minh. Một điểm tức thấu, Lâm Phong nói ra, ngươi là cái trùng hoàng. Nữ tử nói ra, có thể nói như vậy. Lâm Phong nói ra, ngươi nói tiếp. Nữ tử nói ra, chúng ta đều có độc nhất vô nhị đặc thù, cơ hồ là bất tử bất diệt tồn tại. Cái kia công trùng cổ dã tâm bừng bừng thu được, muốn chứng đại đạo, đến vĩnh sinh. Muốn đem thế giới hủy diệt, nó đi là một đầu cực đoan không đường về. Cho nên, nó về sau chịu đến thiên đạo trừng trị. Ta là theo ngươi não vực đạt được tin tức, biết nó bây giờ đã bị độ hóa, trở thành một đầu kẻ đáng thương. Lâm Phong nói ra, cái này. Nữ tử tiếp tục nói, đến mức ta, ta vẫn giấu kín lấy, cũng mới cầu thả bảo toàn đến tận đây. Dòng máu của ta chính là ta nguyên thần, thiên tàm cổ vương đời đời truyền lại, nhưng là thực truyền vẫn luôn là ta nguyên thần. Đây là ta tránh né thiên đạo một cái biện pháp, tới thân ngươi, ngươi là ta muốn trở đối xử mọi người, cho nên dòng máu của ta dung nhập vào dòng máu của ngươi chi. Bây giờ ta sống nhờ tại thân ngươi, ngươi là ta, ta là ngươi. Lâm Phong nhất thời cảm thấy dùng mình, nói ra, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn dành ta thân thể đúng hay không? Nữ tử nói ra, ngươi không nên kích động, ta nói qua, ta đối với ngươi không có ác ý. Lâm Phong nói ra, ngươi cái này còn gọi không có ác ý, kia cái gì mới là ác ý? Nữ tử nói ra, ta chỉ có thể sống nhờ, không cách nào trưởng khống bất luận cái gì thân thể. Không phải vậy lời nói, qua nhiều năm như vậy, vì cái gì ta không có tránh thức phụ thân hơn người, thành làm một cái người đâu. Ta hệ thống cùng công trùng cổ là khác biệt, thậm chí, ta không có cách nào từ chính mình tránh thức tu luyện. Ta hết thảy, đều giống như là vì người khác làm áo cưới. Lâm Phong nói ra, thật chứ? Nữ tử nói ra, ta không có lừa ngươi tất yếu, ta như thật có lòng muốn khống chế ngươi, liền sớm thừa dịp ngươi yếu khi còn bé khống chế ngươi. Vậy ngươi đến cùng muốn làm gì? Lâm Phong nói ra, nữ tử nói ra, ta cũng chỉ là muốn còn sống, còn sống nói tìm một cái tốt sống nhờ thể. Sống ở trùng cổ thân thể, thấy thế giới cùng sống ở thân người thấy thế giới là khác biệt. Ngươi là duy cái có thể cùng dòng máu của ta dung hợp người, cho nên ta mới nói ngươi là ta một mực chờ đối xử mọi người. Đây là ngàn năm một thuở cơ hội, ta nhất định phải để ngươi cường đại lên. Nếu như ngươi chết lại, như vậy ta cũng sẽ cùng theo tử vong cái này là duy nhất để cho ta tử vong phương pháp lâm phong cười khổ một tiếng nói ra chỉ sợ ta sẽ để cho ngươi thất vọng ta giống như lập tức sắp muốn chết nữ tử nói ra ta biết cho nên ta mới hiện thân không phải vậy lời nói ta sẽ không tới quấy rầy ngươi lâm phong nhãn tỉnh sáng lên nói ra ngươi có biện pháp cứu chúng ta ra ngoài nữ tử nói ra không cần suốt ruột ra ngoài nơi này là ngươi tu luyện một cái tốt tràng sở ừm lâm phong nói ra nữ tử nói ra bất quá dưới mắt thời gian lão nhân là muốn đi ngưng luyện nguyên thần tới giết ngươi chúng ta trước hết vượt qua nguy cơ trước mắt lâm phong nói ra làm sao vượt qua ngươi có thể có biện pháp nữ tử nói ra đương nhiên là có biện pháp ta trước tăng lên ngươi tu vi lâm phong hỏi làm sao tăng lên nữ tử nói ra ngươi đến dòng máu của ta tu luyện thiên phú cùng thân thể cơ hồ là bất tử bất diệt trạng thái lúc này, người có thể đem tất cả đan dược một mạch nuốt. Bao quát cái kia u minh cửu âm đồ, cùng nhân hoàng kính, toàn bộ đều hoàn toàn thôn phệ. Cái này, như vậy sao được, Lâm Phong nói ra, u minh cửu âm đồ cùng nhân hoàng kính cũng không phải là ta đồ, vật, nếu là tam đệ phục hồi như cũ, ta nhất định phải trả lại hắn. Nữ tử nói ra, nếu như ngươi người chết, ngươi còn có thể trả lại cho hắn sao? Ngươi trước hết nghĩ biện pháp vượt qua nguy cơ trước mắt, Lâm Phong nói ra, cái này. Nữ Tử nói ra, đáng tiếc, người Tam đệ Tay Sơn Hải Châu cho người nhị đệ. Cái kia Sơn Hải Châu nếu là có thể vì người thôn vệ, có lẽ người giờ phút này có thể trực tiếp chiến thắng thời gian lão nhân. Lúc trước là quân phân pháp bảo bối, đem U Minh cửu âm đồ cùng nhân hoàng kính cho Lâm Phong. Mà Sơn Hải Châu còn có thôn Thiên Đỉnh, Bá Thiên Đao, còn có Diệt Thiên Kiếm đều cho Tần Lâm. Còn có còn lại phần lớn đan dược chờ một chút, cùng lộn xộn pháp bảo toàn bộ đều phân đi ra, là quần tay lưu phòng bị tu di, còn có một số đan dược. Đan dược cũng sau cùng đều cho Trầm Mặc Nùng, chính hắn thân thể xem như không còn một mảnh. Lúc này, Lâm Phong nói ra, nhị đệ đồ, vật, ngươi cũng đừng đánh chủ ý. Nữ tử nói ra, ngươi yên tâm đi, dù cho ngươi có sơn hải châu, ngươi cũng là không có cách nào thôn phệ. Nữ tử theo rồi nói ra, ta vẫn luôn không có có danh tự, đến lấy cái tên cái kia linh tuệ hòa thượng tên là la quân lấy ta cũng cho ngươi một cái cơ hội cho ta lấy cái tên lâm phong nao nao hắn nghĩ đến cái gì nói ra công trùng hoàng cùng ta tam đệ ngươi cùng ta cái này đến cùng còn có hay không cái gì không muốn người biết bí ẩn vẫn là nói hết thảy đều là trùng hợp nữ tử nói ra phải nói đều là mệnh số mệnh số lâm phong không hiểu nữ tử nói ra người tam đệ là sát kiếp trọng yếu nhân tuyển mà ngươi đồng dạng là thôi động sát kiếp trọng yếu nhân tuyển ta nói thật khả năng ngươi không quá thích nghe lâm phong khẽ nhíu mày nói ra cái gì lời nói thật nữ tử nói ra người tốt nhất tại khả năng thời điểm giết ngươi tam đệ không phải vậy lời nói tương lai ngươi tất nhiên sẽ hối hận ngươi muốn chết lâm phong nhất thời nổi giận nữ tử mỉm cười nói ra ta quá giải ngươi cho nên lời này ta căn bản không muốn nói lâm phong nói ra Ta tam đệ là muốn giết ta, ta đều có thể cho. Nếu là tương lai, ta cùng hắn ở giữa chỉ có thể sống một cái, ta nguyện ý là ta chết. Ta mặc kệ cái gì mệnh số không mệnh số, điểm này vĩnh viễn sẽ không cải biến. Nữ tử nói ra, xem ra ngươi vẫn là không hiểu mệnh số đáng sợ, hiện tại ta nói cho ngươi đây đều là không chỗ hữu dụng. Ngươi cũng yên tâm, ta chỉ có thể chỉ đạo ngươi, nhưng không thể chúa tể ngươi. Tương lai ngươi làm ra hết thảy đều là ngươi cam tâm tình nguyện. Thế gian này biến hóa như thương hải tan biển, tương lai sự tình ai cũng không nói chắc được." Lâm Phong nói ra, nhưng ngươi cũng chưa chắc có thể nói chuẩn." Nữ tử nói ra, có lẽ đi. Lâm Phong vẫn là không có cam lòng, nói ra, vì cái gì ngươi sẽ nói ta cùng Tam Đệ hội trở mặt thành thù, ta thực sự nghĩ không ra, ta có lý do gì muốn cùng hắn trở mặt thành thù? Chờ một chút, ngươi ý là ta Tam Đệ lần này sẽ không chết?" Hắn đột nhiên hưng phấn lên, Nữ tử nói ra, ta ngược lại hy vọng hắn có thể này chết đi, đáng tiếc, mệnh số sẽ không để cho hắn chết đi. Lâm Phong nói ra, hắn có thể còn sống tốt, ta có chết hay không, lại có quan hệ gì đây? Nữ tử nói ra, người mà chết, người nữ nhân làm sao bây giờ? Lâm Phong trong lòng run lên. Nữ tử còn nói thêm, tương lai sự tình, ta tự nhiên cũng nói không chính xác. Người vẫn là trước suy nghĩ thật kỹ lúc này làm thế nào sống sót đi còn có, tên của ta. Lâm Phong nói ra, người gọi Tiểu Phương đi. Tiểu Phương, nữ tử nhất thời bất mãn, nói ra, cái này có thể không tươi đẹp lắm. Lâm Phong nói ra, ta nhìn rất tốt, hắn hoặc nhiều hoặc ít là đúng cái này mẫu trùng hoàng có bất mãn. Nữ tử cười khổ một tiếng, nói ra, ta nói qua, ta không phải người địch nhân. Nhưng người bây giờ còn đối với ta có địch ý, nhưng cái này không sao cả. Bởi vì châm môn có câu nói nói tốt, lâu ngày mới rõ lòng người. Nàng theo rồi nói ra, vậy tự ta cho mình đặt tên, về sau, ta gọi. Tử Thanh, thế nào? Lâm phong ánh mắt phát lạnh, nói ra, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Nữ tử khẽ cười một tiếng, nói ra, người người này thật đúng là rất không thú vị, cũng không biết Diệp Tử Thanh cô nàng kia là ưa thích người cái kia một điểm. Vậy ta gọi là khuyên tâm tốt. Tùy theo ngươi, Lâm Phong nói ra. La Khuynh Tâm nói ra, Tốt, cái tên này tốt từ nay về sau ta là người người lâm phong nhất thời mặt đen lại la khuynh tâm khách khách cười một tiếng nói ra chỉ đùa một chút thôi cái này trò đùa mở tiếp nữa chúng ta chỉ có một con đường chết lâm phong nói ra la khuynh tâm nói ra yên tâm đi có ta ở đây người không chết người chiếu ta nói làm tốt người nói lâm phong nói ra la khuynh tâm nói ra dòng máu của ta trong đoạn thời gian này đã lặng yên cải tạo thân thể ngươi, bao quát não vực. Ta theo người trí nhớ, biết ma đế trần thiên nhai. Thân thể ngươi phải cùng hắn là không sai biệt lắm cường đại. Trừ phi là đặc thù thuật pháp, hắn đồ, vật rất khó thương tổn đến ngươi. Ta cùng công trùng cổ, hai người tu luyện thiên phú là cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ bất quá, chúng ta đồng thời cũng có chính mình điều xấu. Đó là cơ duyên cực kém, cho nên lúc thời điểm tu luyện, gặp được rất nhiều khốn cảnh. Người bình thường có thể tùy tiện xông qua cửa khẩu, đến chúng ta nơi này, sẽ rất khó. Ta tại thân người về sau, mệnh cách theo cải biến, cho nên, người không có chúng ta lúc trước gian nan như vậy. Đây cũng là trộm lấy thiên cơ, giấu giếm. Lâm Phong nói ra, sau đó thì sao? La Khuynh Tâm nói ra, ta mấy năm nay hấp thu không ít thần thông bản nguyên cùng thuật pháp, ta hiện tại có thể truyền thụ cho ngươi. Ba nghìn đại đạo chi, đại mệnh vận thuật chưa bao giờ xuất hiện qua, người tam đệ tại mất phương hướng trong đại lục thi triển đại mệnh vận thuật chỉ là cái giá đỡ. Đây chẳng qua là căn cứ mất phương hướng trong đại lục đặc tính mà đi ra đồ, vật. Ra mất phương hướng đại lục, căn bản mất linh, cái kia đại mệnh vận thuật, có lẽ sẽ tại người tam đệ thân thể xuất hiện. Cho nên tương lai, hắn lại là người đại địch, nàng đón đến, nói ra, tốt a à, hiện sẽ nói với người những thứ này, người cũng sẽ không hiểu. Người muốn làm là nhiều học hắn đại đạo chi thuật, lúc này, thân người có đại thôn phệ thuật, đại na di thuật, cái này rất tốt. Tay ta còn có đại nhân quả thuật, đại âm dương thuật, đại triệu hoán thuật, đại phong lửa thuật, biển cả giết gào thuật. Chờ một chút, hết thảy 30 loại đại đạo, ta toàn bộ đều sẽ truyền thụ cho ngươi, như chờ ngày nào đó, ngươi đem 3.000 đại đạo 2 chín không loại đại đạo tề tụ về sau, ngươi có thể chống đỡ đại mệnh vận thuật, cải biến mệnh cách. Chỉ cần ngươi giết ngươi tam đệ, ngươi có thể tập được 3.000 đại đạo, từ đó chứng kiến vĩnh sinh chi môn, thành bên trong thiên địa duy nhất tồn tại. Ngươi nếu là còn dám nói một câu giết ta tam đệ, ta lập tức đụng chết ở chỗ này. Lâm Phong đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói ra. La Khuynh Tâm nói ra, thật tốt, nàng tâm tư cũng có chút phức tạp, nói ra, ta không nói là. Sau đó, La Khuynh Tâm tiếp tục nói, tại giày trong tông, cũng có một bộ đại âm dương thuật, thờ phụng âm dương sinh vạn vật. Nhưng bọn hắn cái kia đều là trẻ con đồ chơi, cùng ta cái này dạy ngươi đại âm dương thuật, vậy là không có bất luận cái gì có thể tính. Lâm Phong ân một tiếng. La Khuynh Tâm tiếp tục nói, hiện tại, thời gian lão nhân lập tức phải dùng nguyên thần tới giết ngươi. Này thời gian lão nhân vốn là tiên giới đệ nhất đại kiêu, nhưng bởi vì mạo phạm thánh nhân, từ đó bị trấn áp tại đáy biển này chi. Hắn pháp lực cơ hồ cũng không thể dùng, chỉ có cái này động thiên pháp tác tồn tại. Hắn nhiều năm như vậy, khổ tâm tích lự, là muốn thoát ly cái này đại la động phủ, nếu như chúng ta đem hắn luyện chế tôn này nguyên thần thuần phục tới, như vậy hắn hết thảy trông cậy vào đều không có. Đến lúc đó, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe chúng ta lời nói. Cái này là khuynh tâm thanh âm mềm nông một mảnh, khiến người ta nghe tâm thần chập chờn. Lâm Phong nói ra, hắn luyện chế nguyên thần, nhất định lợi hại không, chúng ta như thế nào thuần phục. La Khuynh Tâm nói ra, lợi hại là lợi hại, đối với ngươi mà nói thật là lợi hại. Thực căn bản uy lực không lớn, nếu như là thời gian lão nhân toàn thịnh thời kỳ hắn một cái ý niệm trong đầu luyện chế ra đến nguyên thần cái kia cũng không phải ngươi có thể ngăn cản đúng ngươi chẳng lẽ cũng đi qua tiên giới lâm phong nghĩ đến cái gì bỗng nhiên nói ra ngươi không phải nói ngươi trước kia chưa bao giờ phụ thân qua người khác sao la khuynh tâm nói ra ta nói phụ thân là không có tránh thức cùng nhân loại huyết nhục tương dung qua ngươi là người thứ nhất nhưng ta trước kia lại là theo chân các tiên nhân được chứng kiến rất nhiều thứ cũng tu luyện qua không ít thần thông. Nhưng ta vẫn luôn không có tránh thức lấy diện mục thật sự bày ra qua, về sau công trùng hoàng tao ngộ thiên đạo áp chế, ta thừa cơ trở lại trở lại địa cầu. Nàng sau đó hờn rỗi một tiếng, nói ra, người ta thế nhưng là đem lần thứ nhất đều cho ngươi Á. Cái này mẫu trùng hoàng kiều mị thiên thành, mỗi tiếng nói cử động, đều mang nói không nên lời mị lực. Quản chi là chỉ nghe thanh âm, đủ để làm cho tâm thần người chập chờn Đáng tiếc Lâm Phong lại là cái ý chí sắt đá người, căn bản bất vi sở động. Chúng ta muốn làm sao đối phó hắn luyện chế nguyên thần. Lâm Phong hỏi La Khuynh Tâm. La Khuynh Tâm nói ra, dùng người U Minh cửu âm đồ đem bao phủ lại, sau đó người đem U Minh cửu âm đồ triệt để thôn vệ hết. Người thôn vệ U Minh cửu âm đồ đồng thời, tâm ma đột khởi, ta đang giúp người dẫn độ. Đến lúc đó tự nhiên có thể hàng phục tôn này nguyên thần. Ta như thế nào thôn vệ U Minh cửu âm đồ? Chẳng lẽ dựa vào Đại Thôn Phệ Thuật, ta Đại Thôn Phệ Thuật căn bản không có khả năng cắn nuốt U Minh Cửu Âm Đồ. Lâm Phong nói ra. La Khuynh Tâm nói ra. Người Đại Thôn Phệ Thuật còn thấp không, tự nhiên thôn phệ không. Ta muốn người đem U Minh Cửu Âm Đồ thu nhỏ về sau, nuốt vào bụng chi. Người chẳng lẽ đang nói đùa chứ? Lớn như vậy không gian, sơn hà chi tráng, một trăm ngàn lệ quỷ, người để cho ta nuốt vào bụng chi. Lâm Phong hoảng sợ. La Khuynh Tâm nói ra. Dòng máu của ta có tự động tiến hóa công năng, quá trình này người hội thống khổ vạn phần, nhưng hẳn là sẽ có một đường sinh cơ. Cần phải, Lâm Phong mặt lại phủ đầy màu đen đường nét. Đương nhiên là cần phải, vấn đề này, chỗ đó có tuyệt đối đáng tin. Tu đạo chi lộ, phần lớn giảng là cơ duyên, người nào cũng không thể cho ngươi 100% cam đoan. Đời này tu tiên giả, đến cơ duyên người tiến triển cực nhanh. Không được cơ duyên người, nhiều ít đều chôn vùi tại lôi kiếp thiên kiếp phía dưới. Còn có nhiều người hơn tại bích chướng chi, cả đời không được tiến lên, sau cùng sầu não uất ức mà chết. Người đừng nhìn hiện tại đại thần thông giả tựa hồ có rất nhiều, nhưng là cái kia mắc cạn tại bãi cát cá chết chết tôm càng là nhiều vô số kể. Có thể tránh thức trở nên nổi bật bất quá là một phần vạn. La khuynh tâm thần sắc nghiêm nghị nói ra. Lâm phong nao nao, lại là không nghĩ tới la khuynh tâm còn có dạng này nghiêm khắc thời điểm. Hắn nhịn không được nói ra, ta còn có thứ hai con đường có thể đi sao? Không có, La Khuynh Tâm nói ra. Lâm Phong liền cũng không nói thêm lời, nói, cái kia tốt. Thời gian lão nhân không gian pháp tắc, cùng thời gian pháp tắc là người tốt nhất chất dinh dưỡng, các loại hấp thu hắn nguyên thần về sau, ta sẽ nói cho người biết như thế nào sử dụng hắn. La Khuynh Tâm theo rồi nói ra. Lâm Phong gật đầu. Hắn lại hỏi, ta nhị đệ hắn thế nào? La Khuynh Tâm sắc mặt cổ quái, nói ra ngươi thật đúng là để ý ngươi mấy cái huynh đệ lâm phong nói ra đó là tự nhiên thế nhưng hứa hắn cuối cùng sẽ chết tại tay ngươi la huynh tâm nói ra thả sao cái rắm lâm phong nói ra ta tuyệt sẽ không giết ta nhị đệ la huynh tâm nói ra tốt ga à, cái này ta cũng nói không chính xác ta chỉ có thể thôi toán một chút loáng thoáng mệnh số cụ thể lại là nói không rõ ràng lâm phong nói ra Ngươi về sau nếu là dám châm ngòi huynh đệ chúng ta ở giữa quan hệ, ta tuyệt không bỏ qua cho ngươi." La Khuynh Tâm nói ra, "Yên tâm đi, ta không có nhàm chán như vậy." Lâm Phong chọn vẹn các loại một ngày thời gian, một ngày sau đó, thời gian lão nhân xuất hiện lần nữa. Phải nói, là thời gian lão nhân thanh âm xuất hiện. Hắn ở trên không lạnh lùng nói ra, "Thằng nhóc con, xem ra mạng ngươi rất cứng. Bất quá lại cứng rắn mệnh, ta cũng muốn đưa ngươi nhìn nát." trước chế ngươi, ta lại đi chế mặt khác cái kia thằng nhóc con. Đây là mệnh số, tại Lâm Phong trong não vực, La Khuynh Tâm nói ra, nếu như hắn đi trước chế Tần Lâm, như vậy người cái này tốt nhị đệ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể ta biết, mệnh số tuy nhiên nhìn không thấy, sợ không được. Nhưng hắn thì nhất định sẽ tới trước chế ngươi, còn hắn tại sao muốn tới trước chế ngươi, điểm này, chỉ sợ chính hắn đều không rõ ràng. Mệnh số là nhìn không thấy, sợ không được giống một người nhất định phải chết phong hắn hội bất chi bất giác đi đến một đầu tử vong đường lâm phong trong lòng run lên liền cũng tại lúc này theo hư không vô tận chi đột nhiên dâng lên một cỗ cường đại tinh thần ba động sau đó một đạo bạch quang lóe qua đón lấy tại lâm phong xuất hiện trước mặt nhất tôn to lớn nguyên thần cái này nguyên thần toàn thân lớp phải màu xanh giống như một đầu thái cổ cự thú nó thân hình cao lớn chừng cao trăm trượng Lâm Phong ngẩng đầu đều nhìn không thấy cái này nguyên thần diện mạo. Tôn này thanh sắc nguyên thần thân thể tản mát ra một cỗ huyền ảo, cuồn cuộn khí tức tới. Cường đại, tuyệt đối cường đại. Tại cái này nguyên thần thân thể còn có thời gian pháp tác cùng không gian pháp tác khí tức. Rất hiển nhiên, đó cũng không phải bởi vì tôn này thanh sắc nguyên thần đạt tới không trung cảnh tu vi, mà là bởi vì thời gian lão nhân dùng thời gian pháp tác cùng không gian pháp tác đến thối luyện tôn này nguyên thần. Sau đó không đợi Lâm Phong suy nghĩ nhiều. Tôn này thanh sắc nguyên thần đột nhiên biến hóa, hóa thành một cỗ thanh sắc phong bạo. Thanh sắc phong bạo, có vô số nguyên tử, bão táp từ trường, mỗi một mai nguyên tử đều như sắc bén đao kiếm. Mỗi một mai nguyên tử va chạm ở giữa, đều sinh ra cường hãn vô cùng thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc tới. Ùn ùn kéo đến, già thiên tế nhật. Lâm Phong cấp tốc bị cái này thanh sắc bão táp từ trường bao phủ. Vô cùng giết hại lực lượng, Hủy thiên diệt địa ảo nghĩa khí tức buông xuống. Cái kia là không thể ngăn cản cường hãn lực sát thương. Lâm Phong cảm giác được vô luận chính mình dùng cái gì thuật pháp, đều khó mà ngăn cản được lấy bão táp từ trường giết hại lực lượng. Chính mình rất nhiều pháp tắc, lực lượng tại dạng này bão táp từ trường trước mặt, giống là tiểu hài tử ấu chỉ trò xiếc. Thời khắc mấu chốt, Lâm Phong rốt cục tế ra U Minh Cửu Âm Đồ. Cái kia U Minh Cửu Âm Đồ tại Lâm Phong hư không hình thành, cự đại hắc mạc triển khai trong nháy mắt bão táp từ trường lập tức xiết vào đến u minh cửu âm đồ bên trong sau đó lâm phong đột nhiên há miệng cái kia u minh cửu âm đồ cấp tốc thu nhỏ nuốt vào đến lâm phong bụng sau đó bên trong thiên địa hết thảy đều an tĩnh lại ha ha thằng nhóc con ngươi thật là muốn chết ga ngươi một cái cửu trọng thiên con kiến hôi lại dám thôn vệ dạng này nguyên thần ngươi cho rằng ngươi là lĩnh hội không gian pháp tác động tiên cao thủ sao người căn bản tiêu hóa không dạng này lực lượng, thời gian lão nhân vốn là sướng sờ, sau đó cười như điên. Lâm Phong lập tức cảm giác được trong thân thể, cái kia u minh cửu âm đồ bắt đầu nổ tung. Bởi vì cái kia tất cả bão táp từ trường cấp tốc đem u minh cửu âm đồ phá vỡ. U minh cửu âm đồ tuy nhiên coi như không tệ, nhưng là cùng thời gian lão nhân luyện chế nguyên thần lên, cái kia không kém là một điểm nửa điểm. U minh cửu âm đồ 100 ngàn ác quỷ cũng bắt đầu tán loạn lên. Lâm Phong cảm giác được thân thể như vạn tiến xuyên tâm, các loại lực lượng kinh khủng tại trong bụng tán loạn. Dựa theo đạo lý tới nói, chỉ cần một phần trăm cái trong nháy mắt, Lâm Phong thân thể muốn bị xé nước thành toái phiến. Nhưng quái sự tình cũng theo phát sinh, Lâm Phong thân thể giống như là một cái cao su khí cầu một dạng, không ngừng biến lớn, cùng biến hóa trạng thái, bên trong các loại sức mạnh tán loạn, mặc cho bão táp từ trường rào sát. Nhưng Lâm Phong thân thể lại là một mực chưa từng vỡ tan, Lâm Phong huyết dịch bắt đầu hấp thu những cái kia bão táp từ trường, còn có lệ quỷ tàn hồn, cùng u minh cửu âm đồ tinh khí. Vân vân, những huyết dịch này giống như là tham ăn xà một dạng, trong nháy mắt cuồng mãnh thôn vệ các trồng đồ, vật. Nôn, Lâm Phong đột nhiên cảm giác buồn nôn tới cực điểm, há mồm cuồng thổ lên. Chất lỏng màu đen giống như là nước máy cái giảm buông ra một dạng, cuồng sao tới. Nhưng Lâm Phong trong thân thể, huyết dịch vẫn còn tiếp tục hấp thu các loại sức mạnh mà một chút cặn bã các loại các thứ bắt đầu hướng ra ngoài phun phun ra. Những cái kia chất lỏng màu đen cũng bắt đầu biến hóa, sau cùng hóa thành tàn đất, nước sông, vân vân. Trong nháy mắt đem không gian nhét đầy ở. Không gian kia liền có ức vạn tấn cặn bã hình thành. Nhưng đều là Lâm Phong phun ra dịch thể sau cùng biến hóa mà thành. U minh cửu âm đồ bên trong chính là có tự thành không gian, không gian chi rộng lớn vô biên. Còn có không ít sơn hà khí hậu hình thành không gian lực lượng bị hấp thu. Nhưng vô dụng sơn hà khí hậu bị lâm phong phun ra. Cái này, thời gian lão nhân thấy thế không khỏi hoảng sợ, đây là cái gì thần thông cổ quái. Cái này sao có thể, điều đó không có khả năng. Người bất quá là cái con kiến hôi, lợi hại hơn nữa công pháp cũng không có khả năng để ngươi đem dạng này lực lượng tiêu hóa. Thời gian lão nhân quái khiếu liên tục. Nhưng là giờ phút này, thời gian lão nhân lại đem lâm phong không có biện pháp nào. Lâm Phong tiếp tục phun ra, sau một hồi khá lâu, hắn rốt cục dừng lại. Trước mặt hắn, đã một lần nữa ngưng tụ ra một tòa hôi thối Sơn Hà. Sơn Hà phế thải rộng lớn hơn nghìn dặm, liếc một chút nhìn không thấy bờ. Lâm Phong đồng thời cảm nhận được thể nội tinh khí lưu chuyển, cỗ này tinh khí, rồi rào cuồn cuộn, vô cùng vô tận. Trùng kích đi, La Khuynh Tâm trầm giọng nói ra, không ngừng trùng kích. Lâm Phong gật đầu, hắn tùy ý cỗ này rồi rào cuồn cuộn tinh khí xông vào đến não vực chi a à, lâm phong phát ra thống khổ gào giết đến giống như là đầu đều ngàn vạn thanh đao tử tại chui một dạng thống khổ tới cực điểm trong nháy mắt tâm ma bất ngờ bộc phát loại này cách giải quyết nếu như đổi lại người khác chết sớm trăm ngàn lần có thể lâm phong não vực lọt vào nghiêm trọng tổn hại nhưng lại rất nhanh khép lại năng lực tái sinh cường đại đến biến thái cấp độ thời gian lão nhân nhìn đến lâm phong đầu, ánh sáng lóa mắt dị thường. Cái kia ánh sáng đem lâm phong não tỉ mỉ mạch máu chiếu lên rõ ràng rành mạch. Dầm dầm dầm, cửa khẩu nhất trọng tầng tầng mở. Cửu trọng thiên kỳ, cửu trọng thiên đỉnh phong, tầng 10, tầng 10 kỳ, tầng 10 đỉnh phong, hư tiên cảnh, hư tiên kỳ, hư tiên đỉnh phong. Oanh, cho đến lúc này, lâm phong tu vi mới hoàn toàn dừng lại. Cái này một chút thời gian, Lâm Phong tu vi thế mà trùng kích đến hư tiên cảnh đỉnh phong. chí ít, lực lượng là đạt tới. Đương nhiên, lúc này Lâm Phong cái này hư tiên cảnh, cũng chỉ là lực lượng đạt tới mà thôi. Cùng tránh thức hư tiên cảnh cao thủ vẫn là có tranh lệch rất lớn. Suốt cục, Lâm Phong bình tĩnh trở lại. Đây là có chuyện gì? Thời gian lão nhân thấy thế hoảng sợ muốn tuyệt, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, làm sao có thể như thế cái đột phá pháp. Tiên quân cũng không thể như thế tu luyện thời gian lão nhân cùng nhìn thấy quỷ một dạng hắn lại cũng làm khó không ngươi tại lúc này la khuynh tâm nói với lâm phong lâm phong lại là một mảnh mờ mịt hắn cũng không biết đến cùng chuyện gì phát sinh hắn tu vi đột phá toàn bộ dựa vào là cậy mạnh trùng sát từng tầng từng tầng bích trướng đều bị dạng này cậy mạnh sông mở rất nhiều ảo nghĩa hắn căn bản không hiểu mỗi một lần cảnh giới trùng sát đều có thể để lâm phong chết trăm ngàn lần nhưng lâm phong não vực lại có thể tự động khép lại đồng thời dã man tiến hóa tiến hóa đến thích ứng loại kia trùng sát loại tiến hóa này đạt tới một loại dị dạng cấp độ giống như là nguyên bản cảnh giới tăng lên cần hiểu một ít ảo nghĩa cùng tích lũy nhưng là lâm phong căn bản không có hiểu rõ sau cùng nguy hiểm buông xuống xé rách hắn não vực có thể não vực lại cải biến tiến hóa tế bào trực tiếp tới thích ứng loại này sai lầm cụ thể một chút nói gà trống không có khả năng đẻ trứng nhưng lâm phong loại tiến hóa này có thể làm cho gà trống phía dưới ra trứng tới lâm phong giờ phút này mờ mịt cùng cực nhưng hắn vẫn là có thể cảm giác được trong thân thể mình trong não vực pháp lực to lớn vô cùng chi mình nguyên lai là pháp lực quả thực là mạnh nghìn lần có thừa hắn cảm giác được chính mình giơ tay vừa nhấc đủ có thể có vô cùng cuồn cuộn lực lượng xuất hiện to lớn đại tinh thần lực để hắn cảm giác đến đau đầu không a à, lâm phong đột nhiên cảm giác đầu nặng nề không giống như là có ngàn đá lớn vạn cân hung hăng áp bách lấy hắn thần kinh não. Đau quá, đau quá, Lâm Phong thất khiếu bắt đầu đổ máu, hắn sau đó cuồng phún một ngụm máu tươi. Hắn cảm giác được lực lượng khổng lồ tại xé rách đầu hắn, cái kia tinh thần lực cường hãn áp bách lấy hắn thần kinh. Hắn thần kinh bắt đầu từng khúc vỡ tan. Nhưng là, thần kinh vỡ tan về sau, nhưng lại cấp tốc khép lại, đồng thời trở nên càng thêm tráng kiện. A, à, Lâm Phong trên mặt đất thống khổ lăn lộn nửa giờ sau lâm phong rốt cuộc bình tĩnh trở lại thời gian này lão nhân tại thầm nhìn trợn mắt hốc mồm dạng này đều không chết tiểu hoa nhi này đến cùng là quái vật gì a à? cuộc đời không thấy chưa từng nhìn thấy a à? thời gian lão nhân sau đó lại là đại hận mắt thấy ta kế hoạch muốn thành công nhưng là hiện tại nguyên thần bị diệt ta không biết lại muốn tìm phí bao nhiêu thời gian đến một lần nữa ngưng luyện nguyên thần đáng giận a à? lâm phong lại là không biết thời gian lão tâm tư người hắn chậm rãi tỉnh lại tới vừa mới hết thảy hết thảy đều giống như địa ngục loại kia không phải người thống khổ xem như hắn dạng này thiết hán thoáng nhớ lại một chút đều cảm giác được trong lòng run sợ chuyện này rốt cuộc là như thế nào lâm phong nhịn không được hỏi la khuynh tâm la khuynh tâm nói ra tuy nhiên ta huyết mạch có thể vô hạn tiến hóa nhưng là cái này cũng có vấn đề lớn cái vấn đề lớn gì lâm phong hỏi la khuynh tâm nói ra người đột phá là cưỡng ép đột phá, có thật nhiều quy tắc, còn có thật nhiều huyền ảo đều là sai lầm. Chẳng khác gì là, một người kinh mạch là sai loạn. Chỉ là bởi vì một loại nào đó cường đại thừa số để người này sống sót. Nguyên bản, người đáng chết trăm ngàn lần. Hiện tại người tình huống tuy nhiên không phải thật sự kinh mạch rối loạn, nhưng lại cực giống kinh mạch rối loạn người. Huyết dịch lưu chuyển đều sẽ để người cảm thấy thống khổ. Người bây giờ cũng căn bản không có cách nào sử dụng người pháp lực, một khi vận chuyển pháp lực, Ngươi cũng sẽ đau đến không muốn sống. Ngươi cái này, Lâm Phong nói ra, ngươi là cố ý hại ta. La Khuynh Tâm không khỏi buồn bực, nói ra, ngươi có mau bệnh A. À. Nếu như ta muốn hại ngươi, trực tiếp để ngươi bị thời gian lão nhân nguyên thần cho giết tính toán. Ngươi bây giờ chẳng phải là còn sống, mà lại, ngươi tu vi cũng xác thực đột phá đến một cái tạm thời độ cao mới. Thế nhưng là, Lâm Phong nói ra, La Khuynh Tâm nói ra, mọi thứ đều là có nhân quả báo ứng người cưỡng ép tăng lên, sao lại không nỗ lực một chút đại giới. Lâm Phong nói ra, vậy kế tiếp, ta phải làm gì? La là Khuynh Tâm nói ra, chậm rãi uốn nắn trong thân thể ngươi một chút sai lầm đi. Nơi này là thời gian lão nhân động thiên, vừa vặn, ngươi có thể tại cái này động thiên bên trong lĩnh ngộ hắn pháp lực rất nhiều huyền ảo. Đợi đến ngươi tích lũy đầy đủ, đến lúc đó có thể lần nữa bình định lập lại trật tự. Đợi đến có một ngày, người đem chỗ có đạo lý đều hiểu rõ, người tự nhiên sẽ thành là chân chính ngư tiên cảnh cao thủ. Lâm Phong sau đó phốc một chút, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn ngũ tạng lục phủ giống như là có đao tử tại cắt. La Khuynh Tâm nói ra, tại ngươi không có đem trong thân thể thần thông điều trị minh bạch trước đó, loại thống khổ này hội một mực tiếp tục. Ngươi cần thời gian lão nhân trợ giúp. Hắn há lại trợ giúp ta, Lâm Phong nói ra. Ngươi sai, hắn lại trợ giúp ngươi, bởi vì hắn đã không đường có thể đi. La Khuynh Tâm nói ra. Ừm, Lâm Phong nghe vậy nao nao, nhưng sau đó nhưng cũng minh bạch. Đón lấy, Lâm Phong hướng hư không thời gian lão nhân nói, hiện tại chúng ta có thể nói nói chuyện hợp tác a. À? Hắn lời nói sau khi nói xong, thời gian lão nhân lại không có lập tức trả lời. Sau một hồi khá lâu, thời gian lão nhân mới lên tiếng, người muốn hợp tác thế nào? Lâm Phong mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, hắn nói ra, tiền bối ngài nguyên thần đã bị ta thôn phệ tiền bối ngài muốn thoát khốn, liền muốn lần nữa ngưng tụ nguyên thần, chỉ là tiền bối, ngài chỉ sợ không có tốt như vậy kiên nhẫn một lần nữa. Thời gian lão nhân nói, thì tính sao? Lâm Phong nói ra, ngài có thể bồi dưỡng vãn bối, các loại vãn bối sau khi tu luyện thành, có lẽ có thể cứu ngài. Dù sao, vãn bối chỗ đặc thù, ngài cũng nhìn đến. Thời gian lão nhân nói, thân người xác thực tràn ngập rất nhiều cổ quái. Ta cũng tin tưởng có một ngày, người hội có rất lớn thành nhưng ta chỉ sợ chờ ngươi có thành tựu ngày đó chính là ngươi muốn giết ta ngày đó ta cùng ngươi ở giữa bởi vì đã gieo xuống cái này bởi vì lại không phải thiện nhân điểm này trong lòng ta rất rõ ràng lâm phong nói ra nếu như tiền bối thoát khốn về sau nguyện ý hiệu chung với vãn bối vậy vãn bối đến tiền bối dạng này cao thủ đoạn không có tới sát hại tiền bối đạo lý thời gian lão nhân cười lạnh một tiếng nói ra ngươi muốn thật đẹp lâm phong nói ra vãn bối chẳng qua là cảm thấy, lẫn nhau rằng con nữa, cũng không phải biện pháp. Trung quy phải có phương pháp giải quyết, không phải sao. Thời gian lão nhân nói, nếu như ngươi chịu làm đệ tử ta, có lẽ ta có thể cân nhắc giúp ngươi. Ừm, lâm phong nao nao. Thế nào, ngươi không nguyện ý. Thời gian lão nhân nói. Lâm phong nói ra, tiền bối chính là tiên giới cao nhân, có thể bái tiền bối vi sư, tự nhiên là vãn bối phúc khí. Chỉ là, vãn bối đã có sư phụ, sư phụ ta tính tình thoảng qua cổ quái, nếu không có hắn cho phép, ta không còn dám bái người khác làm thầy. Thời gian lão nhân nghe vậy có chút ngoài ý muốn, hắn nói ra, đến tình cảnh như vậy, người còn cân nhắc những vật này. Lâm Phong nói ra, sư phụ ta đợi ta nở nang, ta từ không thể làm trái sư phụ. Thời gian lão nhân nói, vậy được rồi, lòng hắn lại là thoáng buông xuống đi, ta không muốn người bái ta làm thầy, nhưng người cần nhận ta làm nghĩa phụ lâm phong ngốc ngẩn ngơ theo rồi nói ra vãn bối nguyện ý thời gian lão nhân gật gật đầu hắn nói ra ngươi làm ta con nuôi về sau chúng ta trước đó ân oán liền xóa bỏ từ nay về sau ta sẽ đợi ngươi như thân ngày khác ngươi như phản bội ta từ có nhân quả tới người ngươi có thể cần nghĩ kỹ lâm phong nói ra đến tiền bối dạng này nghĩa phụ vốn có nói không hết chỗ tốt ta há sẽ phản bội nghĩa phụ tại ngài đối với vãn bối một điểm chỗ tốt đều không có vậy thì tốt người dập đầu đi thời gian lão nhân nói lâm phong ngay sau đó dập đầu dập đầu xong về sau liền to hô nghĩa phụ thời gian lão nhân nói tốt tốt con trai ngoan sau đó hắn còn nói thêm vậy chúng ta từ giờ trở đi cha con tình cảm liền coi như là định ra ta hỏi ngươi ngươi tên là gì lâm phong ngay sau đó nói mình tên sau đó hắn hướng thời gian lão nhân nói chính mình cuộc đời Lâm Phong một năm một người, không có chút nào giấu giếm. Sự tình các loại, đều hướng thời gian lão nhân nói. Hắn đối đãi thời gian lão nhân, làm đến tránh thức chân thành. La Khuynh tâm tại Lâm Phong trong não vực thở dài, nói ra, Lâm Phong, người tu đạo, phần lớn đều xảo trá âm hiểm. Giống như ngươi, còn chưa quen thuộc, móc tim móc phổi, người có thể sống bao lâu. Đây cũng là đổi La Khuynh tâm không hiểu nhiều thế giới bao la bên trong lạc lời nói, không phải vậy phải nói Lâm Phong sống không quá một tập hợp. Lâm Phong một bên cùng thời gian lão người nói chuyện, một bên lại là nói ra, người thật coi ta khờ, bây giờ thời gian lão nhân là bị động một phương. Ta chỉ có tận lực chân thành, đạt được hắn tín nhiệm. La khuynh tâm nao nao, theo rồi nói ra, cái kia ngược lại cũng có chút đạo lý. Thời gian lão nhân lịch duyệt phong phú, kiến thức rộng rãi. Tự nhiên cũng có thể phân biệt ra được Lâm Phong lời nói đến cùng là thật là giả hắn nghe lâm phong cuộc đời tâm quả nhiên yên tâm rất nhiều rất tốt phong nhi người tính tình tuy nhiên độc ác lại trọng tình nghĩa nếu ai thật thành huynh đệ ngươi người tất yếu thực tình đối đãi ta cả đời này không có bằng hiếu, không có huynh đệ đến lúc này lại thu ngươi như thế một cái con nuôi đây là ta tạo hóa ta tất thực tình đối đãi ngươi hắn lời nói này đến cùng có mấy phần là thật đó là trừ chính hắn còn lại người ai cũng không biết nhưng cái này đều không trọng yếu trọng yếu là hắn thật là tại lung lạc lâm phong lâm phong nói ra hài nhi cũng quyết không phụ nghĩa phụ thời gian lão nhân nói tốt rất tốt lâm phong tiếp lấy còn nói thêm bất quá nghĩa phụ ta nhị đệ hắn ta an bài trước các ngươi gặp nhau thời gian lão nhân lúc này ngược lại rất thẳng thắn lâm phong nói ra đa tạ nghĩa phụ ngay sau đó lâm phong bên người không gian bắt đầu biến hóa chỉ một lúc sau Lâm Phong trông thấy Tần Lâm, Tần Lâm ngay tại khoanh chân tu luyện, hắn cũng đột nhiên ý thức được biến hóa, vừa mở mắt cũng trông thấy Lâm Phong. Đại ca, Tần Lâm kinh hỉ không? Lâm Phong đang muốn nói chuyện, ngũ tạng lục phủ đột nhiên xoắn đau, trong đầu truyền đến kịch liệt mà bén nhọn tiếng vang. A, à, Lâm Phong bạo giống một tiếng, hai mắt huyết hồng. Sau đó, hắn phun ra một ngụm máu đen đến, lỗ tai cũng bắt đầu đổ máu. Tần Lâm giật nảy cả mình hắn vội vàng dù cho trước, ân cần nói, đại ca, ngươi làm sao? Thời gian lão nhân tại hư không chi cũng đang chăm chú Lâm Phong. Lâm Phong cũng không có cùng thời gian lão nhân nói là khuyên tâm tồn tại, chỉ nói là chính mình đã từng thôn vệ qua một loại cổ vương, dẫn đến huyết mạch rất quái lạ. Hắn cũng không phải thật không có tâm nhãn người. Ta, không có việc gì, sau một hồi khá lâu, Lâm Phong mới bình phục lại. Loại này tra tấn, thật sự là quá không phải người. Tần Lâm hỏi vội, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Phong ngược lại là rất muốn nói cho Tần Lâm tình hình thực tế, nhưng La Khuynh Tâm là hắn tuyệt chiêu. Cho nên, hắn không thể ở chỗ này nói, cũng chỉ có hướng Tần Lâm giấu giếm. Hắn nói cho Tần Lâm, chính mình thôn vệ U Minh cửu âm đồ, đồng thời thôn vệ thời gian lão nhân luyện chế nguyên thần chờ một chút, cùng hắn cùng thời gian lão nhân đã tiêu tan hiểm khích lúc trước, đồng thời có cha con tình nghĩa. Vân vân, Tần Lâm nghe vậy không khỏi đại hỉ nói ra, vậy chúng ta bây giờ có hay không có thể rời đi? Thời gian lão nhân lập tức nói chuyện, hắn rất khẳng khái nói ra, các ngươi muốn đi, ta đương nhiên sẽ không lưu các ngươi. La khuynh Tâm thì lập tức tại Lâm Phong trong não vực nói chuyện, Lâm Phong, người cũng không thể đi. Lại nói, người nếu thật muốn đi, thời gian lão nhân cũng sẽ không cho phép. Người còn cần dựa vào thời gian lão nhân tới giúp người bình định lập lại trật tự. Lâm Phong hồi một câu, nói, ta tâm lý nắm chắc. Hắn sau đó nói với Tần Lâm, nhị đệ, ta hiện tại thân thể loại tình huống này, ra ngoài cũng là vướng bận. Người đi ra ngoài trước tìm hiểu tình huống, nếu như xác định tam đệ không có chuyện gì, người trở lại tìm ta. Tần Lâm nói ra, cái này, để một mình ngươi ở chỗ này, ta làm sao yên tâm. Có cái gì không yên lòng, Lâm Phong nói ra, người ở chỗ này, cũng không giúp được cái gì. Ta cần ngươi nói cho ta biết, tam đệ đến cùng thế nào. Chỉ có xác định hắn là thật không có sự tình, ta mới có thể an tâm tu luyện. Thế nhưng là, Tần Lâm nói ra, Lâm Phong nói ra, không có cái gì có thể là, người dựa theo ta nói làm. Tần Lâm trầm ngâm nửa ngày, sau cùng đáp ứng. Về sau, Tần Lâm thuận lợi rời đi Đại La Động Phủ. Thời gian lão nhân không có làm khó Tần Lâm, hắn biết Lâm Phong không đi là đang bày tỏ thành ý, như vậy hắn cũng cần phải biểu hiện ra thuộc về hắn thành ý tới núi năm tháng dễ dàng qua thế gian phồn hoa đã ngàn năm tần lâm bọn người bị vây ở thời gian lão nhân động phủ đã có hai tháng tần lâm sau khi ra ngoài rất nhanh hiểu được một chút bí mật những bí ẩn này chính là thần vương rất cùng minh vương hades ở giữa ra một ít chuyện minh vương hades biến mất thần vương rất tạo hóa vương quan mất tích tần lâm tiếp tục thâm nhập sâu dài sau cùng cuối cùng từ một tên yêu ma miệng biết một ít chuyện đó là lam tử y đám người đã thuận lợi rời đi phía tây vương giới xem ra tam đệ đã không có việc gì tốt như vậy tần lâm thở phào một hơi tần lâm chính mình cũng không có bản lãnh rời đi phía tây vương giới đương nhiên tính toán có bản lĩnh rời đi giờ phút này hắn cũng sẽ không rời đi tần lâm rất nhanh trở về hồi đến thời gian lão nhân đại la trong động phủ lâm phong cũng không nghĩ tới tần lâm lại nhanh như vậy trở về hắn thực trong lòng là hy vọng tần lâm không nên quay lại nhưng hắn cũng biết, Tần Lâm không có khả năng không trở lại. Hắn nếu là lựa chọn không trở lại, vậy hắn không phải Tần Lâm. Thời gian lão nhân đối với Tần Lâm trở về nhưng cũng là mừng rỡ, hắn khẳng định Tần Lâm kẻ này bản tính thuần lương trung hậu. Lâm Phong tại biết là quân bọn người không sau đó, hắn cũng buông lỏng một hơi, liền quyết định tại cái này đại la trong động phủ thật tốt tu luyện. Tần Lâm cũng nghênh đón hắn cơ duyên. Đó là thời gian lão nhân cũng quyết định thu Tần Lâm làm nghĩa tử. Tần Lâm tuy nhiên trung thực, nhưng cũng không có cực tuyệt tốt như vậy sự tình. Lâm Phong cùng La Khuynh tâm tâm tự nhiên cũng là rõ ràng thời gian lão nhân bản tính, thời gian lão nhân là nhìn ra Tần Lâm tính tình trung hậu, cho nên mới thu Tần Lâm. Kể từ đó, dù cho ngày sau Lâm Phong muốn muốn đối phó thời gian lão nhân, như vậy Tần Lâm cũng sẽ không cho phép. Tần Lâm không cho phép sự tình, Lâm Phong tự nhiên cũng sẽ không kiên trì. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được thời gian lão nhân cáo giả. Lâm Phong cùng Tần Lâm tại thời gian lão nhân động phủ chi dốc lòng tu luyện, thời gian lão nhân đem động thiên bên trong thời gian pháp tắc cải biến. Đây là một loại cố định cải biến, bên trong đi qua 10 ngày, bên ngoài lại mới đi qua một ngày. Loại thời giờ này pháp tắc thời gian dài cải biến, thập trời đã là một cái giới hạn giá trị. Lại nói lúc này là quân đâu, là quân thuận lợi đến Minh Nguyệt Cung. Minh Nguyệt Tiên Tôn bây giờ không có sức chiến đấu gì, nàng không có tiếp tục đi theo la quân cùng một chỗ, mà chính là lựa chọn tại Minh Nguyệt Cung bên trong dưỡng thương. Nàng thương thế không có nói cho Minh Nguyệt Cung bên trong người khác, chỉ là để Ly Thiên Nhược cùng kiếm hồng bụi biết. Ly Thiên Nhược cũng biết, Minh Nguyệt Cung mặc dù là sư tôn sáng tạo, nhưng là bây giờ Minh Nguyệt Cung cái bên trong đã là một cái to lớn hệ thống, khó tránh khỏi sẽ không có người sinh ra dị tâm. Sư tôn toàn thịnh thời kỳ thời điểm, không người nào dám đến như thế nào. Nhưng sư tôn thụ thương sau khi tin tức truyền ra, khó tránh khỏi sẽ sinh ra không tất yếu nhiễu loạn. Dù sao, ngày này châu bên trong, chính là một cái thực lực vi tôn thế giới. Về sau, Minh Nguyệt Tiên tôn phái nàng nhị đệ tử kiếm hồng bụi bồi la quân đi làm việc. Kiếm hồng bụi tu vi tại tầng 10 kỳ, bồi la quân xé rách không gian, cũng không có vấn đề. Tại la quân khi đi, Minh Nguyệt Tiên tôn cùng la quân nói chuyện một lần. Áo tím tại sắp sửa trước đó, đã từng đã thông báo ta, muốn ta giúp ngươi. Câu nói này, ta không có quên, nàng nhắc nhở, ta cũng sẽ không cô phụ, chỉ là ta tình huống trước mắt, ngươi cũng biết, ta nếu không khôi phục thực lực, không ngừng giúp không ngươi, ngược lại sẽ thành làm một cái vướng víu. Ta tiêu minh nguyệt đời này ngang dọc kiêu căng, chưa bao giờ đòi người che chở qua. Ta cùng làm tử y giao tình không ít, để cho nàng che chở, ta còn có thể tiếp nhận. Nếu vẫn muốn để ngươi che chở, đó là chuyện cười lớn. Cho nên dưới mắt, Ta quyết định đợi tại Minh Nguyệt trong cung dưỡng thương. Điểm này, người có thể hiểu được a?" À? La Quân gật gật đầu, nói ra, "Ta có thể hiểu được." Minh Nguyệt Tiên Tôn sau đó còn nói thêm, "Chờ ta sau khi thương thế lành, tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Trước lúc này, ta để Hồng Trần một đường nương theo ngươi." La Quân nói ra, "Cám ơn Tiên Tôn." Minh Nguyệt Tiên Tôn khoát khoát tay, nói ra, "Ngươi không cần cám ơn ta, không thể giúp được ngươi đã là rất lớn hổ thẹn." ta thẹn với áo tím nhắc nhở. Là quân nói ra, tiên tôn, người đừng nói như vậy. Chúng ta đều là kiếp số người, mỗi người nỗ lực độ kiếp, không có người nào có lỗi với người nào. Minh Nguyệt tiên tôn mỉm cười, nói ra, người nhìn ngược lại là rất mở. Nàng nói tiếp, ta nhìn người thân thể, tựa hồ không có cái gì vừa tay pháp bảo. Là quân nói ra, trước đó cho là mình chết chắc, cho nên tất cả pháp bảo đều cho hai người ca ca. Minh Nguyệt tiên tôn nói ra, địa tàng vương bồ tát trước mắt không có việc gì chắc hẳn người cái kia hai người ca ca cũng có chính mình gặp gỡ là quân cười một tiếng nói ra nhất định không có việc gì bọn họ cũng là thiên mệnh giả nhất định sẽ gặp giữ hóa lành lời này giống như là đang an ủi chính hắn minh nguyệt tiên tôn theo rồi nói ra là quân trước đó ta còn trách vì cái gì lam tử y sẽ đối với người phá lệ nhìn với con mắt khác đi qua phe này tiếp xúc về sau ta biết ngươi là rất đặc biệt người Người đối huynh đệ, bằng hữu đều là một mảnh chân thành. Tin tưởng về sau, chúng ta cũng có thể trở thành bằng hữu Là quân tâm lý rất rõ ràng Minh Nguyệt Tiên Tôn câu nói này ý tứ, đó là hiện tại chính mình thực lực không đủ, Tiên Tôn không biết giống như Lam Tử Y, cùng mình lấy bằng hữu đến ở chung. Tiên Tôn có Tiên Tôn kiêu ngạo. Minh Nguyệt Tiên Tôn sau đó còn nói thêm, như vậy đi, người bây giờ cũng không có cái gì vừa tay pháp bảo, ta dẫn người đi một chuyến ta Minh Nguyệt cung tàng bảo khố bên trong. Ngươi tùy ý chọn tuyển, nếu như thấy cái gì phù hợp, cứ lấy đi. Cái này, cái này không tốt lắm đâu, La Quân nói ra. Không có cái gì không tốt, các loại ngươi lựa chọn pháp bảo, ta lại đem đại phong ấn thuật cùng đại lục tuyệt thuật truyền thụ cho ngươi. Trước đó, ta một mực không có thời gian đến truyền thụ. Cái này hai môn thuật pháp, tất nhiên cũng là muốn truyền thụ cho áo tím. Minh Nguyệt Tiên tôn lời nói là không cho làm trái. Sau đó, Minh Nguyệt Tiên Tôn lại đơn độc cùng Kiếm Hồng Bụi nói chuyện. Kiếm Hồng Bụi vốn là cô nhi, năm đó lưu lạc giang hồ, ôm yếu về sau, bị người nghĩ lầm đã chết. Sau bị ném vứt bỏ tại bãi Tha Ma Chi, ngày đó, Tiên Tôn lấy bảy màu vân liễn đi qua, Kiếm Hồng Bụi yếu ớt góc nhìn đến quang mang, liều mạng chế tạo ra vang động, rốt cục kinh động Minh Nguyệt Tiên Tôn. Minh Nguyệt Tiên Tôn gặp đáng thương, liền đem thu làm đệ tử. Kiếm Hồng Bụi đối đãi sư phụ, chính là có một loại như sư như mẹ cảm tình ở bên trong. Sư phụ, ngài thương tổn, kiếm hồng bụi tràn ngập lo lắng. Trước kia, Minh Nguyệt Tiên Tôn đối kiếm hồng bụi rất nghiêm khắc, nhưng từ khi kiếm hồng bụi tu luyện ra kết quả về sau, Minh Nguyệt Tiên Tôn đối luôn luôn đều là yêu thương phải phép. Nàng mỉm cười, nói ra, Hồng Trần, người không cần lo lắng cho ta. Cái này là vi sư kiếp số. Kiếm hồng bụi nói ra, đệ tử phải nên làm như thế nào mới có thể giúp đến ngài xem như để cho nàng hiến ra tính mạng mình, nàng cũng sẽ không có mảy may do dự. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, vi sư sự tình, chỉ có thể sư phụ tự mình giải quyết. Nhưng vi sư hiện tại có chuyện cần ngươi đi làm. Sư phụ, xin ngài phân phó. Kiếm hồng bụi nói ra. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, lần này vi sư ra ngoài, kinh lịch rất nhiều chuyện. Gọi là la quân tiểu gia hỏa, chính là ta bản thân phó thác tại ta chiếu cố. Hiện tại ta để ngươi cùng hắn đi làm việc, hắn cần ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái gì. Kiếm hồng bụi ngược lại không do dự, nói ra, đúng, sư phụ. Minh Nguyệt Tiên Tôn tiếp tục nói, cho dù là chết, cũng không cần do dự. Ngươi có thể chết, nhưng nhất định muốn bảo toàn hắn. Kiếm hồng bụi thân thể chấn động. Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, lời nói này đến khả năng tàn khốc, ngươi có lẽ cảm thấy sư phụ đối ngươi không có như vậy thương thích. Nhưng nếu như có thể, vi sư hy vọng là chính mình đi làm những chuyện này. Kiếm hồng bụi nhìn về phía Minh Nguyệt Tiên Tôn, nàng nói ra, sư phụ, ta hiểu ngài ý tứ. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không có nhục sứ mệnh. Tốt, đi thôi, Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra. Về sau, là quân tại kiếm hồng bụi chỉ huy phía dưới, đi vào Minh Nguyệt cung tàng bảo khố. Cái kia tàng bảo khố chính là có tuyệt đỉnh trận pháp thủ hộ, còn có hai tên thái trưởng lão chân giữ. Không có đạt được trưởng giáo lệnh phù người, là tuyệt không thể tiến tàng bảo khố, Kiếm Hồng Bụi tại tàng bảo khố trước mặt đưa ra trưởng giáo lệnh phù hai tên thái trưởng lão có chút quái một tên gọi mùa thu nước thái trưởng lão nói ra bản môn chưa bao giờ để ngoại nhân tiến vào tàng bảo khố càng đừng nói là một tên nam tử tiểu gia hỏa này có tài đức gì thế mà có thể được đến trưởng giáo chí tôn lệnh phù Kiếm Hồng Bụi không kiêu ngạo không tự ti nàng tại sư phụ trước mặt cung kính thuận theo nhưng là tại trước mặt người khác lại là lãnh ngạo mười phần hồi thu trưởng lão vấn đề này ngọn nguồn đệ tử cũng không biết nhưng cái này thật là sư phụ ta phân phó nếu như thu trưởng lão ngài có nghi vấn có thể đến hỏi sư phụ ta mùa thu nước cười lạnh một tiếng nàng đối kiếm hồng bụi loại thái độ này tất nhiên là bất mãn có thể kiếm hồng bụi chính là tiêu minh nguyệt thương yêu nhất đệ tử thu trưởng lão tâm khó chịu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đi vào đi mùa thu nước lạnh lạnh nói ra sau đó nàng vung tay lên mở ra tàng bảo khố đại môn. Kiếm hồng bụi liền đối với La Quân từ tốn nói, đi. La Quân gật đầu, tiến vào tàng bảo khố về sau, tàng bảo khố đại môn lại tiếp tục quan. Giấu trong bảo khố, phục trang đẹp đẽ, có mấy cái ngọn trường minh châu báu đèn đem bốn phía chiếu một mảnh u lượng. Cái này tàng bảo khố bên trong, tầng tầng rõ ràng, vô số thần thông bản nguyên, còn có pháp khí chờ một chút, cũng có vô số đan dược. Tuyệt không vũ hóa môn tàng chân các kém. Minh Nguyệt Tiên Tôn sáng lập Minh Nguyệt Cung, được tôn là Thiên Châu Đệ nhất cao thủ. Nàng Minh Nguyệt Cung sớm đã là có thể cùng Vũ Hóa Môn, trời cao tông địa vị ngang nhau. Linh Tuệ Hòa Thượng tại La Quân Đầu, bốn phía xem chừng. Kiếm Hồng Bụi nhìn thấy Linh Tuệ Hòa Thượng cũng không lấy làm lạ, bởi vì lúc trước La Quân hướng Kiếm Hồng Bụi giới thiệu Linh Tuệ Hòa Thượng. Kiếm Hồng Bụi hướng La Quân giới thiệu, nói ra, trong này rất nhiều pháp khí, thần thông bản nguyên đều vật phi phàm, bất quá cũng không tính tầng chi vật cái này phía trước là thích hợp cửu trọng thiên phía dưới đệ tử tập luyện người theo ta đến tầng thứ hai tới là quân gật đầu rất nhanh tại kiếm hồng bụi chỉ huy phía dưới là quân mang theo linh tuệ hòa thượng đi vào tầng thứ hai kiếm hồng bụi nói ra người công pháp tự thành thần thông bản nguyên dạy ngươi cũng không có quá tác dụng lớn những pháp khí này người nhìn lấy cần cái kia một dạng phẩm pháp khí thần khí đều là có đây là thông thiên kiếm đây là thiên thủy chi chu đây là sư phụ ta từng dùng qua bảy màu vân liễn bảy màu vân liễn lấy ra phi hành ngăn địch đều có tác dụng rất lớn về sau sư phụ ta tu luyện đại thành tới lui trong nháy mắt không có lại dùng bảy màu vân liễn la quân cũng nhìn về phía bảy màu vân liễn bất quá cuối cùng la quân cũng không có lựa chọn bảy màu vân liễn hắn bây giờ tập được đại na di thuật cũng không quá cần loại pháp khí này mà lại minh nguyệt tiên tôn tuy nhiên khẳng khái nói để la quân tiến đến tuyển bảo bối mà lại cũng không có hạn chế hắn cầm bao nhiêu. Nhưng La Quân xưa nay đều không phải là lòng tham không đáy người, cho nên hắn sẽ chỉ tuyển một món pháp bảo. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng tại giúp La Quân chọn lựa. Các loại pháp bảo, rực rỡ muôn màu, cũng không thiếu phẩm chất vô cùng tốt pháp bảo. Nhưng nhưng vẫn không có tìm được để La Quân đặc biệt tâm động pháp bảo. Cũng là tại lúc này, Linh Tuệ Hòa Thượng đột nhiên nhìn đến một miệng tối như mực thiết kiếm. Cái này tối như mực thiết kiếm thân thể, vết gì pha tạp dạng này một cây kiếm làm sao biết xuất hiện tại minh nguyệt cung tàng bảo khố bên trong chỉ sợ kiếm này là có chút cổ quái a à. linh tuệ hòa thượng duỗi ra cành lá tay đến một tay lấy khẩu này tối như mực kiếm vơ vét trong tay cây kiếm này a à. kiếm hồng bụi nhìn một chút nói ra là chúng ta bên trong một vị thái trưởng lão tại hắn thế giới bên trong du lịch thời điểm tại một núi động chi nhặt được cây kiếm này chất liệu xác thực bất phàm chỉ là tựa hồ có cấm chế đem phong ấn chặt, về sau sư phụ ta nghiên cứu qua, cũng không mở ra phong ấn. Cho nên cũng một mực bỏ ở nơi này mặt, còn cây kiếm này, đến cùng là lai lịch gì, chúng ta cũng không rõ ràng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói với La Quân, nếu không, La Quân đạo hiếu, người tuyển cây kiếm này đi. Cây kiếm này, La Quân có chút buồn bực. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không sai. La Quân đối Linh Tuệ Hòa Thượng vẫn là không tín đảm nhiệm gặp linh tuệ hòa thượng như thế chắc chắn, liền nói ra, vậy được rồi. Hắn ngay sau đó đem cây kiếm này thu nhập đến phòng bị tu di chi. Ngươi thật muốn tuyển cây kiếm này, kiếm hồng bụi cũng có phần ngoài ý muốn. La quân nói ra, không sai, nó. Kiếm hồng bụi gật gật đầu, nói ra, vậy được rồi, ngươi lại tuyển tuyển hắn pháp bảo. Không dùng, món này có thể. Là quân cự tuyệt kiếm hồng bụi hảo ý. Kiếm hồng bụi nhất thời cảm thấy ngoài ý muốn, nàng nhìn nhiều la quân liếc một chút tựa hồ cảm giác được thiên hạ vì sao lại có ngu như vậy chứng đây nàng cũng không phải là một cái tốt người ngay sau đó nói ra vậy được rồi sau đó kiếm hồng bụi mang la quân đi gặp minh nguyệt tiên tôn minh nguyệt tiên tôn nghe kiếm hồng bụi nói la quân chỉ tuyển một cây kiếm lúc cũng là ngoài ý muốn nàng nói với la quân ta biết ngươi ở phương diện này da mặt khá mỏng nhưng ta đã cho ngươi đi tuyển là muốn để ngươi nhiều chọn mấy món ngươi lại đi nhíu nhíu đi la quân cự tuyệt nói ra đã đầy đủ đa tạ tiên tôn hảo ý cái này minh nguyệt tiên tôn gặp la quân tâm ý đã quyết cũng không tiện lại miễn cưỡng linh tuệ hòa thượng người đã muốn la quân tuyển cây kiếm này chắc là nhìn ra một chút kiếm này lai lịch a minh nguyệt tiên tôn mỉm cười nói với linh tuệ hòa thượng linh tuệ hòa thượng cười ha ha nói ra thật là nhìn ra một chút minh nguyệt tiên tôn nói ra Người một mực nói, yên tâm, tính toán lại bảo bối đồ, vật, ta cũng sẽ không đổi ý. Linh tuệ hòa thượng nói ra, rõ ràng nguyệt thí chủ tự nhiên là không biết đổi ý, điểm này bần tăng tuyệt đối tin tưởng. Vật này có thể là năm đó thông thiên thánh nhân dùng qua lục tiên kiếm. Lục tiên kiếm, minh nguyệt tiên tôn hơi kinh hãi. Linh tuệ hòa thượng nói ra, bây giờ mỗi cái thế giới bên trong, lưu truyền rất nhiều chỗ khác nhau phiên bản chu tiên tứ kiếm. Những thứ này chu tiên tứ kiếm, cũng đều là gọi là chu tiên kiếm, lục tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, diệt tiên kiếm. Nhưng những thứ này kiếm đều là hắn thần thông giả luyện chế ra tới. Lại không phải lúc trước hồng quân đạo nhân theo thiên địa tạo hóa lấy được chu tiên tứ kiếm. Chỉ có thông thiên thánh nhân tay chu tiên tứ kiếm mới thật sự là chu tiên tứ kiếm. Minh Nguyệt tiên tôn thân thể mềm mại chấn động, nói ra, người cảm thấy cây kiếm này là chân chính lục tiên kiếm, là thông thiên thánh nhân tay lưu truyền tới. Linh tuệ hòa thượng nói ra, bần tăng từ cũng không dám khẳng định, nhưng bần tăng thật là ở đây thân kiếm, cảm nhận được một tia thánh nhân khí tức. Tốt, tốt, Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, kiếm này nếu thật là lục tiên kiếm, cái kia tại tay ta lại một mực chưa từng bị phát hiện, cũng coi là người tài giỏi không được trọng dụng. Bây giờ có thể bị người biết hàng phát hiện, vừa vặn. Sau đó, Minh Nguyệt Tiên Tôn nói ra, là quân, hồng trần, ta đến truyền thụ cho các người đại lục tuyệt thuật cùng đại phong ấn thuật đa tà tiên tôn. La quân cùng kiếm hồng bụi phân biệt học hội đại lục tuyệt thuật cùng đại phong ấn thuật. Kiếm hồng bụi cũng sẽ đại thôn vệ thuật cùng đại na di thuật. Về sau, hai người rời đi minh nguyệt cung. Bần tăng đại phong ấn thuật, trước đó vẫn chưa bị người khác tu luyện qua. Nhưng bây giờ lại bị cái kia vô dục thiên tu luyện, điều này nói rõ bần tăng rất nhiều bảo tàng chỗ, có khả năng đã bị người phát giác. Linh tuệ hòa thượng nói với La quân, cho nên La quân đạo hiếu, thời gian trôi qua lâu như vậy, rất nhiều thứ, bần tăng cũng không thể cam đoan nhất định còn tại. La Quân nói ra, hết sức nỗ lực có thể. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, ừm, cái kia đại số mệnh thuật cùng đại bổn nguyên thuật bị bần tăng giấu ở bảy đại giới Hy Lạp giới. Hy Lạp giới, La Quân nhỏ hơi kinh ngạc, hắn sau đó nghĩ đến cái gì, nói ra, Hy Lạp giới. Phía Tây Vương giới, ta vốn cho là, phía Tây Vương giới bên trong hẳn là quỷ sa tăng, giê những người này nhưng là về sau phát hiện, phía tây vương giới bên trong lại là rất đám người này. Rất đám người này là thuộc về Hy Lạp thần thoại A. Như vậy, cái này Hy Lạp giới bên trong lại là cái gì đâu? Linh Tuệ Hòa Thượng có chút lạ nhìn một chút la quân, sau đó nói, Hy Lạp giới cùng Hy Lạp thần thoại cũng không có nửa mau quan hệ, Hy Lạp giới người chỗ lấy gọi là Hy Lạp giới, chính là là bởi vì Hy Lạp giới là một vị gọi là Hy Lạp. Mani người sáng tạo thế giới này cho nên mới sẽ gọi là Hy Lạp giới. Hy Lạp, Mani được xưng là Thiên Phi, Thiên Phi Hy Lạp, đó là một cái không thua gì đại địa chi mẫu Gaia tồn tại. Sáng tạo một cái thế giới, là quân không khỏi líu lưỡi. Tạo hóa cảnh cao thủ nha, thật là có sáng tạo thế giới bản sự. Các nàng sớm kiến tạo thế giới của mình, hệ thống, làm cho các nàng con cháu thờ phụng các nàng. Như thế, các nàng lại hấp thu loại tín ngưỡng này chi lực. Kể từ đó, các nàng pháp lực quả thực là vô cùng vô tận đạo hữu người đừng nhìn lần, chúng ta giống như đối phó ở Gai A. Thực tế, Gai A là bởi vì thụ thương, nàng động thiên pháp tác đã không hoàn chỉnh. Mà lại, nàng đại luân hồi thuật thi triển đi ra, nếu không phải tiểu long tự bảo, vì chúng ta tranh thủ một đường sinh cơ. Chúng ta cũng là đã chết tại luân hồi chi, làm thí chủ có lợi hại hay không, nàng tại Gai A luân hồi thuật phía dưới, căn bản không có sức hoàn thủ. Linh Tuệ Hòa Thượng nghiêm túc nói ra la quân thật sâu cảm nhận được gai a loại cao thủ này tuyệt đối khủng bố tạo hóa hắn thì thào thì thầm linh tuệ hòa thượng nói ra đạo hiếu người muốn đi đường còn rất dài đi theo trong thế tục một dạng Gaia a đã đạt tới sáng tạo một cái công ty tập đoàn đến vì nàng tích lũy tài phú nhưng ngươi vẫn là tự làm chủ a à. xem như tại thế giới bao la bên trong cái gì quỷ xa tăng jesus như lai quan âm nhiên đang chờ một chút những người này đều giống như là sáng tạo một cái hệ thống, sau đó tại hấp thu năng lượng A. Không có như thế không hợp thói thường A, là quần nhịn không được đậu đen rau muống. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, về sau ngươi biết. Kiếm Hồng Bụi nói ra, chiếu ngươi kiểu nói này, sư phụ ta thành lập Minh Nguyệt Cung, vậy cũng không tính là gì. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không có thành lập ra thế giới của mình hệ thống, cái kia đều còn không thể tính là tuyệt đối cao thủ. Chỉ có thành lập thế giới của mình hệ thống, mới có thể được xưng là thiên quân hoặc là ma quân. Đương nhiên, đây đều là tiên giới nhân thủ đoạn. Tại địa cầu tới nói, rõ ràng Nguyệt Thí Chủ cũng coi như là rất không tệ. Kiếm hồng bụi thì thào nói ra, đạo vô chỉ cảnh, sư phụ câu nói này, quả nhiên thật không lừa ta. Linh Tuệ Hòa Thượng theo rồi nói ra, chúng ta đi trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, sau đó lại tìm đến tìm ghi lạp giới phương vị. Kiếm hồng bụi tự nhiên không có ý kiến, nói ra, tốt. Kiếm hồng bụi xem ra bất quá 24-25 tuổi bộ dáng, nàng thân thể mặc một thân váy đỏ, tịnh lệ mà lãnh diễm. Nàng dáng người không cao lắm, nhưng cũng không thấp, thân thể thướt tha, mang theo một tia thành thục ý vị. Kiếm hồng bụi không nói nhiều, cũng không tính thiếu. Nàng đối la quân từ đầu tới cuối duy trì không kiêu ngạo không tự ti thái độ, phàm là la quân có chỗ yêu cầu, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. La quân tuy nhiên rất muốn nhanh lên đi cứu Lam Tử Y, nhưng là hắn theo trong lòng cũng biết, đây là lam tử y kiếp số. Chưa chắc có dễ dàng như vậy giúp nàng độ kiếp, lúc này, vẫn là muốn trầm ổn một chút, hành sự cẩn thận. Là quân thế nhưng là biết, hắn trong cái thế giới này địch nhân thực sự quá nhiều. Mà lại vũ hóa môn cùng thần tộc một khi tra rõ ràng hắn sở tác sở vi, vậy hắn tình cảnh hội càng thêm không ổn. Ta thuận tiện trước đi một chuyến đại khang hoàng thành, là quân nghĩ đến cái gì, nói với linh tuệ hòa thượng. Linh tuệ hòa thượng nao nao, theo rồi nói ra, bần tăng không có ý kiến. Sau đó, kiếm hồng bụi liền thi triển ra đại na di thuật, mang theo la quân tiến về đại khang hoàng thành. Tuy nhiên la quân đại na di thuật cũng không tệ, nhưng cùng kiếm hồng bụi lên tới vẫn là kém rất nhiều. Hai giờ về sau, kiếm hồng bụi mang theo la quân đi vào đại khang bên ngoài hoàng thành. La quân đối kiếm hồng bụi nói ra, hồng trần cô nương, còn xin ngươi tại trong hoàng thành chính mình tìm một chỗ trước nghỉ chân xuống tới, ta đi xử lý một ít chuyện sáng mai liền tới cùng ngươi tụ hợp cùng lúc xuất phát kiếm hồng bụi nói ra tốt nàng tiếp lấy đem một tia dấu ấn tinh thần dùng đại phong ấn thuật phong ấn thành một khỏa đan hoàn sau đó bắn vào đến la quân tay muốn liên lạc với ta lúc liền thông qua cái này tia dấu ấn tinh thần trước tới tìm ta tốt la quân cũng tương tự cho kiếm hồng bụi lưu một tia dấu ấn tinh thần như thế về sau la quân mới tiến về thiếu uy phủ tại trong hoàng thành la quân tuân thủ hoàng thành quy củ cũng không có phi hành. Có điều hắn đi bộ cũng là rất nhanh. La quân rất mau trở lại đến thiếu uy phủ, cùng lúc đó, hoàng đế Hiên Chính Hạo cũng biết La quân trở về tin tức. Bất quá lần này, Hiên Chính Hạo cũng không tính quấy nhiễu La quân. La quân có chính hắn sứ mệnh, Hiên Chính Hạo không có ý định nịnh bợ, chỉ tính toán để tự nhiên mà dã man sinh trường. La quân trở lại thiếu uy phủ lúc, sắc trời đã lặn. Một vầng minh nguyệt treo ở chân trời, đem thiếu uy phủ trong đình viện chiếu lên một mảnh hoa dâm chi sắc. La quân lần này trở về, tự nhiên là tới gặp Kiều Ngưng. Kiều Ngưng còn không biết hắn sinh tử, hắn không muốn Kiều Ngưng một mực treo trái tim. Trở lại thiếu uy phủ về sau, thiếu uy phủ hạ nhân nhận ra La quân, lập tức tiếp giá, đồng thời có người đi vào gieo hò, nói công tử ra trở về. Có lúc, La quân thực trong lòng là rất cảm tạ đại khang hoàng đế hiên chính hạo. Vạn không đê tê vạn. C không mét bởi vì hiên chính hạo cho hắn dạng này một cái an bình thiếu uy phủ. Thiếu uy phủ cũng coi là hắn một ngôi nhà. Hắn cùng hiên chính hạo ở giữa, từng có không thoải mái. Hắn nỗ lực nhiều, lại tại bước ngoặt nguy hiểm bị tàn nhẫn cự tuyệt. Nhưng La Quân cũng không oán hận hiên chính hạo, hiên chính hạo là trưởng cờ người, hắn có hắn dự định. La Quân luôn luôn đều nguyện ý đi nhớ kỹ người khác cho hắn chỗ tốt, nhưng có thù, hắn cũng nhớ đến. Mà hắn cùng hiên chính hạo ở giữa, tính toán không có thủ. Hiên chính hạo chỉ là không có giúp hắn mà thôi. Bất cứ lúc nào, người khác hỗ trợ đều là tình cảm. Người khác không giúp ngươi, cái kia là người khác bổn phận. Điểm này, là quân tâm lý rất rõ ràng. Lần nữa trở lại thiếu uy phủ, là quân lại có loại đầu thai làm người cảm giác. Tuy nhiên không tính phân biệt thật lâu, nhưng đối với là quân tới nói, cũng đã tính được là thương hải tan biển. Ta lại một lần sống sót, mà ta đường còn rất xa, Ta trải qua vạn kiếp, không phải ta độc nhất vô nhị, mà là ta còn có sứ mệnh chưa hoàn thành. Là quân tâm đột nhiên có minh ngộ, mà mệnh ta đếm sẽ đi vào cơ sở sẽ như thế nào đâu. Là quân nhìn không thấy chính mình mệnh số, hắn cũng không tưởng tượng ra được. Hắn từng có qua 3 vạn năm thọ mệnh, nhưng đến bây giờ, lại như cũng chỉ có 30 năm thọ mệnh. Tính toán có 3 vạn năm, hắn y nguyên đều cảm thấy, cái này nhân sinh ngắn ngủi, rất nhiều chuyện đều tại trong một sớm một chiều không phải mỗi người đều có thể yên ổn sống quãng đời còn lại. Người sống một thế không dễ, khó trách khó trách, người tu đạo cũng phải nói tâm ý thông suốt, suy nghĩ thông suốt. Bởi vì càng là người tu đạo, càng biết cái này sinh mệnh không dễ, biết sống cái này một lần là cỡ nào ngắn ngủi, nhất định phải tại có hạn thời gian bên trong, tận hưởng lạc thú trước mắt. Như thế, mới là tu đạo chân lý. Là quân tâm đột nhiên lại nhiều một tầng minh ngộ hắn trước kia cảm thấy để tâm ý thông suốt đó là bởi vì có trợ giúp tu vi tăng tiến nhưng bây giờ hắn hiểu được đây là bởi vì sinh mệnh chỗ chân quý ta thông suốt không còn là nắm giữ nhiều nữ nhân như vậy mà là ta chỗ thích người quan tâm người có thể có được hạnh phúc là quân minh bạch chính mình mong muốn hắn tại trong đình viện phát hội ngốc bên cạnh nha hoàn lập tức hô công tử gia ngài làm sao là quân nào nào sau đó quản gia lâm bá cùng nhiếp mị nương đã ra đón nhiếp mị nương vẫn là như thế một thân màu đen váy dài mỹ lệ làm rung động lòng người trước kia nhiếp mị nương thân thể mang theo một loại vẻ quyến rũ mà bây giờ nàng lại là rửa sạch sự lộng lẫy có loại tay trắng thiệt anh vị đạo ở bên trong công tử ra lâm bá trước cung kính hành lễ la quân lập tức nói ra lâm bá không cần phải khách khí nhiếp mị nương thật sâu nhìn một chút la quân nàng lại là có thể rõ ràng cảm giác được La Quân lại có mới biến hóa. Loại biến hóa này không phải là bởi vì La Quân tu vi tăng cường, mà chính là La Quân thân thể nhiều một vẻ yêu buồn khí chất. Nhiếp Mị Nương lần đầu gặp La Quân lúc, La Quân là cái trầm ổn mà nhạy bén ra hỏa, thân thể hoặc nhiều hoặc ít còn mang một tia xảo trá. Nhưng bây giờ, Nhiếp Mị Nương cảm giác La Quân tựa hồ càng ngày càng u buồn, mà lại, La Quân thân thể còn có một loại cảm giác mệt mỏi ta cho người thả nước nóng, người tắm trước, nhiếp mị nương ôn nhu nói ra. Là quân lại là nói ra, kiều ngưng đâu. Nhiếp mị nương nói ra, kiều cô nương tiến cung, là hoàng triệu kiến. Cũng nhanh trở về. Là quân nghe vậy hơi hơi thở phào, nói ra, tốt ha. À. Hắn đi tắm trước, còn linh tuệ hòa thượng, là quân để hắn đi tự do hoạt động. Hắn cũng không có tắm rửa đều muốn ra hỏa này mang thói quen. Nếu như linh tuệ hòa thượng không hợp tác, la quân sẽ làm giòn đem linh tuệ hòa thượng lục thức phong bế la quân trong phòng nước tắm đã cất kỹ cái kia nước tắm bên trong thêm sữa bò cùng cánh hoa phao ở bên trong rất là thư sướng la quân cởi sạch y phục dễ chịu nằm ở bên trong hắn thật lâu không có dạng này buông lỏng cái này một cái chớp mắt la quân nhắm mắt hắn cái gì cũng đều không đi nghĩ sau một hồi khá lâu cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra la quân bị kinh ngạc Hắn nghe ra là nhiếp mị nương tiến đến. Mị nương, ngươi, la quân cũng không muốn cùng nhiếp mị nương ở giữa phát sinh cái gì. Hắn tình cảm mình thế giới, đã đầy đủ loạn. Nhiếp mị nương nhẹ nhàng nói ra, ta giúp ngươi kỳ lưng, ngươi chớ khẩn trương. La quân giật mình khẽ giật mình, lúc này, nhiếp mị nương đã đi tới. Nàng đi vào bồn tắm đằng sau, sau đó giúp la quân nhẹ nhàng theo lên. Tay nàng pháp rất tốt, để la quân đều có chút xa vào dứt khoát, là quân cũng vui vẻ được hưởng thụ. Người chuyến này ra ngoài, tựa hồ rất mệt mỏi, nhiếp mị nương nhẹ nói nói. Nàng cũng không biết là quân kém chút chết, kiều ngưng sau khi trở về, cũng không có nói những thứ này. Là quân nói ra, không kém bao nhiêu đâu, dù sao mỗi lần đều là cử tử nhất sinh, mà ta mỗi lần đều nhiều lần thoát chết. Bởi vì lão thiên còn không cho ta chết, đợi đến có một ngày, ta làm không sai biệt lắm, đại khái cũng là ta muốn chết thời điểm ngươi thật giống như rất bi quan. Nhiếp Mị Nương nói ra, trước kia ngươi cũng không có bi quan như thế. La Quân cười khổ một tiếng, nói ra, người tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm, tổng thì nguyện ý tin tưởng nhân định thắng thiên. Các loại lớn tuổi, mới biết được, hết thảy đều chẳng qua là mệnh. Nhiếp Mị Nương ngốc ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời, nàng lại là bỗng nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi đừng như vậy, La Quân, Nhiếp Mị Nương theo rồi nói ra. Yên tâm đi, Ta không sao." La Quân nói ra. Tại lúc này, bên ngoài truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Lại là Kiều Ngưng trở về, Kiều Ngưng vừa về đến nghe quản gia nói La Quân trở về. Dưới sự kích động, Kiều Ngưng trực tiếp xông tới. Kiều Ngưng một thân ngân sắc váy dài, khí khái hào hùng chi mang theo nói không nên lời mỹ lệ làm rung động lòng người. Nàng cái này vừa tiến đến, liền nhìn đến dạng này một bộ tràng cảnh. Cái kia một cái chớp mắt, Kiều Ngưng tâm cảm giác phức tạp tới cực điểm. Bách vị hỗn tạp, khó có thể nói hết. Nàng theo rồi nói ra, không có ý tứ, quấy rầy các ngươi. Sau đó, nàng lui ra ngoài. Trong nội tâm nàng sau cùng cảm giác là sinh khí, tức giận phi thường. Nàng thậm chí không biết tại sao mình lại như vậy sinh khí. Nhiếp mị nương nhất thời tràn ngập áy náy, là quân lập tức mặc quần áo. Hắn đối nhiếp mị nương nói ra, không có việc gì. Sau đó cấp tốc ra ngoài gặp Kiều Ngưng. Kiều Ngưng đã trở lại thuộc về nàng trong phòng mình. La Quân ở bên ngoài gõ cửa, Kiều Ngưng tự nhiên là nghe ra bước chân hắn âm thanh. Nàng nổi nóng nói, gõ cái gì gõ. La Quân đem cửa cưỡng ép đẩy ra, hắn đi tới, quay người đóng cửa. Kiều Ngưng, vừa mới ta đang tắm, Mỹ Nương đột nhiên nói muốn đến cho ta vỏ vai. Ta biết, nàng cũng không có khác ý tứ, chỉ là muốn an ủi phía dưới ta. La Quân sau khi đi vào, trầm giọng nói ra. Kiều Ngưng nhìn về phía La Quân, nàng rốt cuộc cũng nhìn ra La Quân một tia dị dạng. La Quân lời nói, nàng vẫn tin tưởng. Kiều Ngưng ngay sau đó cũng thoải mái, nàng nhìn thấy La Quân bình yên vô sự, vẫn là tâm hoan hỉ. Đồng thời, nàng cũng có thể tưởng tượng đến, La Quân lần này khẳng định là kinh lịch rất nhiều chuyện. Kiều Ngưng nói ra, "Ngồi đi." La Quân tại Kiều Ngưng đối diện ngồi xuống, hắn nói ra, "Ta sáng sớm ngày mai muốn rời khỏi." hôm nay tới là muốn nói cho ngươi một tiếng ta không sao kiều ngưng tâm một vì sợ mà tâm rung động nói ra gấp gáp như vậy lấy muốn đi la quân nói ra làm tử y rơi vào trạng thái ngủ say ta cần phải đi rút ra đại số mệnh thuật thần thông bản nguyên sau đó nhìn có thể hay không đem nàng cứu tỉnh cái gì làm tử y rơi vào trạng thái ngủ say nàng kiều ngưng thế nhưng là biết làm tử y có bao nhiêu lợi hại La quân ngay sau đó đem phía Tây Vương giới sự tình nói ra. Hắn đem chính mình cùng thiên hương cái kia đoạn chuyện tình gió trăng biến mất không nói, hắn đều một năm một mười nói ra. Kiều Ngưng cũng coi như là biết, vì cái gì La Quân sẽ có chút sầu não uất ức. Người khác đem cái gì sai lầm đều do trách đến chính người thân thể, đây cũng là Lam Tử Y kiếp số, chúng ta hết sức cứu nàng là được. Kiều Ngưng an ủi La Quân. La Quân gật gật đầu. Sau đó, Kiều Ngưng còn nói thêm, ngày mai, ta tùy ngươi cùng đi chứ. Không dùng, là quân quả quyết cự tuyệt. Vì cái gì, Kiều Ngưng nói ra, ở bên cạnh ta người, sẽ không có kết quả tử tế. Lần này, ta đại ca nhị ca biến mất, địa tàng vương Bồ Tát bị nhốt lòng đất. Minh Nguyệt tiên tôn hao tổn tinh thần khó khôi phục, làm tử y cũng rơi vào trạng thái ngủ say. La quân nói ra, ta hy vọng ngươi có thể một mực đợi tại thiếu uy phủ bên trong, chờ ta giải quyết hạng ương người này về sau, chỉ ít xác định ngươi không có nguy cơ. Hoặc người tu vi lại tăng về sau, người mới có thể rời đi thiếu uy phủ. Kiều Ngưng nói ra, ta không sợ nguy hiểm. La Quân nói ra, nhưng là ta sợ. Những năm gần đây, Linh Nhi ngủ say, Trần Phi Dung chết, Lạc Ninh chết, Lam Tử Y cũng ngủ say. Duy nhất không có việc gì là Đinh Hàm, Tống Ninh, trầm mặc nùng các nàng những thứ này cách ta xa xa người. Cho nên Kiều Ngưng, ta không hy vọng ngươi cùng ở bên cạnh ta kiều ngưng nói ra nhưng là người muốn ta ở chỗ này một mực đợi ta tình nguyện theo ngươi đi kinh lịch những cái kia nguy hiểm la quân nói ra ta nói ta không nguyện ý kiều ngưng nói ra là quân ta la quân nói ra kiều ngưng nếu như ngươi ra lại sự tình ta không biết ta còn có thể hay không kiên trì ngươi hiểu không kiều ngưng đương nhiên hiểu nàng hiểu la quân đối nàng tình ý đáp ứng ta tạm thời trước lưu tại thiếu uy phủ bên trong được không la quân nói ra coi ta cầu ngươi kiều ngưng trầm ngâm nửa ngày về sau gật gật đầu nói ra tốt ta đáp ứng ngươi la quân buông lỏng một hơi kiều ngưng nghĩ đến cái gì còn nói thêm tiểu long phúc lớn mạng lớn nhất định không có việc gì ta tin tưởng nó còn sống ta cũng tin tưởng nó còn sống nó nhất định còn sống la quân nói theo la quân sau đó còn nói thêm đúng ta vừa học hai môn ba nghìn đại đạo, theo thứ tự là đại phong ấn thuật, đại lục tuyệt thuật. Ta cái này truyền thụ cho ngươi. Kiều Ngưng bị kinh ngạc, nói ra, ngươi lại học được hai môn. La Quân cười một tiếng, nói ra, ngươi mau chóng lĩnh ngộ đi. Ta đem thần thông bản nguyên độ cho ngươi. Hắn lập tức ngưng luyện ra hai khỏa thần thông bản nguyên hạt giống tới. Sau đó giao cho Kiều Ngưng tay. Kiều Ngưng đem thôn phệ, nàng lúc này ngược lại không lĩnh ngộ, chờ ngày mai sau đó, có là thời gian lĩnh ngộ. Ngày hôm nay, nàng phải biết quý trọng cùng với la quân thời gian. Loại này 3.000 đại đạo, mỗi một môn đại đạo tu đến cực hạt, đều có quảng đại thần thông. Mỗi một môn đại đạo, vậy cũng là báu vật. Khả la quân lại là không chút nào tàng tư dậy cho kiều ngưng, chỉ là phần tình nghĩa này, cũng đã khiến người ta cảm động không. Audio điện tử võ tấn bền Tiếp đó, nhiếp mị nương khiến người ta hỗ trợ chuẩn bị một chút thịt rượu tới. Kiều Ngưng cùng La Quân vừa ăn vừa nói chuyện lên, hai người đề tài luôn luôn có rất nhiều, tựa hồ trò chuyện không xong một dạng. La Quân đem chính mình chứng kiến hết thảy, cùng một chút mưu trí lịch trình đều nói cho Kiều Ngưng nghe. Kiều Ngưng là La Quân hồng nhan chi kỷ, hai người tâm ý tương thông. Nếu như không phải hiện thực có nhiều như vậy trở ngại, hai người này có thể sẽ là cực hạnh phúc ngọt ngào một đôi. Kiều Ngưng cùng La Quân không phải là không có nghĩ tới, muốn lại tiến lên trước một bước. Nhưng là một bước kia thật tiến lên về sau, sẽ tốt hơn sao? Đáp án này, người khác cho không. Kiều Ngưng bỗng nhiên nói ra, chúng ta lại y theo mật tông trong lúc song tu, tiến hành một lần linh tu đi. Cũng có thể trợ giúp người ta đột phá đâu. La Quân từ không phản đối, nói ra, tốt. Sau đó, hai người liền ở giường khoanh chân ngồi đối diện nhau. Lúc này, hai người tu vi đều đã đạt tới cửu trọng thiên đỉnh phong. Hai người bọn họ rất nhanh linh lực tương dung, lẫn nhau tâm ý tương thông. Rất nhiều huyền ảo đạo lý, tương thông đạt, lẫn nhau lực lượng tại đối phương não vực chi ngao du, giống như là một thể. Đây là một loại rất cảm giác thoải mái cảm giác, thì tu chính là tầm thường, linh tu mới là ngồi. Đạo lý này, giống như là phát sinh tính quan hệ hai người, như không yêu nhau như vậy bọn họ có khả năng hưởng thụ cũng bất quá là ngắn ngủi thân thể vui thích mà sinh tử yêu nhau đối phương lại cảm thấy vô luận là cùng một chỗ hoặc không cùng một chỗ đều có khắc cốt ghi tâm cảm giác cùng một chỗ lúc mỗi từng giây từng phút đều là ngọt ngào tách ra tưởng niệm thời điểm gọi điện thoại thời điểm thu đến nàng tin vắn lúc nghe được nàng trong điện thoại quan tâm lúc vậy cũng là cực ngọt ngào cùng hưởng thụ cho nên sẽ có yêu nhau người tự tử lại chưa nghe nói qua, có vì pháo hữu tự tử. La quân cùng Kiều Ngưng pháp lực tương dung, đây là âm dương lẫn nhau dung cảnh giới. Rất nhiều huyền ảo đạo lý, đại đạo pháp tác tại âm dương chi diễn sinh ra tới. Linh tu vật này, cùng làm thơ làm chương nhất dạng. Đến có kiến thức mới, lĩnh ngộ về sau, như thế mới có thể tu ra đại nói tới. Hai người cùng ăn cơm một dạng mỗi ngày linh tu, đó cũng là không có có ích lợi gì. Là quân cùng kiều ngưng tách ra lâu như vậy, mỗi người đều có mới lĩnh ngộ, như thế song tu, mới có hiệu. Tuy nhiên hai người chung quy là không có đột phá đến tầng 10, nhưng hai người tích lũy lại là thâm hậu rất nhiều. Tầng 10 là cái cửa đại khóa cửa, cũng không phải là tốt như vậy bước vào đi vào. Giống Lâm Phong như thế, thật sự là bởi vì mẫu trùng hoàng đặc thù huyết mạch, mà lại, Lâm Phong cũng còn không tính là chân chính đến hư tiên cảnh. Hắn vẫn là một cái hư không có sức mạnh vỏ bọc, muốn đem nội hàm bổ sung lên, vậy cần thời gian rất lâu. Đến mức giống vô dục thiên na dạng, từ nhỏ đều là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên. Mặc dù sau đó tới nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng, nhưng lại hoàn toàn không phải minh nguyệt tiên tôn loại này làm ra làm chơi ra chơi sinh trưởng đối thủ. Mà lại, cũng nhuộm nhân quả, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Tích lũy là một loại pháp tắc, tri thức tích lũy. Không phải vậy lời nói, chỉ là khảo thí điểm cao, đến ứng phó thực chiến thời điểm lại là có nhiều không địch lại. Kiều Ngưng cùng La Quân là tại lẫn nhau bổ sung, lẫn nhau hoàn thiện. Mặc dù không có sông phá bích trướng, đến tầng 10, nhưng lần này Linh Tu lại là lấy được chỗ ích không nhỏ. Sau đó, hai người pháp lực dung nhập cùng một chỗ. Kiều Ngưng đột nhiên tâm ý nhất động, nói ra, đi. La Quân cũng tự nhiên theo hắn. Hai người cũng không phải là thân thể đi lại, mà chính là cỗ này pháp lực hình thành một loại hư không nguyên thần bay ra ngoài đây là âm dương lẫn nhau dung hợp thể nguyên thần nói không nên lời quái nhưng đối la quân cùng kiều ngưng hai người mà nói lại là như là thân thể của mình hợp thể nguyên thần cấp tốc bay ra thiếu uy phủ đồng thời tại đại khang hoàng thành hư không phi hành đại na di thuật la quân tâm niệm nhất động kiều ngưng lập tức phối hợp hai người thôi động đại na di thuật trong nháy mắt tại ở ngoài ngàn dặm cũng chính thức rời đi hoàng thành bầu trời đêm chấm nhỏ lóe lên lóe lên hợp thể nguyên thần bay qua cao sơn, bay qua hải dương, bay qua minh nguyệt hương vị. Là quân cùng kiều ngưng cảm giác được lẫn nhau, người có ta, ta có ngươi. Hai người như là chăm chú ôm nhau, sau đó ở trên không bay lượn. Dạng này cảm giác, căn bản không phải thịt tu mang đến khoái cảm có thể nghĩ. Kiều ngưng cùng la quân thỏa mãn tới cực điểm, hạnh phúc tới cực điểm. Cái kia một cái chớp mắt, lại là muốn giờ khắc này có thể vĩnh hằng. Nhưng cái này lại là không thể nào, hạnh phúc chỗ lấy hạnh phúc là bởi vì ngắn ngủi, là bởi vì biến hóa đa dạng. Nếu như một người mỗi ngày thuần tử mỹ nhân, cơm ngon áo đẹp, hắn sẽ không cảm thấy đây là một kiện hạnh phúc sự tình. Hai người không biết mệt mỏi, trọn vẹn ngao du suốt cả đêm. Cái này suốt cả đêm, gặp khắp đại giang Nam Bắc uốn khúc tú lệ phong cảnh. Đến sớm, lại gặp vân hải mặt trời mọc, sau cùng, hai người mới dẹp đường hồi phủ. Trở về đồ, một đường đều là thi triển đại na di thuật. Không gian thông đạo chi, bốn phía không gian tại đại na di thuật phía dưới, đều là hư huyễn trôi nổi. Giống như là tại năm hạng không gian chi, chỉ là đột nhiên, ngoại giới một cỗ mạnh mẽ lực lượng đè ép tới. Là quân cùng kiều ngưng bị kinh ngạc. Sau đó, một cái màu ngà sữa cự thủ vồ bắt tiến đến, trực tiếp đem chỗ có không gian phá toái. Là quân cùng kiều ngưng đại na di thuật cũng coi là bị phá. Tiên nắng ban mai phía dưới, phía trước cản đường người chính là một cô gái áo đỏ. Cái này nữ tử áo đỏ xem ra khoảng 40 tuổi, nàng mục quang lãnh lệ, tướng mạo tranh chua. Nhìn Tu Vi, lại là tầng 10 sơ kỳ tồn tại. La Quân cùng Kiều Ngưng chính là hợp thể nguyên thần, lúc này, hợp thể nguyên thần hiện ra bộ dáng đến, lại là La Quân bộ dáng. Kiều Ngưng là nữ tử, nữ chủ nội, nam chủ ngoại. Loại chuyện này, Kiều Ngưng tự nhiên là để La Quân đến ứng phó. La Quân ánh mắt trầm xuống, lạnh giọng nói ra, ngươi là yêu nghiệt phương nào, vì sao vô cớ chặn đường ta? Ngươi đến tuyệt không phải người lương thiện, không phải vậy không sẽ như thế ngang ngược ngăn cản. La Quân có thể không có gì hảo sắc mặt cho nàng. Hắn liền gai a như thế nhân vật đều đối mặt qua, cho nên giờ phút này, cùng Kiều Ngưng cùng nhau đối mặt một cái tầng 10 sơ kỳ người. Cứu thực tới nói, hắn thật đúng là không sao cả đem đối phương để vào mắt. Đây là La Quân tiến bộ theo ban đầu ở cửu trọng thiên cao thủ trước mặt, thấp như con kiến hôi. Đến hôm nay có thể khinh thường tầng 10 cao thủ, từng bước đi tới, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cái kia nữ tử áo đỏ lạnh giọng nói ra, nơi đây chính là bổn tọa đạo tràng, các người từ nơi này đi qua, đi qua bổn tọa đồng ý không? Thả sao cái dám là quân không khỏi cảm thấy hoang đường, nói ra, chúng ta theo hư không đi qua, chẳng lẽ lại phi hành thuật lúc, còn muốn một nhà một nhà xuống tới chào hỏi, lấy cái thông hành chứng. Hắn lời nói rất có hiện đại phong cách, nhưng nữ tử áo đỏ cũng là nghe hiểu được. Nữ tử áo đỏ ngạo ý 10 phần, nàng chính là tầng 10 cao thủ, ở trên trời châu bên trong cũng tuyệt đối tính được là số một số hai bá chủ. Trước mắt cái này nhất tôn vô danh nguyên thần lại dám đối nàng nói ra như thế kiêu ngạo. Khiến nữ tử áo đỏ nhất thời giận tím mặt. Bọn chuột nhất muốn chết, nữ tử áo đỏ cấp tốc đi ra. Cái này nữ tử áo đỏ gọi là hồng la sát, nàng tu luyện thiên cơ âm dương công cũng là muốn hấp thu âm dương chi khí sự thật nàng nơi đó là bởi vì la quân cùng kiều ngưng đi qua nàng nói chàng mà nổi giận thật sự là bởi vì nàng thiên cơ âm dương công cũng là cần âm dương chi khí mà giờ khắc này la quân cùng kiều ngưng hợp thể chính là tinh khiết nhất mỹ diệu âm dương chi khí cho nên nàng mới nhịn không được xuất thủ không la sát tay có một kiện thần khí gọi là âm dương hoan hỷ liễn cái này âm dương hoan hỷ liễn thu nạp trong nhân thế âm dương tỷ y hát chi khí, chưa có vô số tỷ y hát chi quy tắc. Đem người bao phủ lại, lại là khiến người ta muốn ngừng mà không được. Lúc này, hồng la sát không lưu tình chút nào, xuất thủ là âm dương hoan hỷ liễn. La quân cùng kiều ngưng liền chỉ thấy được bầu trời chi hào quang màu đỏ lóe lên, đón lấy, bốn phía thế giới biến thành hồng phấn màn lụa. Trong chất hồng phấn la trướng khoảng chừng hơn 300 dặm. Đương nhiên, cái này hơn 300 giảm chính là âm dương hoan hỷ trong chướng bộ thế giới, tại bên ngoài trong mắt, y nguyên bất quá là một kiện nho nhỏ pháp khí. Là quân nhất thời cảm giác được hồng phấn la trong chướng có vô số thiên nữ, những ngày này nữ mặc lấy lụa mỏng, từng cái từng cái tư thái thướt tha. Không khí chi, tràn ngập vô số tị y hát khí tức. Vô số mùi thơm sông thẳng lại. Là quân tại cái này một cái chắc mắt, lại là ánh mắt thanh tịnh. Không hề nghi ngờ, cái này âm dương hoan hỷ chướng nếu là đối mặt người bình thường, hoặc là hắn cao thủ, rất có thể sẽ lâm vào. Xem như đạo tâm kiên định tu đạo sĩ, vào này chướng, đối mặt dạng này thì y hát pháp tắc, cũng sẽ hãm sâu. Nhưng là quân khác biệt, là quân cùng kiều ngưng âm dương dung hợp, chính là linh tu. Là càng cao tầng thứ cảnh giới, cho nên giờ phút này, loại này hồng phấn la chướng, đối nàng một chút tác dụng đều lên không. Giờ này khác này, La Quân cùng Kiều Ngưng bản thể cũng đều biết nơi này tình huống, hai người cách không thông qua cùng nguyên thần ở giữa liên hệ, pháp lực thoáng qua có thể thua đưa tới. Giống như là điện thoại tín hiệu một dạng. Cái kia Hồng La sát gặp La Quân tại Âm Dương Hoan Hỉ Trướng, không bị ảnh hưởng chút nào, không khỏi bị kinh ngạc. Nàng lập tức thi triển khác thủ đoạn, đón lấy, Hồng La sát thủ pháp quyết bóp, ngón tay gảy gảy. Nàng cường hãn pháp lực cấp tốc tràn vào đến Âm Dương Hoan Hỉ trong trướng. Sau đó, trong nháy mắt, cái kia hoan hỉ trướng phong vân biến hóa. Vô cùng vô tận thiên nữ hóa thành bạch cốt la sát. Thiên nữ ôn nhu, chính là ôn nhu hương, nhưng là thực cốt hấp hồn, trong nháy mắt để nam nhân tinh máu cạn. Cái này một cái chớp mắt, thành 10 triệu bạch cốt la sát chen chúc cùng một chỗ, sau đó hình thành bạch cốt kiếm trận. Phệ hồn thấu xương hàn ý bành trướng cuồn cuộn, là quần tựa như đặt mình vào tại núi lửa bạo phát phan xin khu vực, bốn phía bạch cốt lợi kiếm chen chúc tích lũy giết tới ầm ầm la quân cùng kiều ngưng cơ hồ không có suy nghĩ hai người tâm ý tương thông đối mặt mạnh mẽ như thế lực lượng hai người này đồng thời quát nói âm dương thai nghén vạn vật vạn vật tạo hóa vạn pháp quy nhất nhất thời một đen một trắng hai cỗ pháp lực giao hòa vào nhau đón lấy hình thành đen trắng lốc xoáy màu đen cùng màu trắng lẫn nhau giao dung lại lẫn nhau giữ vững nguồn gốc tại cái này âm dương lốc xoáy ở giữa một loại thần lực sản xuất hàng loạt sinh cái này thần lực lượng là kim sắc khí lưu màu vàng óng dẫn lĩnh đen trắng âm dương nhị khí sau đó vô cùng bạch cốt la sát liền xoắn vào đến âm dương lốc xoáy chi âm dương lốc xoáy khí lưu màu vàng óng trực tiếp đem bạch cốt lợi kiếm hóa thành khí chảy theo bạch cốt lợi kiếm điên cuồng tràn vào âm dương lốc xoáy càng phát ra lớn mạnh cái kia bạch cốt lợi kiếm giống như là âm dương lốc xoáy chất dinh dưỡng khí lưu màu vàng óng tại đem vạn vật hòa tan cái này khí lưu màu vàng óng chính là âm dương dung hợp dựng dục ra một loại thần lực lượng khí lưu màu vàng óng tại lốc xoáy càng phát ra lớn mạnh cái này khí lưu màu vàng óng chi tràn ngập cuồn cuộn bành trướng khí thế mênh mông cấp độ càng sâu bên trong chính là như núi lửa bạo phát đồng dạng sinh cơ cỗ này sinh cơ đại biểu một loại không cách nào thì tựa hồ là thiên địa vạn vật một khi tiến vào bên trong lập tức sẽ bị một lần nữa hòa tan, sau đó lại lần trọng sinh. Sau khi trùng sinh là thuộc về kim sắc lực lượng. Đây là âm dương kết hợp về sau sinh ra thần, giống như là nam nữ được cái cùng một chỗ kết hợp, sau cùng dựng dục ra một cái tân sinh mệnh. Cái này tân sinh mệnh là thuần túy, không có bất kỳ cái gì trí nhớ. Cái kia âm dương hoan hỉ chướng pháp tắc lực lượng, còn có vô cùng pháp lực, toàn bộ đều bị cuốn vào đến khí lưu màu vàng ống chi. Khí lưu màu vàng ống khóa mục nát thành thần, đem không có khả năng biến thành khả năng. Cái gì? Làm sao có thể? Không la sát thấy thế không khỏi hoảng sợ thất sắc, nàng lúc này muốn lấy đi pháp khí đã không kịp. Bởi vì âm dương hoan hỉ trướng đã trở thành không xác, nội bộ năng lượng, pháp tắc đã toàn bộ bị âm dương lốc xoáy khí lưu màu vàng óng hấp thu. Vạn Pháp Triều Tông, là Quân cùng Kiều Ngưng đồng thời hét lớn một tiếng. Thanh âm nhất thời là thư hùng chứa phân biệt, giống như là thầy tướng số cái kia một cái chớp mắt âm dương lốc xoáy cùng khí lưu màu vàng óng hòa làm một thể hóa thành một đạo cự đại bàn tay màu vàng óng cái này bàn tay màu vàng óng ở giữa còn có âm dương lốc xoáy hư ảnh tồn tại hồng la sát còn đến không kịp có bất kỳ phản ứng nào đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu tối sầm đón lấy to lớn vô cùng bàn tay màu vàng óng đã chụp xuống tới cái kia bàn tay màu vàng óng phương viên trăm dặm bao trùm ở ngẩng đầu nhìn lên trời giống toàn bộ bầu trời chi đều chỉ còn lại có cái này to lớn bàn tay màu vàng óng. Vô cùng âm dương pháp tắc lan tràn đi ra, còn có đại đạo quy tắc trải rộng. Hồng la sát cấp tốc lại ra tay, nàng tụ tập toàn thân công lực, phát ra một chiêu âm dương vô cực giết. Chỉ gặp nàng hai tay đều xuất hiện, tay trái đánh ra một đạo màu đen hung hãn trưởng ấn, tay phải đánh ra một đạo bạch sắc hung hãn trưởng ấn. Hai cỗ trưởng ấn cũng xác minh lấy âm dương nhị khí. Hai đạo trưởng ấn thế mà ở trên không phát ra tiếng gầm, giống như một đầu hắc long cùng bạch long quấn quyết lấy nhau. Hai đạo trưởng ấn hình thành lực lượng rảo sát cùng một chỗ, trong nháy mắt chém giết hướng kim sắc trưởng ấn. Cái kia một cái chớp mắt rảo sát, lực lượng cùng pháp tắc khủng bố dọa người tới cực điểm. Trong nháy mắt có thể đem hết thảy quy tắc vỡ nát, xé rách. Âm âm, bàn tay màu vàng óng một chảo, đem cái này âm dương nhị khí bắt lấy, tiếp lấy âm dương vô cực giết xoắn vào đến bàn tay màu vàng óng âm dương lốc xoáy chi toàn bộ bàn tay màu vàng óng chấn động sau đó cái kia âm dương vô cực giết lực lượng liền cũng bị đồng hóa lại nói tiếp bàn tay màu vàng óng liền đem hồng la sát chộp vào tay sau đó hồng la sát cũng bị xoắn vào đến âm dương lốc xoáy chi chỉ là trong nháy mắt hồng la sát bị âm dương lốc xoáy hòa tan thành tinh khiết lực lượng liền hồng la sát thân thể một chút đan dược pháp khí cũng đều cấp tốc bị âm dương lốc xoáy hòa tan thành tinh khiết lực lượng hảo lợi hải La Quân cùng Kiều Ngưng lòng sinh ra đồng dạng ý nghĩ tới. Cái kia âm dương lốc xoáy sinh ra kim sắc lực lượng, để La Quân cùng Kiều Ngưng hai người cũng có chút nói không rõ, không nói rõ. Đây là âm dương dung hợp về sau, chỗ thai ngén lực lượng. Sau đó, La Quân cùng Kiều Ngưng liền hướng Đại Khang Hoàng thành chi hồi bay. Hai người dung hợp lại cùng nhau, Kiều Ngưng cảm giác được chính mình giống như là tại La Quân ấm áp ôm ấp chi, La Quân cũng có loại ôm ấp lấy Kiều Ngưng thân thể mềm mại. Sau đó cùng một chỗ ngao du khoái lạc. Hô, rất nhanh, hai người trở lại hoàng thành chi. Còn tốt, ra ngoài cùng trở về, cũng không kinh động đến thủ hộ hoàng thành Long vệ. Trở lại thiếu uy phủ về sau, mỗi người pháp lực nguyên thần quy vị. La Quân cùng Kiều Ngưng đồng thời mở to mắt, ngược lại không phải là nói những pháp lực này sau khi ra ngoài, La Quân cùng Kiều Ngưng không có linh hồn. Tính toán tôn này hợp thể nguyên thần bị hủy diệt đối la quân cùng kiều ngưng cũng không nhiều lắm thương tổn. Đây chẳng qua là pháp lực hình thành, pháp lực tiêu hao, còn có thể tái tạo. Bất quá, cái này hợp thể nguyên thần ra ngoài thời điểm, la quân cùng kiều ngưng trong lòng có đoán tâm thần quán chú tại mặt. Tại tiêu diệt hồng la tức khắc đợi, hai người cũng là đem pháp lực liên tục không ngừng thua đưa qua. Lại cũng không nói là, la quân cùng kiều ngưng chia một ít pháp lực ra ngoài, có thể giết chết một tên tầng 10 sơ kỳ cao thủ đang hấp thu hồng la sát cùng âm dương hoan hỷ chướng lực lượng về sau, là quân cùng kiều ngưng pháp lực trở về về sau, lập tức cảm thấy pháp lực thai ngén đại lượng dinh dưỡng tinh khí. Là quân cùng kiều ngưng lập tức hấp thu những thứ này dinh dưỡng tinh khí, dinh dưỡng tinh khí tại hai người trong não vực không ngừng trùng kích, sau đó bị hấp thu, sau cùng, tế bào não khai phát số lượng càng ngày càng nhiều. Hai người tích lũy cũng càng ngày càng thâm hậu, cường đại. Mà lại, loại này dinh dưỡng tinh khí, tại trải qua âm dương nhị khí chuyển hóa về sau, trở nên phá lệ thuần túy. Giống vốn là hai người thân thể đồ, vật một dạng. Gen, các loại tổ chức đều là cực ăn khớp. Là quân cùng kiều ngưng mỗi người cảm giác được lẫn nhau đều đã đến một cái đỉnh phong giá trị, khoảng cách tầng 10 cũng là kém một tầng hơi mỏng màng. Cái này màng, là một tia cơ duyên, cái này tia cơ duyên, cũng không phải là cần càng nhiều dinh dưỡng, mà chính là cần một thời cơ. Lúc này, lại ăn đan dược là không có quá tác dụng lớn chỗ. Có lẽ, tỉnh lại sau giấc ngủ, đột nhiên xông phá bích trướng. Có lẽ, đột nhiên linh cảm nhất động, cũng xông phá bích trướng. Là quân tay còn có một khỏa yêu thú côn bằng hư tiên đan hoàn, cái này mai đan hoàn ăn vào về sau, hội có phản ứng gì, là quân tuyệt không biết. Hắn cũng không vội lấy ăn cái này mai hư tiên đan hoàn, bởi vì hắn cảm thấy, thời cơ vẫn chưa tới. Tại nên ăn thời điểm, hắn tự nhiên sẽ ăn mà lại, một khi ăn, hắn tu vi sẽ tiến bộ trên diện rộng. La quân nhất định phải đem lợi ích tối đại hóa. Muốn chờ cái kia một tia cơ duyên tiến đến, sau đó thừa cơ công thành đoạt đất, phù diêu thẳng chín ngàn dặm. Chuyến này xong tu, đối la quân cùng kiều ngưng tới nói, thu hoạch cực lớn. Hai người trước đó một đường tăng cao tu vi, tốc độ tại tu đạo giới đã coi như là cực nhanh. Tốc độ quá nhanh, hội dẫn đến nội tình đơn bạc, tích lũy không đủ thâm hậu nhưng đi qua chuyến này xong tu hai người tất cả khiếm khuyết cùng tích lũy đều chiếm được rất tốt bổ sung ánh mặt trời chiếu sáng tiến đến bên ngoài có nha hoàn đến đây hỏi hai người phải chăng muốn ăn điểm tâm la quân cùng kiều ngưng xuống giường la quân với bên ngoài nói ra chuẩn bị tốt đưa vào nha hoàn vội vàng hẳn là sau đó kiều ngưng tiến đến mở cửa ra kiều ngưng ngược lại không phải là dung tục nữ tử cũng không sợ trong phủ sẽ có người nói cái gì nói vớ vẩn giờ này khắc này là quân cùng Kiều Ngưng ở giữa ăn ý càng thêm sâu mấy phần ăn sáng xong về sau Kiều Ngưng nói ra chúng ta loại này âm dương hợp nhất chỗ sinh ra lực lược, 10 phần thần ta nhìn ngươi lần này ra ngoài để cho ta cùng ngươi cùng một chỗ tại chúng ta gặp phải cường địch lúc thì triển ra âm dương hợp nhất công phu nhất định có thể thu đến hiệu mà lại đối tại chúng ta tu vi tăng lên cũng rất có ích lợi La Quân lại là lắc đầu, nói ra, không được. Kiều Ngưng nhất thời có chút huệ hoài và buồn bực, nói ra, vì cái gì vẫn chưa được. La Quân nói ra, chúng ta hợp tác lên, lực lượng xác thực thần. Nhưng là, áo tím cùng Minh Nguyệt Tiên tôn dạng này người đều rơi vào kiếp số chi. Người theo ta cùng một chỗ, lại có thể không đếm xỉa đến. Người vẫn là đợi tại cái này thiếu uy phủ bên trong. Chờ người đột phá bích chướng, đến tầng 10 về sau rồi nói sau. Kiều Ngưng nói ra, thế nhưng là, cái này sát kiếp phía dưới, mỗi người đều có kiếp số. Ngươi một mực để cho ta tránh né ở chỗ này, cái kia thuộc về ta kiếp số, sớm muộn có một ngày vẫn là đến buông xuống đến đầu ta tới. La Quân nào nào? Kiều Ngưng lời nói này ngược lại đồng thời không phải là không có đạo lý. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó nói, như vậy đi, ngươi vẫn là trước đợi tại Thiếu Uy phủ, chờ ngươi sau khi đột phá, ta lại nhìn tình huống. Tóm lại hiện tại người thật tốt đợi tại thiếu uy phủ bên trong, ta mới yên tâm nhất. Cũng không phải là la quân quá phận cẩn thận, chủ yếu là la quân tâm lý quá rõ ràng tình huống bên ngoài. Lúc trước, mình tại Minh Nguyệt Cung lúc, Kiều Ngưng cũng không có che giấu tung tích. Đoán chừng vũ hóa môn người cũng muốn theo Kiều Ngưng thân thể biết mình thân phận chân thật. Còn có cái kia hạng ương, cũng có chút khó giải quyết. Cường địch quá nhiều. La quân cảm thấy lúc này, đối phương thực lực này còn chưa đủ lấy tự vệ cho nên hắn kiên quyết sẽ không để Kiều Ngưng ra ngoài phó hiểm. Kiều Ngưng nói ra, người luôn luôn nói ta đợi ở chỗ này, người sẽ thả tâm. Nhưng là người có nghĩ tới hay không, người sau khi ra ngoài, ta rất không yên lòng. La Quân đương nhiên hiểu Kiều Ngưng tâm ý, hắn nắm chặt Kiều Ngưng mềm nhẵn ngọc thủ, tay nàng mềm mại mang theo một tia rét lạnh. Kiều Ngưng khuôn mặt hơi đỏ lên, lại không có tránh né, mặc cho La Quân nắm giữa ngươi và ta. Nếu có một cái nhất định ra chuyện, ta hy vọng ra chuyện người kia là ta. Là quần giọng nói bỗng nhiên có vẻ bi thương, kiều ngưng, nếu như chúng ta chưa từng gặp gỡ qua, nên tốt bao nhiêu. Như thế tới nói, người vẫn là tung hoành thiên địa ngân sa vương, không cần đợi ở chỗ này, vì ta lo lắng. Mà ta lại cái gì đều cho không ngươi, ta biết ngươi muốn là cái gì. Thế nhưng là, ta một người như vậy, ta có thể cho ngươi cái gì đâu. Lại đến một trăm lần, một ngàn lần ta đều sẽ không hối hận gặp ngươi. Kiều Ngưng ngẩng đầu, nhìn chăm chú La Quân, rất nghiêm túc nói. Trong lúc nói chuyện, nàng dựa vào đến La Quân hoài. Cái này lúc trước, nàng là làm sao cũng không tiện làm như thế. Nhưng kinh lịch lần này linh tu, hai người ngươi có ta, ta có ngươi. Vô hình chi, cảm tình đã thăng hoa đến một tầng khác. Cũng cảm thấy đối phương đều là không quen mật người. La Quân ôm thật chặt ở Kiều Ngưng vai, hắn nói ra, Đinh Hàm, tống ninh linh nhi mạc nùng còn có ngươi ta muốn cho các ngươi mỗi người đều là một phần không bị chia sẻ độc nhất vô nhị thích ta gặp phải linh nhi lúc muốn đem cái này thế giới hết thảy tốt đều cho nàng đinh hàm nàng cho ta rất nhiều cảm động nhưng ta đối nàng đại khái trung quy là trách nhiệm cùng sao cảm tình nhiều một ít tống ninh ta vốn không nghĩ tới muốn cùng nàng ở giữa có cái gì nhưng là nàng vì ta làm ra hết thảy ta cuối cùng làm không được ý chí sắt đá mạc nùng ta cũng không thể phủ nhận, ta là thích nàng. Mà, Kiều Ngưng, ta biết, cái này thế, không có nếu như. Nhưng là nếu như, ta là một cái thuần túy người, ta nghĩ, ta hội nở mày nở mặt, thật vui vẻ đưa người cưới đi vào cửa. Ta nghĩ, ta sẽ rất hoan hỉ, ta có thể có dạng như người thê tử. Kiều Ngưng yên tĩnh tựa ở la quân vai, nàng suy nghĩ đồng dạng là đang phập phồng, bốc lên. Nàng đương nhiên có thể cảm nhận được, là quân lời nói, câu câu phát ra từ phế phủ, đây là La Quân lần thứ nhất tại Kiều Ngưng trước mặt dạng này phân tích chính mình tình cảm thế giới. Trước kia, hai người bọn họ đều rất có ăn ý không đi nói đinh hàm các nàng. La Quân cũng đồng dạng là tại trực diện mặt đối với mình tình cảm thế giới. Cứu thực tới nói, đinh hàm cùng hắn thế giới có khác biệt quá lớn. Hắn đối đinh hàm thích không có vào sâu như vậy cốt tùy cùng khắc cốt khi tâm. Cho nên tại bình hành thế giới bên trong, La Quân có thể rất bình tĩnh để đinh hàm đi tiếp thu mới luyến tình nhưng là, tại Linh Nhi chỗ đó, hắn làm không được như vậy rộng rãi. Đối với trầm mặc nùng, hắn cũng chưa chắc có sâu như vậy thích. Cho nên, tại bình hành thế giới bên trong, hắn y nguyên có thể cùng trầm mặc nùng bảo trì một cái rất tốt khoảng cách. Đến mức tống ninh, là quân càng nhiều cũng là trách nhiệm. Hắn tình cảm thế giới không có như vậy kiên cố, cũng sẽ bị tống ninh cảm động. Nhưng loại này bị cảm động thích, lại có thể đến cỡ nào khắc cốt đâu. Chỉ có Linh Nhi cùng Kiều Ngưng, Đại khái mới là La Quân trong lòng trí ái. Đối với Từ Đồ Linh Nhi, La Quân là thích đến thực chất ở bên trong. Nàng thanh lãnh, nàng hồn nhiên, nàng hết thảy, đối với Kiều Ngưng, hai người tâm ý tương thông, sinh tử gắn bó. Đây hết thảy, Kiều Ngưng cũng hoàn toàn hiểu, nàng sau đó nhẹ nói nói, người muốn không sai, ta thật là một cái rất kiêu ngạo nữ nhân. Ta đã từng hận qua chính mình là thân nữ nhi, ta cho là ta không thua tại bất luận cái gì nam tử chớ nói chi là, ta sẽ cùng khác nữ nhân cùng đi nắm giữ một cái nam nhân. Cái này với ta mà nói, là một loại sỉ nhục. Là quân đương nhiên hiểu, hắn quá hiểu Kiều Ngưng, cho nên, hắn mới có thể vẫn luôn như vậy ẩn nhẫn. Kiều Ngưng lại tiếp tục nói, nhưng tất cả những thứ này, tại sau khi biết ngươi, đều biến. Ta nghĩ, ta nguyện ý cùng khác nữ nhân cùng đi nắm giữ ngươi. Đơn giản là, là ngươi. Là quân thân thể chấn động, nội tâm của hắn cuồn cuộn, chạy bốc lên. Là quân rời đi thời điểm, hắn cùng kiều ngưng tới một cái thật sâu nụ hôn dài. Nụ hôn này, quấn quyết si mê mà ngọt ngào, giống như là một chén không thuần hậu rượu vang đỏ một giạc, rượu này ấp ủ quá dài thời gian quá dài, cho nên vị đạo mới có thể là như thế nồng đậm. Hôn xong về sau, là quân rời đi. Hắn nói với Kiều Ngưng, chúng ta còn rất dài thời gian, một ngày nào đó, ta sẽ không lại ủy khuất ngươi. Kiều Ngưng nói ra, người có dạng này tâm, ta sẽ không cảm thấy ủy khuất. Tuy nhiên, hai người cuối cùng vẫn là không có bước ra một bước cuối cùng tới. Thế nhưng cũng không trọng yếu, tâm cùng tâm dựa vào, đã thắng qua nhân gian đích nhất thiết. Làm chính ngươi không hề lừa gạt mình thời điểm, như vậy đem không ai có thể lừa gạt đến ngươi. Trực diện bản tâm, là quân cùng kiều ngưng lẫn nhau lưu lại dấu ấn tinh thần, chân trời góc biển, hai người đều có thể bằng vào ấn ký tìm tới đối phương. Tại tụ hợp kiếm hồng bụi về sau, là quân cùng kiếm hồng bụi nhanh chóng nhanh rời đi đại khang hoàng thành. Khi lạp giới vị trí đã bị kiếm hồng bụi định vị đi ra, sau đó kiếm hồng bụi thi triển vô pháp lực, đem không gian tê liệt. Một giây sau, là quân đám người đã đến khác một khoảng trời chi. Vùng trời này chi hàn khí rất nặng. Trước kia tiến vào mặt khác giao diện, luôn luôn bay thẳng đến hạ xuống rơi. Nhưng bây giờ, là quân đã có thể triệt tiêu xé rách không gian loại lực lượng kia trực tiếp ở trên không đứng nghiêm thân hình. Cái này bốn phía lại là 10.000 dặm đóng băng, tuyết quốc thiên địa. Giống như là băng tuyết phương quốc. Là quần cũng không sợ lạnh lạnh, kiếm hồng bụi cũng có thể chống lại loại này lạnh lẽo. Bầu trời tầng mây, phần lớn đều là Itegumo, Itegumo liên miên 10.000 dặm, trắng lóa như tuyết. Giống như là một tòa tuyết sơn treo ngược tại bầu trời chi. Thê lương lạnh thấu xương bắc phong gào thét mà đến. Lại nhìn xuống mới, chính là thập vạn đại sơn. Cái này thật là hy lạp giới. Linh tuệ hòa thượng tại la quân đỉnh đầu nói ra, hắn hít thở sâu một hơi, sau đó nói, rất quen thuộc vị đạo. La quân gật gật đầu, sau đó nói, người tàng bảo địa mới, người bây giờ định vị được đi ra a. Linh tuệ hòa thượng nói ra, đó là đương nhiên, tại cực bắc chi địa. Chúng ta nơi đây là phương bắc, liền lại hướng bắc mà đi ba vạn dặm, không sai biệt lắm đến. Ba vạn dặm, cái này hy lạp giới nên rộng lớn đến mức nào la quân không khỏi líu lưỡi linh tuệ hòa thượng nói ra thế giới thế giới có thể bị gọi là thế giới cái kia cũng không phải là đạo hữu ngươi mắt một thước một tắc a à. đi thôi kiếm hồng bụi ngay sau đó nói ra sau đó kiếm hồng bụi thi triển ra đại na di thuật cho dù là ba vạn dặm nhưng là tại kiếm hồng bụi thi triển phía dưới nhưng cũng không coi là nhiều xa không đầy nửa canh giờ liên tục chuyển rời liền đã đạt tới 3 vạn dặm bên ngoài. Bất quá, cái này càng đi bắc đi, không khí càng là giá lạnh. Mà lại, cũng càng phát ra người ở thưa thớt, thậm chí ngay cả bầu trời phi điều đều biến cơ hồ không có. Chỉ có một ít trời sinh động vật máu lạnh mới có thể tại dạng này hoàn cảnh dưới sinh tồn. Đó là cái gì? Tại lúc này, là quân cùng kiếm hồng bụi nhìn đến phía trước xuất hiện bích trướng. Cái kia bích trướng giống như là một mặt to lớn trắng như tuyết vách tường, đem toàn bộ thế giới cùng hắn thế giới ngăn cách ra. Theo trái phía bên phải, liếc một chút không nhìn thấy bờ. Tường này vách tường nói cho đúng, là tuyết vách tường. Thật dày tuyết động, trắng phao phao một mảnh. La quân lập tức lấy thần thức điều tra, hắn phát hiện tường này vách tường dày không thể tưởng tượng, tìm kiếm phía dưới, căn bản dò xét tìm không được giới hạn. Linh tuệ hòa thượng nói ra, đây là băng linh thiên bích. Bên trong phòng ấn một loại nào đó đối thế giới có hại khí thể thiên phi Hy Lạp, Mani sáng tạo Hy Lạp giới thời điểm, bị loại này có hại khí thể sở khốn nhiễu. Về sau thiên phi thi triển đại thần thông, theo tiên giới chuyển đến những thứ này tiên khí còn có truy nguyên thần thạch cùng thiên tinh thạch chế tạo cái này băng linh thiên bích. Cái này băng linh thiên bích kiên cố không, tính toán là đồng cấp khác tạo hóa cảnh cao thủ, cũng không thể đem oanh phá. Này băng linh thiên bích, chính là Hy Lạp giới đặt chân căn bản. Cho nên, thiên phi đối với cái này phía dưới đại công phu, thì ra là thế, La Quân cùng kiếm hồng bụi bừng tỉnh đại ngộ, La Quân lại hỏi, vậy ngươi tàng bảo khố ở nơi nào? Linh Tuệ Hòa Thượng cười hắc hắc, nói ra, tại mặt, hướng bay. La Quân cùng kiếm hồng bụi lập tức hướng bay đi, tại Linh Tuệ Hòa Thượng chỉ dẫn phía dưới, La Quân cùng kiếm hồng bụi rốt cuộc tìm được Linh Tuệ Hòa Thượng nói tới cửa vào. Cái kia băng linh thiên bích rộng lớn mênh mông, thiên bích hết thảy khảm nạm 9981 và cung điện mỗi một tòa cung điện đều là rộng rãi không. Lúc trước bần tăng kiến tạo tòa này tàng bảo khố lúc, vận dụng cửu cung bát quái trận đếm, 80 tòa cung điện đều là giả, chỉ có một tòa mới là thật. Cái kia 80 tòa giả trong cung điện, chính là 80 tòa sát trận. Đừng nói là đạo hiếu các người đi vào, là động tiên cảnh cao thủ đi vào, cũng phải bị chém giết thành phấn vụn. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, là quân nghe vậy lại là vui vẻ, nói ra, người như vậy tốn công tốn sức, Bên trong khẳng định có không ít đồ tốt A. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, có rất nhiều thuần dương đan, còn có các loại pháp bảo. Bao quát đạo khí cũng là có không ít, bần tăng năm đó lướt đoạt thiên hạ, đồ tốt tự nhiên không ít. Bên trong còn có bần tăng bắt một tôn thần thú chấn thủ bảo khố. Cái này thần thú tuy nhiên pháp lực chỉ là hư tiên, nhưng là đầu cực lớn, cho nên lực lượng cũng lớn không hợp thói thường, mà lại am hiểu chế tạo huyễn cảnh. Mặt khác bên trong còn có bần tăng luyện tạo bốn tôn cuồng thần khôi lỗ lực lượng cũng là rất là cường hãn la quân nói ra xem ra lúc trước nhanh nhạy ngươi cũng thật là uy phong a à. khắp nơi đều là đại thủ bút hắc hắc dễ nói dễ nói linh tuệ hòa thượng giờ phút này là có chút đắc ý kiếm hồng bụi nghĩ đến cái gì nói ra người bây giờ đi vào cái kia thần thú cùng tứ đại cuồng thần khôi lỗ nghe người chỉ huy sao cái này linh tuệ hòa thượng lập tức khổ mặt nói ra, ta trước kia pháp lực toàn bộ biến mất, đã không có tránh thức pháp lực ấn ký đến khống chế bọn họ. Mẹ nó, là quân tâm nhất thời có loại ngày chó cảm giác. Ngươi cảm thấy, hai người chúng ta chơi được ngươi trong này tứ đại cuồng thần khôi lỗ, còn có thần thú sao? Là quân hỏi. Linh tuệ hòa thượng lắc đầu, nói ra, đạo hữu ngươi là muốn nghe lời thật hay là lời nói dối? Nói nhảm, là quân nói ra. Linh tuệ hòa thượng nói ra, trừ phi là toàn thịnh thời kỳ minh nguyệt tiên tôn đến, mới có điểm hy vọng. Các ngươi cơ bản có thể tắm một cái ngủ. Vậy ngươi không nói sớm một chút, là quân cơ hồ muốn nổi trận lôi đình. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng đem cái này một gốc giả cấp quên. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể vào Bảo Sơn mà về tay không a à? La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng có phần đau đầu, hắn nói tiếp, như vậy đi, chúng ta xem trước một chút, nhìn xem có hay không hắn biện pháp la quân cùng kiếm hồng bụi im lặng cực kỳ sau đó tại linh tuệ hòa thượng chỉ dẫn dưới bọn họ đi vào tránh thức cung điện trước mặt cái này cử cung số lượng rất là đơn giản không có người chỉ dẫn ta cũng biết tòa này thật cung điện phương vị la quân theo rồi nói ra lời này lại không phải la quân đang khoác lác loại trận pháp này tại linh tuệ hòa thượng trong mắt vẫn là rất thâm ảo nhưng ở la quân trong mắt lại là trò trẻ con tại tòa cung điện này phía trước đại điện cửa đá đóng thật chặt linh tuệ hòa thượng nói ra cái kia thần thú gọi là thiên khôi thiên khôi thú dễ dàng bị chọc giận chúng ta trước phá vỡ nó huyễn trận lúc này bần tăng đi đem trận pháp hạch tâm làm một điểm cải biến để tứ đại cuồng thần khôi lỗ cùng thiên khôi thú đấu lúc này chúng ta cấp tốc cầm bảo bối rời đi các loại xác định bọn họ đánh không sai biệt lắm chúng ta nhìn còn có thể hay không lại đi vào đánh làm tiền la là quân nói ra người xác định làm cho tứ đại cuồng thần khôi lỗ cùng thiên khôi thú đấu Linh tuệ hòa thượng có chút xấu hổ, nói ra, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Là quân thở dài, nói ra, cầm chính người đồ, vật, làm tốt giống đang trộm người khác đồ, vật một dạng. Linh tuệ hòa thượng xấu hổ cười một tiếng, nói ra, cái này cơ quan là rất phiền, nhưng không phải cũng có thể thành công ngăn lại hắn muốn làm tiền người sao. Môn làm sao mở, là lấy cậy mạnh mở ra sao. Sau đó, kiếm hồng bụi hỏi linh tuệ hòa thượng. Cứng lại huyền hoàng dịch, sau đó chậm chạp mở ra đi, không phải vậy lời nói hội triệt để dẫn động bên trong trận pháp, linh tuệ hòa thượng nói ra, la quân gật đầu, trước đó tiến vào vũ hóa môn tàng chân các lúc dùng là biện pháp này, huyền hoàng dịch kiếm hồng bụi nghi hoặc nhìn một chút la quân, la quân lập tức lấy pháp lực vô bắt huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong huyền hoàng dịch, sau đó huyền hoàng dịch cứng lại thành một cái chìa khóa bộ dáng. La Quân liền đem cái này chìa khóa cắm vào thạch chìa khóa cửa lỗ bên trong. Cửa đá chi, trận pháp lưu động, từng đợt rồi rào pháp lực đang cuộn trào, rất nhiều phong tòng long, vân tòng hổ ý vị. Huyền Hoàng dịch ngưng tụ chìa khóa theo lỗ chìa khóa mà thay đổi, lập tức cùng cái kia lỗ chìa khóa phù hợp nhất trí. Huyền Hoàng thần cốc hạt giống, trước thân chính là ngũ cốc xã tắc thần thụ. Này thần thụ sừng sướng giữa thiên địa, độc nhất vô nhị. Linh Tuệ Hòa Thượng nghiên cứu qua, hắn cảm thấy này thụ đại khái là cùng thiên địa chưa phân thời đại có chút liên quan. Tại linh tuệ hòa thượng giải, sớm nhất thời điểm, thiên địa mới đầu không biết sao, 10.000 dặm đóng băng, sinh linh toàn bộ chết hết. Chỉ có biển còn có sinh linh tồn tại, bên trong thiên địa, đâu đâu cũng có hải dương, có rất ít lục địa. Bởi vậy, mặt biển thời gian dài đều là nồng vụ bao phủ, bao quát mặt đất, cũng là nồng đậm nồng vụ. Loại này nồng vụ là cổ thần thoại nói tới hỗn độn chưa mở. Về sau, hỗn độn bị phá ra, nước biển biến mất, đại bộ phận lục địa hiển hiện ra. Rất nhiều đáy biển sinh linh dần dần chuyển hóa thành lục địa sinh linh. Nhân loại lần nữa bắt đầu hưng thịnh lên, sau đó dần dần có hiện tại rõ ràng thế giới. Mà ngũ cốc xã tắc thần thụ là sinh trưởng ở hỗn độn chi. Hỗn độn chi hỗn nguyên chi khí, chính là thiên hạ chi khí vạn pháp quy nhất, nhưng cùng ngọn nguồn bất luận cái gì khí lưu. Lúc này, huyền hoàng thần cốc hạt giống huyền hoàng dịch, chính là tại phát huy bực này diệu dụng. Nếu không có huyền hoàng dịch ở đây, người khác muốn không phí sức khí tiến vào linh tuệ hòa thượng tòa này bảo khố, đó là muốn cũng đừng hòng. Rất nhanh, cái này cửa đá chi, trận pháp sinh ra biến hóa. Đón lấy, cửa đá từ từ mở ra. Huyền hoàng dịch thật là đồ tốt, là quân lập tức đem cái kia chìa khóa thu, sau đó lại lần nữa trả về đến huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong đi. Kiếm hồng trần tâm cũng có vẻ mong đợi. Lúc này, cửa đá rốt cục mở rộng nhưng gặp bên trong lại là một đầu thật dài thông đạo thông đạo là đá xanh cửa hàng mặt hơi ẩm rất nặng trơn ướt dị thường la quân cùng kiếm hồng bụi lập tức bay vào đi linh tuệ hòa thượng nói ra giống như có chút không đúng làm sao không thích hợp người đừng dọa ta la quân lập tức nói ra linh tuệ hòa thượng nói ra giống như bị người đi vào trận pháp này không phải ta trước đó bố trí xuống trận pháp la quân cùng kiếm hồng bụi lập tức trầm mặt la quân nói ra người chắc chắn chứ linh tuệ hòa thượng nói ra bần tăng vô cùng xác định la quân cùng kiếm hồng bụi nhìn nhau lại là không biết nên nói cái gì la quân theo rồi nói ra tính toán đến đâu thì hay đến đó đi vào đi nhìn xem bên trong đến cùng là tình huống như thế nào đi qua đầu kia thông đạo đột nhiên trước mắt bỗng nhiên sáng sủa phía trước lại là non xanh nước biếc có khoảng trời riêng cái kia trống không mấy ngày lập tức bay lượt, tiên hạc vỗ cánh, còn có tiên nữ hái đào, đồng tử tiếng cười. Vân vân, đây mới thực là tiên cảnh. Đây là thiên khôi thần thú chế tạo ra huyễn cảnh, chuyên môn mê hoặc người. Linh tuệ hòa thượng lập tức nói ra. Là quân cùng kiếm hồng trần tâm run lên, hai người cấp tốc ngưng thần. Là quần ánh mắt giống như tia điện, cấp tốc đem cái này hư huyễn thế giới nhìn cái rõ ràng. Mặt trước cái kia cũng không phải là tiên cảnh, mà chính là to như vậy cung điện. Trong cung điện, không có vật gì. Kiếm hồng bụi cũng nhìn đến tình huống thật. Cung điện kia đại có mấy ngàn bình phương, tại trong cung điện, có một đầu lớp phải màu xanh thiên khôi thú. Ngày đó đứng đầu thú nằm dạp trên mặt đất, giống như là mấy chục con cự mãng quyển cùng một chỗ, mềm nhũn. Mà lại thân thể còn có thật nhiều dịch nhờn, những thứ này dịch nhờn chậm rãi lại bị bốc hơi thành vân vụ. Vân vụ liền hình thành các loại huyễn cảnh linh tuệ hòa thượng cũng theo nhìn đến vốn bộ mặt thật sự ta linh tuệ hòa thượng thấy rõ ràng lúc bạo một câu chửi bậy cái gì đều không chuyển đến như vậy sạch sẽ a à. la quân tâm chìm xuống trong này đã không có tứ đại cuồng thần khôi lỗ rất hiển nhiên bên trong xác thực bị ngoại nhân tới qua vẫn là tuyệt đỉnh cao thủ đến đây thiên khôi thần thú bị thương nặng nó như không bị thương chúng ta không có dễ dàng như vậy phá nó chế tạo huyễn cảnh linh tuệ hòa thượng nói tiếp xem ra người bảo bối toàn bộ đã bị người khác lấy mất la quân thở dài nói ra linh tuệ hòa thượng nói ra đúng cái gì đều không quá sạch sẽ nhiều đồ như vậy một chút cũng không có lưu lại thao thiết a à. hắn cũng là có chút tức giận bất bình vậy bây giờ làm sao bây giờ kiếm hồng bụi hỏi linh tuệ hòa thượng nói ra không có thể làm sao có thể phá mất bần tăng trận pháp còn đem tứ đại cuồng thần khôi lỗ đánh giết lại trọng thương thiên khôi thần thú cho dù người này tại chúng ta trước mắt chúng ta giờ phút này cũng chỉ có đào mệnh phần đi thôi la quân biết linh tuệ hòa thượng nói là sự thật lòng hắn bỗng cảm giác bị đè nén nếu như không có đại số mệnh thuật như thế nào cứu tỉnh áo tím la quân vừa nghĩ tới đại số mệnh thuật rơi xuống tuyệt đỉnh cao thủ tay hắn nôn nóng cực kỳ bởi vì vậy nói rõ hắn muốn lấy được đại số mệnh thuật hội cực khó khăn La Quân hiện tại thân không có có vô cùng thọ mệnh, tiểu túc mệnh thuật không cách nào lại xưng vương xưng bá. Hắn đối mặt tuyệt đỉnh cao thủ, hắn hội cực bị động, có thể nói, đều không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng theo thở dài, hắn nói ra, đạo hiếu, bần tăng bị nhốt quá lâu. Tuế Nguyệt lực lượng để rất nhiều thứ đều sinh ra biến hóa. Rất xin lỗi, lần này bần tăng giúp không ngươi. Là Quân khoát khoát tay, nói ra, không trách ngươi. Hắn tự nhiên là biết, việc này xác thực trách không được linh tuệ hòa thượng. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được uể oải, vừa nghĩ tới làm Tử Y còn mê man tại chủ kiếp suy nghĩ bên trong, lòng hắn cứu nôn nóng không. Người nào, tại lúc này, kiếm hồng bụi ánh mắt phát lạnh. là Quân cùng linh tuệ hòa thượng nhất thời bị kinh ngạc. Liền cũng tại lúc này, cái kia phía sau đột nhiên gió dục mây vần. Đón lấy, một mảnh động thiên pháp tắc hàng lâm xuống. La Quân cùng kiếm hồng bụi cũng đã bị triệt để tách ra. Động tiên cảnh cao thủ La Quân không khỏi hoảng sợ. Động Thiên pháp tắc buông xuống không gian trồng chất La Quân đối cái này động Thiên pháp tắc thật sự là quá cực kỳ quen thuộc. Tuy nhiên hắn cùng kiếm hồng bụi cách xa nhau rất gần, nhưng là không gian pháp tắc buông xuống, hai người ở vào khác biệt không gian bên trong rất gần khoảng cách chi có ngàn dặm 10 ngàn dặm khác biệt. Ha ha ha! Ngay vào lúc này. Một tên lão phụ tiếng cười to truyền đến. Lão thân ở chỗ này đã đợi chờ đã lâu, các người rốt cuộc tới. Người nào, là quân tâm gọi hỏng bét, động tiên cảnh cao thủ, cái kia ý vị như thế nào, là quân quá quá là rõ ràng. Lúc này không có làm tử y, không có minh nguyệt tiên tôn ở bên người. Hắn cùng kiếm hồng trần căn vốn không đầy đủ người ta nhìn. Không có tiểu túc mệnh thuật lực lượng, là quân tại động tiên cảnh cao thủ trước mặt, cái giám cũng không bằng động tiên cảnh cao thủ giết La Quân, cùng La Quân hiện tại giết một cái hóa kình cao thủ một dạng đơn giản. Đây là không có bất kỳ cái gì may mắn, dốc hết toàn lực. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì kỹ xảo cùng vận khí, đều là vô nghĩa. Chẳng lẽ vận khí ta rốt cuộc dùng hết, La Quân nói thầm. Lão phụ kia nói ra, lão thân danh hào, nói ra, tin rằng ngươi hai cái này thằng nhóc con cũng là chưa từng nghe qua. Bất quá, xem ở các ngươi chăm cay nhìn đắng đến đây cho lão thân tặng đồ phần nói cho các ngươi biết cũng không sao lão thân gọi là du hồng liên đông đảo tiên gia cất nhắc xưng hô lão thân vì hồng liên phu nhân tặng đồ kiếm hồng bụi thanh âm cũng truyền tới nàng và la quân tuy nhiên ở vào khác biệt trong không gian nhưng lại đều có thể nghe được đối phương nói vậy kiếm hồng bụi tiếp tục nói đưa thứ gì chúng ta cùng ngươi vốn không quen biết ngươi tại sao lại muốn tới khó xử chúng ta Du Hồng Liên nói ra, lão thân muốn là tiểu túc mệnh thuật hạt giống. Các ngươi có thể đi tới nơi này, chắc hẳn cũng biết động phủ này chính là là năm đó trùng hoàng tiền bối lưu lại tàng bảo khố. Lão thân ở chỗ này, đến tất cả bảo vật, lại được đại số mệnh thuật thần thông bản nguyên. Đáng tiếc, cái này đại số mệnh thuật thần thông bản nguyên, còn kém tiểu túc mệnh thuật hạt giống. Bởi vậy, lão thân bây giờ là nhất định phải đạt được tiểu túc mệnh thuật hạt giống. Nàng đón đến, tiếp tục nói, lão thân thôi toán, sớm muộn sẽ có người căn cứ tiểu túc mệnh thuật tìm kiếm được nơi đây đến sau đó một mực ở chỗ này chờ đợi quả nhiên trời không phụ người có lòng a à. la quân tâm giật mình lúc này linh tuệ hòa thượng đã trốn vào huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong đi làm sao bây giờ la quân lo lắng cùng linh tuệ hòa thượng câu thông linh tuệ hòa thượng liên tục cười khổ nói ra đối mặt động tiên cảnh cao thủ có thể làm sao bần tăng dù sao là không có biện pháp nào là quân trái tim vô hạn chìm xuống. Kiếm hồng bụi đột nhiên cất giọng nói, tiền bối, người pháp lực vô biên. Chúng ta không phải đối thủ của ngươi, bất quá, ngươi muốn từ ta thân thể lấy được tiểu túc mệnh thuật hạt giống, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ta tùy thời có thể đem tiểu túc mệnh thuật hạt giống hủy diệt đi. Nàng đón đến, tiếp tục nói, hôm nay đã cắm ở tiền bối tay, vãn bối cũng này nhận thua. Chỉ cần tiền bối chịu thả ta đồng bạn, để rời đi ta có thể đem tiểu túc mệnh thuật hạt giống giao cho ngài. Là quân ngốc ngẩn ngơ, thầm nghĩ, nàng điên sao. Nhưng hắn lập tức cũng tỉnh mộ lại. Kiếm này cô nương, cùng ta bất quá bèo nước gặp nhau. Giờ phút này lại muốn dùng nàng tính mạng mình đến bảo toàn ta, cái này. Là quân như thế nào chịu chiếm bực này tiện nghi. Tiểu túc mệnh thuật hạt giống, tại tay ta. Là quân cười lạnh một tiếng, nói ra, lão thái bà, ngươi cho rằng ngươi đến tiểu túc mệnh thuật hạt giống, có thể tu luyện thành đại số mệnh thuật sao? Quả thực là chuyện cười. Số mệnh chính là bao trùm chư thiên lực lượng, chỉ có ta, thiên mệnh chỗ về mới có thể tu luyện. Ngươi vẫn là sớm làm chết cái ý niệm này đi. Tiền bối, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, kiếm hồng bụi nghe vậy không khỏi lo lắng, nàng thế nhưng là một mực nhớ đến sư phụ bàn giao. Nếu để cho la quân chết như vậy, kiếm hồng bụi cảm thấy chính nàng chết không có gì đáng tiếc, nhưng là cô phụ sư phụ trọng thác, cái kia nàng cảm thấy mình là chết trăm lần không đủ. Người nữ hoa hoa này, ngược lại là một khối tình si. Hồng Liên phu nhân cười lạnh một tiếng, nói ra, chỉ bất quá, người quá ngây thơ. Cái này tiểu nghiệt trùng nói đúng không sai, số mệnh chính là bao trùm chư thiên lực lượng. Lấy mạng người cách, cũng không có tư cách kia nắm giữ tiểu túc mệnh thuật hạt giống. Hồng Liên phu nhân hiển nhiên cũng là mang thù chủ, là quân xưng hô nàng là lão thái bà, nàng lập tức hô la quân tiểu nghiệt trùng kiếm hồng bụi nghe vậy thân thể mềm mại chấn động nàng tâm nhất thời mất hết can đảm làm sao bây giờ làm sao bây giờ Sư tôn trọng thác ta vẫn còn không có hoàn thành bất cứ chuyện gì liền để la quân mặt sắc tử vong ta như thế nào xứng đáng sư phụ trọng thác kiếm hồng bụi lo lắng không nhưng là nàng dù không cam lòng đến đâu lấy nàng lúc này tu vi đối mặt hồng liên phu nhân dạng này tuyệt thế hung nhân nàng cũng là không có biện pháp nào a à. lúc này Hồng Liên phu nhân lại mặt hướng La Quân, nói ra, tiểu nghiệt chủng, người nói không sai. Đại số mệnh thuật không phải tùy tiện người nào đều tu luyện thành được. Điểm này, người có thể nhìn ra, lão thân ta há có thể nhìn không ra. Chẳng lẽ người có biện pháp luyện thành đại số mệnh thuật? La Quân không khỏi giật mình. Hồng Liên phu người nói, tiểu túc mệnh thuật đã bị ngươi luyện thành, chỉ cần lão thân bắt lấy ngươi tiểu số mệnh phù lục, như vậy lão thân thể có thể giấu giếm, tu luyện thành đại số mệnh thuật la quân trong lòng thất kinh lập tức hỏi linh tuệ hòa thượng nói ra dạng này cũng có thể sao linh tuệ hòa thượng khóe miệng nổi lên nước đắng nói ra lý luận xác thực là có thể la quân trầm mặc đi xuống linh tuệ hòa thượng nói ra a di đà phật đạo hiếu bần tăng vốn là muốn giúp ngươi lại không nghĩ rằng để ngươi lâm vào như thế tuyệt cảnh đây thật là bần tăng sai lầm sai lầm a la quân lập tức trả lời ngươi không dùng tự trách đây cũng là mệnh số đây cũng không phải là ngươi có thể khống chế sự tình tại lúc này cái kia hồng liên phu nhân đột nhiên xuất thủ tiểu nhiệt xúc đợi lão thân đưa ngươi luyện hóa thu lấy ngươi tiểu số mệnh phù lục nàng sau đó há miệng phun một cái lập tức phun ra một đám lửa tới cái này đoàn hỏa diễm cấp tốc hung mãnh tàn phá bừa bãi lên lấy cực nhanh tốc độ bốn phương tám hướng đem la quân bao phủ lại ta dựa vào là bần tăng trước kia đại hỏa diễm thuật a Linh Tuệ Hòa thượng lập tức kêu lên, La Quân lập tức tắm rửa tại hung hãn hỏa diễm chi. Trung quanh phạm vi ngàn dặm, tất cả đều là màu đỏ hỏa diễm, hỏa diễm chi, hỏa sát, hỏa độc, hỏa diễm pháp tắc lan tràn. Chỉ một sợi hỏa diễm liền có thể đem ngàn tấn sắt thép trong nháy mắt xuyên. Cái này đại hỏa diễm thuật chính là ba nghìn đại đạo thuật pháp, quả thực là thần thông vô song. La Quân thân thể tuy nhiên cường hãn, nhưng quyết định là ngăn cản không nổi dạng này hỏa diễm bốn phía nhiệt độ cũng là cao tới cực điểm, cái này một cái chớp mắt, cũng may mắn là quân còn có điện sát chi tinh. Hắn cấp tốc thi triển ra đại hắc đan, cả người đều chui vào đến đại hắc đan chi. Hỏa diễm lập tức đốt cháy đại hắc đan, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì dừng lại, là quân cảm giác được chính mình vận đủ pháp lực điện sát chi đá lạnh, trong nháy mắt bị hòa tan, mà lại nóng không. Ta dựa vào, chẳng lẽ ta muốn như thế bị thiêu chết? Là quân bạo giống một tiếng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lập tức vận dụng ra đại thôn phệ thuật. Lúc này, cũng chỉ có cái môn này thuật pháp dùng tốt. Kiếm hồng bụi là không nhìn thấy la quân bên này tình huống, nhưng nàng lòng nóng như lửa đốt, cũng có thể cảm giác được la quân đang bị hồng liên phu nhân luyện hóa. Lúc này, kiếm hồng bụi cái gì đều làm không, vô luận nàng là thi triển đại na di thuật, vẫn là thi triển kiếm thuật. Nhưng căn bản không phá nổi trước mắt không gian pháp tắc Tại cái kia nguy hiểm nhất trong nháy mắt là quân đem bốn phía tập giết tới liệt diễm toàn bộ đặt vào đến đại thôn vệ thuật. Quả thực là muốn chết, không Liên phu nhân thấy thế không khỏi cười lạnh, bằng ngươi cái này không quan trọng tu vi, cũng dám thôn vệ lão thân hỏa diễm, bảo đảm để ngươi bị chết càng tăng nhanh hơn. Dựa theo lẽ thường, là quân đại thôn vệ thuật thôn vệ phía dưới cái này đại hỏa diễm thuật, thật là sẽ bị đại hỏa diễm thuật trực tiếp đốt cháy thành cho bụi. 3.000 đại đạo, tương sinh tương khắc, đại thôn vệ thuật cũng không phải là vô địch, nếu là minh nguyệt tiên tôn đến, còn có thể thôn vệ hết những thứ này đại hỏa diễm. Nhưng La là Quân làm sao có thể chứ? Đây là thủy hỏa chi tranh. Nhưng là lúc này, quái sự tình lại phát sinh. La Quân trực tiếp đem hỏa diễm thôn vệ tiến đến, đồng thời luyện hóa. Mà lại, tốc độ cực nhanh chóng. Ha ha, nguyên lai lão thái bà này thế mà cũng là tiên giới người. La Quân không khỏi cuồng hỉ. Cái kia hồng liên phu nhân cũng phát giác được cái này một hiện tượng quỷ dị. Cái này sao có thể, làm sao có thể, Hồng Liên phu nhân không khỏi gầm hét lên, cái này quá quỷ dị. Sau đó, Hồng Liên phu nhân thêm đại pháp lực, cái kia đại hỏa diễm thuật cấp tốc thu nạp, hóa thành một đạo hỏa diễm thiên long, hùng hãn hướng đại thôn vệ thuật bên trong rào sát đi vào. Liên tục không ngừng hỏa diễm tinh khí tràn vào tiến đến, bao hàm Hồng Liên phu nhân pháp lực cùng tinh khí, còn có rất nhiều pháp tắc. Là quân đem luyện hóa, chỉ một lúc sau, cái kia huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong đã bị luyện hóa ra ba cái lửa trái cây màu đỏ tới hồng liên phu nhân pháp lực càng hung hãn là quần hấp thu càng nhanh lúc này hồng liên phu nhân rốt cục cảm thấy được không thích hợp nàng lập tức thu liễm pháp lực cái kia vô biên địa ngục hỏa long trực tiếp bị thu hút mà đi là quân không khỏi thầm kêu một tiếng đáng tiếc lão yêu bà đến a là quân lập tức bắt đầu la ẩm lên có thủ đoạn gì cứ việc thi triển đi ra tiểu ra đều cho ngươi tiếp lấy. Bên kia kiếm hồng bụi nghe được la quân thanh âm, không khỏi cuồng hỉ Hồng liên phu nhân lúc này hãi hùng khiếp phía, nàng trầm mặt, giấu ở động thiên pháp tắc hư không, lại là để la quân cùng kiếm hồng bụi đều không nhìn thấy nàng. Hồng liên phu nhân trong lúc nhất thời, cũng không làm rõ ràng được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. La quân đem cái kia ba cái hỏa hồng quả thực trong nháy mắt thôn vệ đi vào đại hỏa diễm thuật thần thông pháp tắc đều ở bên trong la quân tâm mừng thầm lập tức hấp thu quả thực bên trong hỏa diễm pháp tắc trong nháy mắt la quân đem đại hỏa diễm thuật thần thông bản nguyên cấp lấy ra hắn đem cái này thần thông bản nguyên dùng đại phong ấn thuật luyện hóa thành ba cái hạt giống sức mạnh đồng thời la quân còn đem bộ phận tinh khí lực lượng vận dụng tiểu túc mệnh thuật chuyển hóa như cái kia hỗn nguyên quả một dạng hỗn nguyên quả bản thân là không cách nào cho người ta gia tăng thọ mệnh Lam tử y cùng minh nguyệt tiên tôn ăn hỗn nguyên quả, cũng là gia tăng dinh dưỡng. Nhưng La Quân lại dùng tiểu túc mệnh thuật đến chuyển hóa thành thọ mệnh. Không hộc hai lần, La Quân gia tăng 100 năm thọ mệnh. Hồng Liên phu nhân lực lượng cùng hỗn thế ma quân thực lực, không tại một cái lượng cấp. Mà lại La Quân cũng chỉ hấp thu một phần nhỏ lực lượng, cho nên có thể có 100 năm thọ mệnh, cái kia cũng coi như là rất không tệ. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng theo đại hỷ, nói ra, thiên mệnh chi vương, Thiên mệnh vị trí, quả nhiên có quả tất có nguyên nhân. Đại số mệnh thuật đã bị nàng đạt được, chúng ta muốn theo nàng thân thể đạt được đại số mệnh thuật. Là quân âm thầm nhíu mày, nói ra, rất khó khăn, giờ phút này ta tuy nhiên không e ngại nàng công kích. Nhưng nàng nếu là muốn đi, hoặc là không xuất thủ, ta lấy nàng không có biện pháp nào. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, xác thực như thế. Bất quá, Hồng Liên Phu Nhân chắc hẳn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng trí tại tiểu túc mệnh thuật cho nên mới tại đây đợi lâu như vậy. Mà lại, vừa mới nàng còn tại đạo hữu tay người bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Đổi lại là ngươi, ngươi tại một cái thất trọng thiên gia hỏa tay ăn thiệt thòi, người hội quay người đi sao? Vậy sẽ không, phải nghĩ biện pháp bóp chết hắn, là quân nói ra. Linh tuệ hòa thượng nói ra, không sai, là cái này ý. Nàng tạm thời không động thủ, nhưng nhất định sẽ nghĩ biện pháp tới giết ngươi. Là quân còn người đảo một vòng, nói ra ta đột nhiên có cái chủ ý đến âm nàng một cái ý định gì linh tuệ hòa thượng cũng là nhãn tình sáng lên la quân nói ra hồng liên phu nhân muốn ta tiểu số mệnh phù lục nhưng tiên giới người bị huyền hoàng thần cốc hạt giống khắc chế ta muốn đem huyền hoàng dịch giấu vào đến tiểu số mệnh phù lục chi các loại hồng liên phu nhân đem tiểu số mệnh phù lục luyện vào đến nàng thần thông chi nói không chừng sẽ hữu hiệu có đạo lý linh tuệ hòa thượng đại hỉ là quân tâm liền cũng hạ quyết tâm, rất nhanh, lấy ra cứng lại huyền hoàng dịch, đồng thời cấp tốc đem luyện hóa thành mấy cái huyền hoàng dịch đan tới. Loại này huyền hoàng dịch đan cũng không thể ăn, ăn về sau, hội hóa thành hư vô khí tức, căn vốn không có một chút tác dụng nào. Chỉ ít, đối với nhân loại là không chỗ hữu dụng. Mà đối với người xa tộc hội có chỗ lợi gì, cái kia không được biết. Đại phong ấn thuật có thể đem hỗn độn chi khí, còn có huyền hoàng dịch luyện hóa thành đan thuốc học hội đại phong ấn thuật về sau, là quân thử qua. Căn bản vô dụng, là quân thôn vệ huyền hoàng đan cử động, tự nhiên chạy không khỏi hồng liên phu nhân pháp nhãn. Có thể cái này cũng không có để hồng liên phu nhân suy nghĩ nhiều, nàng vừa mới nhìn rõ là quân còn ăn ba quả lửa trái cây màu đỏ đây. Hồng liên phu nhân trong thời gian ngắn, làm sao cũng không nghĩ ra ngũ cốc xã tắc thần thụ những vật này. Và lại, nàng là tiên giới tiên nhân con gái, lại là chưa bao giờ đi qua tiên giới, căn bản không biết tiên giới năm đó sự tình. Tiểu tử này, đan dược còn thật nhiều, nếu là muốn đem hắn như thế vây chết, xem ra căn bản không có không khả năng. Hồng Liên phu nhân não tử hiện ra rất nhiều so đo tới. Là quân đem cái kia huyền hoàng đan nuốt ăn về sau, lại dùng biện sát chi khí đem đóng băng lại, không cho hòa tan. Về sau, hắn vận chuyển tiểu số mệnh phù lục, cái kia tiểu số mệnh phù lục rất mau đem huyền hoàng đan bao trùm, đem đây hết thảy làm thỏa đáng về sau, là quân lặng lẽ buông lỏng một hơi. Liền cũng tại lúc này, Hồng Liên phu nhân tâm một lần nữa sinh ra so đo tới. Hồng Liên phu nhân vận chuyển pháp lực, lấy không đại thủ ấn trực tiếp đem kiếm hồng trần vô lấy. Hồng Liên phu nhân đại thủ ấn buông xuống, vô cùng quy tắc lan tràn, kiếm hồng bụi chỉ cảm thấy chính mình mặc dù có thật nhiều thần thông, nhưng đối mặt như thế pháp tắc, nàng một chút khí lực đều không thi triển ra được. Một giây sau, nàng đã bị hồng liên phu nhân vồ lấy hồng liên phu người thân thể chuyển một cái liền bắt kiếm hồng bụi sau đó xuất hiện tại la quân trước mặt quả nhiên là chiêu này la quân thấy thế lại là không có chút nào ngoài ý muốn nhưng hắn mặt nhưng biểu hiện ra vừa kinh vừa sợ sắc mặt tới lão yêu bà người thả nàng hồng liên phu nhân thấy một lần la quân biểu lộ lập tức tâm vô cùng quyết tâm nàng cười lạnh một tiếng nói ra tiểu nhiệt xúc xem ra người đối nữ oa oa này dùng tình rất sâu ha. người nói lão thân muốn là tại khuôn mặt nàng lấy xuống mấy cái đạo vết thương người vẫn sẽ hay không như thế thích nàng. lão thân thủ đoạn nàng có lại đại thần thông vậy cũng là khôi phục không thương tổn thế. là quân mắt bốc lửa nói ra người đến cùng muốn làm sao dạng chúng ta có chuyện thật tốt nói chỉ cần ngươi chịu thả nàng ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi cái gì đều có thể đáp ứng hồng liên phu nhân cười tủm tìm nói ra kiếm hồng bụi mắt lại là xuất hiện vẻ cổ quái nghĩ thầm cái này la quân như thế nào như thế không giữ được bình tĩnh chính mình cùng hắn giống như không có cái gì quá lớn tư nhân giao tình a à. la quân nói ra không sai hồng liên phu người nói tốt 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 người nói cho ta biết vì cái gì người có thể thôn vệ lão thân đại hỏa diễm thuật đây rốt cuộc là phương pháp gì lấy người điểm ấy không quan trọng bản sự căn bản không có khả năng La Quân là nổi danh xảo trá, hắn sớm nghĩ kỹ cách đối phó. Có điều hắn vẫn là nói, đây là ta an thân lập mệnh căn bản, ta há có thể nói cho ngươi. Vậy ta tại cô gái nhỏ này mặt, trước hoa điểm dấu vết đi ra. Hồng Liên phu nhân lập tức huy La Quân. La Quân lập tức quát bảo ngưng lại, nói ra, đừng. Hắn theo rồi nói ra, lão yêu bà, người cũng không cần uy ta. Ta tuy nhiên ái hồng bụi, nhưng là ta cũng không phải người ngu. Ta nếu là đem hết thảy bí mật đều nói cho ngươi, ngươi đến lúc đó chẳng phải là lại có thể giết Hồng Trần, lại có thể giết ta. Muốn thật sự là như thế, ta còn không bằng nhất phách lưỡng tán đây." Là Quân tiếp tục nói, "Hồng Liên phu nhân, ngươi cũng không cần bày làm ra một bộ thật cao tại tư thái. Ngươi số tuổi là ta vô số lần, ngươi kinh lịch năm tháng, là ta và ngươi không thể. Ta mới 30 tuổi không đến, nhưng ta đã tu luyện tới cửu trọng thiên đỉnh phong. Chúng ta phàm nhân bắt nguồn từ hèn mọn, đan dược khuyết thiếu, không các ngươi những người này sinh ra có đại lượng tư nguyên. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta có thể tu luyện tới hôm nay tình trạng này, cái này chứng minh ta cũng không phải cái kẻ ngu. Tuy nhiên ta rất quan tâm Hồng Trần, nhưng nếu như dù sao ta cùng hắn đều phải chết, kể từ đó ta không biết ngươi làm. Hồng Liên phu nhân đối với La Quân cái phản ứng này ngược lại không ngoài ý muốn, nếu như La Quân thật sự biểu hiện ra cùng ngốc bạch điểm một dạng, cái kia Hồng Liên phu nhân cũng muốn sinh nhi. Hồng Liên phu nhân lập tức nói ra, chúng ta dạng này lẫn nhau rằng co, chẳng tốt cho ai cả. Chỉ cần ngươi chịu đưa ngươi tiểu số mệnh phù lục giao cho ta, ta liền thả ngươi cùng ngươi nữ nhân rời đi. La Quân nói ra, ta có thể đem tiểu túc mệnh thuật thần thông bản nguyên phân cho ngươi, nhưng ngươi không cần thiết thu lấy ta tiểu số mệnh phù lục A. À. Hồng Liên phu người nói, không được, tiểu túc mệnh thuật khác biệt hắn pháp thuật, không có khả năng đồng thời có hai cá nhân tu luyện thành công ngươi nhất định phải đem tiểu số mệnh phù lục toàn bộ giao cho ta nếu không lời nói ngươi cùng ngươi nữ nhân đều muốn bị vây chết ở chỗ này la quân lạnh giọng nói ra ngươi khác khinh người quá đáng ngươi vây khốn ta đồng thời chính ngươi cũng sẽ trắng trắng hao tổn tốn thời gian ở chỗ này thế nhưng là ngươi nữ nhân sẽ chết hồng liên phu nhân nghiêm nghị nói ra la quân không khỏi nghẹn lời Kiếm hồng bụi nhất thời cảm thấy cổ quái không, nàng đồng thời cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Nàng nơi đó là la quân cái gì nữ nhân à? Kiếm hồng bụi cũng không ngốc, nàng bắt đầu cảm giác được la quân có gì đó quái lạ, khả năng là đang thi triển cái gì kế sách. Cho nên lúc này, kiếm hồng bụi liền tận lực phối hợp la quân. Nàng mở miệng nói ra, la quân, người ta đồng sinh cộng tử, ta cùng ngươi đi khắp sáu hoang tám hợp, sau này, chúng ta thời gian cũng còn rất dài ngươi đem cái này tiểu số mệnh phù lục giao cho nàng, đây đều là mệnh số. thế nhưng là, là quân tâm không khỏi khen lớn, mặt lại là lo lắng không. hắn nói ra, hồng trần, không phải là ta không nỡ cái này tiểu số mệnh phù lục, chỉ là ta sợ tiểu số mệnh phù lục giao sau khi đi ra, nàng y nguyên sẽ không bỏ qua cho chúng ta. hồng liên phu người nói, thân ngươi cổ quái như vậy, lão thân lại có thể đưa ngươi như thế nào? là quân nói ra, như vậy đi, lão yêu bà người trước đem hồng trần đem thả sau đó ta lại đem tiểu số mệnh phù lục giao cho ngươi hồng liên phu nhân lạnh cười nói ngươi cho rằng lão thân là kẻ ngu sao la quân nói ra ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao ngươi không thả người ta tuyệt sẽ không đem tiểu số mệnh phù lục cho ngươi hồng liên phu người nói ta thế nào biết ta thả người về sau ngươi có thể hay không dứt khoát cùng ta tốn hao lấy la quân nói ra ta làm sao biết ta đem tiểu số mệnh phù lục giao cho ngươi về sau, ngươi y nguyên nắm lấy hồng trần không thả. Ta đánh cược với ngươi là mệnh, ngươi thua, lại sẽ không tổn thương ngươi tự thân tí tẹo teo. Chẳng lẽ lúc này, ngươi cho rằng ta còn sẽ nhượng bộ sao? Tốt, hồng liên phu người nói, ta có thể thả nàng, nhưng ngươi muốn phát thệ. Là quân không chút do dự phát thệ, nói ra, chỉ cần ngươi chịu thực tình thả hồng trần rời đi, ta nhất định đem tiểu số mệnh phù lục giao cho ngươi như có nửa câu nói ngoa, liền để cho ta la quân thân thể nhuộm thiên kiếp, chết không yên lành. Hắn sau khi nói xong, nói, người cũng muốn phát thệ. Hồng Liên phu nhân lúc này liền cũng phát thệ. Phát thệ hoàn tất về sau, Hồng Liên phu nhân thả kiếm hồng bụi. Đi thôi, Hồng Liên phu nhân nhất trưởng đem kiếm hồng trần đập tới cung điện bên ngoài. Kiếm hồng bụi dương mắt chỉ nhìn thấy cái kia vô biên minh mông băng linh thiên bích, mà cung điện kia đại môn đóng chặt nàng lại là rốt cuộc vào không được. Kiếm hồng bụi không thể làm gì, nàng chỉ có thể khẩn cầu La Quân là thật có thủ đoạn có thể đối phó Hồng Liên Phu Nhân. Người, ta đã thả, Hồng Liên Phu người nói. La Quân nói ra, ta căn bản không biết, ngươi là có hay không còn đem nàng giấu ở cái này động tiên pháp tắc bên trong. Hồng Liên Phu người nói, vậy ngươi muốn ta như thế nào chứng minh? La Quân nói ra, Người thu người động tiên pháp tắc, chính ta nhìn một chút nếu như ngươi không có gạt ta, cái kia chứng minh ngươi thành ý. Tốt, Hồng Liên phu nhân lập tức thu động thiên pháp tắc. Là quần mã nhãn thần xuyên phá hư không, lập tức nhìn đến tình huống bên ngoài. Chính nàng không đi, người đây cũng không thể quái lão thân không tuân thủ tín dụng A. Hồng Liên phu người nói. Là quần trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, tốt, tiểu số mệnh phù lục cho ngươi. Hắn nói xong đem cái kia tiểu số mệnh phù lục đuổi ra, sau đó ném về phía hồng liên phu nhân. Cái viên kia phù lục ở trên không lưu chuyển, biến hóa đa dạng. Nhưng hồng liên phu nhân chỉ là đưa tay lăng không một chảo, cũng đã đem chộp vào tay. Quả nhiên là tiểu số mệnh phù lục, biến hóa đa dạng, nhìn một chút, lại có vô cùng thế giới tại diễn sinh. Vận mệnh chi lực, đây mới thực là vận mệnh chi lực A. Hồng liên phu người thân thể khẽ run lên. Nàng tiếp lấy há miệng, liền đem tiểu số mệnh phù lục nuốt vào đi vào sau đó nàng lại đem tiểu số mệnh phù lục cùng đại số mệnh thuật thần thông bản nguyên dung hợp được la quân đồng thời hỏi linh tuệ hòa thượng nói ra người năm đó làm sao có thể luyện thành đại số mệnh thuật linh tuệ hòa thượng nói ra bần tăng cũng không có tránh thức luyện thành bất quá là nhìn thấy một chút tiểu tiểu môn đạo mà thôi bất quá cũng xác thực là có chút quái nàng làm sao sẽ biết tiểu túc mệnh thuật tồn tại la quân nói ra nàng thân thể tựa hồ có cái gì thôi toán vạn vật thần thông Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, thì ra là thế, đạo hữu người kiểu nói này, thật là nhắc nhở bần tăng. Đi, là quân cố làm ra vẻ muốn rời khỏi. Chỉ là hắn thân thể nhất động, Hồng Liên Phu Nhân cũng theo động. Động thiên pháp tắc lại lần nữa buông xuống, là quân lại lâm vào đến trồng chất không gian chi. Lão yêu bà, người lật lọng, là quân lập tức giả bộ như vừa kinh vừa sợ. Hồng Liên Phu Nhân cười lạnh một tiếng, nói ra, tiểu nghiệt trùng, Lão thân chỉ đáp ứng buông tha ngươi nữ nhân. Có thể chưa từng đồng ý sẽ thả ngươi, tại sao lật lọng? Người cái này tiểu nhiệt trùng, chẳng lẽ coi là lão thân thật không biết, người tất cả thần đều là tới từ cái này tiểu số mệnh phù lục. Bây giờ, người tiểu số mệnh phù lục giao ra, lão thân liền muốn người thân tử đạo tiêu. Sau đó, cái kia hồng liên phu nhân lần nữa phun ra một miệng hỏa diễm tinh khí tới. vô biên địa ngục chi hỏa lan tràn đi ra, trong nháy mắt đem la quân bao trùm, Đại thôn phệ thuật, là quân không chút do so dự vận chuyển ra đại thôn phệ thuật tới. Ừm, Hồng Liên phu nhân lập tức cảm giác được chính mình lực lượng lại tại bị la quân thôn phệ, làm sao có thể khả năng. Vì cái gì hắn còn có thể tiếp tục thôn phệ, chẳng lẽ hắn bí mật không phải tới từ tiểu số mệnh phù lục. Hồng Liên phu nhân lập tức thu liếm hỏa diếm, chỉ là đột nhiên, nàng hét lên một tiếng, cảm giác được đầu chi, đau đớn không. Ha ha, có tác dụng, huyền hoàng dịch quả nhiên là có thể khắc chế nàng la quân không khỏi hoan hỉ vô hạn không liên phu nhân cả người đột nhiên rơi xuống thân thể nàng bắt đầu sinh ra biến hóa thỉnh thoảng phồng lên thỉnh thoảng thu nhỏ thỉnh thoảng đầu biến lớn đây là não vực chi pháp lực điên cuồng duyên cớ làm nàng linh tuệ hòa thượng thấy thế bạo quát la quân chỗ đó còn dùng linh tuệ hòa thượng tới nói cái kia bốn phía trồng chất không gian pháp tắc toàn bộ biến mất La Quân lập tức vồ lấy Hồng Liên Phu Nhân, đem Hồng Liên Phu Nhân toàn bộ đều ném vào đến đại thôn vệ thuật. Súc sinh, tiểu Súc sinh, người thế mà vọng tưởng đem lão thân toàn bộ thôn vệ, người quả thực là muốn chết. Hồng Liên Phu Nhân nổi giận. Nàng pháp lực cuồng mãnh thi triển đi ra, tựa như nộ hải đụng đá ngầm san hô. Nhưng là giờ phút này, nàng người đã ở đại thôn vệ thuật, nàng tất cả lực lượng cũng chỉ là La Quân chất dinh dưỡng. Thật là cường lực lượng, La Quân không khỏi líu lưỡi. Hồng Liên phu nhân cảm giác được pháp lực tại lấy một loại tốc độ kinh khủng trôi qua, nàng muốn rời khỏi, cũng vô pháp rời đi. Ngược lại là đầu không có có trước đó như vậy đau nhức. Nàng đầu đau đớn là đến từ pháp lực đi loạn, pháp lực càng yếu, ngược lại càng nhẹ nhõm. Là Quân tham lam hấp thu Hồng Liên phu nhân pháp lực. Hơn phân nửa giờ, Hồng Liên phu nhân pháp lực bị la quân thôn vệ sạch sẽ. Sau cùng, huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong sinh ra 30 mai hỏa diễm sắc quả thực quả thực có vô số pháp tắc còn có tiểu số mệnh phù lục cùng đại số mệnh thuật thần thông bản nguyên la quân càng là dứt khoát trực tiếp đem hồng liên phu nhân cũng thôn phệ sau cùng một cái thanh sắc hiện ra trong suốt quang mang quả thực xuất hiện cái này là sinh linh quả linh tuệ hòa thượng cười lớn nói hồng liên phu nhân pháp khí cũng toàn bộ bị thôn phệ đây là la quân đều không có cách nào quất lấy ra la quân lập tức đem cái kia tiểu số mệnh phù lục quất lấy ra sau đó nuốt đến trong đầu. Đón lấy, hắn đem đại số mệnh thuật thần thông bản nguyên cũng nuốt đi vào. Bất quá giờ phút này, trước không vội mà luyện hóa. Đồng thời, là quân đem cái kia 30 mai hỏa diễm sắc quả thực, cùng sinh linh quả một hơi nuốt. Đón lấy, là quân lấy tiểu số mệnh phù lục luyện hóa những thứ này quả thực lực lượng. Vô cùng vô tận dinh dưỡng bắt đầu chuyển hóa làm thọ mệnh. Là quân thọ mệnh lần nữa bắt đầu hung mãnh bắt đầu tăng trưởng. Hồi lâu sau, thọ mệnh tăng trưởng đến một vạn năm. Đến sau 10 năm, là quân thọ mệnh mới đình chỉ tăng trưởng. Một vị động tiên cảnh cao thủ toàn bộ lực lượng chuyển hóa thành quả thực, chỉ có thể cung cấp là quân tăng trưởng một vạn năm thọ mệnh. Mà hỗn thế mà quân hỗn nguyên ma thai có thể cho là quân tăng trưởng vô số tuổi thọ mệnh, đây là hỗn thế mà quân cùng động tiên cảnh cao thủ ở giữa tranh lệch thật lớn. Là quân chuyến này thu hoạch to lớn hắn đồng thời còn nắm giữ hồng liên phu nhân rất nhiều không gian pháp tắc toái phiến những mảnh vỡ này có thể tại hắn lĩnh ngộ động tiên ảo diệu lúc đưa đến tác dụng cực lớn hô là quân thở phào một hơi hắn sau đó liền đem tiểu số mệnh phù lục cùng đại số mệnh thuật thần thông bản nguyên bắt đầu dung hợp ngồi xếp bằng lĩnh ngộ vạn vật đại số mệnh thuật thần thông bản nguyên cùng tiểu số mệnh phù lục quả nhiên có một loại nào đó thiên nhiên liên hệ cả hai rất nhanh dung hợp lại cùng nhau là quần số mệnh phù lục bắt đầu sinh ra biến hóa. Đoàn kia số mệnh hỏa diễm tại hư không sâu xa chi, chọn vẹn biến lớn gấp 10 lần. Số mệnh phù lục thỉnh thoảng như hỏa diễm nồng đậm tràn đầy, thỉnh thoảng như mặt nước nhẹ nhàng triền miên, thỉnh thoảng như tình nhân nhàn nhạt thấp tố, thỉnh thoảng như giã thú gào thét. Ừm, nguyên lai đại số mệnh thuật cũng không có mang đến hắn trợ giúp, chỉ là để tiểu số mệnh phù lục lực lượng gia tăng. Từ nay về sau một vạn năm thọ mệnh có thể làm làm lấy trước 100.000 ngàn tuổi thọ mệnh đến dùng. Mà lại, đối phó thông thường cao thủ, đã không cần hao tổn thọ mệnh. Là quân tâm dần dần có minh ngộ. Kiếm hồng bụi một mực chờ ở bên ngoài, em Là quân lại không có quản những thứ này, hắn biết kiếm hồng bụi tạm thời sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Sau đó, là quân đem làm tử y theo chủ kiếp suy nghĩ bên trong vận chuyển đi ra. Làm tử y vẫn là một thân tử sắc váy dài, nàng đang ngủ say, khuôn mặt mỹ lệ, trắng nón, cái kia da thịt như dê mỡ đông. La quân bắt đầu thi triển ra đại số mệnh thuật tới. Vĩ đại số mệnh A, ngươi là tuyên cổ bất biến tồn tại, là bao trùm chư thiên lực lượng. Ta lấy mệnh vận tên, vận chuyển số mệnh lực. Nhất thời, số mệnh phù lục bắt đầu tung bay động, đồng thời câu thông hư không sâu xa. La quân thọ mệnh cũng bắt đầu bốc cháy lên. Đón lấy, u ám số mệnh lực lượng xuất hiện. La Quân lập tức cong lại bắn ra, khu động số mệnh lực lượng tiến vào Lam Tử Y não vực chi. Vừa tiến vào đến Lam Tử Y não vực chi, La Quân lập tức bị kinh ngạc. Nguyên lai, tại Lam Tử Y trong não vực, lại là có cuồn cuộn luân hồi chi khí. La Quân cảm giác được chính mình tựa như là đặt mình vào tại hồng mông thế giới bên trong. Bên trong thiên địa, một mảnh hồng mông, không thấy thiên, phía dưới không kiến giải. Muốn tại dạng này một mảnh hồng mông thế giới bên trong, Đem Lam Tử Y thức tỉnh, thật sự là quá mức khó khăn. Ta lấy số mệnh lực lượng, tìm về Lam Tử Y. Là quân gấp rút thi triển đại số mệnh thuật. Số mệnh lực tại hồng mông thế giới bên trong bắt đầu tìm tòi. Hắn thọ mệnh cấp tốc thiêu đốt lên, bất quá thiêu đốt tốc độ trước kia thật là chậm gấp 10 lần. Nhưng uy lực lại ngược lại có gia tăng. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng một mực đang chú ý. Đợi đến là quân thiêu đốt 1.000 năm thọ mệnh về sau. Linh Tuệ Hòa Thượng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức nói ra, là quân đạo hiếu, tranh thủ thời gian thu tay lại. Là quân đang buồn giàu, nghe vậy cũng thu đại số mệnh thuật, nghi hoặc nhìn về phía Linh Tuệ Hòa Thượng. Làm sao, là quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, làm thí chủ trong đầu, đã hình thành luân hồi thế giới. Nàng hãm sâu luân hồi chi, tình huống như vậy, xem như đại số mệnh thuật cũng khó có thể tìm tới nàng, thức tỉnh nàng. Ngươi không phải nói đại số mệnh thuật có khả năng thức tỉnh nàng sao? La Quân có chút không vui. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, bần tăng thật là nói có khả năng, nhưng chuyện này vốn là không là tuyệt đối tính. Đây là Lam thí chủ Ma Kiếp, Ma Kiếp nếu là dễ dàng như vậy vượt qua, vậy còn gọi Ma Kiếp sao? 30 năm một Ma Kiếp, vừa mới qua đi bao lâu? Làm sao kiếp số nhanh như vậy đến? La Quân phiền muộn. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, lần này khác biệt Vô lượng sát kiếp chính là tất cả mọi người ma kiếp." La Quân nói ra, "Vậy bây giờ ta phải làm gì?" Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, theo Bần tăng nhìn, phải cứu Tỉnh Lam thí chủ. "Không chỉ là cần đại số mệnh thuật, còn cần Thái Cổ Liệt Diễm thú nội đan đến luyện hóa thành Liệt Diễm kim đan. Cùng chữa bệnh một dạng, uống thuốc bên ngoài dán mới được. Trước lấy đan dược chi lực giúp Lam thí chủ tự cứu, sau đó lại lấy đại số mệnh thuật thức tỉnh. Thái Cổ Liệt Diễm thú Nhất định muốn thái cổ liệt diếm thú mới được sao? La quân hỏi. Linh tuệ hòa thượng nói ra, không sai. Thái cổ liệt diếm thú nội đan chính là luân hồi chi lực khắc tinh. La quân nói ra, ta muốn đi nơi đó tìm thái cổ liệt diếm thú. Linh tuệ hòa thượng nói ra, mạt nhật phần tràng. Mạt nhật phần tràng lại là địa phương nào? La quân hỏi. Linh tuệ hòa thượng nói ra, mạt nhật phần tràng là địa cầu âm u khắp trốn chi địa, chỗ đó có vô số đếm không hết thần thú ma thú, còn có cao thủ. Đồng thời, cũng là một khối hỗn loạn nhất địa phương. Như đạo hữu người bây giờ tu vi, cái kia phiến địa phương là muốn cũng không cần nghĩ, căn bản đừng có quyết định này. Đi về sau, sống không quá một giờ, cái kia phiến địa phương, đạo hữu người ít nhất phải đạt tới hư tiên cảnh, sau đó mới có thể đi vào thử thời vận. Là quân hít sâu một hơi, nói ra, người không nói sớm. Linh tuệ hòa thượng nói ra, dù sao chuyến này, đến đại hỏa diễm thuật cùng đại số mệnh thuật, cũng là thu hoạch phong phú A. À. Là quân nói ra, ta nghĩ đến, muốn trước hồi một chuyến chúng tinh điện. Có lẽ tinh chủ có mạc đại pháp lực, có thể cứu tỉnh áo tím. Linh tuệ hòa thượng nói ra, cái kia ngược lại là, cái này tinh chủ sâu cạn, bần tăng cũng cảm giác không ra. Bần tăng nghĩ không ra biện pháp, có lẽ hắn thật có thể. Cũng không biết, ta đại ca, nhị ca bọn họ hiện tại thế nào. Còn có địa tàng vương Bồ Tát, là quân còn là có thật sâu lo lắng về sau là quân mang theo linh tuệ hòa thượng suốt cung điện bên ngoài hạ lên tuyết lông ngỗng lúc này là quân dần hiện ra tới kiếm hồng bụi thấy thế không khỏi đại hỉ trước hô là quân là quân hướng kiếm hồng bụi cười một tiếng nói ra kiếm cô nương để ngươi đợi lâu kiếm hồng bụi nói ra không có việc gì bất quá ngươi là làm sao đi ra cái kia lão yêu bà đâu là quân cười ha ha một tiếng, nói ra, lão yêu bà đã bị ta luyện hóa. Chỉ là đáng tiếc, không có thời gian ép hỏi nàng bảo tàng hạ lạc. Cũng không biết cái kia rất nhiều bảo tàng, bị cái này lão yêu bà giấu ở nơi nào. Kiếm hồng bụi nói ra, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào mặc cường cầu. Chúng ta tìm không thấy, vậy nói rõ cùng chúng ta vô duyên. Là quân nói ra, có đạo lý. Vậy bây giờ, chúng ta đi nơi nào? Kiếm hồng bụi hỏi. Về trước thiên châu, la quân nói ra. Kiếm hồng bụi gật đầu, nói ra, tốt. Sau đó, kiếm hồng bụi xé rách không gian, liền cùng la quân cùng một chỗ trở lại thiên châu chi. Kiếm cô nương, ta bên này phải xử lý sự tình, đã xử lý không sai biệt lắm. Ngươi có thể trở về minh nguyệt cung, đến thiên châu về sau, la quân đưa ra cùng kiếm hồng bụi mỗi người đi một ngả. Kiếm hồng bụi hơi hơi ngẩn ngơ, nàng nói ra, cái này sư phụ ta từng có bàn giao để cho ta ngày sau vì ngươi làm việc la quân nói ra ngươi trở về cứ việc hồi bẩm sư phụ ngươi nói là ta để ngươi trở về ngươi cũng nói cho nàng nói đến lúc đó ta như có cần chắc chắn lại hướng minh nguyệt cung xin giúp đỡ kiếm hồng bụi gặp la quân tâm ý đã quyết liền nói ra vậy được rồi còn chờ một hồi la quân đột nhiên nhớ tới cái gì nói ra ta chỗ này có đại hỏa diễm thuật này ba nghìn đại đạo là ta quả đáp lễ cho tiên tôn. Hắn nói xong đem một cái đan hoàn bắn ra cho kiếm hồng bụi. Kiếm hồng bụi nao nao, nàng tiếp nhận đan hoàn, sau đó nói, đa tạ. Cái kia đại số mệnh thuật lại không cách nào cho kiếm hồng bụi. Đại số mệnh thuật đã tại la quân dưới việc tu luyện, hình thành số mệnh phù lục. Buồn này, không thể chia cắt, cũng là độc nhất vô nhị. Cho dù giao cho người khác, người khác cũng vô pháp học hội kiếm hồng bụi rời đi về sau, là quân tiếp lấy lấy làm tử y hướng tinh chủ mượn bàn nhược thiên chu hồi chúng tinh điện. Hắn vốn cũng là muốn lại đi xem một chút kiều ngưng, thuận tiện đem đại hỏa diễm thuật truyền cho kiều ngưng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là cứu làm tử y khẩn cấp nhất. Sau đó về trước chúng tinh điện. Một ngày một đêm xuyên thẳng qua về sau, là quân lần nữa đi vào sao hỏa. Rời đi địa cầu về sau, là quân cảm giác được rất lớn khác biệt giống như là rời đi phồn vinh phiên chợ một dạng. Địa cầu là nhân loại khởi nguyên chi địa, nhân loại khởi nguyên về sau, bắt đầu lĩnh ngộ vũ trụ sự ảo diệu. Ba nghìn thế giới theo hình thành, sau đó, nếu là tu sĩ đứng tại đầy đủ độ cao nhìn địa cầu, liền có thể nhìn tới địa cầu, vô số nhân quân chi khí vần quanh, giống như hoang tưởng thật. Nhân loại, sinh linh, là hạt bụi. Các loại vật chất, hư huyến, tồn tại, vô cùng vô tận còn quấn. Đến cùng cái gì là thật, cái gì là giả, đã không có người nói rõ ràng. Địa cầu cùng tất cả hành tinh đều có quá khác nhiều. Là địa cầu hoàn cảnh cùng nhân loại tạo địa cầu khác biệt. Mà tại vũ trụ chi, càng có thật nhiều thần bí vật chất, một khi bị vận dụng, cũng có thể pháp lực ngập trời. Bão táp từ trường, mặt trời từ, lôi từ, điện từ. Vân vân, những thứ này từ trường tại vũ trụ chi, biến hóa ngàn vạn, hình thành các loại trùng động, cùng hư huyễn biểu tượng. Vân vân, một viên tiểu trần cắt bụi, tuy nhiên cực nhỏ, nhưng nó trung quy là trong vũ trụ vật chất, là cùng vạn vật vũ trụ có liên hệ, nếu là hiểu mối liên hệ này, đồng thời dần dần có thể vận dụng, tiểu trần cắt bụi cũng có thể nghiêng trời lệch đất, khiêu động vũ trụ. Đến sao hỏa về sau, là quân lại bị sao hỏa thê lương làm chấn kinh. Sao hỏa cùng địa cầu, bọn họ có rất nhiều tương tự, nhưng cũng có thật nhiều khác nhau. Khác biệt lớn nhất là, sao hỏa không có 3.000 thế giới không có cái kia rất nhiều nhân quân chi khí cùng nhân loại tụ tập. Là quân tiếp lấy trở lại chúng tinh điện chi. Hắn trước tiên đi trước nhìn đại ca cùng nhị ca phải chăng trở về. Chỉ là đáng tiếc, thính vũ hiên tỷ nữ nói hai người chưa có trở về. Là quân tâm nhịn không được thất vọng. Hắn sau đó lại hồi thính đào hiên, lâm nhã tư, lâm nhã dung hai nữ trông thấy là quân trở về, từ cũng cao hứng. Là quân cùng các nàng ngôn ngữ vài câu về sau, tiếp lấy đi tinh nhất điện gặp mặt tinh chủ tinh chủ vừa vận cũng tại, liền trực tiếp tiếp kiến La Quân. Tinh nhất điện, tinh chủ vẫn là cái kia bức tượng điêu khắc, không thấy mặt mục đích. Tinh chủ vĩnh viễn là thần bí như vậy, nhưng cũng tựa hồ không gì không biết. Thuộc hạ tham kiến tinh chủ, La Quân đầu tiên cúi chào. Tinh chủ từ tốn nói, đứng lên đi. Nhiều tà tinh chủ, La Quân đứng dậy. Tinh chủ nói ra, bản tôn gặp ngươi có thể yên ổn trở về, thọ nguyên vô hạn, muốn đến phía tây vương giới chuyến đi, coi như thuận lợi. Chỉ là vì sao, không thấy Lam cô nương cùng ngươi đồng thời trở về. La quân nói ra, thuộc hạ đến gặp tinh chủ, chính là muốn mời tinh chủ thi triển đại thần thông, thức tỉnh Lam tự y. Ồ, xảy ra chuyện gì, tinh chủ nói ra. La quân ngay sau đó đem tại phía tây vương giới sự tình đơn giản cùng tinh chủ nói, hắn cường điệu nói Lam tử y sau cùng thân thể đại luân hồi thuật. Thì ra là thế, tinh chủ nghe vậy ngược lại là không buồn không vui, nói ra, lấy các ngươi lực lượng, xác thực không thể chống đối thiên quân tồn tại. Quản chi vị thiên quân này uy lực đã không bằng lúc trước. Tinh chủ nếu biết thiên quân, thực lực tất yếu không kém thiên quân. Là quân hoàn hỉ nói ra, ngài nhất định có biện pháp thức tỉnh Lam tử y, đúng hay không? Tinh chủ nói ra, bây giờ Lam cô nương đã thân thể đại luân hồi thuật, rơi vào luân hồi chi. Bản tôn cũng rất khó đem nàng cứu tỉnh. Là quân nói ra, đó cũng là nói, tuy nhiên khó, nhưng ngài vẫn là có biện pháp, đúng hay không? Tinh chủ nói ra, người bây giờ đã tập được đại số mệnh thuật, nếu là lại phối hợp thái cổ liệt diễm thần thú nội đan luyện chế đan dược, có thể lấy cứu tỉnh Lam cô nương. Vẫn là thái cổ liệt diễm thần thú, là quân âm thầm giật mình. Tinh chủ nói ra, xem ra người cũng biết thái cổ liệt diễm thần thú. Là quân nói ra, vậy quá cổ liệt diễm thần thú thân ở mặt nhật phần tràng chi, thuộc hạ tu vi thấp, thật sự là khó có thể xâm nhập, còn mời tinh chủ thi triển thần thông, bắt lấy thái cổ liệt diễm thần thú. Tinh chủ từ tốn nói, làm cô nương kiếp số, bản tôn không thể nhúng tay. vì sao không thể? La Quân nói ra, hết thảy thiên đạo, lưu giữ hồ tại tâm, không xuất thủ là thiên ý, xuất thủ cũng là thiên ý. Tinh chủ nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nói ra, người có thể nói ra những lời này đến, liền chứng minh người tiến bộ rất lớn. bất quá, cái gì nên làm, cái gì không nên làm còn không cần ngươi nhắc tới điểm bản tôn. La Quân trong lòng run lên, liền biết mình lời nói để tinh chủ bất mãn. Thuộc hạ nhất thời tình thế cấp bách, mời tinh chủ không nên trách tội. La Quân nói ra, tinh chủ liền nói ra, người đem lam cô nương ở lại đây tinh nhất điện, từ bản tôn đến xem quản đi, chờ ngươi tìm tới thái cổ liệt diễm thần thú nội đan, liền tới cứu chữa lam cô nương. Cái này, La Quân có chút không yên lòng, nhưng nghĩ lại, nếu là tinh chủ thật có mang ác ý vậy mình cũng ngăn cản không? Và lại, La Quân là tin tưởng tinh chủ. Vâng, đem làm Tử Y cùng chủ kiếp suy nghĩ cùng nhau lưu tại tinh nhất điện bên trong. Sau đó, La Quân cáo lui. Tinh chủ tại La Quân lúc gần đi nói ra, đã người đã về vị, ngày mai liền sẽ lần nữa vì ngươi hạ đạt nhiệm vụ. Vĩnh sinh phong vân bảng, chính ngươi quan tâm kỹ càng đi. Vâng, La Quân bất lực cự tuyệt. La Quân rời đi tinh nhất điện về sau, liền đi chú ý vĩnh sinh phong vân bảng. Phong Vân Bảng, Lan Đình Ngọc đã thành vững vàng hạng nhất, Phó Thanh Trúc người thứ hai, Trần Diệt Hàn người thứ ba. Ba người này, vĩnh viễn là sáng như vậy mắt, là quân cùng đại ca Lâm Phong, còn có tần Lâm thứ tự đã trượt đến sáu tên có hơn. Lâm Phong trước đó chấp hành qua nhiệm vụ, cũng thuận lợi hoàn thành qua. Mà lúc này, hắn cùng tần Lâm thứ tự là cố định trụ. Bởi vì bọn hắn lần này ra ngoài, là tinh chủ an bài. Cho nên vẫn có một ít đặc thù, còn cái kia điền đại tiên nhân, ngược lại là vui lòng tiêu giao. Bởi vì tần lâm không tại, tinh chủ cũng một mực không tại cho an bài nhiệm vụ. Là quân tiếp lấy trở lại thính đào hiên bên trong. Hắn phân phó lâm nhã tư cùng lâm nhã dung không nên quấy rầy hắn, đón lấy, hắn trong phòng ngồi xếp bằng bắt đầu sắp xếp chính mình thần thông. Là quân trước đem đại hắc đan tế ra, sau đó đem đại phong ấn thuật, đại lục tuyệt thuật, đại hỏa diễm thuật toàn bộ phun ra đến đại hắc đan mặt đại hắc đan cùng la quân bản vị một thể đại hắc đan không xuất hiện lúc hắn có thể tự do vận chuyển mỗi một loại thần thông đại hắc đan xuất hiện về sau liền là cao cấp khoa học kỹ thuật có thể đồng thời vận dụng các loại thần thông sau đó la quân lại đem cái viên kia côn bằng yêu thú bản mệnh đan hoàn lấy ra cái này đan hoàn là một cái hư tiên cảnh cao thủ ngưng luyện mà thành chính là có vô cùng chi diệu dùng linh tuệ hòa thượng nhảy ra nói ra la quân đạo hiếu người dự định phục dụng. La Quân gật đầu. Hết thảy đều đã nước chảy thành sông. Hiện tại không có gì tốt do dự. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, tốt ha, đã đạo hữu ngươi như thế chắc chắn, chắc là tâm đã có nắm chắc. La Quân ngay sau đó liền đem cái kia đan hoàn nuốt. Đan hoàn tại La Quân trong thân thể cấp tốc tản ra, vô cùng vô tận, trùng trùng điệp điệp tinh khí lưu chuyển. La Quân cảm nhận được tinh khí chỉ có vô số thần thông vận chuyển. La quân bắt lấy tinh khí tiếp lấy toàn bộ phóng tới La quân não vực chi, đây là một cái cực nguy hiểm quá trình. Hơi không cẩn thận, hội tàu hỏa nhập ma mà chết. Vô dục trời mặc dù thành công thôn vệ kim bàn nhược tinh nguyên, nhưng vô dục trời cũng là cử tử nhất sinh. Bây giờ là quân may mắn là tích xúc hoàn thiện, không phải vậy lời nói, hắn vài phút sẽ chết tại loại này cuồn cuộn tinh khí phía dưới. Là quân không khỏi may mắn chính mình nghe lam tử y lời nói không có vội vã như vậy nóng nảy nuốt cái này mai đan hoàn. Không phải vậy lời nói, làm sao chết cũng không biết. Lúc này, là quân cảm giác được não vực chi bày biện ra một cái hạo đại giang hồ. Giang hồ chi, bản mệnh pháp lực vận chuyển như tiểu chu thiên, lại như tinh hà rực rỡ. Mà cái kia côn bằng yêu thú pháp lực là kẻ xâm lấn, hung hãn đánh thẳng vào. Nếu để cho cái này côn bằng yêu thú trùng kích thành công, như vậy là quân não vực hội nổ tung mà chết ngược lại không tồn tại bị côn bằng yêu thú đoạt xá. Hắn thân thể người là không có tốt như vậy chiếm. Côn bằng yêu thú cơ bản đã không có lực công kích, chỉ là pháp lực còn có một tia bản niệm dấu ấn tinh thần. Là quân duy trì pháp lực, không ngừng hấp thu côn bằng yêu thú lực lượng. Đây là một cái quá trình khá dài, nhưng cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Một tiếng ẩm vang, tại vô pháp lực trùng kích quá trình, là quân rốt cuộc sông phá cửu trọng thiên đỉnh phong bích trướng hắn thuận lợi đến tầng 10 sơ kỳ. Mà lại, pháp lực còn đang không ngừng đánh thẳng vào. Là quân hấp thu côn bằng yêu thú pháp lực, cùng kinh nghiệm, trí tuệ. Những kinh nghiệm này, trí tuệ đang không ngừng hoàn thiện lấy là quân tích lũy. Lại nói tiếp, là quân đến tầng 10 kỳ. Mà lại, pháp lực vẫn còn tiếp tục trùng kích. Là quân đạo hiếu, người không thể lại trùng kích, người đạt được càng nhiều, kiếp số càng lớn. Cái kia vô dục thiên còn có lam cô nương, cùng minh nguyệt tiên tôn ví dụ còn ở trước mắt đây. Linh tuệ hòa thượng kịp thời ngăn cản. Là quân thở vào một hơi, hắn đem những cái kia còn sót lại bành trướng pháp lực dùng đại phong ấn thuật khẽ quấn, cấp tốc luyện chế thành một cái đan hoàn. Đón lấy, hắn há mồm đem đan hoàn phun ra, để vào đến phòng bị tu di chi. Cái này đan hoàn lực lượng còn có thể có thể 10 cái thần đan. Bình thường cửu trọng thiên cao thủ phục dụng, trong nháy mắt bạo thể. Tăng lên càng nhanh, nhân quả càng nặng. La Quân nói ra, đạo lý này, ta minh bạch. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không sai, riêng là đạo hữu như người loại này cướp bóc người khác thần thông tinh nguyên phương thức. Nếu như tăng lên quá nhiều, tạp niệm quá lớn, sớm muộn để ngươi não vực đau đến không muốn sống. Đạo hữu người ít nhất phải đem những thứ này thần thông lực lượng toàn bộ trải làm rõ, như thế mới có thể lại tiến hành bước kế tiếp. Không phải vậy lời nói, hậu hoạn vô cùng. Là Quân gật gật đầu, nói ra, tốt, ta đến sắp xếp thần thông. Tại La Quân sắp xếp, hắn phát hiện côn bằng yêu thú có thôn vệ chi thần thông, trong thân thể còn có không gian pháp tắc toái phiến. Mà lại, côn bằng trừ thôn vệ bên ngoài, tốc độ phi hành cũng là cực nhanh. La Quân đem côn bằng yêu thú bản nguyên thần thông hướng cái kia đại hắc đan phun một cái. Sau đó trong một chớp mắt, đại hắc đan mọc ra một đôi cánh khổng lồ. Vô cánh ở giữa, trong nháy mắt ngoài trăm dặm, cách xa vạn dặm cũng chỉ bình thường. La Quân lập tức hiểu được đối với cánh khổng lồ lợi hại. Thôn vệ lực lượng cùng đại thôn vệ thuật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, vừa vận thối luyện đại thôn vệ thuật. La Quân ám đạo. Bây giờ, ta nói thuật đã có rất nhiều. Vô luận là đại hỏa diễm thuật, vẫn là đại lục tuyệt thuật hoặc là đại phong ấn thuật. Mỗi một dạng thuật pháp tu luyện tới cực hạn, đều là tuyệt thế chi thần thông. La Quân nói thầm, đáng tiếc, mỗi dạng thần thông ta đều chưa từng học tinh, cái này có thể khó làm. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, trước mắt mà nói, đạo hữu người lợi hại nhất thần thông chính là đại số mệnh thuật. Chỉ là đại số mệnh thuật tuy nhiên lợi hại, tiêu hao thọ mệnh quá mức khủng bố. La Quân nói ra, không sai. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, từ từ sẽ đến đi, làm ngươi đại phong ấn thuật, đại hỏa diễm thuật còn có đại thôn vệ thuật, đại số mệnh thuật muốn tu luyện đến cực hạn thời điểm. Thiên quân làm sao đủ sợ. La Quân nói ra, đáng tiếc, muốn tránh thức đến một bước kia, rất khó khăn. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, thời gian không phụ khổ tâm người. Đúng, cái này lục tiên kiếm, là quân đem cái kia lục tiên kiếm lấy ra. Tối như mực lục tiên kiếm đồng thời không có cái gì quái chỗ. Người thật xác định, cái này lục tiên kiếm chính là thông thiên thánh nhân sử dụng qua chu tiên tứ kiếm một trong. Là quân hỏi, Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không dám hoàn toàn xác định, nhưng có niềm tin rất lớn là nói như vậy lên, ta đại ca chiếc kia tuyệt tiên kiếm. Là quân ám đạo, Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Bần Tăng lại chưa thấy qua la thí chủ chiếc kia kiếm, cho nên cũng không thể nào phán đoán. Là quân nói ra, người nói, kiếm này đến cùng nên như thế nào kích hoạt. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, rất đơn giản, là quân đạo hữu người có huyền hoàng thần cốc hạt giống, liền dùng hỗn độn chi khí thối luyện đi. Có đạo lý. La Quân lập tức đem khẩu này hắc kiếm ném vào đến huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong. Sau đó, hỗn độn chi khí bao trùm khẩu này hắc kiếm. Hắc kiếm mặt nước sơn đen gặp phải hỗn độn chi khí, lập tức như băng nước gặp phải như hỏa diễm, phát ra từ từ thanh âm. Quả nhiên, có phản ứng, La Quân không khỏi đại hỷ. Linh tuệ hòa thượng cũng theo hoan hỷ, nói ra, huyền hoàng thần cốc hạt giống, chính là thiên hạ vật. Tương lai diệu dụng, càng là nghĩ cũng không dám nghĩ đạo hữu người có thể được đến huyền hoàng thần cốc hạt giống, vậy nói rõ người cái này thiên mệnh chi vương xưng hào, tuyệt đối là danh phó thực A. Là quân cười hắc hắc, chiếc kia hắc kiếm bên ngoài nước sơn đen nhìn như chỉ là một tầng, thực tế lại là có các loại pháp ấn phong bế. Lúc này, những cái kia nước sơn đen tầng tầng bong ra từng màng, nước sơn đen rơi tại huyền hoàng thần cốc hạt giống bên trong, cấp tốc lại bị hòa tan thành hỗn độn chi khí. Đợi đến cái kia hắc kiếm nước sơn đen toàn bộ bong ra từng màng về sau, một miệng sáng loáng tinh tuyệt trường kiếm hiển hiện ra. Kiếm phong cực sắc bén, thân kiếm không nhuốm bụi trần, như một mặt ngân sắc tấm gương. Tại thân kiếm, quả nhiên còn có một chữ, này chữ vì. Lục, quả nhiên là lục tiên kiếm, linh tuệ hòa thượng đại hỷ, nói ra. Là quần cũng là cao hứng, hắn vẫy tay một cái. Liền đem cái kia lục tiên kiếm chộp trong tay. Lục tiên kiếm nơi tay, trong nháy mắt, La Quân cảm giác được một cỗ lạnh thấu xương tuyệt luân sát ý hướng trong lòng. "A!" À, La Quân hét lên một tiếng, lập tức đem Lục Tiên kiếm ném ra bên ngoài. Cái kia Lục Tiên kiếm ném đến, phát ra thanh thúy thanh âm tới. Cỗ này sát ý xông thẳng La Quân tâm mạch, trong nháy mắt liền để hắn tâm ma bất ngờ bộc phát, khó chịu muốn điên. Lợi hại như vậy, La Quân vẫy vẫy đầu, lấy lại tinh thần, hắn lòng còn sợ hãi nhìn về phía khẩu này Lục Tiên kiếm lúc trước ta lấy tuyệt tiên kiếm thời điểm lại không có cảm giác này la quân không khỏi nói ra chẳng lẽ ta đại ca chiếc kia tuyệt tiên kiếm cũng không phải là chu tiên tứ kiếm một trong linh tuệ hòa thượng nói ra thế thì chưa hẳn tuyệt tiên kiếm độc không lục tiên kiếm sát ý sâu nặng chu tiên kiếm cùng hãm tiên kiếm cũng các có thần thông bốn kiếm lưu lạc nhân gian năm đó phong thái sớm đã không tại nếu là có thể khôi phục lại toàn thịnh thực lực chỉ bằng vào một cây kiếm có thể chảm sát thiên vũ cảnh cao thủ. Thánh nhân chi vật, tuyệt đối không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Là quân nói ra, người nói là, trước mắt lục tiên kiếm, uy lực đã tổn hao nhiều. Linh tuệ hòa thượng nói ra, đương nhiên, bốn kiếm lưu lạc đi ra, đã ngã thần vị, uy lực không lớn bằng lúc trước. Bất quá bọn họ có thể tiếp tục tiến dai, về sau lại trèo lên thần vị, cũng không phải là không được. La Quân không khỏi lần nữa nhìn về phía khẩu này thần lục tiên kiếm. La Quân hít sâu một hơi, sau đó lại lần bắt lấy lục tiên kiếm. Cái kia cố kinh khủng sát khí lần nữa xông thẳng La Quân tâm mạch, nhưng La Quân lần này đã sớm có chuẩn bị. Hắn ngưng thần tĩnh khí, đồng thời vận chuyển pháp lực bảo vệ tâm mạch. Sát khí như minh mông biển lớn, liên miên bất tuyệt. Mà lại, lúc này trùng kích bất quá là nước biển tự nhiên va chạm đá ngầm. Một khi La Quân thôi động pháp lực, chính là trời long đất nở không biết kiếm này như thế nào nhận chủ chẳng lẽ là máu sao la quân phối hợp nói ra linh tuệ hòa thượng nói ra máu nhận chủ đó bất quá là phổ thông pháp khí cái này lục tiên kiếm cái kia có dễ lừa gạt như vậy cái kia có thể như thế nào cho phải la quân hỏi linh tuệ hòa thượng linh tuệ hòa thượng nói ra câu thông lấy pháp lực câu thông cái này lục tiên kiếm nhất định là có khí linh tồn tại để khí linh thừa nhận nói bạn ngươi như vậy đạo hữu ngươi liền có thể càng tốt hơn nắm giữ kiếm này. La quân gật đầu nói ra tốt. Sau đó La quân đem pháp lực rót vào lục tiên kiếm chi pháp lực tiến vào lục tiên kiếm, La quân lập tức cảm nhận được một mảnh cuồn cuộn không gian. Tại không gian kia bên trong rộng lớn có hơn nghìn dặm liếc một chút nhìn không thấy bờ. trời ạ à, không nghĩ tới một cây kiếm chi lại có dạng này một cái tiểu thế giới la quân không khỏi líu lưỡi cái kia hắc ám không gian bên trong có vô cùng nhân uân chi khí này nhân uân chi khí cuồn cuộn chi lộ ra lạnh thấu xương hàn ý tới là sát khí thật dày đặc sát khí la quân ám đạo linh tuệ hòa thượng nói ra nếu là vận dụng thỏa đáng liền có thể hình thành sát thần lĩnh vực lĩnh vực bên trong sát khí tràn ngập giết địch cực giản đơn la quân nói ra có thể ta còn chưa trông thấy người nói khí linh linh tuệ hòa thượng nói ra khí linh đã có được chính mình tư tưởng chưa hẳn nguyện ý thần phục phần lớn khí linh đều muốn tiêu diêu tự tại la quân nói ra hiện tại nên nên làm sao tìm được hắn hắn pháp lực tăng nhiều hiện tại lòng tin cũng là theo chân tăng nhiều linh tuệ hòa thượng nói ra có thể hô la quân vốn định hô tiền bối nhưng ngẫm lại vạn nhất đối phương đến cậy già lên mặt càng là không dễ chơi sau đó hắn dứt khoát cất giọng hô lục tiên kiếm khí linh ở đâu lập tức đi ra gặp nhau hắn liên tục hô ba tiếng linh tuệ hòa thượng ở một bên vội ho một tiếng nói ra đạo hiếu đối phương thế nhưng là cùng qua thông thiên thánh nhân chứng kiến qua tạo hóa thần tồn tại người cái này tựa hồ cũng quá không khách khí a à. la quân nói nói cho cùng hắn đều là khí linh khí linh là vì kiếm phục vụ bây giờ ta là này kiếm chủ nhân còn muốn gọi nó một tiếng tiền bối sao Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, vậy cũng đúng. Hai người trò chuyện là đi qua ý niệm truyền lại, vẫn chưa dò gì cho người thứ ba nghe. Là quần ba tiếng hô còn về sau, sát khí kia Hải Dương điểm cuối tại sinh ra biến hóa. Ngay sau đó, Hải Dương chi sát khí ngưng tụ. Chỉ một lúc sau, liền đứng vững ra nhất tôn cự nhân. Này cự nhân cao có ba trăm trượng, như nhất tôn chống trời trụ lớn. Tiểu con kiến hôi cũng dám đối bản tôn ngông cuồng như thế người khổng lồ này tóc vàng mắt xanh, sát khí nồng đậm. Hắn nhìn về phía La Quân pháp lực nguyên thần. La Quân lập tức khống chế đại hắc đan, chui vào đến lục tiên kiếm chi. Cái này đại hắc đan sau khi đi vào, cũng là lắc mình biến hóa, thân thể vô cùng biến lớn, sau cùng biến đến cùng cái này như người khổng lồ cao lớn. Là Quân pháp lực nguyên thần đứng tại đại hắc đan mặt, chính diện đối mặt tôn này cự nhân. Người bất quá là lục tiên kiếm khí linh, bây giờ, bảo kiếm đã quy ta tất cả. Ngươi cũng bất quá là ta một nhà nô mà thôi, thế mà cũng dám ở trước mặt ta gọi bản tôn. Là quân lạnh giọng nói ra. Cự nhân không khỏi nổi giận, nói ra, người cái này con kiến hôi, bản tôn chính là phục thị qua thông thiên thánh nhân, ngươi thì tính là cái gì, thế mà cũng dám ở bản tôn trước mặt vinh váo tự đắc. Bản tôn giết ngươi. Hắn sau khi nói xong, đột nhiên há mồm phun một cái. ầm ầm, cái kia đầy trời sát khí nhất thời cuốn lên như như vòi rồng sát trận tới. Sau đó, cái này sát trận cấp tốc đem La Quân bao phủ. Vô cùng sát khí, lại là muốn đem La Quân trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. La Quân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia đại hắc đan lập tức đem cả người hắn bao trùm. Cùng lúc đó, La Quân liên tục đánh ra 10 trưởng tới. 10 trưởng đều là vũ thần trưởng. Ầm ầm. 10 trưởng sau đó, cái kia sát trận nhất thời phá nát. La Quân bây giờ thần công đại thành, pháp lực hùng hậu, như thế nào sợ hãi nhất tôn khí linh lục tiên kiếm lợi hại hơn nữa, cái này khí linh bất quá là khí linh mà thôi, cũng không phát huy ra lục tiên kiếm uy lực tới. Huống chi, bây giờ lục tiên kiếm đã sớm không bằng lúc trước. Người khổng lồ kia thấy thế, không khỏi thất sắc, sau đó, nó thân thể lay động, lập tức đem hơn nghìn giảm sát khí toàn bộ quấy, toàn bộ không gian bên trong, đều là thanh thế to lớn. La quân lạnh hừ một tiếng, nói ra, ngu xuẩn mất khôn đồ, vật, hắn lập tức thi triển ra đại hỏa diễm thuật. Cường đại pháp lực lan tràn đi ra, đại hắc đan phun ra ra một miệng hỏa diễm, ngọn lửa này tại La Quân pháp lực quán trú, lập tức như giã hỏa liệu nguyên. Phổ biên địa ngục chi hỏa đem cự nhân phía dưới bao trùm. Thân là khí linh, thế mà tự cao tự đại, phản kháng chủ nhân, quả thực là muốn chết. La Quân cả giận nói, thôi được, ta liền đưa ngươi triệt để phần sát, liền một lần nữa đoán tạo khí linh. Sau đó, là quân pháp lực tăng cường, địa ngục chi hỏa, nhất thời càng thêm nồng đậm. Cái kia khí linh thân ở địa ngục chi hỏa van xin, đột nhiên lại ha ha lệ cười rộ lên, ngươi cái này con kiến hôi, liền cho rằng, lấy ngươi tu vi có thể phần sát bản tôn. Ngươi quá không biết tự lượng sức mình. Là quân nhướng mày, hắn cũng không nghĩ nhiều, lại là nói ra, tốt, ngươi quả nhiên là muốn chết. Sau đó, đại phong ấn thuật thi triển đi ra. Màu trắng đại phong ấn thần thông bản nguyên bỗng nhiên hóa thành 10 triệu điều sợi tơ, trực tiếp đem cái kia khí linh bao trùm. La quân đại phong ấn thuật cùng đại hỏa diễm thuật, đều là xuất từ la quân chi thủ, cũng là tương đương cả hai thuộc về bản nguyên. Bởi vậy, đại hỏa diễm thuật không biết thiêu hủy đại phong ấn thuật. La quân đại phong ấn thuật phong bế khí linh, đón lấy, hắn lại tiếp tục ngâm sướng. Vĩ đại số mệnh A, người là tuyên cổ bất biến tồn tại, người là bao trùm chư thiên lực lượng, ta lấy số mệnh tên, vì ngươi gieo xuống số mệnh chi thực. Địa ngục chi hỏa, phần sát nó, đây là số mệnh. Số mệnh lực lượng nhất thời gia tăng đến địa ngục chi hỏa mặt. Vốn là, cái này khí linh vẫn là thong dong tự tại. Nó căn bản không sợ La quân đại hỏa diễm thuật, nhưng là lúc này, hết thảy đều sinh ra biến hóa. La quân thọ mệnh đang thiêu đốt, cái kia địa ngục chi hỏa bản chất cũng đang thay đổi. A, à, khí linh phát ra thống khổ gào giết tới. Địa ngục chi hỏa càng thiêu càng mạnh, cái kia khí linh càng phát ra thống khổ. Tiên tha mạng, tiên tha mạng, khí linh lập tức quỳ đi xuống, thống khổ chảy nước mắt, đồng thời cầu xin tha thứ. Hừ, La Quân lạnh hừ một tiếng, có điều hắn vẫn là đình chỉ phần sát khí linh, mà chính là thu hồi đại phong ấn thuật, đại hỏa diễm thuật cùng số mệnh phù lục. Lúc này, La Quân bất qua tổn thất 10 năm thọ mệnh, đó căn bản không đáng giá nhắc tới. Tiên, tiểu nhân về sau tất nhiên trung tâm vì ngài hiệu mệnh, không còn dám có hai lòng. Cái kia khí linh quỳ đi xuống. Là quân lạnh hừ một tiếng, nói ra, ta cho ngươi một lần cơ hội, nếu dám lại có hai lòng, liền trực tiếp đưa ngươi giết. Là, là, khí linh nói ra. Ngươi tên là gì? Là quân lại hỏi. Tiểu nhân gọi là huyết dạ. Là quân gật gật đầu, hắn thu phục lục tiên kiếm, nhỏ khẽ thở vào một cái. Cái kia linh tuệ hòa thượng ở một bên cười cười, nói ra theo như cái này thì đại số mệnh thuật quả nhiên là nhất đẳng tồn tại cái này khí linh chính là đi qua ngàn ngâm bách luyện mà đạo hữu người đại hỏa diễm thuật còn uy lực không đủ cho nên nếu không phải có đại số mệnh thuật phụ trợ hôm nay đạo hữu người đoạn khó đem thu phục là quân nói ra không sai đại số mệnh thuật thật là không phải tầm thường trước kia càng thêm linh động chỉ tiếc ta còn chưa rõ đại mệnh vận thuật chân lý tại mất phương hướng trong đại lục đại mệnh vận thuật trung cực là cái không xác, chứ có thể tại mất phương hướng trong đại lục sử dụng. Tại địa phương khác căn bản vô dụng, mà lại, cũng chính bởi vì nó không hoàn chỉnh, cho nên mới sẽ dẫn đến ta tại mất phương hướng trong đại lục, thế mà bị phó thanh trúc phá vỡ đại mệnh vận thuật. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đại mệnh vận thuật chính là giòm lấy tránh thức thiên đạo, đạo hữu người học hội đại mệnh vận thuật về sau, liền có thể trưởng khống chúng sinh vận mệnh. Như thế thuật pháp, chưa bao giờ xuất hiện qua đạo hữu người đến cùng có hay không cơ duyên đạt được đó cũng là cái không thể biết được mà lại lời nói thật mà nói đạo hữu người bây giờ đánh cắp số mệnh chỉ sợ cũng sẽ có rất nặng nhân quả a à. la quân nghe vậy âm thầm run lên hắn nhất thời cảm giác được có chút không rét mà run số mệnh là cái gì số mệnh là tối thần bí tồn tại tuy nhiên tồn tại ở mỗi người sinh mệnh bên trong nhưng là mỗi người sờ không được nhìn không thấy nhưng bây giờ chính mình lại nắm giữ đại số mệnh thuật, đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu đâu. Lúc này tự nhiên là chuyện tốt, không hề nghi ngờ, đại số mệnh thuật vô cùng thần. Thậm chí có thể cho chính mình đi khắc chế chính mình cường đại hơn nhiều đối thủ. Nhưng loại này tiện lợi, chỉ sợ cũng đều vì chính mình số mệnh trôn xuống cự mầm họa lớn A. Nhanh nhạy, người nói ta không phải không minh bạch, chỉ là lúc này, ta căn bản không thể rời bỏ đại số mệnh thuật. Là quân bất đắc dĩ nói ra. Linh Tuệ Hòa thượng nói ra, "A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai." Đã vận mệnh lọt mắt xanh đạo hữu ngươi, đại số mệnh thuật lựa chọn đạo hữu ngươi, cái kia đạo hữu ngươi vẫn là thuận tự nhiên đi." La Quân gật đầu, nói ra, "Cũng chỉ có thể dạng này." Sau đó, La Quân tiếp tục sắp xếp thần thông. Làm tu vi đến tầng 10 về sau, La Quân phát hiện mình hai mắt có biến hóa. Đó là, trước mắt thế giới biến khác biệt. Rất nhiều nhỏ sinh vật nhỏ hắn không cần đi nhìn, đã có thể cảm giác được. Thậm chí có thể cảm nhận được bọn họ tâm tình. Là quân càng thêm có thể cảm giác được bốn phía từ trường, phân tử, còn có không khí lưu động, cùng chín ngày chi bầu khí quyển phân bố. Đây là một loại rất là khéo cảm giác, giống như là cùng thiên địa vạn vật đều thành lập được liên hệ. Là quân cảm giác được bốn phương tám hướng đều là một chương, mà mình là mặt chi chu. Tầng 10 liền có như thế cảm thụ, nếu là đến hư tiên chi cảnh, càng thêm bất phàm. Hư tiên cảnh có thể tải trong phạm vi nhất định, kiến tạo thuộc về mình thế giới cùng lĩnh vực." La Quân nói thầm, cũng từ giờ khắc này, La Quân bắt đầu cảm nhận được ba nghìn thế giới. Hắn biết làm như thế nào đi hướng hắn thế giới. La Quân hít sâu một hơi, sau đó, hắn đưa tay lục tiên kiếm cầm lên. Lúc này, khí linh huyết dạ ngoan ngoãn nghe lệnh, La Quân một nắm nơi tay, lập tức cùng huyết dạ bắt được liên lạc. Khí linh cuối cùng không giống với người, một khi thần phục về sau, sẽ không lại sinh ra phản nghịch tâm lý. La quân nắm giữ huyết giả, cũng nắm giữ lục tiên kiếm. Một nắm ở lục tiên kiếm, La quân có thể cảm giác được lục tiên kiếm tiểu thế giới, đồng thời cùng bên trong tiểu thế giới vô cùng sát khí hải dương liên hệ với nhau. Tạo hóa kiếm quyết, vạn kiếm quy nhất, đại lục tuyệt thuật. La quân trong đầu nhất thời hiện ra rất nhiều thần thông tới. Mình nếu là tay cầm lục tiên kiếm, lấy đại hắc đan đến thi triển, nhất định có thể phát huy ra không chịu uy lực mà lại, Đại Lục Tuyệt Thuật là muốn vô cùng sát khí, sát khí càng dày đặc, Đại Lục Tuyệt Thuật càng lợi hại. Đại Lục Tuyệt Thuật, mỗi chu sát một tên tuyệt đỉnh cao thủ, uy lực hội tăng gấp bội. La Quân liền lấy Lục Tiên kiếm đến thối luyện Đại Lục Tuyệt Thuật, hắn Đại Lục Tuyệt Thuật tại dạng này sát khí hải dương thối luyện, liền càng phát ra tinh thuần. Suốt cả đêm, La Quân đều không có nghỉ ngơi, hắn dùng cái này suốt cả đêm thời gian, rốt cuộc đem thần thông trải làm rõ là quân đối tự thân cũng có rõ ràng hơn cùng thanh trừ nhận biết. Làm tu vi đến tầng 10 về sau, là quân cảm giác được thể xác tinh thần tự tại, đây là một cái chất bay vọt. Trong nháy mắt, trời sáng choang, long lanh ánh sáng mặt trời vẩy soi sáng chúng tinh điện hư không. Tại sao hỏa hưởng thụ ánh nắng, chỉ tại địa cầu muốn độc ác nhiều. Địa cầu còn có tầng ozone để ngăn cản, mà ở chỗ này ánh nắng, tia cực tím là chân chính có độc la quân lại là không e ngại loại ngày này ánh sáng hắn thậm chí có chút hưởng thụ sau đó lâm nhã tư cùng lâm nhã dùng hai cái nhà đầu cho la quân đưa bữa sáng la quân cũng đình chỉ luyện công hắn kéo dài ra tay cánh tay đồng thời thầm nghĩ thời gian thật sự là không đủ a à. lâm nhã tư cùng lâm nhã dùng bưng phong phú bữa sáng tiến đến la quân cùng hai nữ vui cười vài câu sau đó ăn dậy sớm bữa ăn tới các loại bữa sáng sau khi ăn xong La Quân lại bốn phía đi lượn một vòng. Hắn tại bỉ ngạn các bên ngoài ngốc một hồi, nghĩ đến hai cái linh nhi, lòng hắn nhất thời tinh thần chán nản. Sau đó, La Quân nghĩ đến đi gặp Phó Thanh Trúc. Nhưng Phó Thanh Trúc lại là làm nhiệm vụ, vẫn chưa trở về. Hắn trong lúc rảnh rỗi, ngược lại cùng Điền Đại Tiên Nhân trò chuyện một hồi. Làm Điền Đại Tiên Nhân nhìn đến La Quân đã là tầng 10 kỳ lúc, không khỏi líu lưỡi. Công tử nhà ta ra, từ nhỏ là thiên tri kiêu tử sinh ra có vô số tư nguyên, còn có vô số gặp. Cho tới bây giờ đều vẫn chỉ là tầng 10 đỉnh phong tu vi. Mà la công tử ngươi, tu đạo mới mấy năm, bây giờ thế mà cũng đến tầng 10 kỳ, cái này tu vi tiến triển, cũng quá mức thần tốc khủng bố. Điền đại tiên nhân nhịn không được nói ra. La quân nói ra, đều là mệnh số, cũng là kiếp số. Chưa chắc là chuyện gì tốt, cái này vô lượng sát kiếp phía dưới, ta lại là càng ngày càng cảm thấy, nhân lực tại, bất quá là hạt bụi một viên. Vô luận như thế nào tu luyện, tốt nhất vẫn là muốn đảm nhiệm do thiên đạo đến tùy ý nhào nặn. Biên đại tiên nhân nao nao, hắn nói ra, là công tử tựa hồ có thật nhiều cảm xúc, xem ra gần nhất kinh lịch không ít. La Quân mỉm cười, lại là không nói thêm lời. La Quân lượn một vòng về sau, tiếp lấy trở lại Thính Đào Hiên. Mà vừa vặn lúc này, Ngọc Giản nhiệm vụ đưa đến. Từ áo đen sứ giả đưa đến. La Quân cầm Ngọc Giản, sau đó duyệt nhiệm vụ tại đến nhận chức vụ một sát na kia la quân toàn bộ thân thể đều là chấn động một loại không hiểu khó có thể nói hình dáng cùng kích động tâm tình tuôn ra trong lòng linh nhi người có thể cứu la quân hân hoan nguyên lai lần này nhiệm vụ là để la quân tiến về cổ thế giới tìm lấy máu và nước mắt chỉ có chiếm được máu và nước mắt linh nhi có thể linh hồn cùng thân thể hợp nhất một lần nữa sống tới nhiệm vụ lần này thời gian rất dài khoảng chừng một năm sau đó la quân tiến về tinh nhất điện nhiệm vụ hạ đạt thời điểm cũng muốn cầu la quân đi hướng tinh nhất điện tinh nhất điện bên trong tinh chủ lần nữa tiếp kiến la quân thuộc hạ bái kiến tinh chủ tinh chủ thì nói ra nhiệm vụ ngươi cũng rõ ràng la quân nói ra đã rõ ràng tinh chủ nói ra ngươi nhất định rất quái lạ vì cái gì nhiệm vụ lần này thời gian là một năm đúng hay không xác thực quái la quân nói ra tinh chủ nói ra nhiệm vụ lần này rất khó thời gian một năm ngươi thực là không đủ bất quá bản tôn cũng tin tưởng ngươi luôn có thể sáng tạo ra dấu vết tới la quân nói ra thuộc hạ ổn thỏa hết sức nỗ lực tinh chủ nói ra tại ngươi đi vãng cổ thế giới trước đó bản tôn muốn nói trước cho ngươi cái gì là cổ thế giới la quân nói ra nguyện nghe tường tinh chủ nói ra ba nghìn thế giới chi liền có bảy đại giới cái này bảy đại giới cũng không phải là chúng nói chúng nó là ba nghìn thế giới lớn nhất. Mà chính là cái này bảy đại giới đều cùng thế giới bao la có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Bọn họ đại biểu thế giới bao la quá khứ, hiện tại, tương lai, cùng trục tâm. Là cái này còn lại sáu đại giới tại chế thành, làm nổi lấy thế giới bao la, để thế giới bao la trở thành chân thật nhất, trọng yếu chúa tể. Cho nên, ngược lại, hắn thế giới bên trong tiên pháp hưng thịnh. Mà thế giới bao la bên trong, lại là lớn nhất bình tĩnh thế giới bao la là lớn nhất 3.000 thế giới tổng cương, cho nên, hắn thế giới có thể băng diệt, những thế giới kia băng diệt về sau, sẽ không ảnh hưởng thế giới bao la. Nhưng thế giới bao la một khi hủy diệt, tất cả thế giới đều sẽ cùng theo.